Siêu cấp bảo an tại đô thị, La Quân. Tập 111. La Quân nói ra, hy vọng như thế, hắn đón đến, nói, đúng, hai người các ngươi là tình huống như thế nào? Lâm Phong cười một tiếng, nói ra, ta không giỏi ngôn từ, vẫn là nhị đệ tới nói đi. Tần Lâm cũng cười một tiếng, nói ra, sự tình là như vậy. Hắn liền đem mộ đến thời gian lão nhân sự tình nói, về sau ta đi ra ngoài một chuyến, xác định tam đệ ngươi đã không có việc gì. Ta liền trở về tìm đại ca, việc này không có nói rõ ràng với các ngươi, để tam đệ ngươi lo lắng. Là quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta mới lừa nhác lo lắng các ngươi đâu, các ngươi cũng không phải mỹ nữ. Chuyến đi này hai năm, các ngươi cũng không sợ đại tàu nhị tàu suốt ruột. Ai, cũng là thân bất do so kỷ, tần lâm nói ra, các ngươi qua hai năm, chúng ta qua tiếp cận hai mươi năm còn tốt người tu đạo, có thể thủ trụ bản tâm. Không phải vậy lời nói, tâm tính đều đi theo thương hải tan biển. La quân vừa nhìn về phía đại ca Lâm Phong, nói ra, đại ca, trong thân thể ngươi thật có mẫu trùng Hoàng A. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra, là tại trong não vực đây. La quân nói ra, cái này còn chơi thật vui, đáng tiếc nhanh nhạy bế quan. Không phải vậy để hắn đi ra cùng cái này mẫu trùng gặp mặt một lần. Thế thì cũng rất thú vị. Lâm Phong nói ra, bọn họ chưa từng thấy. La Quân nói ra, năm đó nhanh nhạy cũng là quá mức xuất sắc, sau cùng mới đưa đến vẫn lạc. Cái này mẫu trùng hoàng ngược lại là biết làm người. Lâm Phong cười một tiếng, hắn theo rồi nói ra, ta chỗ này còn có nàng dạy ta ba nghìn đại đạo, hết thảy ba mươi loại. Nhị đệ người này bại hoại, chỉ học mấy loại, tam đệ, ta đến đem cái này ba mươi loại giao cho ngươi. La Quân khoát khoát tay, nói ra, ngươi tha ta đi, đại ca ta trên người bây giờ cái này mấy loại đều tiêu hóa không. chuyện cũ kể tốt, nghệ nhiều không nuôi gia đình, ta vẫn là đem trên thân mấy dạng này luyện tinh liền tốt. lâm phong nói ra, mỗi một môn ba nghìn đại đạo đều là khó gặp thần thông, các ngươi ngược lại tốt, lão tử cùng các ngươi làm rau cải trắng đưa tặng, các ngươi trả không muốn. la quân cùng tần lâm cười lên ha hả. cũng đúng lúc này, cái kia mẫu trùng hoàng la khuyên tâm tại lâm phong trong đầu nói chuyện. Ngươi tam đệ trên thân được bao nhiêu không ít ba nghìn đại đạo, hắn không muốn ngươi. Ngươi để hắn đem còn lại ba nghìn đại đạo cho ngươi. Bọn họ là người ngu xuẩn, không hiểu làm ba nghìn đại đạo hội tụ nhiều về sau diệu dụng, nhưng ngươi không thể không hiểu. Ngươi muốn chết, lâm phòng ánh mắt phát lạnh, hắn đối la khuyên tâm nghiêm nghị nói, nhị đệ, tam đệ, chính là ta huynh đệ. Ngươi còn dám nói bọn họ ngu xuẩn, châm ngòi chúng ta quan hệ, ngươi đừng trách ta đối ngươi không khách khí. La Khuynh Tâm hơi hơi ngẩn ngơ, nàng sau đó thở dài, nói ra, tính toán, rất nhiều chuyện ngươi đều vẫn không rõ. Cái gì huynh đệ, vậy cũng là không thành thục thuyết pháp. Về sau ngươi ăn thiệt thòi, liền biết ta hôm nay hòa ý tứ. Trong lòng ngươi không có cảm tình, đương nhiên đối cảm tình chẳng thèm ngó tới. Lâm Phong không thèm để ý La Khuynh Tâm, hắn đổ là đột nhiên quyết tâm, đối La Quân cùng Tần Lâm nói ra, 30 loại 3.000 đại đạo, các ngươi cho ta toàn bộ học a à, la quân cùng tần lâm cũng không nghe thấy lâm phong cùng la khuynh tâm trò chuyện hai người bỗng cảm giác kinh ngạc lâm phong nói ra vừa mới cái kia mẫu trùng hoàng nói với ta ba nghìn đại đạo hội tụ càng nhiều đến lúc đó sẽ có không tưởng được diệu dụng các ngươi não vực đều khoáng đạt đến nước này thì đặt ở trong não vực làm đồ chơi chơi đi la quân cùng tần lâm không khỏi cười khổ la quân nói ra ba nghìn đại đạo còn thật không đáng tiền a à. nhưng mặc kệ như thế nào tại Lâm Phong yêu cầu dưới, La Quân cùng Tần Lâm vẫn là đều học Lâm Phong cái kia 30 loại 3.000 đại đạo. La Quân cũng không tàng tư, đem chính hắn tất cả 3.000 đại đạo đều giao ra. Bọn họ đều là thiên mệnh giả, đều tại ngày này trong số mệnh, cho nên không có gì tốt cố kỵ. Ba người ấn chứng với nhau về sau, La Quân cũng nói đơn giản phía dưới việc của mình. Sau cùng, hắn nói ra, hiện tại ta trên tay còn có tiếp cận 6500 triệu thuần dương đan thuốc. Địa tàng vương Bồ Tát tương lai nếu là xuất hiện về sau, ta cũng nên có chỗ biếu tặng, còn có Lam Tử Y cô nương, nàng vì ta, bây giờ còn đang ngủ say bên trong. Cho nên, ta cũng theo không cho rằng, cái này bảo tàng chính là ta bảo tàng. Hiện tại ta cho đại ca, nhị ca các ngươi một người một tỷ thuần dương đan thuốc, tăng thêm một kiện trung phẩm đạo khí. Các ngươi cắt chớ từ chối. Điều này có thể, Lâm Phong cùng Tần Lâm giật nảy cả mình. Là quân cười một tiếng, nói ra, nếu là huynh đệ, không muốn lại nói nhiều. Lâm Phong cùng Tần Lâm lập tức liền im miệng, bọn họ cũng giải La Quân, La Quân cũng không phải loại kia giả mù sa mưa người. Đã như vậy, vậy chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Phong nói ra. Tần Lâm không khỏi cười khổ, nói ra, nói đến, thật sự là hổ thẹn. Vẫn luôn là ta tại dẫn các ngươi chỗ tốt. Lâm Phong vung tay lên, nói ra, người một nhà, không nói hai nhà lời nói. Tần Lâm liền cũng sẽ không nói. La Quân cười cười, nói ra, ta Thủy chung nhớ đến, năm đó ta đối mặt nhạc đại bằng lúc, các người nói, chúng ta là anh em ép đến ta tại núi lửa dưới đáy, cử tử nhất sinh thời điểm, hai vị ca ca biết rõ hẳn phải chết, lại trực tiếp xuống. Chúng ta tuy nhiên không phải thân sinh huynh đệ, nhưng lại hơn hẳn thân sinh huynh đệ. Hắn đón đến, nói, ngày khác, mặc kệ phát sinh cái gì, cho dù là hai vị ca ca muốn tính mạng của ta, cái kia cũng không sao. Ở trước mặt nói, ta ngay mặt cho chính là, trừ lão bà, hài tử, hắn, không có cái gì là không thể cho. Lâm Phong cười ha ha một tiếng, nói ra, đúng là như thế, tam đệ lời nói, cũng là ta lời nói. Tần Lâm nói ra, ta cũng giống vậy. Là quần đem đan dược phân, đạo khí đưa. Về sau, Lâm Phong nói ra, hiện tại tinh chủ cũng không có thúc giục ta cùng nhị đệ trở về, Vừa vặn có đoạn thời gian thanh nhàn, ta nghĩ đến xử lý một kiện đại sự. Là Quân cùng Tần Lâm nhìn nhau cười một tiếng, lại là đều biết đại ca nói đại sự là cái gì. Cái kia chính là Lâm Phong muốn cùng Diệp Tử Thanh kết hôn. Đã nhiều năm như vậy, Diệp Tử Thanh theo lúc trước tiểu cô nương cho tới bây giờ, cũng là 26 tuổi. Là cái tiêu chuẩn vừa độ tuổi nữ thanh niên, nàng một mực chờ đợi đợi Lâm Phong, sơ tâm chưa bao giờ thay đổi qua lâm phong cũng quyết định muốn cho diệp tử thanh một ngôi nhà con đường này không dễ đi lâm phong trầm giọng nói ra ta tuy nhiên có một thân bản sự nhưng ta biết ta có thể cho nàng hạnh phúc còn không bằng một cái bình thường nam nhân nhưng đã nàng lựa chọn ta ta liền không thể để cho nàng thất vọng nàng đời này hạnh phúc ta là làm sao đều muốn cho la quân cười một tiếng nói ra hôn lễ dự định ở nơi đó xử lý đại ca ta tới giúp ngươi lo liệu a à? lâm phong nói ra cũng tốt ta lâm phong không cha không mẹ nhưng không có nghĩa là trong nhà không người lần này các ngươi chính là ta thân hữu đoàn la quân cùng tần lâm nhìn nhau cười to la quân còn nói thêm đầu tiên người đến nói cho ta biết đại ca ngươi muốn xử lý cái dạng gì hôn lễ là tiên ra trấn nhiếp hình để đám kia phàm phu tục tử trong mắt đều rơi ra tới còn là phàm nhân hào hoa xa xỉ hình vẫn là phạm vi nhỏ lâm phong nói ra Ách, cái này ta còn muốn thương lượng với tử thanh một chút. Mà lại, ta còn không có cầu hôn đây. Tam đệ người nhất biết tán gái, làm sao tới chàng lãng mạn cầu hôn, người trước tiên cần phải cho ta ra cái chủ ý này. Móa, cái gì gọi là ta nhất biết tán gái? Ta không tán gái thật nhiều năm, là quân sau đó lại bổ sung nói ra, hiện tại cũng là gái để cua ta đây. Cốt, tần lâm cùng lâm phong trăm miệng một lời nói ra. Đáng giá nói chuyện là, Hiên viên Nhã Đan cũng cho Tần Lâm sinh cái nữ nhi, hiện tại cũng hơn 2 tuổi. Cùng tiểu niệm từ là không sai biệt lắm tuổi tác, lần này, hiên viên Nhã Đan cũng không có đem nữ nhi mang đến. Bất quá về sau, hiên viên Nhã Đan cũng sẽ mang nữ nhi tới. Tam huynh đệ trò chuyện không sai biệt lắm, về sau Lâm Phong liền định đêm nay cầu hôn. La Quân thì bắt đầu đi chủ tính Lâm Phong cầu hôn sự tình. Sau đó, ba người đảo quanh, trở về yến kinh thành. La quân trở lại hoa viên biệt thự về sau cùng đại tẩu nhị tẩu bắt chuyện qua diệp tử thanh còn có hiên viên nhã đàn đều đang trêu chọc tiểu niệm từ chơi tiểu niệm từ cũng là chơi quên cả trời đất hiên viên nhã đàn mỹ lệ mà nhã nhận không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả nàng nhìn thấy la quân về sau mỉm cười nói ra tam đệ người nói người nhi tử muốn hay không cùng nữ nhi của ta kết cái thông ra từ bé a tiểu tử này quá đáng yêu la quân cười ha ha một tiếng nói ra, ta thấy được. Trầm mặc nùng ở một bên cũng là tốt cười, nàng nói ra, ta xem qua nhị ca nhị tẩu nữ nhi, trời sinh mỹ nhân bại hoại A. À. Cũng không biết sau khi lớn lên, còn có nhìn hay không được niệm từ. Mọi người nghe vậy, liền đều là cảm thấy buồn cười. Đây mới thực là hòa thuận vui vẻ, tuy nhiên là quân nhớ tới Linh Nhi, vẫn là hội phiền muộn. Nhưng hắn cũng không nguyện ý đem không thoải mái tâm tình mang cho mọi người. Tần Lâm nói ra, hiện tại thời đại cũng khác nhau, chúng ta cũng chỉ có thể ngoài miệng nói một chút. Tương lai bọn họ muốn thì nguyện ý, chúng ta cũng kéo không ra. Nếu là không nguyện ý, vậy cũng tiếp cận không thỏa thuận. Hắn đón đến, hỏi tiểu niệm từ, nói ra, nhị thuốc nói có đạo lý hay không. Tiểu niệm từ lắc đầu, sau đó nãi thanh nãi khí nói ra, ta là gióc. Là quân nhất thời cảm thấy rất là kỳ lạ, nói ra, cái gì gióc. Mặc nùng ngươi cho hắn lên tên tiếng Anh. Tần Lâm cùng Lâm Phong cũng là không làm rõ ràng được. Diệp Tử Thanh cùng Hiên Viên Nhã Đan còn có trầm mặc nùng vốn đang không có cảm thấy cái gì, lúc này nhìn cái này ba cái đại nam nhân, một bộ không làm rõ ràng được tình huống, nhất thời đều cảm thấy buồn cười. Trầm mặc nùng vừa cười vừa nói, dốc là hiện tại nóng nhất phim hoạt hình bên trong, tiểu chưa biết bên trong nhân vật, là biết đệ đệ. Người nhi tử là phim hoạt hình nhìn nhiều, biết không? Hiên Viên Nhã Đan nói ra, đúng vậy a, à các người cái này hiện tại cùng chúng ta thế giới bao la, nghiêm trọng tách rời a à. Lâm Phong thì hỏi Diệp Tử Thanh, nói ra, là thế này phải không? Đương nhiên, Diệp Tử Thanh nói ra. Lâm Phong nói ra, nhã đàn cùng mặc nùng là có hài tử biết cái này phim hoạt hình, làm sao ngươi cũng nhìn phim hoạt hình. Diệp Tử Thanh nhất thời náo cái đỏ thẫm mặt, nói ra, chúng ta đều đến bao lâu, cũng chính là người đại thô cạch không có chú ý. Nhiệm từ mỗi ngày đều muốn nhìn tiểu chưa pết. Lâm Phong nghe vậy sướng sờ, sau đó cười ha ha. Cảnh ban đêm dần dần buông xuống, là quân lôi kéo trầm mặc nùng ra hoa viên biệt thự. Tiểu niệm từ trong nhà cùng mọi người cùng nhau chơi. Trầm mặc nùng cũng vui vẻ phải cùng la quân một chỗ. Lái xe đi, có chuyện gì muốn làm? La quân nói với trầm mặc nùng. Trầm mặc nùng gật đầu, nàng mang theo la quân đi vào trong gara. Nàng ở chỗ này có một cỗ Land Rover, không có khác, Land Rover không gian lớn hơn một chút, hai tử ngồi ở bên trong hội dễ chịu rất nhiều. Hiện tại Trầm Mặc Nùng cân nhắc rất nhiều chuyện, đều là vì hài tử. Tại trước xe, Trầm Mặc Nùng nói ra, người mở vẫn là ta mở. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, muốn là ta mở, ta hoài nghi ta hiện tại thực sẽ chạy đến bầu trời. Trầm Mặc Nùng cũng nhịn không được cười lên một tiếng. Sau khi lên xe, Trầm Mặc Nùng không có lập tức nổ máy xe nàng nắm chặt La Quân tay nhẹ nói nói La Quân người còn tốt đó chứ La Quân nao nao sau đó cười khổ một tiếng nói ra nói trong lòng ta không có việc gì cái kia là không thể nào cũng may Linh Nhi cũng không tính không hiểu qua một thời gian ngắn liền tốt ta đáp ứng hắn tương lai nàng nếu muốn thanh tẩy Trần Diệt Hàn ta tuyệt không nhúng tay vào ngươi bây giờ thật biến rất nhiều Trầm Mặc Nùng nói ra La Quân nói ra thật sao trầm mặc nùng nói ra, trước kia, người đối Trần Thiên Nhai cùng Trần Diệt Hàn đều là hận thấu xương. Hiện tại một dạng hận, La Quân lập tức nói. Trầm mặc nùng nói ra, không, ngươi lừa người khác, cũng lừa gạt không chính ngươi. Máu ngủ tình thâm thân tình, ai cũng thay thế không. La Quân trầm mặc đi xuống. Trầm mặc nùng nói ra, thực dạng này cũng tốt, người bây giờ trạng thái so trước kia tốt. Trước kia ngươi có chút để tâm vào chuyện vụn vặt, ngươi hận bọn hắn, lại làm sao không có hận bọn hắn một điểm thân tình đều không để ý đọc đâu ngươi là khát vọng thân tình la quân nói ra tính toán không nói bọn họ không nhiều lắm ý tứ trầm mặc nùng nói ra tốt ngươi không muốn nghe vậy ta không nói sau đó trầm mặc nùng cúi người hôn lên la quân môi la quân lập tức trả lời hai người hôn xong về sau trầm mặc nùng nhẹ nói nói vui vẻ một điểm có được hay không nếu như ngươi không vui ta cũng sẽ không vui vẻ. La Quân gật đầu, nói ra, ừm. Trầm mặc nùng hơi hơi yên lòng, nàng thực là rất lo lắng La Quân. Đón lấy, nàng nổ máy xe. Xe rất nhanh liền mở ra tiểu khu. Trầm mặc nùng lúc này mới hỏi La Quân, nói ra, đem tất cả đều bỏ ở nhà, chúng ta cứ như vậy đi ra, không tốt lắm đâu. Có chuyện gì muốn làm? La Quân cười một tiếng, nói ra, đại ca muốn cầu hôn, hy vọng ta giúp hắn sách lược một chút. Trầm Mặc Nùng bừng tỉnh đại ngộ, nàng cũng cao hứng nói ra, đây là chuyện thật tốt. Là Quân nói ra, ta muốn a à, có nhiều thứ tuy nhiên phong cách tầm thường nhưng nữ hài tử thủy chung đều là ưa thích. Trầm Mặc Nùng nói ra, thôi đi, ngươi cho rằng ngươi rất giải nữ sinh sao? Vậy ngươi nói cho ta biết, nữ hài tử thích gì? Là Quân nói ra, nữ hài tử không đều ưa thích động vật sao? Tỷ như Thiên Miêu à, a, Jaguar a, à, Hammer a, à. lăn ngươi trầm mặc nùng mắng nàng thật tâm bên trong vui vẻ bởi vì la quân đều mở lên trò đùa đến đây cũng là nói rõ hắn hiện tại trạng thái tốt nhiều giảng nghiêm túc người chuẩn bị làm thế nào đều nhanh trời tối thời gian cũng không nhiều trầm mặc nùng nói ra bao cái nhà hàng tây đi mặt đất bày đầy hình trái tim ngọn nến còn có hoa hồng toàn bộ phòng đều làm thành loại này bộ dáng la quân nói ra quả thực là tục không chịu được a à. trầm mặc nùng nói ra La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, tuy nhiên tục, có thể nữ nhân thì ưa thích loại vật này. Chẳng lẽ ngươi không thích? Vậy ngươi cũng không có từng làm như thế a, à, ngươi đều không có cầu hôn với ta đây. Trầm mặc nùng nói đến đây, nhịn không được có chút oán niệm. La Quân bỗng cảm giác áy náy, nói ra, muốn không đêm nay ta cũng hướng ngươi cầu một lần cưới. Không dùng á, Trầm mặc nùng mỉm cười, nàng nói ra, ta đùa giỡn với ngươi sau khi màn đêm buông xuống, một nhà gọi là hoa hồng nhà hàng tây địa phương bị dọn bãi tử. lần này La Quân cùng Trầm Mặc Nùng vẫn chưa vận dụng đặc quyền, cũng là dùng ít tiền mà thôi. cho bên trong khách hàng một người phát một nghìn khối, mọi người vui vẻ đi. sau đó nhận thầu nhà hàng cả đêm đại khái buôn bán ngạch, cho gấp hai tiền. sau đó nhà hàng cũng vui vẻ. các phục vụ viên, quản lý nhóm đều giúp đỡ bố trí. về sau Trầm Mặc Nùng còn hỏi La Quân muốn hay không giúp đại ca chuẩn bị giới chỉ la quân cười cười nói ra cái này ngươi yên tâm đi đại ca sớm chuẩn bị tốt đúng quan trọng nhiếp ảnh ra tới sao la quân lại hỏi trầm mặc nùng trầm mặc nùng nói ra lập tức tới ngay đây la quân nói ra vậy là tốt rồi ta đến thông báo đại ca sau đó hắn liền thông qua tinh thần truyền lại cùng đại ca lâm phong trò chuyện lâm phong sau khi biết liền mang theo diệp tử thanh còn có hiên viên nhã đan, tần lâm, tiểu niệm từ đi ra ngoài. Lưu mụ cùng triệu mẹ tự nhiên cũng là theo chân. Tại trong gara, còn có một cỗ xe thương vụ, mọi người phía trên xe thương vụ, từ hiên viên nhã đan lái xe. Lâm Phong cùng tần lâm, lâu không lái xe, đều cùng la quân một dạng, lo lắng cho mình sẽ đem xe chạy đến bầu trời. Vạn vừa gặp phải điểm tình huống khẩn cấp, vừa sốt ruột một bàn tay hô đi qua, vậy liền không dễ chơi đến hoa hồng nhà hàng về sau, là khoảng 8 giờ đêm. Chỉ có Diệp Tử Thanh không biết Lâm Phong muốn cầu hôn. Nhiều ngày như vậy, Lâm Phong bọn họ một mực chờ đợi La Quân trở về. La Quân không có trở về, Lâm Phong cũng không tâm tình cầu hôn cùng kết hôn. Hiện tại La Quân trở về, Lâm Phong thì không kịp chờ đợi. Hắn có rất ít như thế không ổn trọng thời điểm. Hoa hồng nhà hàng vị trí cũng rất thanh tịnh, Lâm Phong lôi kéo Diệp Tử Thanh đi vào thời điểm, hắn có chút khẩn trương hắn trước hết để cho Diệp Tử Thanh nhắm mắt lại. Sau đó, hắn nắm Diệp Tử Thanh đi vào trong nhà ăn. Trong nhà ăn, vốn là một vùng tăm tối. Là quân mấy người cũng cùng theo vào, Lâm Phong nhanh chóng thay đổi tây phục, đánh lên cà vạt. Hắn lần đầu tiên mặc tây phục, đeo cà nhưng hắn xuyên trang phục chính thức lúc là lộ ra đến vô cùng ổn trọng, đẹp trai, xem xét cũng là thành công nhân sĩ loại kia. Các phục vụ viên lập tức luống cuống tay chân châm nến. Muốn chút đủ hơn 900 cây màu đỏ ngọn nến, hơn nữa là vây quanh Lâm Phong cùng Diệp Tử Thanh. Làm cái gì vậy nha? Diệp Tử Thanh không hiểu, nàng từ từ nhắm hai mắt, nói ra, hôm nay không phải sinh nhật của ta nha. Lâm Phong có chút khẩn trương, hắn không biết nên nói cái gì. Ách, Tử Thanh, còn một lát nữa liền có thể mở mắt ra. Lâm Phong dùng thủ thế thúc mọi người động tác nhanh điểm. Hết lần này tới lần khác lúc này còn có cái lỗ mãng phục vụ viên đem mười mấy cây ngọn nến đụng ngã. Ngày A, La Quân thấy thế, lập tức xuất thủ, hắn trực tiếp vung tay lên, đem các phục vụ viên tiếng kinh hô trực tiếp phong ấn chặt. Sau đó, hắn pháp lực một chảo, đem những cái kia ngọn nến toàn bộ bắt lại, đồng thời cất kỹ. Đón lấy, La Quân búng một ngón tay hỏa diễm, tia chớp ở giữa đem tất cả ngọn nến đều thắp sáng. Những phục vụ viên kia nhóm bao quát cửa hàng quản lý là nhìn trợn mắt hốc mồm A. Nếu không phải là quân phong ấn mọi người thanh âm, cái này kịch đều muốn làm lộ. Đều là một chút ma thuật, mọi người không muốn ngạc nhiên, an tĩnh. Là quân nhắc nhở mọi người, thanh âm hắn cũng bị phong bế, cũng chỉ có diệp tử thanh nghe không được. Bây giờ hắn tu vi xuất thần nhập hóa, điểm ấy tiểu bản sự vẫn là có. Như thế về sau, hết thầy chuẩn bị tốt. Lâm Phong mới đối diệp tử thanh nói ra, người mở mắt ra đi. Thanh âm hắn, run nhẹ nhẹ. Diệp tử thanh mở mắt ra lúc, mọi người nín hơi. Trong nháy mắt đó, những thứ này tầm thường chuẩn bị vẫn có chút rung động. Cả phòng hoa hồng, cả phòng hình trái tim ngọn nến. Chuẩn bị tốt bánh kem, sâm panh chờ một chút. Những vật này, xác thực tục. Nhưng, ai không phải tục nhân đâu. Cô bé kia, chưa từng tưởng tượng qua kết hôn, cầu hôn lúc bộ dáng từ đâu. Cô bé kia, không muốn sống thành công chúa đâu. Cái kia một cái chớp mắt, Diệp Tử Thanh bị cái này bất chợt tới kinh hỉ cho trùng kích đến có chút mộc, sau đó chính là lệ nóng doanh tròng. Mà Lâm Phong, hắn thậm chí có chút nói năng lộn xộn. Trong tay hắn nâng giới chỉ, hít thở sâu một hơi, nói ra, Tử Thanh, ta là cái không lãng mạn người, mấy năm này bên trong, nhiều khi ta đều cho rằng ta là tại chậm trễ ngươi. Nhiều khi, hắn chậm rãi làm rõ suy nghĩ, Nói chuyện cũng ổn định lên, dần dần khôi phục trước kia phong độ đại tướng. Nhiều khi, ta cho rằng nếu như ngươi không có gặp phải ta, ngươi nhân sinh hội càng thêm hạnh phúc, khoái lạc. Thế nhưng là, gặp phải cũng là gặp phải, nhân sinh cũng không có nếu như có thể nói, như vậy, ta sẽ dốc hết toàn lực đến yêu ngươi, cho ngươi ta có thể cho. Ta sẽ vì ngươi cùng chúng ta tương lai hài tử, chống lên một mảnh bầu trời. Gả cho ta đi, Lâm Phong sau khi nói xong, thì một chân quỳ xuống đi. Diệp Tử Thanh nước mắt rơi như mưa, sau đó gật đầu. Nàng liền liền nói, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Lúc này, có thật nhiều nữ phục vụ viên đều nhìn đến ánh mắt mạo tinh tinh, các nàng không thể nghi ngờ là hâm mộ Diệp Tử Thanh. Thì liền hiên viên nhã đan đều có chút tiểu oán trách Tần Lâm, nói ra, Ngươi liền không có như thế lãng mạn qua. Tần Lâm ôm hiên viên nhã đan, nhẹ nói nói, tốt tốt tốt, ta cho ngươi bổ. Bổ cái giam A. Hiên viên nhã đan nhẹ giọng mắng, cái kia có thể giống nhau sao? Trầm mặc nùng cũng nhìn ngẩn người. Tiểu niệm từ vẫn chưa tiến đến, cũng là sợ hắn quấy rối, liền để triệu mẹ cùng lưu mụ mang theo ở bên ngoài chơi. La quân nắm chặt trầm mặc nùng tay. Cái này cầu hôn, có lẽ đại biểu không cái gì. Đồng thời, cũng tràn ngập tầm thường, nhưng lúc này, chỉ cần là nữ nhân, đều sẽ có chút cảm động lây. Mà giả dụ, nàng không có trải qua, cũng sẽ khó tránh khỏi oán trách. Lâm Phong đưa cho Diệp Tử Thanh một cái giá trị 600.000 nhẫn kim cương. Loại này nhẫn kim cương, bất quá là cho người thế tục nhìn, Diệp Tử Thanh đã ở trong thế tục. Lâm Phong liền muốn chiếu cố Diệp Tử Thanh ở thế tục địa vị. Hắn cho Diệp Tử Thanh tránh thức chân quý là một cái ngọc bội. Trong ngọc bội nắm giữ hắn pháp lực tinh nguyên, tại Diệp Tử Thanh bị nguy hiểm thời điểm, cái này mai ngọc bội có thể bảo hộ Diệp Tử Thanh đây mới là lâm phong đối diệp tử thanh lớn nhất bảo vệ về sau chính là ăn cơm ngay tại nhà hàng tây bên trong mọi người nâng chén nâng ly lâm phong để các phục vụ viên cũng cùng theo một lúc ăn đây là tốt nhất chúc mừng đón lấy lâm phong còn muốn cùng diệp tử thanh đệ nhị đảng đại sự chính là muốn đi trước gặp mặt diệp tử thanh phụ mẫu chuyện này tự nhiên vẫn là muốn đạt được phụ mẫu chúc phúc mới là tốt nhất lâm phong bên này tiền không nhiều La Quân trực tiếp chuyển khoản 1 tỷ NDT để đại ca dùng. La Quân ngược lại không kém tiền. Sau đó, Lâm Phong trước hết lấy Diệp Tử Thanh danh nghĩa tại Yến Kinh mua hai ngôi biệt thự. Một tòa là cho Diệp Tử Thanh phụ mẫu, một tòa là cho Diệp Tử Thanh. Bất động sản chứng toàn bộ viết là Diệp Tử Thanh tên. Đây là Lâm Phong cho Diệp phụ Diệp mẫu nhìn, cũng là để Diệp Tử Thanh càng thêm an tâm. Hắn vốn là đã cho Diệp Tử Thanh rất nhiều, Lâm Phong cũng biết, hắn là tại đao kiếm đổ máu, hắn hy vọng, tức thời có một ngày chính mình chết, mà Diệp Tử Thanh y nguyên có thể hạnh phúc còn sống. Ngày thứ hai, Lâm Phong cùng Diệp Tử Thanh thì hồi Diệp Tử Thanh nhà đi. Còn đến tiếp sau hôn lễ, thì là mọi người tùy thời liên hệ. Hết thảy sự vụ, là quân cùng trầm mặc nùng tới làm cái này tổng quản. Hiên viên nhã đan cùng tần lâm nữ nhi gọi là tần bảo. Nàng cũng là tần lâm cùng hiên viên nhã đan bảo bối. Tần bảo nhi lớn lên nhìn rất đẹp, cũng rất hiểu lễ phép. Đi vào Yến Kinh về sau, là quân đối Bảo Nhi cũng là hoan hỷ không được. Bảo Nhi cùng với Niệm Từ cũng chơi rất hòa hợp, đương nhiên, Bảo Nhi cùng với Niệm Từ lúc thì hơi có vẻ bá đạo. Nhưng Niệm Từ rất là khiêm nhượng, Bảo Nhi tỉ tỉ muốn cái gì, hắn thì cho cái gì. Tần Lâm biểu thị, hắn cũng dự định để hiên viên nhã đan đến Yến Kinh sinh hoạt. Đến lúc đó, Bảo Nhi tại Yến Kinh tiếp nhận giáo dục cũng sẽ tốt hơn nhiều bọn họ đời này người, đều không muốn để cho chính mình hài tử đến đi bọn họ đường xưa. Trên con đường này, tuy nhiên có vô hạn thần thông, nhưng cũng có vô hạn giết người nhân quả, liền để bọn nhỏ trước vui sướng sinh trường. Đến lúc đó, đường để chính bọn hắn tuyển đi. Lâm Phong cùng Tần Lâm đều là muốn để thân nhân tại Yến Kinh đợi. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Yến Kinh mới là an toàn nhất địa phương. Tổ Long chi khí có thể làm cho Yến Kinh trở thành sau cùng tiêu giao chi địa huống chi yến kinh còn có trầm mặc nùng tại bọn họ đây thì càng yên tâm hơn tại lâm phong cùng diệp tử thanh về nhà đứng không la quân đi xem một chuyến lạc tuyết lạc tuyết ở chỗ này qua rất tốt trầm mặc nùng cho lạc tuyết mua một ngôi nhà đồng thời an bài người hầu chiếu cố nàng sinh hoạt thường ngày sinh hoạt đồng thời trầm mặc nùng mỗi tháng đều sẽ cho lạc tuyết đánh một khoản đầy đủ sinh hoạt phí đi qua trầm mặc nùng cảm thấy nàng và la quân nuôi lạc tuyết cái này cũng là phải huống hồ tiền tại bọn họ nơi này vốn là cũng chính là con số la quân nhìn thấy lạc tuyết lúc còn ngoài ý muốn nhìn đến một đầu tiểu long cái kia tiểu long là một đầu cửu viêm thần long lạc tuyết nói cho la quân cái viên kia băng phách tinh thạch sau cùng vỡ ra bên trong thì xuất hiện như vậy một đầu tiểu long cái này tiểu long xem ra cùng tiểu sữa chó một kích cỡ tương đương quanh thân đều là màu nâu lân phiến tiểu long còn có cánh nó hai cái móng vuốt đều là ngũ chảo, có thể tại trên mặt đất đi tới đi lui, còn có thể bay đến trên bàn. La Quân hỏi Lạc Tuyết, cái này là lúc nào sự tình? Cũng là tối hôm qua. Lạc Tuyết trả lời, nàng rất vui vẻ, cái này Tiểu Long tựa như là con nàng một dạng. La Quân nói với Lạc Tuyết, cái này Tiểu Long lại là Lan Đình Ngọc sao? Lạc Tuyết nói ra, ta cũng không biết. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, mặc kệ như thế nào lan đình ngọc tất cả tội nghiệt đều đã tiêu trừ hắn như có thể thu được tân sinh ngược lại là tốt nhất chỉ là cái này long ngươi không thể để cho người khác nhìn đến hội dẫn đến không ít phiền phức lạc tuyết nói ra ta biết la quân nói ra mà lại ngươi biết cho nó ăn cái gì làm sao dưỡng nó sao ta không có dưỡng qua long lạc tuyết có chút mê mang la quân nói ra còn có một vấn đề a à, cái này long tướng đến sẽ lớn lên vạn nhất đại tới trình độ nhất định người cái nhà này cũng là không được lạc tuyết nhất thời ngây người nàng xin giúp đỡ nhìn về phía la quân nói ra vậy làm sao bây giờ nàng là hoàn toàn không có nghĩ nhiều như vậy chỉ lo cao hứng la quân nói ra phương pháp tốt nhất là ta dẫn người đi thiên châu bên kia đối long loại sinh vật này dễ dàng tiếp nhận một số lạc tuyết nói ra thế nhưng là ta lo lắng người lo lắng lan thiên cơ con trai trưởng la quân nói ra lạc tuyết nói ra bọn họ như biết cái này tiểu long cùng hắn có quan hệ ta sợ bọn họ tại hoàng thành bọn họ không dám làm ẩu la là quân đón đến nói ra ta dựa vào ta kém chút quên kiều ngưng đoán chừng cũng không tại thiếu uy phủ tính toán ngươi muốn không phải là dọn đi cùng mặc nùng cùng một chỗ đi mặc nùng có thể đến giúp ngươi lạc tuyết có chút do dự nói ra thế nhưng là ta thích một người vậy người hội dưỡng long sao có người khi dễ ngươi muốn cướp đi ngươi long người bảo vệ được sao la quân nói ra ta vậy được rồi lạc tuyết bất đắc dĩ nói ra la quân ngay sau đó liền nói ra cái kia cứ như vậy bình tĩnh người đi với ta hoa viên biệt thự bên kia ở đi nơi này ta sắp xếp người tới thu thập lạc tuyết bị kinh ngạc nói ra nhanh như vậy la quân nói ra ta còn phải cho ngươi nghiên cứu một chút cái này tiểu long đến cùng có thể ăn chút gì? Ngươi cho rằng cho ăn điểm sữa bò liền có thể? Lạc Tuyết nói ra, tốt a. À? Con tiểu long này thành Lạc Tuyết uy. Sau đó, là Quân liền mang theo Lạc Tuyết cùng tiểu gia hỏa này hồi Hoa Viên biệt thự đi. Trầm mặc nùng cho Lạc Tuyết tìm người hầu cũng không biết cái này long sự tình, chỉ là mỗi ngày đến cho Lạc Tuyết làm ăn mà thôi. Trong phòng vệ sinh đều là Lạc Tuyết chính mình thu thập. Trên xe thời điểm Lạc Tuyết nói với La Quân, ta cho nó lấy cái tên. Tên là gì? La Quân hỏi. Lạc Tuyết nói ra, Tiểu Cửu. Tiểu Cửu, bởi vì nó là cửu viêm thần long sao? La Quân nói ra, Lạc Tuyết nói ra, đúng. Ừm, La Quân cũng không có ý kiến gì. Đối với tiểu cửu đầu này ấu long đến, Trầm Mặc Nùng cũng rất hoan nghênh cùng vui vẻ. Tần Lâm cùng Hiên Viên Nhã Đan cũng rất ưa thích, tất cả mọi người đối đầu này ấu long cùng Lạc Tuyết biểu đạt ra vô hạn thiện ý cái này khiến Lạc Tuyết cảm thấy thói quen không ít. Sau đó, La Quân liền bắt đầu nghiên cứu cái này ấu long rốt cuộc muốn ăn cái gì. Hắn đối long giải cũng không nhiều. La Quân bắt ấu long tiến gian phòng bên trong, ấu long lại là không thích La Quân bắt bóp, liều mạng dẫy dụa. La Quân vỗ xuống nó đầu, nói ra, thành thật một chút. Kết quả cái này ấu long còn tức giận, bay thẳng đến La Quân phun ra ra màu đỏ hỏa diễm tới. Hỏa diễm có chút lợi hại, có thể xuyên thủng kim ngọc, bất quá là quân tịnh không để ý, hắn lại vỗ xuống ấu đầu rồng nói ra, còn dám chơi lưu manh có phải không? còn dám không thông qua cho phép thì phun lửa, ta vặn gãy người cổ. ấu long lập tức liền co lại rụt cổ, nó tựa hồ nghe hiểu, hơn nữa còn thật sợ hãi. là quân không khỏi cảm thấy buồn cười, nghĩ thầm may mắn không có bị lạc tuyết nhìn đến. không phải vậy này nương môn như thế sủng cái này ấu long, chính mình là đừng nghĩ giáo dục nó. Tần Lâm vừa tốt cũng theo tới. Hai người thì cùng nhau nghiên cứu. La Quân dùng pháp lực cảm giác ấu long nội bộ cấu tạo, ấu long thật đúng là có máu có thịt, cũng không phải là cái gì pháp lực tạo thành. Bất quá, tại ấu long nội bộ, có một cái so sánh kỳ quái nội đan. Trong lúc này đan một bên là băng xương, một bên là hỏa diễm. Còn có thể phun đá lạnh, La Quân nghi hoặc, ấu long lập tức liền hít một hơi, sau đó phun ra ra một miệng băng tiến tới khẩu này băng tiến vừa ra lập tức liền đem mặt đất phương viên 3 mét toàn bộ đông cứng. La quân cùng Tần Lâm thấy thế đều bị kinh ngạc. Tần Lâm nói ra, wow, nhỏ như vậy cứ như vậy đại uy lực, các loại lớn lên còn phải. La quân nói ra, thật đúng là cái kỳ quái tiểu gia hỏa, người nói nó ăn cái gì? Uy nó rau xanh thử một chút. Tần Lâm nói ra, La quân trợn mắt chừng một cái, nói ra, người cho ăn con thỏ a. À. Tần Lâm cười ha ha một tiếng nói ra, nó cũng so con thỏ lớn không bao nhiêu. La Quân nói ra, nhưng nó có thể tùy tiện giết chết một con cọp. Tần Lâm nao nao, nói ra, vậy cũng đúng, lão hổ mặc dù là bách thú chi vương. Nhưng ở long trước mặt, vậy cũng chẳng đáng là gì. La Quân nói ra, ta lấy điểm thịt bò đồ hộp, nhìn nó có ăn hay không. Hắn nói xong cũng theo phòng bị tu di bên trong tìm thịt bò đồ hộp đi ra. Ấu Long rất vui sướng bắt đầu ăn nó sau khi ăn xong còn tiếp tục muốn ăn la quân không khỏi cảm thấy vui mừng thì hết thảy cho ấu long ba hộp ấu long cái này thân thể nho nhỏ một hơi thì toàn bộ ăn xem ra rất tốt dưỡng a à? tần lâm ở một bên thấy thế nói ra la quân cũng cảm thấy có chút ra ngoài ý định bất quá đúng lúc này ấu long đột nhiên xích đu lắc lên giống như là uống say sau đó ấu long ngã trên mặt đất co quắp ta dựa vào La Quân cùng Tần Lâm nhất thời quá sợ hãi. Ngoá, Lan Đình Ngọc, người không biết cứ như vậy bị lão tử ba nghe thịt bò đồ hộp cho cho ăn chết đi. La Quân nhịn không được đậu đen rau muốn nói ra. Hắn biết, chính mình nếu là thật đem cái này ấu long cạo chết. Cái kia lạc tuyết đoán chừng thì mãi mãi cũng không biết tha thứ hắn. Thậm chí sẽ cho rằng La Quân thì là cố ý. La Quân đang muốn dùng pháp lực đến điều tra, ấu long đột nhiên thì nôn mửa ra ngoài. Hồi thối khó ngửi, chỉ chốc lát liền đem ba hộp đồ hộp toàn bộ phun ra. La quân nhất chỉ bắn ra, nhấn một ngón tay băng lực, cấp tốc đem ấu long nôn đóng băng thành băng khối. Tiếp lấy ôm đồm mở trong hư không không gian chi môn, đem cái này nôn ném ra bên ngoài. La quân chính là động tiên cảnh cao thủ, trưởng khống không gian thần diệu vô biên, cái này đều là trò trẻ con. Tần Lâm cũng không khỏi bội phục La quân cái này đơn giản thủ đoạn, bởi vì hắn còn làm không được a. À ấu long nôn mửa sau đó, tình huống thì tốt hơn nhiều. La quân cùng tần lâm lúc này mới thở phào một hơi. Sau đó, la quân đứng lên. Tần lâm hỏi, ngươi làm vùng đi. La quân nói ra, cái này quá mẹ nó nguy hiểm, ta phải đem lạc tuyết gọi qua cùng một chỗ nhìn lấy. Vạn nhất cho cho ăn chết, nàng cũng sẽ không cảm thấy ta là cố ý. Tần lâm không khỏi buồn cười. La quân vẫn thật là đi tìm đến lạc tuyết, lại tìm đến niệm từ uống sữa bột cho ấu long hướng sữa ấu long ú sữa mẹ về sau không bao lâu cũng liền nôn mửa ra về sau là quân lại thi hắn đồ vật ăn cái gì ói cái đó ấu long tiểu cửu ăn cái gì nôn cái gì cái này có thể sầu chết lạc tuyết lạc tuyết chỉ có thể là hướng la quân cùng tần lâm cầu cứu la quân cũng có chút đau đầu hắn nói với tần lâm nhị ca người nhà ngược lại là suy nghĩ chút biện pháp a à. tần lâm trợn mắt chừng một cái nói ra ta cái kia có biện pháp nào nói thật giống như ta dưỡng qua long giống như là quần im lặng nói ra long thứ này ta xác thực là gặp qua một số cũng từng giết một số nhưng chúng nó là ăn cái gì ta là thật không biết còn ta cái kia nguyên thần tiểu long nó cũng không tính là chân long a à, ta nhớ tới năm đó ta còn dưỡng qua một đầu tiểu long gọi là lam ti nhưng là lam ti rất tốt nuôi nấng cùng gia hỏa này hoàn toàn hoàn toàn khác biệt a à? mà lại bọn họ cũng lớn lên không giống nhau, La Quân lại không khỏi nhớ tới chết đi Tiểu Long, ngay sau đó cũng có chút tinh thần chán nản. Tần Lâm trầm ngâm nửa ngày, sau đó như có điều suy nghĩ nói ra, xem ra Long thứ này, xem ra cùng dưỡng Tiểu Cầu cùng mèo con thật đúng là có chút khác biệt. La Quân cùng Lạc Tuyết không khỏi cùng một chỗ mắt trợn trắng, đây chính là người mẹ nó suy nghĩ hồi lâu đi ra kết luận a, cái này không nói nhảm a, Long cùng Tiểu Miêu Tiểu Cầu có thể giống nhau a. Lúc này, là quần ánh mắt sáng lên, nói ra, ta minh bạch. Người minh bạch cái gì? Lạc tuyết cùng tần lâm lập tức liền hưng phấn nhìn về phía la quân. La quân nói ra, long cùng tiểu miêu tiểu cầu không giống nhau. Lạc tuyết cùng tần lâm nghe vậy kém chút té xỉu. La quân tiếp tục nói, cho nên, ta cho hắn ăn thuần dương đan, các người cảm thấy như thế nào? Lạc tuyết tự nhiên là biết thuần dương đan, nàng lo lắng nói ra, thuần dương đan bình thường trung niên đại hán đều là không chịu nổi, tiểu cửu nhỏ như vậy, nó có thể chịu đựng lấy sao? Tần lâm trầm ngâm nói, tiểu cửu lực lượng nhưng so sánh tầm thường trung niên đại hán lợi hại nhiều, chúng ta không thể làm nó là thằng nhóc con đến đối đãi Ta cảm thấy là có thể thử một lần. Lạc tuyết vừa nhìn về phía La Quân. La Quân lập tức nói, mặc dù là ta đề nghị, nhưng quyền quyết định tại Lạc tuyết ngươi a Vạn nhất thật đem tiểu cửu cho cho ăn xảy ra chuyện gì đến, không cho ngươi lại chúng ta. Lạc Tuyết do dự, tiểu cửu thì bắt đầu dùng đầu cọ Lạc Tuyết chân, nó tội nghiệp, cũng là thật đói. Theo thai ngén sau khi đi ra, vẫn không có ăn uống gì. Lạc Tuyết hướng La Quân xin giúp đỡ, nói ra, "Vậy ngươi có thể hay không đem thuần dương đơn phân lượng làm ít một chút, trước hết để cho nó nếm thử?" La Quân nói ra, "Có thể." Lạc Tuyết nói ra, "Vậy thì tốt, thì cho ăn thuần dương đan đi." La Quân nói ra, đây chính là ngươi nhận lời." Lạc Tuyết gật đầu, La Quân ngay sau đó liền lấy ra thuần dương đan tới. Hắn chỗ lấy muốn nhiều lần để Lạc Tuyết xác định, là bởi vì hắn biết nữ nhân là không có nhiều giảng đạo lý. Tăng thêm hắn cùng Lan Đình Ngọc ở giữa sự tình là không nói rõ được cũng không tả rõ được. Cái này còn thật không phải La Quân suy nghĩ nhiều. Dù sao việc này, làm tốt liền tốt, không có làm tốt liền biết rất mẫn cảm. Lạc Ninh cùng Tần Lâm chăm chú nhìn La Quân cùng tiểu cửu là quần đem bên trong một cái thuần dương đan cấp tốc luyện hóa thành thuần dương chi khí, lại đem cái này thuần dương chi khí làm ba phần. Như thế về sau, đem bên trong một phần thuần dương chi khí ngưng luyện thành đan thuốc. Đón lấy, hắn đem cái này phiên bản thu nhỏ thuần dương đan đút tới tiểu cửu miệng. Tiểu gia hỏa này là thật đói, tuy nhiên ăn cái gì ói cái đó. Nhưng là cho cứ chó, nó đoán chừng cũng là muốn ăn. Tiểu cửu một miệng đem cái kia thuần dương đan nuốt, sau đó còn một mặt rất là kỳ lạ bộ dáng nhìn lấy la quân la quân xứng sờ nhưng ngay lúc đó cũng liền minh bạch không chừng con hàng này đều không biết mình đã ăn vào đi phân lượng quá ít hơn nữa còn đều là dinh dưỡng không phải vậy lời nói nó làm sao lại một mặt mộng bức đâu tiểu cử hung hăng hoạt động cánh quấn lấy la quân cái đầu nhỏ tại la quân trên đùi cọ qua cọ lại lạc tuyết nói ra cái này tính toán chuyện gì xảy ra Tần Lâm nói ra, nó lần này giống như không có nôn. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, thuần dương đang ăn đi vào về sau cũng là một cỗ dinh dưỡng, muốn ói cũng nôn à không? Tần Lâm nói ra, nhưng thân thể nó không có xuất hiện không thích ứng tình huống. Muốn là nó không thích ứng, chỉ ít cũng sẽ buồn nôn. La Quân nói ra, cái kia ngược lại là, Lạc Tuyết ôm lấy Tiểu Cửu, nàng yêu thương Trấn An Tiểu Cửu, đồng thời ngẩng đầu nói với La Quân, muốn không? lại cho nó cho ăn điểm thuần dương đan. Là quần đem còn lại hai cái phiên bản thu nhỏ thuần dương đan cho lạc tuyết, nói ra, người tới đút đi. Lạc tuyết gật đầu, sau đó một tay kẹp lấy tiểu cửu, một tay tiếp nhận thuần dương đan. Nàng còn không có kịp phản ứng, tiểu cửu cổ rũi ra, gió cuốn mây tan đồng dạng trực tiếp đem hai cái phiên bản thu nhỏ thuần dương đan cho nuốt vào đi. Sau đó, con hàng này vẫn là rất mộng bức, cũng cảm giác giống như rõ ràng là ăn đồ ăn vì vung ăn thì cùng không ăn một dạng a tiểu cửu ăn hết thuần dương đan về sau thân thể không có bất kỳ cái gì dị dạng ngược lại tinh thần đầu tốt hơn nhiều ba người lúc này mới buông lỏng một hơi la quần nói ra xem ra thật sự là khác biệt giống loài có khác biệt vận mệnh a thì long loại sinh vật này uy lực tuy nhiên cường đại phàm là ở giữa cũng không ai nuôi sống bọn họ ăn quyết định gì thành tựu cái gì con thỏ trâu lập tức ăn cả một đời thảo tầm thường vô vi Chó, sói ăn thịt vẫn là muốn có linh tính nhiều. Mà phàm nhân ăn ngũ cốc hoa màu, càng là nhanh nhạy. Còn chúng ta ăn tiên gia đan dược, tự nhiên là càng thêm không thể tưởng tượng. Cái này tiểu cửu có tiền đồ a, sinh ra tới liền muốn ăn đan dược, cho nên nó muốn phổ thông đều là phổ thông à không? Tần Lâm sau khi nghe xong gật gật đầu, nói ra, rất có đạo lý a. Lạc Tuyết thì là nói ra, nó còn giống như muốn ăn là quân lại lấy ra hai cái thuần trùng thuần dương đan nói ra người cho nó ăn trước ăn chúng ta chậm rãi quan sát nó rốt cuộc muốn ăn bao nhiêu lạc tuyết gật đầu nàng còn không có lấy được tiểu cửu liền trực tiếp cướp đi ăn tiểu cửu lần này ăn rồi về sau thì an tĩnh xuống nó không có chút nào nôn nóng trước đó đói bụng thời điểm toàn bộ đều là nôn nóng khó nhịn lạc tuyết gặp tiểu cửu yên tĩnh xuống nàng cái này mới chính thức thở phào sau đó nàng nói ra. Chẳng lẽ nó về sau cũng chỉ ăn thuần dương đan? Là Quân nói ra, vậy cũng không được đi, thuần dương đan là bổ sung dinh dưỡng. Nhưng nó huyết nhục còn cần hắn thực vật đến bổ sung. Khả năng lúc này là nó lá nách, dạ dày còn chưa đủ mạnh mẽ, chậm rãi nếm thử đi. Tần Lâm nói ra, không thể nói là nó lá nách, dạ dày không đủ cường đại, khả năng nó là không hấp thu những cái kia thực vật tạp chất. Đợi đến nó cũng đủ lớn thời điểm, có thể đem thực vật tạp chất thông qua mồ hôi bài xuất khả năng sẽ khá hơn một chút. La Quân nói ra, hẳn là dạng này. Lạc Tuyết nói ra, ta cần cho nó mớm nước sao? La Quân sờ mũi một cái, nói ra, ta cũng không biết. Tần Lâm nói ra, đợi sẽ thử thử đi. La Quân nói ra, ừm, thử nghiệm thêm đi. Lạc Tuyết nói ra, thế nhưng là ta không có thuần dương đan a. La Quân nói ra, cái này ngươi yên tâm, nó muốn ăn thuần dương đan ta bao Lạc Tuyết lập tức chân tâm thực ý nói ra, cảm ơn ngươi, La Quân." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Thật không dễ dàng a, à, cuối cùng nghe được ngươi nói cảm ơn ta." Lạc Tuyết nhất thời khuôn mặt đỏ lên. Về sau, Lạc Tuyết thì thật cho tiểu cửu mớm nước. Không ngạc nhiên chút nào là, tiểu cửu đem uống xong nước cũng cho phun ra. Nhưng nó là muốn uống nước, gặp phải nước thì ánh mắt xanh lét, liều mạng muốn uống. Nhưng uống về sau thì lại lập tức phun ra tiểu gia hỏa đáng thương đến cực điểm lạc tuyết cũng theo sốt ruột nàng lần nữa tìm đến la quân la quân bất đắc dĩ chỉ có bắt một số ngưng tuyết đan đi ra sau đó dùng ngưng tuyết đan thêm suối nước điều chỉnh thử sau cùng mới đến cho tiểu cửu uống còn suối nước chính là la quân lấy đại na di thuật đến trong núi sâu tìm suối nước lần này tiểu cửu ngược lại là uống rất vui vẻ thật sự là tổ tông a ăn uống đều muốn cao đương như vậy lần la quân cũng cảm thấy phiền muộn lạc tuyết nói ra muốn không cho nó suối nước uống thử nhìn một chút la quân nghĩ cũng phải sau đó lại trực tiếp làm suối nước cho tiểu cửu uống nhưng tiểu cửu uống về sau lập tức liền phun ra la quân nói ra ta thật hoài nghi ra hỏa này là cố ý lạc tuyết nói ra cái kia không có khả năng tiểu cửu mới không phải đâu nó chỗ đó hội có tâm kế la quân nói ra thuần dương đan ta có rất nhiều ngưng tuyết đan liền không có nhiều như vậy. Lạc tuyết nói ra, vậy phải làm sao bây giờ? La quân nói ra, dưỡng đầu rồng, quá phế tiền A. À. Lạc tuyết tội nghiệp nói ra, em rể, người muốn nhiều giúp đỡ chút A. À. La quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta thật sự là thụ sủng nhược kinh A, à, người rốt cục nhận ta người muội phu này. Lạc tuyết khuôn mặt lần nữa đỏ lên. A, à, đúng lúc này, lạc tuyết tay tiếp xúc đến cái kia suối nước suối nước là tại trong chậu nước cái kia nước bị lạc tuyết tiếp xúc về sau lập tức thành băng khối tiểu cửu nhảy vào trong chậu khoái lạc đem một khối băng mổ nát sau đó cắn ở trong miệng ăn vào đi nó răng rắc răng rắc thuần thục đem một chậu rửa mặt đá lạnh ăn hết tất cả sau khi ăn xong nó bụng phồng lên lên giống như là hoài tiểu bảo bảo nhưng rất nhanh nó thì đánh ở no nê tiếp lấy phun ra một miệng khí thải đi ra Tiểu gia hỏa lúc này tựa hồ mới thật sự là vừa lòng thỏa ý, đi thẳng tới lạc tuyết bên chân, ngã xuống thì ngủ. La quân cùng lạc tuyết thấy thế, lại là đại hỷ. La quân vừa cười vừa nói, xem ra, vẫn là cần ngươi xuất thủ. Uống nước vấn đề, giải quyết, thuần dương đan ta có đầy đủ, gia hỏa này thức ăn xem như không có vấn đề. Lạc tuyết nói ra, vậy liền quá tốt. La quân nói ra, được rồi, ta cho ngươi trước lưu đủ đầy đủ thuần dương đan, Ngươi không đủ lại tìm mặc nùng muốn. Ta hiện tại muốn đi xử lý khác sự tình. Ừm, ngươi đi đi." Lạc Tuyết nói ra. Nàng hiện tại giải quyết tiểu cửu ẩm thực vấn đề, chính là hết thảy phiền não đều không có. Tại La Quân mới ra cửa phòng ngủ thời điểm, Lạc Tuyết bỗng nhiên nói với La Quân, "Cảm ơn." La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó liền vui mừng cười một tiếng, nói ra, "Chỉ cần ngươi có thể hài lòng, để cho ta làm cái gì đều có thể." Ngươi vui vẻ Lạc Ninh mới sẽ vui vẻ. Lạc Tuyết sắc mặt nhất thời thì chìm xuống. Nàng thực là không nguyện ý nhắc lại Lạc Ninh, muội muội là trong nội tâm nàng vĩnh viễn đau xót. Một khi nâng lên, liền biết đau nhức không thể đỡ. La Quân thở dài, ra phòng ngủ, thuận tay đóng cửa phòng. Trước mắt, La Quân còn có hai chuyện muốn làm, chuyện thứ nhất, đi xem một chút diệp áo vải tu luyện thế nào. Chuyện thứ hai, cùng Nhị Ca cùng đi tìm kiếm tứ đệ Mạc Vũ lần trước la quân thì không tìm được tứ đệ lần này hắn hy vọng lại tìm một lần nghiêm chỉnh mà nói đại ca lâm phong cùng mạc vũ cảm tình là tốt nhất mạc vũ cũng lớn nhất nghe đại ca lời nói cho nên lần này lâm phong muốn làm hôn lễ là phi thường hy vọng mạc vũ có thể đến đây la quân muốn gặp diệp áo vải ngược lại là đơn giản hắn bay đến châu phi bên kia đất đai thần niệm bắn phá rất nhanh liền tìm tới diệp áo vải lần nữa nhìn thấy diệp áo vải lúc Diệp áo vải đã thành thục rất nhiều. Diệp áo vải nhìn đến La Quân cũng là vui vẻ. La Quân cùng Diệp áo vải cùng uống một bữa rượu, đồng thời, La Quân kiểm tra phía dưới Diệp áo vải thân thể. Phát hiện hắn tu vi đã đạt tới hóa thần cảnh đỉnh phong, rất nhanh liền có thể đột phá thần thông đại môn. Trên thực tế, Diệp áo vải cái này coi như nhanh. La Quân cũng không có gấp, hắn đồng thời căn dặn Diệp áo vải không nên nóng lòng, muốn tiến hành theo chất lượng trận này thiên địa sát kiếp bên trong, không có diệp áo vải phần. Hắn không tại bị quét sạch hàng ngũ, lấy diệp áo vải hiện tại bản sự, tại cái này châu Phi trong rừng rong rồi, cũng tuyệt đối là dư xài Là quân ở chỗ này đợi mấy giờ liền rời đi, lúc chạy nói cho Diệp áo vải, có thời gian, ta sẽ trở lại thăm ngươi. Diệp áo vải nhưng là đúng là quân loại này cưỡi mây đạp gió, tới lui tự nhiên bản lĩnh cảm thấy hâm mộ. Là quân động viên Diệp áo vải, có lẽ có một ngày, người cũng có thể làm được. Về sau, La Quân thì cùng Tần Lâm đi tìm Mạc Vũ. Trước đó La Quân để trầm mặc nùng điều tra Mạc Vũ tung tích, cũng đến qua Mạc Vũ ra hương, đi Mạc ra hỏi thăm qua. Đều nói tiểu tử này một mực chưa có trở về, mà lại tin tức hoàn toàn không có. Đây là khiến người ta rất đau đầu. La Quân cùng Tần Lâm đều cảm thấy muốn coi trọng chuyện này, vạn nhất Mạc Vũ gặp phải cái gì không chuyện tốt, bọn họ mấy cái này làm ca ca, quả nhiên là khó từ tội trạng tần lâm lúc này nghĩ đến một cái biện pháp hắn nói ra ta đang cùng theo nghĩa phụ lúc nhớ đến hắn dạy ta một môn tiểu thuật căn cứ một người dùng qua đồ vật khí tức sau đó tại ngàn vạn không gian phần tử bên trong tìm giống nhau dấu vết la quân nghe xong đại hỷ nói ra vậy còn chờ gì chúng ta nhanh đi mạc ra đi tần lâm nói ra bất quá cái này cửa tiểu thuật uy lực không lớn khoảng cách vị diện không gian thì làm sao cũng tìm không được la quân nói ra cái kia không có việc gì, tứ đệ muốn đến không có gì quá hiếu kỳ ngộ, cần phải khó có thể rời đi thế giới bao la. Tần Lâm nói ra, tốt, đi. Là quân cùng Tần Lâm thì đi một chuyến Mạc Vũ nhà, đồng thời thuận lợi tìm tới Mạc Vũ trước kia mặc qua y phục. Cứ việc trên quần áo, cơ hồ không có gì Mạc Vũ còn sót lại khí tức. Nhưng Tần Lâm bây giờ pháp lực thông huyền, vẫn là tìm kiếm đến một tia khí tức. Về sau, hắn liền dựa vào Mạc Vũ khí tức bắt đầu ở không gian trong vũ trụ tìm kiếm cái không gian này vũ trụ vẫn là khóa chặt thế giới bao la. La Quân ở một bên lấy mắt thường trông thấy bên trong huyền bí, hắn tử tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cảm thấy đã giải cái bảy tám phần. Sau một hồi lâu, La Quân hỏi Tần Lâm, thế nào? Tần Lâm hớn hở ra mặt, nói ra, tìm tới. La Quân không khỏi đại hỉ, nói ra, vậy quá tốt. Đi, hai người lập tức triển khai đại na di thuật, nhanh chóng nhanh rời đi mạc vũ nhà tại châu Phi nước ngoài, một cái không biết tên địa phương. Nơi này là hoàn toàn hoang lương, cỏ hoang mọc thành bụi. Lúc này, là quân cùng Tần Lâm hoàn toàn cười không nổi. Bởi vì, bọn họ tìm tới một đống bạch cốt. Đi qua hai người lấy pháp lực tìm kiếm, xác nhận. Bọn họ xác định, cái này trồng chất bạch cốt cũng là tứ đệ mạc vũ. Khó trách một mực cũng không tìm tới. Là quần hốc mắt đỏ rừng rực. Tần Lâm cũng là cực kỳ bi thương. Theo hài cốt nhìn lại, Mạc Vũ đã chết khoảng chừng thời gian 6 năm. Nói cách khác, theo lúc trước tách ra thời điểm, Mạc Vũ rất nhanh liền gặp bất chắc. Hồi lâu sau, là quân cùng Tần Lâm thu liễm bi thương. Là quân nói ra, việc này nhất định phải để đại ca biết. Tần Lâm nói ra, ta đi thông báo đại ca đến đây. Là quân gật đầu, tận quản đại ca lập tức sẽ kết hôn, nhưng là quân cùng Tần Lâm đều biết, không có việc gì so sự kiện này trọng yếu. Tần Lâm ngay sau đó liền đi. Không có qua 10 phút đồng hồ thời gian, hắn liền cùng Lâm Phong cùng một chỗ tới. Làm Lâm Phong nhìn đến Mạc Vũ Hải cốt lúc, cái này thiết huyết đàn ông trào nước mắt. Hắn quỳ gối Mạc Vũ Hải cốt trước, hung hăng cho mình mấy cái cai tát. Đại ca, người đừng như vậy, là quân cùng Tần Lâm vội và ngăn lại Lâm Phong. Lâm Phong mắt đỏ cực kỳ bi ai nói ra, là ta, là ta hại hắn. Ta một mực đè ép hắn, đan dược cũng không cho hắn ăn hắn nếu là bản sự mạnh hơn một chút, vì sao lại có kết cục này? Là quân cùng Tần Lâm nhất thời ảm đạm, lúc trước đại ca thật là cái gì đều không cho Mạc Vũ cầm lấy, bởi vì đại ca cảm thấy Mạc Vũ cũng không phải là thiên mệnh giả. Hắn có thể hoãn một chút, thực mọi người đều biết, đại ca cho tới bây giờ đều không có làm việc thiên tư chi tâm. Hắn làm đại ca, cái gì đều là vì mọi người nghĩ. Mạc Vũ cũng minh bạch điểm này, cho nên hắn đối đại ca là lớn nhất chịu phục rất rất lâu về sau lâm phong mới từ tự, tự trách cùng đau xót bên trong tỉnh táo lại hắn đối la quân cùng tần lâm nói ra ta nhất định muốn điều tra ra là ai hại chết mạc vũ ta muốn giết bọn hắn cả nhà toàn tộc toàn bộ hắn hai mắt lâm vào huyết hồng tần lâm trầm giọng nói ra đại ca ta cha tứ đệ là chúng độc mà chết chúng độc là bên này một loại độc rắn mạc vũ dù sao cũng là cao thủ độc rắn sao có thể có thể làm sao được hắn lâm phong lạnh giọng nói ra tần lâm nói ra độc rắn bên trong còn trộn lẫn một loại khác độc tố là người làm la là quân trầm giọng nói ra đương nhiên là người làm cái gì độc xà mãnh thú có thể đem tứ đệ hại chết tứ đệ võ đạo tu vi không phải nhân gian phàm phu tục tử có thể so sánh cha lâm phong nói ra mấy người bọn họ tại thế giới bao la bên trong trừ đánh không thắng viên giác cơ hồ cũng là đứng tại đỉnh núi người cho nên khi bọn họ muốn tại thế giới bao la bên trong cha một việc lúc, đó là rất đơn giản. Tần lâm căn cứ hải cốt phía trên đặc biệt có độc tố bắt đầu triển khai thần niệm, trong nháy mắt đó, thần niệm bắn phá bốn phương tám hướng, bao trùm mấy ngàn dặm. Là quân cùng lâm phong cũng giúp đỡ cha. Toàn bộ châu Phi, trong vòng 5 phút liền bị ba người cha mấy lần. Loại độc này lai lịch cũng cha rõ ràng. Loại độc này tại châu Phi cũng là hiếm thấy, gọi là số năm độc hỗn hợp 100 loại độc rắn tinh hoa ngưng luyện mà thành, loại độc này nếu như dùng rượu cồn thôi hóa thành khói bụi, hóa thần cảnh phía dưới cao thủ, hết thảy đều không chịu nổi. Nhưng là, loại độc dược này giá cả vô cùng đắt đỏ. Một độc dịch, giá tiền là 30 triệu đô la Mỹ. Lâm Phong, là quân, tần lâm tam huynh đệ đồng thời cha ra, số năm độc vì châu Phi một cái tiểu bộ lạc luyện chế. Cái này cái tiểu bộ lạc cũng là tiểu vương nước, bên trong còn có quốc vương tồn tại, cái này tiểu vương quốc gọi là nhiều tác nước, nhiều tác thuộc nhà nước chính mình thương nghiệp vương quốc, luyện độc là bọn họ chuyên nghiệp. Nhiều tác nước quốc vương gọi là Brechi, Brechi quốc vương hơn 50 tuổi. Brechi quốc vương cũng là nhiều tác nước buôn bán đế quốc người cầm lái, cùng loại với tập đoàn. Vân vân, là quân tam huynh đệ khóa chặt Brechi quốc vương. Lúc này, bóng đêm càng thâm. Brechi quốc vương tại hắn cổ bảo trong phòng ngủ, ôm hai cái tóc vàng cô nàng chính đang ngủ say trên giường ba người toàn bộ đều là không đến mảnh vải cũng là dưới loại tình huống này la quân ba người bỗng dưng buông xuống tại phòng ngủ hào hoa giường lớn phía trước trong pháo đài cổ canh phòng nghiêm ngặt nhưng ở la quân ba trong mắt người lại là như không có gì la quân đem phòng ngủ đèn mở ra lập tức một mảnh sáng ngời ánh đèn đem ngủ say ba người bừng tỉnh cái kia Brechi quốc vương cùng hai vị Mỹ nữ đột nhiên nhìn đến trước mắt ba cái châu Á người lúc, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Các ngươi, Brechi quốc vương nói là tiếng Anh, hơn nữa còn là tiếng địa phương tiếng Anh. Là quân ba người căn bản nghe không hiểu. Nhưng là lập tức bên ngoài vệ binh thì tiến đến, hết thảy sáu cái cầm thương binh lính xông tới. Giờ tay lên, các binh sĩ tiếng Anh cũng không đúng tiêu chuẩn, nhưng cuối cùng khiến người ta nghe rõ. Là quân ba người không nhúc nhích, đánh chết brechi quốc vương tốt đẹp cô nàng nhóm hoảng sợ không nhẹ hô lớn các binh sĩ quả quyết nổ súng trong nháy mắt bọn họ bắn ra mười mấy viên đạn lâm phong chỉ là vung tay lên liền đem những binh lính này bắn ra viên đạn toàn bộ nắm trong tay hắn lại vung tay lên sáu tên lính trong nghi tâm đạn toàn bộ chết tại trên mặt đất a à, cái này làm sao có thể mỹ nữ nhóm cũng là thất sắc nơi này động tính kinh động càng nhiều binh lính vệ đội chỉ một lúc sau, ước chừng hơn 100 tên lính đến đây, bất quá bọn hắn cũng vô pháp tiến đến. Lâm Phong lại vung tay lên, liền tại cửa ra vào, cửa sổ các loại này địa phương đánh ra một đạo trong suốt kết giới. Bọn họ không xông vào được đến, nổ súng về sau, viên đạn thì phiêu phù ở kết giới phía trên, liền muốn là trôi nổi ở trong hư không một dạng. Dạng này tình cảnh đối với bọn hắn tới nói, quỷ dị tới cực điểm. Sau đó lúc này, Lâm Phong đột nhiên lại ra tay. Cái kia trên giường hai cái mỹ nữ trực tiếp thất khiếu chảy máu mà chết. Brechi quốc vương cái này tránh thức cảm nhận được hoảng sợ, cực đoan hoảng sợ. Những người trước mắt này là chân chính giết người không chấp mắt a. À. Là Quân cùng Tần Lâm khẽ nhíu mày, muốn nói cái gì, trung quy là nhịn xuống. Bọn họ cho rằng đại ca cái này giết người cũng quá. Có chút người vô tội, không cần thiết giết. Lâm Phong đối Brechi quốc vương trầm giọng nói ra dùng thuần chủng tiếng anh cùng ta đối thoại nếu như ngươi đáp không được không có cách nào giải quyết ta thì giết ngươi hắn nói cũng là tiếng anh ha ha lúc này tại lâm phong trong não vực la khuynh tâm nhịn không được cười to nói ra lâm phong ngươi quả nhiên tàn nhẫn ta thích im miệng lâm phong giờ phút này bi phẫn, căn bản không thèm để ý la khuynh tâm cái kia chi quốc vương dọa sợ hắn lập tức dùng tiêu chuẩn tiếng anh trả lời ta ta cái gì đều nói đừng có giết ta, ta có rất nhiều tiền. Lâm Phong lấy điện thoại di động ra, thể hiện ra mạc vũ ảnh chụp. Hắn là đệ đệ ta, hắn chết tại các người luyện chế số 5 độc phía trên. Lâm Phong trầm giọng nói ra, nếu như các người tìm không ra hung thủ là người nào, vậy ta coi như hung thủ là các ngươi. Các ngươi cái này nhiều tác vương quốc hôm nay tất cả mọi người đều muốn chôn cùng. Cái kia Brechi quốc vương nghe vậy, nhất thời dùng mình một cái hắn tiếp xúc đến lâm phong ánh mắt phát hiện lâm phong giống như băng lãnh chết thần đồng dạng cái này một cái chớp mắt brechi quốc vương liền biết cái này chết thần đồng dạng nam nhân tuyệt đối là hội nói được thì làm được brechi quốc vương nhìn điện thoại di động bên trong mạc vũ hắn rất nhanh liền trong lòng hiểu rõ đại ca ta tới đi là quân trước khi đi một bước chỉ gặp kim quang lóe lên cái này brechi quốc vương liền trực tiếp bị la quân độ hóa mà hung thủ cũng rất nhanh theo Brechi quốc vương trong miệng biết rõ ràng. Nguyên lai like đây hết thảy, thật đúng là theo Brechi quốc vương nơi này làm xảy ra chuyện. là quân bọn họ tìm rất lợi hại chuẩn xác. Brechi quốc vương có con trai, 6 năm trước ưa thích một cái châu Á nữ hài. Nhưng nữ hài Nhi kia không thích Brechi nhi tử Ble. Ble rất là phẫn hận, ngày đó hắn chuẩn bị mạnh cô bé kia thời điểm, Mạc Vũ đứng ra, đánh tơi bời Ble một trận. Về sau nữ hài nhi kia cùng Mạc Vũ nói chuyện yêu đương. Ble thống khổ, ghen ghét, sau đó thì đối Mạc Vũ dùng cái kia số năm độc. Mạc Vũ không có dự liệu được, bị nói, cứ như vậy chết. Mà cô bé kia bây giờ thành ble thê tử, nữ hài nhi kia là không có cách, cũng tránh tránh không khỏi. Hiểu rõ ràng đây hết thảy về sau, Lâm Phong đem ble cùng ble thê tử, cũng chính là cái kia Mạc Vũ làm hy sinh nữ hài đều gọi qua. Ble là cái tóc vàng xoái ca, hung hăng càn quấy quen. Cái kia đã trở thành vợ hắn nữ hài gọi là Trương Lôi. Hiện tại nàng đã nhẫn nhục chịu đựng, lúc này nàng đã lần nữa mang thai. Nàng thực bất quá là ble đông đảo trong thê tử một cái. Ble nghe nói phụ thân bị người uy, hắn lập tức liền mang theo thủ hạ một đám cao minh bảo tiêu, tay súng đến đây. Trương Lôi cũng theo tới, nàng trong bụng hài từ 8 tháng lớn, đều nhanh muốn lâm bồn. Đám người này khi đi tới, Lâm Phong đưa tay chụp một cái, liền đem Ble cùng Trương lôi bắt vào tới. Mà còn lại cao thủ thì bị vây ở kết giới bên ngoài. Trong chấp nhóm này, Ble mới rốt cuộc ý thức được khủng bố, hắn sợ hãi nhìn về phía phụ thân Brechi quốc vương. Brechi quốc vương lạnh hừ một tiếng, nói ra, "Ble, ngươi không xứng làm nhi tử ta. Người nghiệp chướng nặng nề, cần phải lấy cái chết tạ tội." Brechi quốc vương đã bị La quân độ hóa, lúc này, chỗ đó sẽ vì Ble nói chuyện. Huống chi hắn lời nói cũng không có chút nào phân lượng. Lâm Phong tương mạc võ chiếu mảnh cho Ble cùng Trương Lôi nhìn, người này, các người quen biết sao? Trương Lôi nhìn thấy Mạc Vũ ảnh chụp, nhất thời khóc giống nghẹn ngào, là Mạc Vũ, hắn. Hắn cũng là bị Ble hại chết. Người cái này đàn bà thúi, Ble nhất thời giận dữ. Lâm Phong một phát bắt được Ble tóc, một bàn tay hô đi qua. Ble nhất thời nửa bên gò má xương tấy, trực tiếp ngất đi. Lâm Phong thủ đoạn đẫm máu, để bốn phía binh lính, còn có trương lôi đều hoảng sợ ngốc. Là quân đoàn người này, căn bản không quản bên ngoài hội có cái gì tiểu động tác, vậy cũng là không quan trọng sự tình. Lâm Phong cũng không có ý định buông tha ble, hắn lại bắt lấy ble tay, trực tiếp đem bóp xương khớp nối vỡ nát. Ble nhất thời thì phát ra như như mổ heo tiếng gào thét tới. Tha mạng, tha mạng, ble hướng Lâm Phong khẩn cầu lên, hắn lúc này rốt cục học biết làm người đem bọn hắn hài tử mang tới. Lâm Phong mệnh lệnh bên ngoài binh lính, các binh sĩ ngốc ngẩn ngơ, không biết nên làm thế nào. Lâm Phong ánh mắt phát lạnh, đại thủ hư không bóp, thì bóp chết hai tên lính. Máu tươi bưu tung tóe. Đám binh sĩ kia không khỏi hoảng sợ. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, trước mắt nam nhân thì là chân chính tử thần. Hắn muốn người nào chết, người nào liền phải chết. La Quân cùng Tần Lâm trong mắt lóe lên một tia không đành lòng. Đại ca oan có đầu nợ có chủ la quân nhịn không được khuyên lâm phong lâm phong hai mắt huyết hồng nói ra ta nói qua ai dám giết đệ đệ ta ta diệt hắn toàn tộc hôm nay những người này toàn bộ đều phải chết đại ca la quân cùng tần lâm đồng thời khuyên bảo bọn họ không nghĩ tới lâm phong câu nói kia thế mà không phải nói nhảm các ngươi chịu không được trước hết về nước đi lâm phong lạnh giọng nói ra đại ca la quân nói ra người cần gì phải nhiều tạo tự dưng giết hại ta không phải nói tứ đệ thù không báo nhưng hắn người là vô tội a à. tạo giết hại nhiều đối ngươi đối với chúng ta đều không chỗ tốt lâm phong trầm mặc đi xuống tần lâm nói ra đúng vậy a à, đại ca ta xưa nay không cảm giác cho chúng ta là người tốt nhưng chúng ta cũng không nên làm đồ phu a à. huống chi ngươi lập tức muốn kết hôn ngươi cũng phải vì đại tẩu vì tương lai ngươi hài tử tích một số phúc đức a à lâm phong quyền đầu siết chặt sau một hồi khá lâu hắn quyền đầu buông ra được nơi này các ngươi đến xử lý lâm phong lui qua một bên đây là hắn thỏa hiệp hắn đem tất cả sát ý đều che giấu ngay sau đó la quân cùng tần lâm nhìn nhau la quân đi vào ble trước mặt ble đau đến đầu đầy là mồ hôi y phục đều toàn bộ ướt đẫm la quân trong mắt lóe lên hàn ý hắn nói ra làm chuyện xấu sẽ có báo ứng biết không trễ báo tờ báo buổi sáng, sớm muộn muốn báo. Ngươi, vì ta tứ đệ đền mạng đi, hắn sau khi nói xong, hung hăng nhất trưởng đem le đầu đập thành hồ rán. Sau đó, là quân đứng dậy, đem trên tay máu tươi lắc một cái, liền dốc hết ra sạch sẽ. Như thế về sau, là quân thì nói với Lâm Phong, đại ca, chúng ta đi thôi. Chúng ta mang tứ đệ hài cốt hồi mạc ra an táng. Lâm Phong gật gật đầu, hắn nói ra, chuyện này, giao cho các ngươi. Ta muốn đi cùng các người tẩu tử thương lượng một chút hôn lễ sự tình. Hắn lời này, rất hiển nhiên là lý do. Là quân cùng tần lâm biết đại ca còn tại đau xót bên trong, cũng biết, hắn chỗ lấy buông tay, không phải là bởi vì bọn họ lời nói ý. Mà chính là, hắn không nghĩ tới tranh chấp. Đại ca tuy nhiên luôn luôn thủ đoạn độc ác, nhưng đối mấy cái này đệ đệ, hắn cưng chiều từ trước đến nay đều không có hạn cuối. Lúc trước, là quân cùng tần lâm thân chúng huyết tộc huyết mạch chi độc, nhất định phải ăn huyết dịch. Đại ca cũng là không nói hai lời, các người sợ lương tâm bị khiển trách, không quan hệ, lão tử tới giết người. Tất cả tội nghiệt đều là lão tử. Hắn vì bọn đệ đệ, có thể không tiếc hết thảy, có thể coi trời bằng vung. Là quân cùng tần lâm hơi hơi than nhẹ, bọn họ cũng không bắt buộc lâm phong. Biết hắn đi, cũng chỉ hội càng thêm thấy cảnh thương tình. Sau đó, mọi người các chia đồ vật, là quân cùng tần lâm đi mạc vũ nhà. Lâm Phong trở lại Diệp Tử Thanh nhà. Về phần cái kia bế chi quốc phương, là quân không để cho hắn trả tục. Phật tính chồng ở loại này người trong thân thể, chưa chắc là là chuyện xấu. Là quân cùng Tần Lâm đến Mạc Gia về sau, đem hài cốt giao cho Mạc Gia lão gia tử. Lão gia tử nhất thời thì nước mắt tuôn đầy mặt, là quân có thể làm chỉ có một ít đền bù tổn thất. Tỷ như đem một số thích hợp bọn họ ăn đan dược. Vân vân. Là quân cùng Tần Lâm tại Mạc Gia bên này đợi, bọn họ muốn chờ Mạc Vũ hạ táng, tế bái, hết thảy sau khi hoàn thành mới sẽ rời đi. Cái này chỉ ít cần 2-3 ngày thời gian. Nhưng, cái này đều không tính là gì. Trong lòng bọn họ đối Mạc Vũ rời đi, Thủy chung là khó có thể tiêu tan. Là quân càng ngày càng cảm thấy, còn sống cũng không có nhẹ nhàng như vậy tự tại. Sinh tử, vô thường A. Không tốt, là quân đột nhiên kinh hô một tiếng. Lúc này, La Quân cùng Tần Lâm ngay tại Mạc Gia Phật đường bên trong bồi tiếp Lão Gia Tử niệm kinh. La Quân đột nhiên đến như vậy một tiếng, Tần Lâm gặp La Quân thất sắc, cũng theo bị kinh ngạc, nói ra, làm sao rồi. Đi nhiều tác nước, La Quân nói ra, Tần Lâm cũng không ngu ngốc, lập tức liền minh bạch cái gì. Hai người này ngay tại Mạc Lão Gia Tử trước mặt, đột nhiên thi triển đại na di thuật, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mạc Lão Gia Tử nhìn lấy hai người này rời đi trong lòng của hắn lập tức liền minh bạch cái gì. Sau cùng không khỏi lão lệ lần nữa ngang dọc, Vũ Nhi, người phúc bạc A. Người có như thế huynh đệ, giờ phút này ngươi như còn sống, bọn họ làm sao có thể không giúp ngươi. Là quân cùng Tần Lâm lần nữa đi vào châu Phi nhiều tác nước. Còn ở trên không thời điểm, hai người đã nghe đến không chung mùi máu tươi. Rơi xuống về sau, là quân cùng Tần Lâm liền thấy cái kia cổ bảo từ trên xuống dưới, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông nhiều tác nước nói là một quốc gia, nhưng thực tổng cộng không đến 2.000 người. Mà lại, nhiều tác nước còn không có đạt được Liên Hợp Quốc thừa nhận. Chẳng qua là Brechi muốn làm quốc vương, lại thêm hắn rất có tiền. Mà giờ khắc này, toàn bộ nhiều tác nước kiến trúc toàn bộ hủy, máu chảy thành sông. Toàn tộc, diệt, tránh thức chó gà không tha. Là quân cùng tần lâm thần niệm bắn phá bên trong, liền phát hiện, liền xem như hiếu cũng đều chết. Còn bao gồm tấm kia nụ, trường lôi mang dựng, cũng chết. Giờ khắc này, là quần cùng tần lâm phẫn nộ đạt được cách. Đúng lúc này, lâm phong thanh âm truyền đến, ta biết các ngươi sẽ đến. Hắn từ phía sau đi tới, nói ra, không có có ngoài ý muốn, người, toàn bộ là ta giết. Lâm phong trên thân còn lưu lại ngay ngắn nghiêm nghị. Tần lâm hòa la quân run nhẹ nhẹ, tần lâm phát trước khó, nói ra, đại ca, có phải hay không là ngươi muốn làm sự tình, ai cũng ngăn cản không ngươi những người này đều là vô tội ngươi làm sao đến mức lâm phong lạnh lùng nói ra đây là ta duy nhất có thể vì mạc vũ làm tần lâm nói ra nếu như mạc vũ còn sống hắn nhất định cũng không hy vọng ngươi làm như thế ngươi làm như thế sẽ chỉ làm hắn cảm thấy thống khổ hắn đã chết lâm phong cắn răng nói ra hồn phi phách tán không có luân hồi không có chuyển thế hắn không tồn tại vĩnh viễn không còn hắn còn có thể thế nào hắn còn có thể muốn sao các ngươi lòng từ bi cái này có thể nhưng là các ngươi cũng không thể ngăn cản ta vì mạc vũ làm một ít chuyện la quân lắc đầu nói ra ta vốn cho rằng đã nhiều năm như vậy đại ca ngươi cũng đã có biến hóa ta không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy cắn giết có phải hay không có một ngày ta đắc tội ngươi ngươi cũng muốn đem ta giết ba lâm phong đột nhiên giơ tay la quân không có tránh né một cái vang dội cái tát lắc tại la quân trên mặt rất nặng la quân không có ngăn cản gương mặt thì lập tức hơi hơi sưng vù lên lâm phong lạnh lùng nói ra tam đệ ngươi suy nghĩ thật kỹ về sau lại nói chuyện với ta đi la quân gục đầu xuống nói ra thật xin lỗi đại ca lâm phong liếc nhìn la quân cùng tần lâm la quân cùng tần lâm vốn là phẫn nộ nhưng giờ phút này lại không biết làm sao thế mà không dám nhìn thẳng lấy nhìn đại ca người khác nhìn ta như thế nào không quan trọng không trọng yếu lâm phong trầm giọng nói ra có lẽ huynh đệ tại trong mắt các ngươi không tính là gì nhưng ta nói cho các ngươi biết huynh đệ giống như tử thanh là ta toàn bộ hôm nay chết là người khác ta không biết uổng giết một người nhưng các ngươi mạc vũ là ta nghịch lân ai dám động đến các ngươi ta giết kẻ ấy ta mặc kệ hắn là cái gì thiên vương lão tử chỉ cần ta có một hơi ta liền muốn giết đi qua ta lâm phong huynh đệ, không có người có thể khi dễ. Là quân cùng tần lâm nghe vậy ngốc ngẩn ngơ, sau đó, hai người lệ nóng doanh chồng, đại ca. Tam huynh đệ chăm chú ôm cùng một chỗ. Một lúc lâu sau, là quân nói với lâm phong, đại ca, ta không tán thành ngươi có chút cách làm. Nhưng tương lai, nếu như ta ngăn cản không ngươi, ngươi nhất định phải làm, đó chính là xuống địa ngục, ta đều cùng đi với ngươi. Tần lâm đỏ mắt đỏ nói ra, ta cũng vậy. Lâm Phong cuối cùng vẫn là lựa chọn đi Mạc gia, hắn đến Mạc gia mang theo La Quân cùng Tần Lâm. Tựa như là Mạc gia nhi tử một dạng, cho Mạc Vũ phụ thân, ra ra dập đầu, bồi tiếp cùng một chỗ chịu tang. Vân vân, Lâm Phong để La Quân cho lão gia tử an bài một chút. Cũng chính là để La Quân đến an bài bên này, về sau Mạc gia phàm là có giải quyết không khó đề, liền để Trầm Mạc Nùng bên này hỗ trợ giải quyết. La Quân cho Trầm Mạc Nùng danh thiếp, hắn nói với Mạc phụ Thúc thúc, tấm danh thiếp này có thể bảo vệ Mạc gia không nhận bất luận kẻ nào khi dễ. Nhưng chớ ra con cháu nếu như mình bại hoại, cái kia cũng không cần tìm cái này trên danh thiếp người. Là Quân vẫn là ân oán phải phân minh, Mạc gia cũng coi là hào môn, bên trong một vài đệ tử muốn là ỷ vào trầm mặc nùng danh thiếp làm sằng làm bậy, cái kia là tuyệt đối không được. Mạc phụ Dương Dương nhận lấy. Tại Mạc gia đợi ba ngày, Lâm Phong tại Mạc gia cũng thể hiện ra cường hãn thực lực. Cái này khiến người nhà họ Mạc đều biết, Mạc Vũ có mấy cái rất lợi hại huynh đệ. Bọn họ hội một mực che chở Mạc ra, người nào cũng đừng nghĩ đến đến khi phụ Mạc ra. Vân vân. Như thế về sau, các loại Mạc Vũ hạ táng, lâm phong ba người mới mới rời đi. Tam đệ, mẫu thân ngươi sự tình, ta nghe nói. Trước đó chúng ta cùng Linh Nhi muội tử, nhị đệ, còn có Mạc Nùng muội tử đều đi bái tế một phen. Hôm nay, chúng ta lấy chút tử, đi mẫu thân ngươi trước một phần, lại bái tế bái tế đi. Lâm Phong tại trở về thời điểm sách nói. La Quân trong lòng nóng lên, nói ra, tốt. Cái này thời điểm đã là đêm khuya. Ba người thì trực tiếp tiến đến. Thiên địa thê lương. Rất nhanh, ba người liền đến La Quân mẫu thân trước mộ phần. Cái này Lâm ra thôn bây giờ đã là một cái danh lam thắng cảnh. Các thôn dân đều được sống cuộc sống tốt, mọi người cũng đều cảm niệm La Quân mẫu thân Lâm Thiên Ân Đức. Ngày lễ ngày Tết, Lâm Thiến trước mộ phần hương hỏa cường thịnh. Là quân sư phụ Vương Xanh cũng vẫn tại bên này thủ hộ lấy. Là quân ba người đến, kinh động Vương Thanh. Vương Thanh đến đây về sau, là quân hướng sư phụ giới thiệu Lâm Phong cùng Tần Lâm. Mặc kệ Lâm Phong đến cỡ nào kiệt ngao bất thuần, nhưng hắn tại Vương Thanh trước mặt lại là cung kính có thừa. Dùng hắn lời nói tới nói, là quân sư cha, đó chính là hắn sư phụ. Trang sáng treo cao, đối tử làm ca là quân ba người cho mẫu thân hung hăng dập đầu, là quân không khỏi nghĩ, mẫu thân, người nếu là trên trời có linh, biết hài nhi bây giờ có lần này thành tựu, thì tốt biết bao. Người như còn sống, thì tốt biết bao. Đáng tiếc, hắn biết, không có trên trời có linh thiêng. Mẫu thân cũng không có khả năng còn sống. Là quân nghĩ đến chết đi Trần Phi Dung, nghĩ đến Lạc Ninh, những cái kia đã từng tươi sống bộ giáng A, bây giờ đều đã an nghỉ lòng đất. Đây là một loại không thể làm gì, không thể quay lại. Đây là nhân sinh đành vậy, người nào cũng không biết, đến cùng ngày đó hội là của mình nhân sinh điểm cuối. Ngày thứ hai thời điểm, Lâm Phong hồi Diệp Tử Thanh nhà. Tần Lâm hồi Yến Kinh, mà La Quân cũng là hồi Yến Kinh. Nhưng hắn cũng không trở về hoa viên biệt thự, mà là đi một chuyến tư đồ ra. Hắn, muốn Linh Nhi. Hắn thực vẫn luôn rất muốn, chỉ là, hắn cô dám đi tìm mà thôi. Linh Nhi muốn phải tỉnh táo, hắn chỉ có thể tôn trọng hắn đến từ đồ ra, chỉ là muốn nhìn xem Linh Nhi có ở đó hay không. Nếu như tại lời nói, hắn nhìn xa xa là được rồi. Nếu như không có trở về, hắn muốn đi cùng Ngô Gia Gia trò chuyện. Từ đồ ra vẫn là như cũ. La Quân không cần thần niệm bắn phá, liền biết Linh Nhi cũng không tại. Trong lòng của hắn nhịn không được thất vọng, hắn thực là muốn nhìn thấy Linh Nhi. Lúc này, chính là lúc buổi sáng. Tia nắng ban mai vẩy chiếu, tuy nhiên đã là mùa đông nhưng hôm nay khí trời hiển nhiên cũng không tệ lắm ngô bá đang ở trong sân đánh lấy quyền hổ hổ sinh phong lần trước la quân nhìn đến ngô bá lúc ngô bá đã là gần đất xa trời mà tại la quân cùng linh nhi đưa cho đan dược điều dưỡng dưới lúc này ngô bá nghiêm chỉnh đã tỏa sáng thứ hai mùa xuân trên thực tế cũng dừng là ngô bá tỏa sáng thứ hai mùa xuân sư phụ vương thanh trạng thái cũng tốt quá nhiều la quân tiến đến sân vườn lúc ngô bá thì phát giác được la quân la quân vẫn chưa tận lực ẩn tàng khí thức cái này tư đồ công quán bên trong còn có mấy cái nhà đầu là chuyên môn hầu hạ ngô bá năm đó tư đồ lão gia tử tại lúc ngô bá thì cùng lão gia tử như huynh đệ một dạng ngô bá càng là làm linh nhi là cháu gái ruột hiện tại lão gia tử không tại linh nhi đối ngô bá là càng thêm thân cận cùng ỷ lại la quân tự nhiên đối ngô bá lúc càng thêm tôn trọng tôn thiếu gia ngô bá nhìn đến la quân trong mắt lóe lên vui mừng la quân trong lòng nóng lên hô ngô ra ra tôn thiếu gia ngươi có thể tính tới linh nhi trước đây thiên cương đi đâu ngươi làm sao không trở lại sớm một chút ngô bá tiến lên liền đến kéo la quân nói ra tiến nhanh phòng ngồi còn không có ăn điểm tâm a ta để bọn nha đầu cho ngươi nấu la quân gật gật đầu thì trong sảnh đường hai người ngồi xuống linh nhi trở về bao lâu La Quân quan tâm hỏi. Trở về hai ba ngày, Ngô Bá nói ra, nàng nói với ta cùng ngươi sự tình. La Quân tâm nhi nhảy một cái, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Linh Nhi nói thế nào? Ngô Bá mỉm cười, nói ra, Linh Nhi là hiểu ngươi, nàng chỉ là có chút vô pháp tiếp nhận mà thôi. Ngươi biết, nàng không có gì thân nhân, lão gia tử trước kia là nàng người thân nhất. Ta minh bạch, La Quân nói ra. Hắn đón đến, nói ra, ta, Ngô gia gia, trước kia ta cũng hận Trần Diệc Hàn hận thấu xương, hận không thể đào hắn ra. Ngô bá nhìn về phía La Quân, khe khẽ thở dài, nói ra, vậy bây giờ đâu? Ta đã từng giết qua hắn một lần, một lần kia hắn kém chút chết. Về sau, ta đánh qua hắn một lần, đánh rất nặng. Ta đem hắn y phục đào, đem hắn đánh cho ra chóc thịt bong. La Quân nói ra, thẳng thắn nói, Ngô gia gia, ta hiện tại đối với hắn hận, không có linh nhi sâu như vậy ta biết, ngài cùng Linh Nhi là không thể tiếp nhận. Ngô bá trầm mặc nửa ngày, nói ra, khác ta không rõ ràng, nhưng ta biết, tôn thiếu ra ngươi là cực trọng cảm tình người. Là quân nói ra, hắn hại chết ra ra, ta vĩnh viễn không biết tha thứ hắn. Nhưng muốn ta đi giết hắn, ta hiện tại xác thực làm không được. Cái kia Linh Nhi tương lai muốn vì ra ra của nàng báo thù, người có thể làm được khoanh tay đứng nhìn sao? Ngô bá hỏi. là quân nói ra, ta, có thể, ngô bá khe khẽ thở dài nói ra hỏi như vậy ngươi ta cũng biết có chút tàn nhẫn tôn thiếu gia ngươi cũng không cần quá buồn giàu bởi vì người miễn là còn sống liền sẽ có dạng này cùng như thế khó khăn cùng phiền não la quân không khỏi cảm động hắn không nghĩ tới ngô gia gia thế mà không có trách cứ hắn ngô bá theo rồi nói ra mặc kệ như thế nào tôn thiếu gia người đáp ứng ta nhất định muốn vĩnh viễn thật tốt bảo hộ linh nhi bởi vì nàng không thể không có ngươi biết không ngươi là nàng còn sống ý nghĩa la quân trọng trọng gật đầu nói ra ta nhất định sẽ há đúng ngô bá nghĩ đến cái gì còn nói thêm linh nhi còn để cho ta chuyển cáo ngươi nàng biết ngươi nhất định sẽ tới la quân lập tức vội vàng nói ra ừm linh nhi nói cái gì ngô bá nói ra linh nhi nói nàng sẽ đi thần nông thế giới mà lại chúng tinh điện nàng không quay về để ngươi không cần lo lắng La Quân lập tức kinh thanh mà lên, như vậy sao được? Tuyệt đối không được, không nên không nên, ta muốn đi tìm nàng. La Quân lòng nóng như lửa đốt, trực tiếp thi triển đại na di thuật rời đi tư đồ công quán. La Quân lúc này cho rằng Linh Nhi quá tùy hứng, không trở về chúng tinh điện làm sao có thể? Tinh chủ thần thông, đó là Bạch Tố Trinh cũng ngăn cản không. Vấn đề này quá nghiêm trọng, La Quân tuyệt không thể cho phép phát sinh. La Quân đi vào một chỗ trống trải địa phương, cấp tốc cảm giác thần nông thế giới. Tại trong não vực, 3.000 thế giới trực quan lâm đứng lên. Cái này 3.000 thế giới hiện ra các loại duy trì, là quần cấp tốc khóa chặt thần nông thế giới. Cái kia thần nông thế giới tại trong mơ hồ, tựa như là một cái cự đại pháp khí. Nhưng pháp khí bên ngoài bao khỏa khủng bố kết giới. Là quân muốn phá vỡ kết giới đi vào, căn bản là không có bản sự này. Hắn không cam tâm, hắn lần này là nhất định muốn đi vào cùng Linh Nhi thật tốt nói chuyện, đây cũng không phải là xúc động tùy hứng thời điểm sau đó la quân đều không ngừng thi triển pháp lực trùng kích thần nông thế giới kết giới mặc cho la quân pháp lực hung hãn nhưng một khi tiếp xúc đến thần nông thế giới kết giới tựa như là nhất quyền đánh tới cây bông vải trong đống một dạng mềm nhũn la quân liên tục trùng kích nhưng đều không làm nên chuyện gì đương nhiên la quân tâm lý vô cùng rõ ràng hắn không có khả năng tiến vào được nhưng là hắn chính là muốn dựa vào hành động này đến kinh động áo đen tố trinh chiêu này vẫn là rất có hiệu quả rất nhanh thần nông kết giới xuất hiện phản ứng kết giới kia vốn là giống như là mặt biển nhưng lúc này gợn sóng nhất thời từng tầng từng tầng gợn sóng nhộn nhạo lên sau cùng bên trong chui ra một đạo nguyên thần cái kia nguyên thần chính là áo đen tố trinh đã lâu áo đen tố trinh áo đen tố trinh toàn thân áo đen phiêu nhiên mà ra bụi nàng cả người đều cho người ta một loại băng lãnh, dày đặc cảm giác. Không tốt đẹp gì thân cận. Nàng khí chất cùng băng lãnh linh nhi ngược lại là rất giống nhau, bất quá, áo đen tố trinh càng càng minh mông, rồi rào, cường đại. Như vực sâu như ngục. Bạch tố trinh, là quân rốt cuộc tiếp xúc đến áo đen tố trinh, không khỏi cuồng hỉ. Áo đen tố trinh tại xa xa không gian bên trong, cũng nhìn đến La Quân. La Quân, đã nhiều năm như vậy, áo đen tố trinh hơi hơi thở dài, nàng nhìn thấy La Quân về sau, ngược lại là có chút tâm tình biến hóa. Không lại như vậy băng lãnh, chỉ nghe nàng nói ra, ngươi làm sao vẫn là như vậy không trầm ổn đâu. Năm tháng lắng động, cho ngươi. Năm tháng cái giam A, à. La Quân có chút kích động, nói ra, ngươi là qua hơn 800 năm, ta mới qua hơn 2 năm A. À. Áo đen tố trinh xứng sờ, sau đó nhịn không được cười lên một tiếng, nàng băng lãnh hình tượng tại La Quân trước mặt nhất thời sụp đổ, nàng bừng tỉnh đại ngộ giống như nói ra ta kém chút quên cái này một gốc dạ. la quân lập tức nói ngươi có thể hay không đem kết giới mở ra một điểm để cho ta tiến đi một chuyến a áo đen tố trinh nghe vậy lập tức nghiêm túc cự tuyệt nói ra vậy không được la quân không khỏi gấp nói ra người vùng ý tứ a hay ta cái này giao tình ta đi nhà ngươi ngồi một chút đều không được a áo đen tố trinh nói ra đó cũng không phải kết giới phong kín thả ngươi tiến đến cái kia phải hao phí cực lớn đại nhân lực vật lực tới làm sự kiện này. Năm đó ta vì phong kiến thần nông thế giới, hao phí trăm năm thời gian. Vì cũng là ứng phó trận này vô lượng sát kiếp. Là quân nói ra, cho nên, chỉ có Linh Nhi mới có thể tự do ra vào. Áo đen tố trinh nói ra, không sai, nàng là linh thể, hơn nữa còn là có ta thể chất tại trong cơ thể nàng. Nàng tự nhiên có thể tự do ra vào. Là quân nói ra, vậy thì tốt, người để cho nàng đi ra, Ta muốn nói chuyện với nàng." Áo đen Tố Trinh nói ra, "Vậy cũng không được, nàng tạm thời không muốn nói chuyện cùng ngươi." La Quân không khỏi nghẹn lời, hắn sau đó nghiêm mặt nói ra, "Ách. Bạch Tố Trinh, lần này không đùa giỡn với ngươi, là việc quan hệ sinh tử tồn vong, linh nhi muốn như vậy lưu tại ngươi bên này, không trở về chúng tinh điện. Nhưng là đây tuyệt đối không được, tinh chủ lực lượng, không phải chúng ta có thể chống lại, ngươi cũng không được." Áo đen Tố Trinh nói ra, ta liền biết ngươi là vì chuyện này đến, ngươi yên tâm đi. Ta đã cùng các ngươi tinh chủ câu thông, hắn đáp ứng. Linh Nhi về sau, không lại vì chúng tinh điện hiệu lực. a à, còn có loại này thao tác, là quân bị kinh ngạc, hắn sau đó lại là hoan hỉ. Nhưng hoan hỉ bên trong vẫn là mang một vẻ hoài nghi, nói ra, ngươi có thể câu thông đến tinh chủ. Ngươi không có nói đùa chớ. Áo đen tố trinh cũng nghiêm mặt nói ra, Ta sao lại cầm Linh Nhi tánh mạng đến cùng ngươi mở cái này trò đùa, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi quan tâm Linh Nhi sao?" Là Quân nói ra, "Thế nhưng là, ngươi làm sao lại câu thông đạt được tinh chủ?" Áo đen Tố Trinh nói ra, "Ngươi làm không được sự tình, không có nghĩa là ta làm không được. Tinh chủ thân phận, lai lịch, ta đều có thể đoán ra một số, nhưng không thể nói cho ngươi, hắn đáp ứng Linh Nhi sự tình ngược lại cũng không phải hoàn toàn cho ta mặt mũi." mà là bởi vì linh nhi tại ta chỗ này cùng ở hắn nơi đó không có khác nhau hắn muốn làm sự tình ta hiện tại cũng không tiện cùng ngươi nói ngươi liền hảo hảo làm ngươi đi các loại ngày đó linh nhi muốn gặp ngươi tự nhiên sẽ đi gặp ngươi là quần buông lỏng một hơi linh nhi có thể không đi trúng tình điện tự nhiên là tốt nhất hắn lập tức lại hỏi nàng có khỏe không lúc này nói chuyện linh nhi cũng đang nghe đây ngươi có lời gì cứ nói đi ta coi như ta là nghe không được áo đen tố trinh nói ra la quân nghe vậy tâm nhi lập tức mãnh liệt nhảy lên la quân cả đời này có rất ít vì nữ nhân bàng hoàng cùng bi thương thời điểm càng sẽ rất ít có như mối tình đầu đồng dạng lo được lo mất thời điểm hắn luôn luôn không thiếu nữ nhân duyên nhưng hắn tại linh nhi trước mặt làm linh nhi lúc tức giận hắn thật sự lại loại kia vừa yêu đương không tự tin tiểu nam sinh cảm giác la quân hít sâu một hơi hắn tại cái này một cái chắc mắt có thiên ngôn vạn ngữ muốn muốn nói ra tới nhưng lời nói đến trong cổ lại là không biết nên nói cái gì la quần trầm mặc đi xuống áo đen tố trinh bên kia rất thẳng thắn nói ra người muốn là không lời nói vậy ta liền đi la quần ý vị tẻ nhạt hắn phất phất tay nói ra đi thôi áo đen tố trinh ở bên kia cười một tiếng nói ra tiểu tử ngốc người cứ yên tâm đi sông đi thật đến ngày đó ta cùng Linh Nhi hội vĩnh viễn đứng sau lưng ngươi, làm ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Nàng đón đến, đột nhiên hỏi, Linh Nhi, ngươi nói có đúng hay không? Bên kia rất nhanh liền nên một tiếng, ừm, là Linh Nhi thanh âm, cũng là Linh Nhi nhất quán phong cách. Về sau, áo đen tố trình biến mất tại kết giới bên trong. Là quân liền cũng liền thu hồi suy nghĩ, ba nghìn thế giới toàn bộ tại trong não vực theo biến mất. Là quân lớn lên thở ra một hơi, nội tâm của hắn giờ phút này là phấn chấn. Đây là hai chuyện vui. Đầu tiên là Linh Nhi rốt cục không cần đi chúng tinh điện, chúng tinh điện nhiệm vụ vạn nhất kết thúc không thành, Linh Nhi cũng là nguy hiểm. chí ít hiện tại, Linh Nhi có thể tự do tự tại, vô câu vô thúc. Cái này rất tốt, rất tốt. Thứ hai là, là quần rất rõ ràng Linh Nhi Thủy chung là thích chính mình, nàng chỉ là tạm thời muốn yên lặng một chút. Loại cảm giác này, là quần rất lý giải lúc trước hắn đuổi đi lạc ninh cũng không phải hận lạc ninh chỉ là có chút vô pháp tiếp nhận mà thôi năm đó đuổi đi lạc ninh chính là la quân bây giờ lớn nhất việc đáng tiếc nhưng lúc này linh nhi cùng áo đen tố trinh cùng một chỗ la quân biết đây mới thực là gối cao không lo trong chấp nhoáng này la quân hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài nhiều ngày dành dụng phiền muộn thương tâm liền toàn bộ đều đi theo quét sạch sành xanh trong sinh hoạt luôn có nhiều như vậy bất đắc dĩ cùng đau xót. Các bằng hữu chung quy từng bước từng bước cách mình mà đi, nhưng, miễn là còn sống, thì chả đến ngẩng đầu lên, đi xuống, không phải sao. Giống như quên hỏi Bạch Tố Trinh, nàng tu luyện thế nào đến nhanh như vậy? Là quân lại dành thời gian đi một chuyến bất tử tộc, bên kia cũng có hắn hảo hữu cùng đại sư tỷ Diệp Minh cũng tại, Lâm Hảo Hiên vị đại thiên sư này cũng ở bên kia qua quên cả trời đất. Bất tử tộc bên kia thành bọn họ an nhạc ổ, là quân ở bên kia đợi ba ngày tầm đó, như thế vừa mới trở về. Đám bạn trí cốt cũng còn qua tốt, là quân cũng rất vui vẻ. Hắn cũng đi một chuyến bắc Nhĩ Châu, vân vân. Đại ca Lâm Phong bên kia cũng rốt cục xác định hôn kỳ. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Là quân đây cũng là đang hưởng thụ hắn khó được ngày nghỉ, hết thảy còn có hơn ba tháng. Cái này hơn ba tháng bên trong, hắn không cần lại đi muốn mạng chém giết, có thể bồi tiếp hài tử, lão bà, cùng các huynh đệ cùng nhau đùa vui. Cái này rất tốt, rất vui vẻ. Duy nhất tiếc nuối thì là không thể thấy Linh Nhi. Là quần cũng bớt thì giờ trở lại một chuyến thiên châu, kiều ngưng thật là đã không tại thiếu uy phủ. Là quần bất đắc dĩ, đành phải thất vọng mà trở lại. Lâm Phong cử hành hôn lễ liền quyết định tại Yến Kinh bên này cử hành. Là người đều có lòng hư vinh. Diệp tử thanh phụ mẫu cũng hy vọng thân bằng hảo hữu nhóm có thể nhìn đến Diệp tử thanh hạnh phúc, có thể đến Diệp Tử Thanh biệt thự lớn bên trong đi đi một chút, nhìn một chút. Cái kia biệt thự lớn đều là trùng tu sạch sẽ, lại là mời cao cấp nhà thiết kế lần nữa thiết kế. Đồ dùng trong nhà đều là thượng thừa mặt hàng. Đi vào, chính là trang nhã cùng xa hoa khí tức đập vào mặt. La Quân cảm thấy Lâm Phong bên này thân hữu đoàn ít một chút, hắn để đại sư tỷ, Diệp Minh bọn họ đều tới. Bao quát Tân Hải bên kia Tống Nghiên, Đường Thanh cũng đều tới. Còn Đồng là quân thế nhưng là không dám đi trêu chọc, đã qua, cũng không cần lại đi quấy dày người ta bình tĩnh sinh hoạt bác nhĩ châu bên kia, cũng tới một số tai to mặt lớn. Doran, Yuna, Bạch Tuyết những người kia đều tới, cái này thanh thế, cái kia là tuyệt đối muốn làm. Là quân bọn họ những người này không quan tâm những thứ này, nhưng Diệp Tử Thanh là sinh hoạt tại trong thế tục. Bọn họ muốn vì Diệp Tử Thanh đem những này thanh thế cùng nghi thức xã giao làm. Đáng giá nói chuyện là, Lạc Quân cũng chú ý qua Đồ Đệ Diệp Phàm. Diệp Phàm bây giờ đã tựa hồ không tại thế giới bao la, cũng không biết đi làm gì. Là Quân cũng không có lo lắng, Diệp Phàm có Diệp Phàm vận mệnh vị trí. Mấy ngày này, Là Quân cùng Tần Lâm đều rất vui vẻ, bọn họ phụ trách làm tiếp đãi. Cũng là lái xe hơi đi phi trường đón người cũng là vui vẻ. Sách trước 3 ngày, liền để khách mời đến, an bài khách sạn 5 sao vào ở, ra vào xe chuyên dụng đưa đón mang mọi người tại Yến Kinh Thành du lịch. Mỗi ngày hưởng thụ cao cấp khoản đãi, vân vân. Cái này khiến Diệp Tử Thanh cùng phụ mẫu tại khách mời, bản thân trước mặt dẫy đủ mặt mũi. Diệp Tử Thanh trong gia tộc, có một vị dượng là công ty lên sàn phó tổng, bình thường đều là mũi vỉnh lên trời. Tuy nhiên xem ra khách khí, nhưng trong đáy lòng vẫn cảm thấy cùng Diệp Tử Thanh bọn họ là khác biệt. Căn bản không phải cùng một cái giai cấp mà. Nhưng lần này, vị này dượng đến Yến Kinh đến, rất nhanh liền học biết làm người. Bởi vì Lâm Phong bên này tai to mặt lớn nhân vật quá nhiều, tùy tiện một cái đều có thể đem dượng nhà kia công ty lên sàn cho miểu sát. Trầm mặc nùng bằng hữu thì càng nhiều. Lần này, trầm mặc nùng tự nhiên cũng phải cấp đủ Lâm Phong mặt mũi. La Quân ý nghĩ, trầm mặc nùng là rõ ràng, cho nên rất nhiều thứ đều không cần La Quân nói, trầm mặc nùng tự nhiên là sẽ đi làm thỏa đáng. La Quân cùng Tần Lâm còn muốn gánh chịu phù rể nhân vật, Lâm Phong cũng mặc kệ những cái kia tục lễ, cái gì phù rể muốn chưa lập gia đình. Vân vân, hắn cũng là hai cái này huynh đệ sinh tử. Lâm Phong thì cùng Diệp Tử Thanh đập ảnh cưới, còn có quyết định hôn lễ nghi thức chờ một chút. Còn hắn việc vật vãnh, cùng khách mời tiếp đái, toàn bộ đều ném cho La Quân cùng Tần Lâm. Trước khi kết hôn trong một ngày buổi trưa, La Quân cùng muội muội Tống Nghiên Nhi cùng một chỗ mang niệm từ đi ra ngoài. Hắn tụ hợp vì kia lên sàn tập đoàn phó tổng, cũng chính là Diệp Tử Thanh dượng triệu bản đến cùng một chỗ. Đồng thời, còn có sáu cái hùng hài tử, mười mấy đại nhân. Dù sao đều là Diệp Tử Thanh bên kia thân thích. Hết thảy ba chiếc nhà xe, mang theo mọi người đi đi dạo yến kinh phong cảnh khu. Là quân tuy nhiên muốn tiếp đãi mọi người, nhưng cũng thời khắc không quên cùng chính mình nhi tử nhiều thân cận. Tiểu niệm từ vui vẻ không được, dạng này mỗi ngày cha mẹ bồi tiếp chơi, tại hắn tới nói, đã là lớn nhất đại hưởng thụ trên xe, triệu bản đến tại La Quân bên người cẩn thận bồi tiếp nói chuyện phiếm. Nói công ty gần nhất đứng trước một vài vấn đề, cũng là muốn đạt được một số chỉ điểm hoặc là nhân mạch cái gì. La Quân căn bản thì không có hứng thú, nhưng cũng vẫn lễ phép ứng phó. Hùng hai tử nhóm tại một cái khác trong xe. Bên này Tống Nghiên Nhi cùng niệm tử chính trên giường điên náo, Tống Nghiên Nhi nghĩ đến cái gì, thì ôm lấy khách khách cười niệm tử, nói với La Quân, ca, Kỷ Thành lần này cũng tới nha la quân có chút xấu hổ sờ mũi một cái nói ra ai là kỷ thành tống nhiên nhi ngốc ngẩn ngơ sau đó cười nói chơi ạ à, kỷ thành một mực coi ngươi là tình địch đây hắn là thanh thanh lão công a à. la quân bừng tỉnh đại ngộ nói ra ta thiên hoàn toàn không có ấn tượng người cái này nhắc lên ta ngược lại là nhớ tới cũng là còn rất ngạo mạn cái kia a à. đúng 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 tống nhiên nhi nói ra la quân cười một tiếng cũng không để ý lắm Triệu Bản đến ở một bên cẩn thận nghe. Tống Nghiên Nhi cũng không để ý Triệu Bản đến, nàng khách khách cười một tiếng, nói ra, nhưng lần này, hắn đàng hoàng. La Quân nói ra, thật sao? Tống Nghiên Nhi nói ra, bởi vì ngày ấy, hắn trông thấy một người. Người nào? La Quân hỏi. Tống Nghiên Nhi nói ra, ta cũng không làm rõ ràng được, dù sao người kia giống như trong mắt hắn rất lợi hại. Gia tộc bọn họ đều muốn nhìn cái kia người mặt mũi thế nhưng người gặp mặt nùng tỷ tỷ lại là cung kính giống như cái cháu trai kỳ thành nhìn đến thì rất bị đả kích lâm tiểu thư người nói người kia là tôn bộ trưởng a à, triệu bản đến ở một bên nói ra tống nhiên nhi nói ra a à, khả năng đi ngày đó ta cũng ở tại chỗ đâu tôn bộ trưởng là cấp trên giám thị bộ môn nhân vật trọng yếu quyền lực rất lớn chúng ta làm xí nghiệp cũng không dám đắc tội dạng này người triệu bản đến lập tức nói hắn đón đến còn nói thêm, bất quá ngày ấy, tôn bộ trưởng trông thấy ta cùng kỳ tiên sinh cùng trầm tiểu thư là bằng hữu về sau, ngược lại là cùng chúng ta nhiều phiếm vài câu, còn muốn chúng ta danh thiếp. Việc này, còn thật phải đa tạ trầm tiểu thư đây. La quân là cái linh lung tâm nghĩ, nghe vậy cũng đã biết cái đại khái. Hắn cười cười, nói ra, không cần phải khách khí, các ngươi là ta đại tẩu thân thích, cũng chính là ta cùng mặc nùng thân thích. Chỉ muốn các ngươi không vi phạm, hắn, đều tốt nói. Audio điện tử võ tấn bền. Triệu bản đến nghe vậy, chính là vui vẻ ra mặt. Đến hắn cấp độ này, biết rõ nhân mạch hai chữ tầm quan trọng. Là quân dù sao là đem hết thảy tục vụ đều ném cho trầm mặc nùng xử lý, hắn lười nhác quan tâm. Mà trầm mặc nùng, cũng có chính nàng cổ tay cùng chuẩn tắc, xử lý những vật này, cũng không là vấn đề. Đến trầm mặc nùng cấp độ này, nàng cũng không có cái gì không tiện cự tuyệt. Có thể giúp, sẽ trực tiếp giúp, không thể giúp, cái kia là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Cái này cả một nhà đi ra ngoài chơi, vui vui sướng sướng. Một mực chơi đến xế chiều, là quân mới mang theo mọi người đến sớm chuẩn bị tốt trong tử điếm đi ăn cơm trưa. Cái kia khách sạn bên trong có chuyên môn tiểu hài tử vui đùa địa phương, cũng có đại hình tiệc đứng nhà hàng. Ở nơi này, tất cả mọi người có mình thích ăn đồ ăn. Bao quát niệm từ, cũng có thể ở nơi đó ăn rất vui vẻ. Trong nhà ăn giữa trưa thời điểm người tương đối nhiều, bọn nhỏ ở bên trong xuyên thẳng qua, cũng là thẳng làm ẩm ý. Là quân có thể quản trụ chính mình hài tử, lại không tốt đi giáo dục người khác hài tử. Ngay sau đó, là quân thì cùng Tống Nghiên Nhi cùng một chỗ, theo niệm từ ăn đồ ăn. Tiểu niệm từ rất thích ăn trong nhà ăn bánh kem còn có bơ bánh bao loại hình. Là quân chính mình cắt lấy bò bít tết, từng miếng từng miếng một mà ăn lấy. Hắn rất hưởng thụ dạng này sinh hoạt. Bất quá La Quân hiện tại cũng bắt đầu rõ ràng biết, nếu như một mực như thế nhàn hạ sinh hoạt, chính hắn khả năng cũng sẽ có chút không quen. Hắn dần dần thói quen vũ trụ, trong tinh thần huyền bí. Thói quen tại cái kia dạng mạo hiểm bên trong xuyên thẳng qua. Bất quá đúng lúc này, trong nhà ăn một cái nữ nhân xinh đẹp gây nên La Quân chú ý lực. Đó là một cái đang bán bảo hiểm nữ nhân, nàng mặc lấy tinh anh tiểu Tây phục, cả người già dặn, xinh đẹp, tư thế hiên ngang. Nàng trang dung tinh xảo, nụ cười ngọt ngào giờ phút này nàng chính bồi tiếp một tên mập lão bản ăn cơm nữ nhân này chỗ lấy khả năng hấp dẫn la quân chú ý lực không phải là bởi vì nữ nhân này xinh đẹp tuy nhiên cái này nữ nhân cũng rất xinh đẹp nhưng la quân nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp quá nhiều la quân chỗ lấy bị hấp dẫn lấy chính là là bởi vì nữ nhân này là la quân cố nhân nàng là tống linh san nhìn đến tống linh san lúc La Quân trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn nhớ tới cái kia một đoạn bình hành thế giới thời gian thanh xuân. Phía trên sớm tự học, tự học buổi tối, đi ngang qua tránh gió đường uống trà sữa chân châu. Tại trong phòng ăn, nghe mọi người trò chuyện những cái kia ấu chỉ chuyện lý thú. Nhìn những nam sinh kia thầm miến chính mình Linh Nhi, hắn càng sẽ không quên cái Tống Linh San. Tại cái kia dạng một quãng thời gian bên trong, Linh San vẫn luôn là yêu thầm La Quân nhưng la quân vĩnh viễn không có cho nàng đáp lại la quân cảm thấy mình là thua thiệt tống linh san ca làm sao trông thấy nữ sinh xinh đẹp thì rời không động cước bước cẩn thận ta nói cho mặc nùng tỉ tống nghiên nhi không từ thú la quân đồng thời nàng cũng nhìn về phía tống linh san nàng nhịn không được hỏi ngươi biết đúng một vị cố nhân la quân hồi đáp tựa như là bán bảo hiểm tống nghiên nhi nói ra lúc này tống linh san ngay tại ăn đồ ăn cái kia mập mạp lão bản đột nhiên thì sờ lấy tống linh san tay nhỏ. Bọn họ thanh âm nói chuyện rất nhẹ, nhưng là quân nghe được nhất thanh nhị sở. Bàn tử lão bản nói ra, linh san, ngươi còn bán cái gì bảo hiểm a? Khổ cực như vậy, như vậy đi, ngươi cùng ta, ta một tháng cho ngươi một trăm ngàn. Ta ở chỗ này mua cho ngươi một nhà, ngươi liền ở đó ở, thật tốt hưởng thụ, làm ngươi rộng rãi phu nhân. Tống Linh San lập tức rút về tay, nàng có chút quẫn bách, nói ra, Lưu Tổng, ngài đừng như vậy. Ngài là có thể tử người, ngài đã tại công ty của chúng ta liên tục mua 5 năm bảo hiểm, lần này, chúng ta cho ngài ưu đãi cường độ lớn hơn. Ta cho rằng, công ty của chúng ta là ngài lựa chọn tốt nhất. Vậy người có biết hay không, trước kia đơn đặt hàng, người tiền nhiệm là làm sao nắm bắt tới tay sao? Bàn tử lão bản mỉm cười. Tống Linh san lắc đầu, nói ra, ta không biết. Rất đơn giản, ngủ với ta, ngươi bồi ta một tuần lễ, ta không cần ngươi yêu đãi, cái này đơn đặt hàng ta thì lá thăm. Ngươi thấy thế nào, bàn tử lão bản nói ra. Tống Linh San nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, nàng nói ra, không được, Lưu Tổng. Ta có bạn trai, vậy liền cùng bạn trai ngươi phân, Lưu Tổng nhạt lạnh nói ra. Tống Linh San hít sâu một hơi, nói ra, Lưu Tổng, ngươi nếu như vậy nói, vậy ta liền không có cách nào cùng ngươi nói. Ngươi mặc kệ, Lưu tổng có chút nổi nóng. Tống Linh San nói ra, không được, tuyệt đối không có cái này khả năng. Lưu tổng nói ra, cho ngươi 100 ngàn, một tuần lễ, ngoài định mức. Tống Linh San đứng dậy, nói ra, ta đi trước. Bà nội ngươi, Lưu tổng triệt để giận, thanh âm hắn lớn, đi theo. Hắn đem tay kia bên trong rượu vang đỏ một chút rồi đến Tống Linh San mỹ lệ gương mặt bên trên, "Ta, các ngươi những thứ này bán bảo hiểm, không phải liền là cao cấp kỹ nữ sao?" tại lão tử trước mặt, đựng thanh cao gì. Tống Linh San lập tức ngốc, rét lạnh tử dịch ướt nhẹp nàng sợi tóc. Nàng nước mắt tại trong hốc mắt xúc tích lấy. Bốn phía phục vụ viên, những khách chú ý đều nhìn Tống Linh San. Nhìn lấy nàng chê cười. Là quân tâm nhi tê dần, hắn không đành lòng Tống Linh San đơn thuần như vậy cô nương tại trước mặt mọi người, thủ dạng này khuất nhục. Hắn ngay sau đó thì đối Tống Nghiên Nhi nói ra, người nhìn lấy niệm từ. Ừm, um, ca, Tống Nghiên Nhi đáp ứng, La Quân đứng dậy, hắn tìm một cái khăn lông, rất nhanh liền đi vào Tống Linh San trước mặt cho. La Quân nhẹ nói nói, Tống Linh San tiếp nhận, nàng vốn là đã nhịn xuống nước mắt. Nhưng cái này một cái chớp mắt, nước mắt mãnh liệt xuống. Nàng quay đầu chỗ khác, dùng khăn mặt lau sợi tóc cùng nước mắt. Lại là không khiến người khác trông thấy nàng yếu ớt. Một cô gái, muốn tại yến kinh dạng này băng lãnh thành thị bên trong đặt chân, thật sự là rất khó khăn. Đương nhiên, cũng có đơn giản phương pháp. Cô gái xinh đẹp, xinh đẹp là các nàng thông hành chứng. Các nàng là có đường tắt có thể đi, có rất nhiều nữ hài đi đường tắt. Nhưng cũng có rất nhiều nữ hài, kiên trì chính mình bản tâm. Ngươi là ai nha? Lưu Tổng nhìn đến La Quân đến xen vào việc của người khác, có chút khó chịu. La Quân cũng không thấy Lưu Tổng, hắn trở tay một bà tai thì lắc tại Lưu Tổng trên mặt. Lần này biến hóa, càng làm cho người không tưởng tượng được. Người bên cạnh, bao quát cái kia triệu bản đến, đều là kinh ngạc đến ngây người. Tống Linh San cũng là ngây người. Con mẹ nó ngươi, Lưu Tổng chưa từng nhận qua bực này làm nhục, nhất thời nổi giận. Nhưng con hàng này sống an nhàn sung sướng quen, cũng thực biết không nhiều đánh nhau. Hắn muốn động thủ lúc, là quân lạnh lùng nhìn về phía hắn. Con hàng này tiếp xúc đến là quân hàn ý um tùm ánh mắt, nhất thời thì dọa đến ngây người. Là quân lạnh giọng nói ra, Linh San là muội muội ta, người dám khi dễ nàng. Tống Linh San lần nữa chấn kinh, nàng chấn kinh là bởi vì, La Quân thế mà biết nàng tên. Lưu Tổng hít sâu một hơi, sau đó hỏi La Quân, ngươi là cái kia đơn vị. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, thế nào, còn muốn báo thù ta. Lưu Tổng tuy nhiên có chút nhận sợ, nhưng cũng không thể thì trực tiếp như vậy nhận sợ. Hắn nói ra, có gan lưu lại ngươi danh hào. La Quân nói ra, danh hiệu ta không cần lưu lại ngươi mà cái này một cái chớp mắt là quân thần niệm quét bắn xuyên qua cấp tốc tại lưu tổng trong não vực bắt lấy không ít tin tức loại này thần niệm bắn phá có thể tại người bình thường trong não vực sóng điện não bên trong bắt lấy đến tin tức nhưng là tại cao thủ trong não vực thì thì khó có thể phá giải sóng điện não là cái kỳ quái tồn tại cao thủ sóng điện não càng là ảo diệu khó dò lưu gia thành lô Khoa học Kỹ thuật Công nghiệp Hoa Bắc Khu Tổng Giám Đốc. Thê tử Lý Tuệ, nữ nhi 9 tuổi, La Quân cười lạnh nói, còn muốn ta tiếp tục đọc tiếp sao? Ngươi, Lưu Gia Thành trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, hắn cảm thấy trước mắt nam nhân, thật sự là quá cao thâm mà chắc. Lưu Gia Thành sau đó nói, không thể nói lý, không sai sau đó xoay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, La Quân nói ra, Lưu Gia Thành quay người cả giận nói, ngươi còn muốn thế nào? hướng muội muội ta xin lỗi la quân nói ra lưu gia thành do dự một cái chớp mắt nhưng vẫn là thành thành thật thật hướng tống linh san quốc cung xin lỗi như thế về sau lưu gia thành mới tính rời đi người luôn luôn đối không biết đồ vật phá lệ hoảng sợ la quân thân phận thành mê nhưng lại nói cho đúng ra lưu gia thành tin tức cái này khiến lưu gia thành cảm thấy vô cùng sợ hãi tống linh san đem trên mặt lau sạch sẽ nhưng nàng tiểu tây nuốt vào loại kia tử dịch vẫn là không cách nào khứ trừ. Bất quá lúc này, Tống Linh San cũng không lo được những thứ này, nàng hướng La Quân chân tâm thực ý nói ra, cảm ơn ngài. La Quân mỉm cười, nói ra, việc rất nhỏ. Triệu bản đến, còn có Tống Nhiên Nhi ôm lấy tiểu niệm từ cùng những cái kia thân thích, toàn bộ đều đi tới. Tất cả mọi người đem vừa mới một màn nhìn ở trong mắt. Vốn là tất cả mọi người coi là La Quân là loại kia đặc biệt hòa ái dễ gần, không còn cách nào khác người. Nhưng bây giờ mọi người cuối cùng mới hiểu được, nguyên lai là La quân một khi lộ ra tài năng, cũng là rất đáng sợ. Nghiên nhi, triệu thúc, là quân nói thẳng, các người mang theo mọi người tại cái này chơi, ta cùng Linh San có mấy lời muốn nói, liền đi trước. Tống nghiên nhi gật gật đầu, triệu bản đến thì là liên thanh ứng hảo, hắn cảm thấy là quân có thể phân phó hắn, đây là hắn vô thượng chi vinh hạnh. Như thế về sau, là quân mới bồi tiếp Tống Linh San rời tử điếm về phần tiền ăn, tự nhiên là ghi vào la quân bên này trên đầu. Ra khách sạn về sau, đã là 3 giờ chiều, cái kia buổi chiều mặt trời lộ ra phá lệ bất lực, la quân cũng không có lái xe, hắn nói với Tống Linh San, bên kia có cái quán cà phê, ta biết người có rất nhiều nghi hoặc. Chúng ta qua bên kia uống ly cà phê đi. Hắn sau đó lại cười một tiếng, nói ra, Linh San, người yên tâm. Ta đối với ngươi không có có ý đồ. Tống Linh San có chút e sợ, nhưng nàng cũng xác thực rất ngạc nhiên. Sau đó thì gật gật đầu, mà lại trực giác nói cho nàng, trước mắt nam tử cũng không phải là người xấu. Kết quả là, là quân cùng Tống Linh San tìm nhà quán cà phê ngồi xuống. Là quân muốn một chén cappuccino, mà Tống Linh San muốn một chén latte, cộng thêm một số điểm tâm nhỏ. Trong quán cà phê âm nhạc êm dịu, lúc này, trong quán cà phê rất an tĩnh, không có người nào. Nhân viên cửa hàng nhóm cũng đang bận bịu chơi điện thoại di động ta còn không biết ngài nên xưng hô như thế nào đâu tống linh san tổ chức phía dưới lời nói nói ra ta gọi la quân la quân cười một tiếng tống linh san nói ra ách ngươi đến yến kinh bao lâu la quân đột nhiên hỏi tống linh san ngốc ngẩn ngơ nói ra hơn một năm nàng đón đến nói la tiên sinh ngài làm sao lại nhận biết ta la quân trầm ngâm một cái trước mắt sau đó nói có lúc nói thật nghe giống như là nói láo một dạng. Tống Linh San có chút không hiểu, nàng nói ra, "Ta không hiểu ngài ý tứ." La Quân nói ra, "Ngươi nghe nói qua bình hành thế giới sao?" Tống Linh San nói, "Bình hành thế giới? Có ý tứ gì?" La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ngươi trả lời trước ta." Tống Linh San nói, "Có rất nhiều học giả nghiên cứu qua, nói trên đời khả năng có bình hành thế giới tồn tại. Nhưng đều chỉ giới hạn ở nghiên cứu, thứ này người nào cũng không có cách nào xác minh la quân cười ha ha một tiếng hắn nói ra vậy ngươi có hứng thú hay không nghe ta kể chuyện xưa đây tống linh san do dự một cái trước mắt nói ra ngài là muốn nói ngài cùng ta là tại bình hành thế giới bên trong nhận biết la quân nói ra dù sao cũng là cái cố sự nghe một chút cũng không sao không phải sao tốt ngài nói tống linh san nói ra la quân ngay sau đó thì giảng tại bình hành thế giới sự tình hắn giảng cái kia sớm nhất thời điểm, hắn rất đần, thầm mến Tống Linh San. Về sau hắn khai khiếu về sau, thành tích học tập biến tốt. Hắn giảng hắn cùng Tống Linh San, còn có Linh Nhi cùng một chỗ cố sự. Giảng một năm kia Thái Sơn du lịch, giảng tại Phù Dung trên đường quả vặt, giảng Trung Thiên môn phong cảnh. Vân vân, là quân còn tốt cười giảng Tống Linh San thầm mến, một lần kia, người đưa ta một lon đồ vật. Bên trong là rất nhiều cắt thành hoa hồng trang giấy mỗi một mảnh giấy đằng sau đều là ngươi tâm tình, ngươi để cho ta không muốn cự tuyệt ngươi, ngươi nói bởi vì ngươi không có cái gì yêu cầu. Ta cùng ngươi nói xin lỗi, ngày đó ngươi khóc, ngươi nói, ngươi tại sao muốn nói xin lỗi. Ngươi không có cái gì có lỗi với ta, đây đều là chính ta phạm tiện, thấp hèn muốn làm, có quan hệ gì tới ngươi. Tống Linh San nghe đến đó, khuôn mặt nhất thời đỏ. Nàng có chút thẹn quá hóa giận, nói ra, ngài cái này biên đều là cái gì nha, ta mới sẽ không như vậy đối một cái nam sinh đây. Luôn luôn đều là nam sinh truy ta. La Quân mỉm cười, hắn rất hưởng thụ dạng này giảng thuật, nhìn trước mắt Tống Linh San, sau đó lại giảng những chuyện kia. Dường như giờ khắc này, hắn lại trở lại cái kia một đoạn mỹ lệ thời gian bên trong. Đó là trời cao ban cho hắn lại đi một lần thanh xuân, trọng tiến một lần trường học ban ơn. La Quân tiếp tục giảng một số trong đại học chuyện lý thú, nhưng hắn huyền bí cổ quái đồ vật hắn không có nói cho nên sau cùng người cùng lớp trưởng tư đồ linh nhi cùng một chỗ tống linh san nói ra la quân gật gật đầu sau đó ta cả ngày lấy nước mắt rửa mặt tống linh san nói ra nàng lúc này đều không xưng hô la quân vì ngài la quân cười một tiếng nói ra đó cũng không phải đó cũng không phải ngươi tính cách không phải sao tống linh san nói ra cố sự này quá hoang đường bất quá cũng chơi rất vui người nhất định cũng tại nam đại bên kia được đi học a không phải vậy lời nói sẽ không đem trường học của chúng ta những chi tiết kia nói rõ ràng như vậy la quân nói ra một đời kia bên trong ta là tại nam đại nhưng một thế này bên trong ta không có chơi qua nam đại tống linh san nói ra người cái này còn càng nói càng giống coi như ngươi nói là thật vậy làm sao ngươi biết một đời kia sự tình mà ta lại không có chút nào nhớ đến đâu la quân như có điều suy nghĩ nói ra thực ta thường xuyên hội đang nghĩ đến cùng là cái gì mới là thật ngươi nói là thần ma cùng tồn tại là thật vẫn là phổ thông trường học sinh hoạt mới là thật ách đại ca người có phải hay không tinh thần có chút vấn đề tống linh san có chút sợ hãi nhìn về phía la quân la quân nao nao sau đó cười ha ha một tiếng tốt ga à, người coi như ta là tinh thần có vấn đề đi la quân đón đến còn nói thêm Ngươi nghe ta nói lâu như vậy hồ ngôn loạn ngữ, vậy ngươi có thể hướng ta hứa một cái nguyện vọng. Mặc kệ là nguyện vọng gì, ta đều có thể giúp ngươi thực hiện. Đương nhiên, ngươi không thể để cho ta giúp ngươi giết người, hoặc là nói cho ngươi 11 tỷ đô la Mỹ cái gì. Cái kia không phải ta không thể giúp ngươi thực hiện, mà chính là không thể làm như thế. Đối với ngươi không có chỗ tốt. Thật sao? Tống Linh san ánh mắt sáng lên. La Quân mỉm cười, nói ra, cẩn thận cầu nguyện a cơ hội chỉ có một lần. Tống Linh San nói ra, người thật cái gì cũng có thể làm đến. La Là Quân vội ho một tiếng, nói ra, tốt ra, vừa mới lời kia nói quá vẹn toàn một điểm. Đại bộ phận cũng có thể làm đến đi, cũng không phải cái gì cũng có thể làm đến. Tống Linh San ngoẹo đầu suy nghĩ một cái chớp mắt, sau đó nói, ta hy vọng, ta tại Yến Kinh có thể có một ngôi nhà. Viết lên tên của ta nhà, phải có ba thất hai sảnh, phải có một cái vườn hoa nhỏ cái này có thể chứ? La Quân mỉm cười, nói ra, cái này hoàn toàn không có vấn đề. Tống Linh San bình tĩnh nhìn lấy La Quân, sau một hồi khá lâu, nàng khách khách cười một tiếng, nói ra, tốt ha, à, chúng ta khác diễn, lại diễn tiếp, ta đều muốn tưởng là thật. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, hôm nay chỉ tới đây thôi, về sau, chúng ta hữu duyên gặp lại đi. Cảm tạ ngươi, nghe ta nói lâu như vậy cố sự. Hắn đứng người lên, ngoắc tính tiền. Tống Linh San nói ra, người nói cố sự rất thú vị, ta đều suýt chút nữa thì tin tưởng. Nàng đón đến, nói ra, bất quá hôm nay là người giúp ta, làm sao cũng không thể để người tới trả tiền đi. Ta mời người tốt. La Quân cười một tiếng, không có kiên trì. Tống Linh San tính tiền về sau, thì hòa La Quân cáo biệt. Lúc này, trời chiều hồng hồng hỏa hỏa, là xinh đẹp như vậy. Một tia gió rét thổi tới, Tống Linh San nhịn không được dùng mình một cái nàng cáo biệt La Quân, đi trên đường. Hôm nay đối với nàng mà nói, rất kỳ diệu, cũng rất hoang đường. Nàng cảm thấy La Quân là một câu đố một dạng nam nhân. Rất cơ chí, nhưng lại hình như có chút thần kinh thác loạn. Nàng vốn là còn điểm muốn hy vọng La Quân lời nói có thể trở thành sự thật, mang theo như vậy một tia may mắn. Nhưng khi nàng tính tiền lúc, La Quân không có kiên trì, nàng đã cảm thấy không có khả năng. Mà sau đó, La Quân cũng không có muốn nàng số điện thoại nàng hy vọng cuối cùng đều xem như tiêu tan nhưng tống linh san vẫn cảm thấy có chút kỳ quái kỳ quái vì cái gì la quân sẽ biết nàng nam nhân này quá kỳ quái hắn còn biết cái kia lưu tổng tin tức tống linh san thầm nghĩ chẳng lẽ hắn là làm tin tức điều tra hoặc là cao cấp hacker nhưng hắn cùng ta trò chuyện lâu như vậy giảng như thế một cái hoang đường cố sự là vì cái gì đây tống linh san nghĩ mãi mà không rõ nàng tại dạng này nghi hoặc phía dưới tiến trạm tàu điện ngầm ở trên tàu điện ngầm, Tống Linh San vẫn nghĩ, Thủy Trung đều nghĩ không ra cái như thế về sau. Tống Linh San tốt nghiệp ở Thượng Hải Nam Đại, nàng vốn là Đông Giang. Sau khi tốt nghiệp tại Thượng Hải đợi mấy năm, nhưng một mực không rất thích hợp. Gần đây thì cùng bạn trai cùng một chỗ đến Yến Kinh. Tống Linh San đến Yến Kinh về sau, thì cùng bạn trai ở chung. 27 tuổi nữ hài, nên trải qua cũng coi là đều nên trải qua. Nhưng gần nhất trong nửa năm này, Tống Linh San cảm thấy rất mê mang. Nhà nàng tại Đông Giang coi như không tệ, thế nhưng là, Đông Giang bất quá là cái thành thị nhỏ. Nàng rất không thích Đông Giang loại cuộc sống đó, tràn ngập nhàn nhã, nhàn hạ mà lại làm gì đều muốn bằng quan hệ. Mà tòa thành lớn này, thành phố phồn hoa bên trong mang theo vô số kỳ ngộ, cái này khiến Tống Linh San lòng sinh hướng tới. Nàng không muốn trở về. Nhưng nàng người bạn trai kia, Chu Bân lại là căn bản không có lòng cầu tiến gì mỗi ngày tan sở về sau cũng là nghiêng chân chơi lấy lớn nhất tân vương giả thuốc trừ sâu chu bân không nghĩ tới về sau hắn ưu thế duy nhất cũng là coi như lớn lên đẹp trai tống linh san lúc trước cũng là coi trọng hắn túi da trên đời này đẹp mắt túi da có rất nhiều nhưng thú vị linh hồn cũng rất ít tống linh san cảm thấy nàng tại yến kinh không nhìn thấy hy vọng nàng và chu bân thuê tại xa xôi địa phương một phòng ngủ một phòng khách về đến nhà lúc sắc trời đã tối. Hôm nay Chu Bân nghỉ ngơi, nàng sau khi vào nhà, trông thấy Chu Bân chính ở trên ghế salon chơi game. Hắn giày, biết tất loạn ném ở một bên. Trên bàn có ăn hết mì ăn liền hộp, trong phòng còn có một cỗ mì tôm mùi vị. Ta ăn cái gì, Tống Linh San lúc đi vào, Chu Bân không có ngẩng đầu. Tống Linh San lạnh lùng chất vấn. Chu Bân ngẩng đầu, hắn chỉ là nhìn một chút Tống Linh San, sau đó liền nói, ăn mì tôm rồi, ta mua một dương tống linh san hỏa khí nhịn không được tới nói ra người cả ngày cũng là chơi game đi làm tan ca chơi game người có nghĩ tới hay không chúng ta về sau chu bân như vô sự một bên chơi game vừa nói có cái gì tốt muốn chẳng lẽ chỉ bằng hai người chúng ta phấn đấu còn có thể yến kinh mua lấy một bộ phòng hay sao làm cái mấy năm không được chúng ta thì về nhà kết hôn chứ sao tống linh san nói ra yến kinh cũng không phải là không có cơ hội người đều không có đi tìm, đi phát hiện. chẳng lẽ cơ hội có thể theo trên trời rơi xuống đến? người hôm nay chuyện gì xảy ra? ăn thuốc súng, chu bân cũng có chút phiền, nói ra, ta không có tiền, không có nhân mạch, không có kỹ thuật, ta có thể đi tìm cơ hội gì? người cả ngày cũng là tiền tiền tiền, ta làm sao lại không nghĩ tới? người bây giờ cũng biến thành như thế dung tục. người cái kia ánh mắt thì nhìn chằm chằm mấy cái kia lập nghiệp thành công lão đại, người thấy phía dưới kia không thành công núi thay biển máu không có người ta thất bại không đáng xấu hổ, chỉ ít thử qua. Tống Linh San nói ra, ta không cầu ngươi nhiều thành công, ngươi tan ca sớm, ngươi liền không thể trước thuận tiện đàn ông đồ ăn trở về, làm điểm nóng hổi đồ ăn sao. Chẳng lẽ nấu cơm thì nhất định là nữ nhân sao? Chu Bân nói ra, tại trong nhà của ta, cho tới bây giờ đều là mẹ ta giặt quần áo nấu cơm. Ta cùng cha ta xưa nay sẽ không động thủ. Hắn nói rất là lẽ thẳng khí hùng. Sau đó, Chu Bân đứng dậy, nói ra, ngươi thật sự là càng ngày càng không thể nói lý mặc kệ ngươi sau đó hắn liền đến trong phòng còn đóng cửa phòng tại cái kia một cái chớp mắt tống linh san đột nhiên thì tâm chết nói cho đúng hẳn là nàng một mực tại do dự sự tình rốt cuộc quyết định nàng đối chu bân tránh thức hết hy vọng nguyên lai thế giới này cũng không phải là chuyện cổ tích ở sân trường bên trong lúc chu bân là giáo thảo cấp bậc nam thần hắn ánh sáng mặt trời thích cười hắn bóng rổ đánh thật hay, hắn tại sân bóng đổ mồ hôi như mưa, để vô số nữ sinh làm hoa si mê gái trai. Nhưng, đây chính là tàn khốc hiện thực A. À. Rời đi trường học, hắn căn bản là chẳng phải là cái gì, mạo sưng có chút đẹp mắt túi ra A. À. Ngay tại Tống Linh san âm thầm thần thương thời điểm, hành lang chỗ tới một tên Âu phục dày ra nam tử. Nam tử này chừng 30 tuổi, mang theo kính mắt gọng vàng, nhã nhận mà nho nhã hắn xem xét cũng là thành công nhân sĩ. Chu Bân cùng nam tử này đứng chung một chỗ, tựa như là cái ấu trí hài tử. Cửa không khóa. Nam tử đánh giá Tống Linh San, Tống Linh San thu thập tâm tình, đồng thời cũng hổ nghi cảnh giác nhìn về phía nam tử. Xin hỏi, ngài là Tống Linh San tiểu thư sao? Nam tử rất lễ phép mà khách khí hỏi. Tống Linh San gật gật đầu, nói ra, ta là, ngài là. Há, là như vậy, ta là La Quân Tiên sinh phái tới. Nam tử khẽ cười nói: "Ừm, Tống Linh San trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, La Quân. Nam tử nói ra: "Ta họ Tôn, Tôn Anh Tài. Ta là một luật sư có tiếng, lần này là thụ La Quân tiên sinh nhờ vả, đến vì Tống tiểu thư ngươi làm bất động sản sang tên các loại thủ tục viện trợ. Có bất kỳ không hiểu cùng nghi ngờ địa phương, Tống tiểu thư ngươi đều có thể hỏi ta." Bất động sản sang tên, Tống Linh San giọng nói tăng lớn. Nàng có chút không dám tin. Tôn Anh mới lên tiếng, hiện dưới lầu đến một số người, có bất động sản môi giới, cũng chủ phòng, còn có cục quản lý bất động sản nhân viên. Chúng ta sẽ vì ngài cùng một chỗ tăng giờ làm việc, ngay tại đêm nay hoàn thành tất cả bất động sản thủ tục sang tên. Ngài chỉ cần cùng chúng ta đi ký một ít chữ là được rồi. Tống Linh San cảm thấy có chút choáng váng. Ngươi không phải tại cùng ta nói đùa a? À, Tống Linh San nói ra. Tôn Anh mới lên tiếng, chúng ta đều là chính quy giấy phép đây là ta giấy chứng nhận. Hắn nói xong cũng theo trong túi công văn xuất ra luật sư chứng. Tống Linh San nói ra, thế nhưng là, vô công bất thụ lộc. Tôn Anh mới lên tiếng, này chúng ta cũng không biết, chúng ta chỉ là dựa theo La Quân Tiên Sinh đã phân phó đến. Còn Tống Tiểu Thư ngươi hòa La Quân Tiên Sinh ở giữa có chuyện gì, chúng ta cũng không biết, cũng không cần biết. Ta có thể cùng La Quân Tiên Sinh trò chuyện sao? Tống Linh San hít sâu một hơi, nói ra tôn anh mới lên tiếng cái này đương nhiên có thể bên này động tính rốt cuộc dẫn tới trong phòng chu bân chú ý hắn sau khi đi ra sắc mặt thì thật không tốt hắn nhìn đến tôn anh tài thì có loại thiên nhiên ghen ghét người đối so với chính mình ưu tú một số người hội sinh ra trời sinh địch ý mà người đối so với chính mình ưu tú tình địch thì hội sinh ra phi thường cường liệt địch ý chu bân đi vào tống linh san bên người quét mắt một vòng tôn anh tài lạnh lùng hỏi Tống Linh San, hắn là ai? Tôn Anh Tài lập tức tự giới thiệu, nói ra, ta là anh tài sự vụ sở luật sư, ta tới là vì Tống tiểu thư xử lý một chút bất động sản thủ tục sang tên. Bất động sản, Chu Bân nhất thời nghi hoặc thêm giật mình, cái gì bất động sản? Tôn Anh Tài thẳng thắn, nói ra, là quân tiên sinh đưa tặng Tống tiểu thư một bộ giá trị 26 triệu bất động sản. Chu Bân kinh ngạc đến miệng đều không đóng lại được. Ngươi nói đùa sao? chu bân không dám tin tôn anh mới bất đắc dĩ cười một tiếng nói ra theo lý tính góc độ tới nói ta không biết đêm hôm khuya khoát chạy mấy chục cây số đến đây cùng tống tiểu thư mở dạng này cho đua hắn đồng thời đưa điện thoại di động đưa cho tống linh san nói ra tống tiểu thư đây là la quân tiên sinh điện thoại chính ngươi bấm đi bất quá xem ra ngươi còn trước cần cùng bạn trai ngươi giải thích rõ ràng hắn thật muốn đưa ngươi bất động sản chu bân lại là hỏi tống linh san tống linh san nhìn chu bân liếc một chút sau đó đối tôn anh mới lên tiếng chúng ta đi xuống lầu nói đi chu bân nói ra chờ ta đổi đôi giày ngươi không dùng đi cùng tống linh san lãnh đạm nhìn chu bân liếc một chút nói ra bởi vì ta đã quyết định cùng ngươi chia tay ngươi thấy a à, chính như ngươi suy nghĩ ta đáp ứng làm la quân tiên sinh tiểu tam cho nên hắn đưa ta bất động sản không phải vậy lời nói ngươi cho rằng hắn tại sao muốn đưa ta bất động sản đâu Ngươi, Chu Bân nổi giận, Tống Linh San, ngươi có phải hay không quá không biết xấu hổ? Tống Linh San mỉm cười, nói ra, Tôn tiên sinh là luật sư, ngươi tốt nhất chú ý ngươi ngôn từ. Không phải vậy lời nói, làm không tốt ngươi phải ngồi tù, là quân tiên sinh năng lượng rất lớn, ngươi càng đắc tội không nổi. Ngươi, Chu Bân cái này giận a. À. Ta muốn gặp hắn, Chu Bân vọng động, lại là cái gì đều không để ý. Hắn đoạt lấy Tôn Anh tài điện thoại di động như Lưu Gia Thành như thế lược thành công nhân sĩ, bình thường phách lối một số, nhưng thời điểm then chốt, biết kính sợ. Mà như Chu Bân dạng này làm càn làm bậy, vọng động lại là không sợ trời, không sợ đất. Nói dễ nghe điểm, là có huyết tính, nói không được khá nghe, là không não. Điện thoại kia còn không có khóa lại, Chu Bân trực tiếp bấm đi qua. Ngươi làm gì, Tống Linh San lại là hoảng. Nàng chỗ lấy nói là la quân tiểu tam, cũng là lười nhác cùng Chu Bân dây dưa dù sao nàng là trước kia liền định chia tay, hiện tại bất động sản sự tình đi ra. Nàng lại muốn cùng Chu Bân giải thích, nói không phải là bởi vì có bất động sản mới ước lượng hắn. Cái kia Chu Bân sẽ không tin tưởng, nói ra, người khác cũng sẽ không tin. Đã như vậy, cái kia liền dứt khoát như vậy đi. Nhưng lúc này, Chu Bân đi chất vấn La Quân, mà La Quân lại không có quyết định này. Tống Linh San thì sẽ cảm thấy, nàng tại La Quân trước mặt, sẽ bị suy nghĩ nhiều A Đê Tiện. Tôn Anh Tài lập tức lạnh lùng nói ra, vị tiên sinh này, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi đây là cướp bóc, muốn phán 3 năm trở lên hình phạt. Ngươi lập tức trả lại, nếu không, đừng trách ta khởi tố ngươi. Lăn bà nội ngươi, Chu Bân mặc kệ Tôn Anh Tài, trực tiếp bấm la quân điện thoại. Tống Linh San muốn cướp đoạt, bị Chu Bân ngang ngược đẩy ra. Mà điện thoại, rất nhanh liền thông. Chu Bân giận dữ hết, người mẹ nó có phải hay không la quân ta là, người vị kia, là quân ở bên kia đang cùng niệm từ cùng nhau chơi đùa, vốn là nhìn là tôn anh tài điện thoại, lúc này mới tiếc. Không nghĩ tới vừa kết nối, liền bị người như thế đổ ập xuống mắng. Ta mẹ nó là Tống Linh San Nam Nhân, Chu Bân nói ra, là quân nào nào, sau đó liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Há, nguyên lai like là dạng này, có phải hay không ta để người có hiểu lầm gì đó địa phương? Chu Bân mắt đỏ, nói ra, người ở nơi đó ta muốn gặp ngươi la quân khẽ nhíu mày hắn nói ra là bất động sản sự tình đi người yên tâm ta đối linh san không có có ý đồ chu bân nói ra không có có ý đồ người mẹ nó nói ra ngươi tin không Ngươi nhiều tiền a à, vô duyên vô cớ đưa nàng bất động sản người có bản lĩnh đi ra cho lão tử la quân nhẫn nại tính tình nói ra chuyện này dăm ba câu nói không rõ ràng tốt a à, ta đi ra gặp ngươi một chút hắn đón đến, nói, đưa điện thoại cho Tôn Anh Tài đi. Chu Bân trong lòng phẫn nộ khó bình. Tống Linh San cả giận nói, Chu Bân, uổng cho ngươi vẫn là nam đại hàng hiệu sinh, ngươi liền tối thiểu giáo dưỡng đều không có. Chu Bân nói ra, đi ngươi mẹ nó giáo dưỡng, không có cái kia nam nhân bị đội nón xanh còn có thể bảo trì mẹ nó giáo dưỡng. Tống Linh San ngốc ngẩn ngơ. Hoa viên trong biệt thự, ánh đèn nhu hòa. Cả ngày bận rộn về sau, nghênh đón thanh tịnh vườn hoa này trong biệt thự cũng là tần lâm một nhà hòa la quân một nhà ở chỗ này còn lại khách nhân đều an bài đến nơi khác đi trầm mặc nùng còn có tần bảo tần lâm hiên viên nhã đan đều tại mọi người trong phòng khách bồi tiếp hài tử chơi hai đứa bé chơi quên cả trời đất la quân thì ở một bên giảng điện thoại hắn đối bên kia tôn anh mới lên tiếng tốt ha người đem bọn hắn đưa đến cái kia trong phòng đi thôi ta sau đó liền đến tốt là tiên sinh Tôn Anh Tài lộ ra đến cung kính dị thường. La Quân đang chuẩn bị tắt điện thoại, bên kia Tống Linh San nói ra, Tôn Tiên Sinh, ta muốn cùng La Tiên Sinh trò chuyện chút. Tôn Anh Tài gật gật đầu, đưa điện thoại di động đưa cho Tống Linh San. La Quân hơi hơi nghi hoặc. Bên kia Tống Linh San nói ra, La Tiên Sinh, ngươi là nghiêm túc sao? La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, ta nói qua, đáp ứng ngươi một cái nguyện vọng. Ngươi đừng có gánh nặng trong lòng, đó cũng không phải trên trời rơi xuống đến đĩa bánh. Đây là ngươi một cái khác thế phúc báo. Thế nhưng là, cái này quá bất khả tư nghị, Tống Linh San nói ra. Là quân nói ra, tồn tại tức là hợp lý, không phải sao. Tống Linh San hít sâu một hơi, nói ra, ta không biết ta nên tin tưởng cái gì, nhưng là ta đã đáp ứng ngài. Vậy sau này, ta sẽ tuân thủ làm một cái tình nhân chuẩn tắc. Ta đã cùng bạn trai ta ngả bài. Là quần nào nào, sau đó, hắn lập tức liền minh bạch. Hắn là bực nào linh lung tâm nghĩ, thoáng vừa nghĩ liền biết chung nguyên ủy. Ừm, tốt, La Quân nói ra, ngươi không cần nhiều lời cái gì, ta đều hiểu. Sau đó, La Quân thì tắt điện thoại. Làm sao, một bên trầm mặc nùng hỏi La Quân. Tần Lâm cùng hiên viên nhã đan cũng đều nhìn về La Quân. La Quân mỉm cười, nói ra, bất quá là một chút sự tình, ta trước đó đi qua một chuyến bình hành thế giới cái này nói với các ngươi qua, đúng không? Hiện tại ta gặp phải tại một đời kia bên trong một người nữ sinh. Tại một đời kia bên trong, nàng cùng ta là bạn tốt. Hắn đón đến, cố ý cùng trầm mặc nùng nói ra, thuần túy chỉ là bạn tốt ra, à, ngươi đừng nghĩ lệch ra. Ta thật không nghĩ lệch ra, trầm mặc nùng cười ha ha một tiếng. Tần lâm cười nói, là chính ngươi tâm hỏng. Là quân tiếp tục nói, ta nhìn nàng tại một thế này bên trong lăn lộn có phần không như ý, ngẫm lại, cũng bất quá là ta tiện tay mà thôi. Sau đó liền đáp ứng hứa nàng một cái nguyện vọng, nàng hy vọng có một chỗ yến kinh bất động sản, ta liền đáp ứng nàng. Hiên viên nhã đàn nói ra, cho nên, tam đệ. Bây giờ người ta bạn trai mặc kệ, đúng không? Cái này cũng khó trách ha. Muốn là đột nhiên có cái nam nhân muốn đưa ta rất danh quý đồ vật, vậy ngươi nhị ca khẳng định cũng mặc kệ. Là quân nói ra, ta biết, là thẳng khó lý giải. Bất quá, ta không thẹn với lương tâm vốn là dự định đi giải thích giải thích không giải thích là ta sai giải thích tin hay không đó chính là bọn họ sửa tình bất quá bây giờ nghe tới giống như linh san là không muốn cùng nàng bạn trai cùng một chỗ qua hiền viên nhã đan nói ra làm sao vừa có bất động sản liền muốn ước lượng bạn trai đâu cái này cũng không quá tốt là quân mỉm cười nói ra ta đoán chừng không có bất động sản nàng cũng muốn ước lượng ta đối nàng giải nàng không phải một cái hư vinh bợ đỡ người lại nói nếu là thật lòng yêu nhau nàng cũng không cần thiết ước lượng ta lại không có nói ra muốn nàng như thế nào được rồi không nói ta muốn đi qua một chuyến la quân nói xong đứng dậy tần lâm nói ra dù sao ta cũng không có việc gì cùng ngươi đi đi một chút đi đợi chút nữa chúng ta tìm một chỗ lột ngừng lại đồ nướng uống chút tiểu bia cũng rất tốt la quân cười ha ha một tiếng nói ra, chúng ta nhị ca thưởng thức mức độ, mãi mãi cũng dừng lại tại đồ nướng phía trên A. Hiên viên nhã đàn lập thức đậu đen rau muống, nói ra, đó cũng không phải là, đến bây giờ rau nĩa cũng sẽ không dùng. Ném chết người. Tần lâm im lặng, nói ra, đồ nướng làm sao rồi. Ăn ngon không là được, mà lại tam để con hàng này, mỗi lần ăn so ta còn vui sướng, người mẹ nó có ý tốt đậu đen rau muống ta. Là quần cười ha ha, sau đó hai huynh đệ thì ra hoa viên biệt thự bọn họ sau khi đi hiên viên nhã đan cùng trầm mặc nùng nhìn nhau cười một tiếng sau đó lại khe khẽ thở dài tâm lý lại là cùng một cái ý nghĩ muốn là bọn họ có thể vĩnh viễn như vậy làm bạn thì tốt biết bao a à. tại thế giới bao la bên trong tiền có thể giải quyết rất nhiều chuyện nói thí dụ như tống linh san muốn một phòng nhỏ la quân liền để trầm mặc nùng tìm phía dưới một tên lãnh đạo cái này lãnh đạo lên tiếng về sau, rất nhanh liền có nhân hỏa nhanh đến giúp đỡ hoàn thành việc này. Là quân cho lên giá, tăng thêm lãnh đạo quyền nói chuyện, chuyện này, thúc đẩy tốc độ quá nhanh khiến người ta líu lưỡi. Đối với là quân tới nói, thế tục tiền tài căn bản chính là con số, bác Nhĩ Châu bên kia cho hắn tích lũy tài phú không thể tưởng tượng. Tăng thêm mấy vị thân vương hàng năm đều muốn cống lên. Là quân hiện tại nhiều tiền chính hắn đều không làm rõ ràng được, dù sao cũng không quan trọng. Mà lại, hắn còn có hắn biện pháp làm tiền. Hắn đan dược tại hắn thế giới bên trong mua hoàng kim, đây chính là vô cùng vô tận. Còn có, hắn đan dược cho những phú hào kia, phú hào cũng là rất nguyện ý dùng tiền mua. Là quân cùng Tần Lâm đi ra ngoài, là quân lái xe. Hắn trong mấy ngày này đã thành thói quen lái xe, mở là trầm mặc nùng chiếc kia xe Land Rover. Tôn Anh Tài cho tìm nhà là tại ba vòng bên trong một cái rất không tệ tiểu khu. Trong cư xá hoàn cảnh yêu nhã, cây xanh râm mát. Địa lý vị trí là, càng là không nói. Giao thông thuận tiện, xung quanh tàu điện ngầm, siêu thị, chờ một chút đều là cực tiện lợi. Cũng là bởi vì này, là quần bên này cho ra 220.000 một mét vuông giá cao. Nhà là thang máy phòng, tại tầng 15. Bốn phòng hai sảnh, có cái đại dương đài, đại trên ban công có thể loại chút hoa hoa thảo thảo. Bên trong tu trang nhã bên trong lộ ra vắng vẻ, vắng vẻ bên trong lộ ra phẩm vị làn gió mới, điện noán, nước sạch, điều hòa không khí, truyền hình, máy tính, toàn bộ đều là không thiếu gì cả. Mà lại toàn bộ đều là nhãn hiệu. Cái này là có thể tránh thức trực tiếp dỏ sách vào ở. Làm tôn anh tài cùng chủ phòng, môi giới bọn người mang theo Tống Linh San cùng Chu Bân tiến phòng này về sau, Tống Linh San trong nháy mắt thì yêu mến nơi này. Một cái bắc phiêu, có thể cự tuyệt nhất định tiền tài dụ hoặc. Nhưng lại cự tuyệt không dạng này một ngôi nhà dụ hoặc. Chu Bân nhìn, đều nói không ra lời. Nếu như Tống Linh San không cùng hắn nói chia tay lời nói, giờ phút này hắn hẳn là hưng phấn. Chỉ cần có dạng này nhà ở, trên đầu có chút lục, cái kia cũng không phải là không thể được tiếp nhận mà. Tôn Anh Tài cùng chủ phòng, còn có môi giới bồi tiếp Tống Linh San nhìn khắp nơi. Chủ phòng kiên nhẫn cho Tống Linh San giới thiệu. Phòng này, ngài tại sao muốn bán? Tống Linh San ưa thích sau khi, nhịn không được hỏi chủ phòng là cái trung niên nam nhân hắn xem ra cũng là thành công nhân sĩ nghe vậy nao nao hắn sau đó cười khổ nói ra bộ phòng này chúng ta trùng tu xong sau còn không có ở qua một ngày vốn là muốn qua một tháng nữa thì chuyển vào đến bởi vì tiền kỳ muốn tán tán vị tuy nhiên ta dùng đều là tài liệu tốt nhưng cũng sợ hài từ hội ngửi formoder 2 không tốt vậy tại sao muốn bán tống linh san kỳ quái cực thứ nhất các ngươi cho giá cả rất mê người thứ hai đây là lãnh đạo chúng ta yêu cầu, ta cũng liền làm thuận nước song thuyền. Chủ phòng nói ra, cũng là đơn giản như vậy. Tôn Anh Tài ở một bên cười một tiếng, nói ra, cái này tòa nhà xác thực là rất không tệ, nhưng chúng ta cố chủ cho giá cả cao hơn giá thị trường. Hiện tại Triệu Tiên sinh người cầm lão bản của chúng ta trả thù lao, có thể đi mua ngang nhau khu vực nhà, còn có thể kiếm bộn nước 10 triệu NDT, ta nói không sai chứ. Triệu Tiên sinh ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, Tôn luật sư ngài nói xác thực không sai. Tôn Anh Tài cười cười, nói ra, cho nên a, à, ngài thì vụng trộm vui đi. Lão bản của chúng ta là sẽ không để cho người ăn thiệt thòi. Tống Linh San nghe líu lưỡi, nàng lần nữa nhịn không được nói, phòng này thật muốn sang tên cho ta. Triệu Tiên Sinh cùng Tôn Anh Tài cùng một chỗ nói ra, đó là đương nhiên. Tôn Anh mới lên tiếng, lão bản của chúng ta đã đem tiền khoản duy nhất một lần thanh toán tiền Tống Linh San nói không ra lời. Chu Bân ở một bên đột nhiên mắt đỏ nói ra, Linh San, người không muốn cùng ta chia tay có được hay không? Về sau, ta nhất định đổi, tất cả thói hư tật xấu, ta đều đổi. Tống Linh San nhất thời thì lấy lại tinh thần, nàng cười một tiếng, nói ra, Chu Bân, người khác ngây thơ có được hay không? Là quân tiên sinh liền tiền khoản đều giao, lúc này, người cho rằng ta không cùng ngươi chia tay, phòng này có thể tới ta trên tay sao? Là tiên sinh liền xem như đại phú hào, thế nhưng không có người nào đem mấy chục triệu cứ như vậy ném ra. Ngươi, Chu Bân nhất thời nghẹn lời. Đúng lúc này, là Quân cùng Tần Lâm rốt cuộc tới. Triệu tiên sinh cùng Tôn Anh Tài đi nghênh đón. Là Quân sau khi vào nhà, hắn liền đối với Tống Linh San mỉm cười, nói ra: "Thân ái, phòng này ngươi còn hài lòng a?" À? "Không hài lòng, chúng ta có thể tìm tiếp." Cái này vừa nói đến, cái kia Triệu tiên sinh lập tức liền gấp, nói ra: ai nha là tiên sinh cái này ta rất hài lòng tống linh san lập tức nói ra nàng tiến lên một cách tự nhiên kéo lại la quân tay tần lâm đối đây hết thảy đã sớm biết được cũng liền ở một bên xem kịch vui chu bân thấy thế nhất thời phổi đều tức điên tống linh san người mẹ hắn người còn biết xấu hổ hay không trong mắt ngươi có phải hay không chỉ cần có tiền ngươi liền có thể rang rộng ra chân ngươi tống linh san vốn đang là cười nhẹ nhàng Nghe vậy sắc mặt nhất thời biến, Chu Bân, ai cũng có tư cách nói câu nói này, ngươi không có. Ta vì cái gì không có?" Chu Bân cả giận nói. Tống Linh San cắn răng nói ra, "Chu Bân, chính ngươi thật tốt tính toán, ta cùng ngươi mấy năm, theo tại thời đại học cùng một chỗ, đến bây giờ ta đã sắp 28 tuổi, ta đem 6 năm thanh xuân cho ngươi, cái này 6 năm bên trong, ngươi cho rằng không có người truy cầu qua ta sao? Ta có thể tiếp nhận ngươi nghèo khó." nhưng là rất xin lỗi ta tiếp nhận không ngươi không tiến bộ cùng với ngươi ta vĩnh viễn không nhìn thấy tương lai một chút hy vọng mỗi ngày người tàn ca cũng là chơi game ngươi có vì tương lai cân nhắc qua sao ta tại sao không có cân nhắc tiếp qua mấy năm chúng ta thì về nhà kết hôn chu bân lập tức phản bác nói ra về nhà ngươi có thể làm cái gì cha mẹ ngươi cho ngươi tìm công tác dưỡng lão tống linh san nói ra Ta mẹ nó cho tới bây giờ thì không muốn tới Bắc Phiêu, là ngươi muốn tới." Chu Bân nổi nóng nói ra, "Ngươi muốn đợi tại Thượng Hải, ta cùng ngươi tại Thượng Hải. Ngươi muốn tới Bắc Kinh, ta cùng ngươi đến Bắc Kinh. Ta vẫn luôn nói thì tại quê nhà, cha ta có thể cho ngươi tìm nhân viên văn phòng công tác, là ngươi không vừa lòng. Hiện tại ngươi ngược lại ghét bỏ ta không tiến bộ, cái này căn bản cũng không phải là ta muốn sinh hoạt." Tống Linh san hít sâu một hơi, nói ra, "Nơi này có ngoại nhân tại ta không muốn cùng ngươi nhao nhao, ngươi đi đi. Chu Bân nói ra, đi, đi đến đó, cứ như vậy bị ngươi một chân đạp ra. Ta nhiều năm như vậy làm bạn, thanh xuân thì chẳng đáng là gì. Được, ngươi muốn chia tay có thể. Phòng này cũng phải có ta một nửa. Hắn nói đến lẽ thẳng khí hùng, Tống Linh San nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Tôn Anh Tài ở một bên nhịn không được nói ra, ếch, vị tiên sinh này, ngươi không có lầm chứ? ngươi thật giống như còn không có cùng tống tiểu thư kết hôn a à. ngươi là đang nằm mơ chứ nói tới đó ngươi đều khó có khả năng được chia đến một mao tiền nàng muốn chia tay nhất định phải cho ta thanh xuân tổn thất phí đây là ta cùng nàng việt tư người tốt nhất mẹ hắn đừng quản chu bân nói ra cảm ơn ngươi chu bân tống linh san thê lương cười một tiếng nói ra ngươi để ta biết ta và ngươi chia tay thật sự là một chút cũng không sai được người bây giờ đừng nói những thứ vô dụng này. Ngươi không đã nghĩ yên tâm thoải mái làm tiểu tam a? Khác mẹ hắn ngươi làm tiểu tam có lỗi với lão tử. Sau cùng còn làm đến giống như ngươi thụ bao lớn ủy khuất giống như, lão tử không ăn ngươi một bộ này." Chu Bân nói ra. Tần Lâm ở một bên cười cười, nói ra, "Nữ hài tử, quý giá nhất cũng là 18 tuổi đến 26 tuổi. Một cái nữ hài tử đem quý giá nhất thanh xuân cùng ngươi ngươi lại trái lại muốn thanh xuân tổn thất phí, cái này thật đúng là hiếm lạ a. À. Chu Bân tức giận hướng Tần Lâm nói ra, liên quan gì đến ngươi? Tần Lâm ngược lại là không còn cách nào khác, chỉ là lắc đầu cười cười. La Quân cũng là thở dài, nói ra, thật đúng là không muốn dùng thủ đoạn bạo lực a. À. Cảm giác thật không có kỹ thuật hàm lượng, hắn đón đến, nói ra, ngươi gọi Chu Bân đúng không? Chu Bân hướng La Quân lạnh hừ một tiếng. La Quân nói ra Linh San cũng có nàng không đúng mới. Những năm này, người bồi tiếp nàng thực hiện nàng mộng tưởng. Đến bây giờ, nàng ước lượng ngươi, người hôm nay tâm lý tức giận, rất bình thường. Hắn đón đến, ngược lại nói với Tống Linh San, Tống Linh San, nói thực ra, ngươi để ta có hơi thất vọng. Ta biết Tống Linh San, theo ban đầu, nàng thì tuyệt không có khả năng cùng dạng này một người nam nhân cùng một chỗ. Nam nhân này, trừ có đẹp mắt túi ra, hắn còn có cái kia một chút xíu chỗ thích hợp là ngươi có mắt không chồng, không phải Chu Bân có lỗi với ngươi, ngươi hiểu chưa? Cho nên, cái này thanh xuân tổn thất phí, ngươi nên cho người ta. Tống Linh San ngây người, nàng ấy ấy, không biết nên nói cái gì. Là quân lại nói với Chu Bân, ta hôm nay nguyện ý cùng ngươi giảng đạo lý, tuy nhiên ngươi bồi Linh San nhiều năm như vậy. Nhưng nàng cũng cùng ngươi, như vậy đi, ta thay thế Linh San cho ngươi một trăm ngàn, ngươi từ đó tại trước mắt nàng biến mất. Ngươi coi có thể không? một trăm ngàn liền muốn đánh ra ta, chu bân lập tức nói không có khả năng. la quân nói ra vậy ngươi muốn muốn bao nhiêu? chu bân do dự một cái chớp mắt sau đó nói triệu. chu bân ngươi sao không đi chết đi? tống linh san nhất thời giận. la quân cũng nhịn không được cười nói ra tiểu tử ngươi cũng mở suất khẩu a thời gian sáu năm năm triệu một năm tám trăm ngàn còn nhiều. nói cách khác linh san một cái xinh đẹp tiểu cô nương cùng ngươi chỗ bằng hữu thời gian 6 năm, mỗi ngày còn muốn cho ngươi giao hơn hai 000 tiền lương. Ngươi đầu này thế nào muốn? Ngươi là Việt A, Việt cũng không có ngươi như thế hội kiếm tiền A. Chu Bân nhất thời mặt xanh một trận, đỏ một trận. Tốt A, Chu Bân, xem ở ngươi như thế lòng tham không đáy phân thượng. Ta thì một lông cũng không cho. Là quân nói ra, ngươi không liền cảm thấy cho ta cùng với Linh San không đạo đức sao? Cái kia ta không cùng với nàng, ta thì cao hứng đem nhà đưa cho nàng cái này không phạm pháp a à, cái này không có không đạo đức a à. người đã sớm ngủ nàng người cho ta đội nón xanh người không thể không bồi chu bân lập tức nói ra la quân nói ra ta muốn là ngủ nàng cho người đội nón xanh ta nhất định cho người bồi thường tiền nhưng là ta có thể dùng nhân cách cam đoan ta cùng tống linh san tuyệt đối không có bất luận cái gì không đứng đắn quan hệ người nào sẽ tin tưởng chu bân nói ra la quân cười ha ha nói ra ta cũng không cần ngươi tin tưởng, nếu như ngươi có ta cùng Tống Linh San không đứng đắn quan hệ chứng cứ, ta lập tức cho ngươi 5 triệu. Nếu như ngươi không, lại nói như vậy, cái kia ngươi chính là phỉ báng. Ta cho ngươi biết, ta là có danh dự người, tôn luật sư, nếu như hắn phỉ báng ta, ta có thể cáo hắn sao? Tôn Anh Tài lập tức nói, hoàn toàn có thể. Chu Bân lập tức nói ra, người thiếu mẹ hắn hù dọa ta, người cho rằng ta không hiểu pháp A. À. Tôn Anh Tài lạnh lùng nói ra, Chu tiên sinh, ngươi là hàng hiệu học sinh tốt nghiệp. Chúng ta đương nhiên sẽ không cho là ngươi không hiểu pháp, nhưng ta nhìn ngươi tựa hồ không có chút nào hiểu trò chơi quy tắc. Thì ngươi hôm nay sở tác sở vi, ta hoàn toàn có thể hợp pháp đưa ngươi đưa vào cục cảnh sát bên trong, ngươi còn thật khác không tin. Hợp pháp đều có thể đưa ngươi vào đi." Tôn Anh Tài tiếp tục nói, lão bản của chúng ta chỉ là vì thu được tống tiểu thư cười một tiếng, liền lấy ra mấy chục triệu tới. Nếu là dùng không hợp pháp thủ đoạn chỉ sợ ngươi liền mệnh đều không có. Ngươi tựa hồ một chút cũng không nhìn rõ sợ so tình thế trước mắt. Chu Bân ngốc ngẩn ngơ. Là Quân cười một tiếng, nói ra, họa là từ ở miệng mà ra, hiện tại bắt đầu, ngươi lại muốn tiền, cũng là bắt chẹt. Ngươi như mắng ta, cũng là phỉ báng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi cũng đi ra lăn lộn lâu như vậy, khác giống người ngu ngốc một dạng vô tri, một điểm trò chơi quy tắc cũng đều không hiểu. Ta, Chu Bân dĩ nhiên không phải ngu ngốc đối mặt tôn anh tài hòa la quân, hắn dần dần cảm thấy chân thực hoảng sợ. Trước đó là hắn bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, nhưng bây giờ, tôn anh tài dùng pháp luật còn có trò chơi quy tắc tới nói sự tình. Tăng thêm la quân xuất thủ xa xỉ, cùng làm ra đến trận thế. Hắn cảm thấy tránh thức nghĩ mà sợ. Chu Bân hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía la quân, nói ra, tốt, thì một trăm ngàn. Cho ta một trăm ngàn, về sau ta tuyệt không dây dưa. La quân cười một tiếng, nói ra, được được được, người vui vẻ là được rồi. Về sau, là quân để Tôn Anh Tài cho Chu Bân hiện trường chuyển khoản. Tôn Anh Tài hẳn là. Chu Bân lấy tiền về sau, hắn hít sâu một hơi, đi ra ngoài. Tống Linh San trầm giọng nói ra, thật xin lỗi, Chu Bân. Là tiên sinh nói không sai, từ vừa mới bắt đầu, ta thì không nên cùng với ngươi. Ta muốn, cùng ngươi muốn, cho tới bây giờ cũng không giống nhau. Chu Bân không nói gì, hắn dừng lại một cái trước mắt, trực tiếp rời đi. Tiếp đó, là quân liền để tôn anh tài bọn họ xử lý thủ tục. Tống Linh San cũng là ký tên, cầm nàng giấy chứng nhận đi ra. Vân vân. Còn lại thời điểm, ngược lại không có Tống Linh San chuyện gì. Là quân cùng Tần Lâm liền muốn rời khỏi, Tống Linh San thấy thế, vội vàng nói, là tiên sinh, Tần tiên sinh, dừng bước. Là quân cùng Tần Lâm nhìn về phía Tống Linh San. Tống Linh San không khỏi cười khổ, nói ra là tiên sinh, người cứ như vậy không minh bạch rời đi, đời ta chỉ sợ đều sẽ rơi vào nghi hoặc bên trong. ngài đến cho ta một cái lý do, nhưng ngài trước đó nói rõ lý lẽ từ, ta thật sự không cách nào tin tưởng. tốt ha, à, người theo chúng ta tới đi. La quân trầm ngâm một cái trước mắt, nói ra. ngay sau đó, La quân cùng Tần Lâm đi ra ngoài, Tống Linh San theo ở phía sau, đến đầu bậc thang thời điểm, La quân cùng Tần Lâm nhìn nhau đột nhiên thì cùng một chỗ bắt Tống Linh San bả vai. Bọn họ chỉ là đột nhiên thi triển đại na di thuật. Chỉ là trong nháy mắt, liền đã đến trên mặt biển. Ngoài vạn dặm bên trong biển sâu. Nơi này khí hậu rất là ấm áp, minh nguyệt chiếu rọi, trên mặt biển sóng nước lấp loáng. Là quân thi triển pháp lực, ngưng tụ một tầng vô hình khí lãng nâng ba người. Tống Linh San thì cảm giác mình đứng ở trong hư không, dưới chân 10 mét chỗ chính là vô biên vô hạn mặt biển gió biển thổi lướt nhẹ qua loại kia dâm đáng vị đạo là như thế chân thực tống linh san thét lên kinh ngạc không dám tin ta nhất định là đang nằm mơ nhất định là đang nằm mơ nàng thì thào nói ra đây không phải thật sau một hồi khá lâu tống linh san mới hồi phục tinh thần lại cái này sao có thể nàng lặp đi lặp lại nói năm đó la quân nói ra bởi vì vì một cơ hội ta may mắn lấy nguyên thần tình thế trở lại cái kia bình hành thế giới bên trong. Hôm nay dẫn người gặp biết những thứ này, là phải nói cho ngươi, ta cũng không có lửa ngươi. Cũng hy vọng có thể đối ngươi làm một số đền bù tổn thất. Một đời kia bên trong, người đối với ta tình căn thâm trùng, mà ta thủy chung đều không có trả lời ngươi. Một thế này bên trong, ta hy vọng ngươi có thể rất nhanh vui. Một đời kia tống linh san kiên cường mà tự lập, người cùng với nàng rất giống. Bất quá, người ánh mắt không được tốt lắm sẽ thích chu bân như thế người là quân cùng tần lâm đem tống linh san đưa về cái kia trong cư xá tại trước khi đi thời điểm là quân lưu lại những lời này như thế về sau là quân cùng tần lâm liền trực tiếp rời đi hai người thì thật tìm quầy đồ nướng xiên que nướng uống rượu huyên thuyên quên cả trời đất đại ca lâm phong hôn lễ tránh thức tiến đến yến mở trăm chỗ ngồi náo nhiệt dị thường trong hôn lễ là quân cùng Tần Lâm đều mặc tây phục, làm phù rể nhân vật. Đáng tiếc là niệm từ cùng Bảo Nhi còn quá nhỏ, không phải vậy liền có thể làm tiểu hoa đồng. Đại ca Lâm phong tại trong hôn lễ Âu phục dày ra, trầm ổn, đẹp trai, ôn nhu. Diệp tử thanh mặc lấy trắng như tuyết áo cưới, đẹp như tiên nữ. Đang trao đổi giới chỉ thời điểm, Diệp tử thanh ngậm lấy nước mắt nói ra, ta chờ rất lâu, rốt cuộc đợi đến một ngày này. Ta tưởng tượng qua rất nhiều tràng cảnh, tưởng tượng qua chúng ta hôn lễ nhưng không có trước mắt hôn lễ đến càng tốt hơn cảm ơn lão thiên để cho ta gặp ngươi lão công ta muốn nói với ngươi là mặc kệ tương lai sẽ như thế nào mặc kệ chúng ta cùng một chỗ thời gian là ngắn ngủi vẫn là lâu dài nhưng ta đều không hối hận ta đời này may nhất phúc cũng là gả cho ngươi lão công ta còn muốn nói với ngươi là lão công ngươi một mực đi sông trong nhà có ta dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động rất nhiều thanh niên bị cảm động đến lệ nóng doanh trong. Lâm Phong tại dạng này trường hợp bên trong, hắn cũng không có trầm ổn như vậy cùng tỉnh táo. Thanh âm hắn hơi hơi phát run, nói ra, lão bà, ta là không lãng mạn người. Lâm Phong thật là cái không lãng mạn người, nhưng hắn tận cố gắng lớn nhất đến thích Diệp Tử Thanh, đến cho Diệp Tử Thanh lãng mạn. Lâm Phong tiếp tục nói, ta biết, theo ta, người thụ rất nhiều ủy khuất, ăn rất nhiều khổ. Giữa chúng ta, Trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, là ngươi cho ta lực lượng cùng lòng tin. Lão bà, cảm ơn ngươi, ta cam đoan với ngươi, cả đời này, ta sẽ chỉ yêu ngươi một cái. Người nào cũng không thể đưa người ta tách ra. Sau đó, hai người chăm chú ôm nhau. Mà Diệp tử thanh phụ mẫu tại thời khắc này, cũng là nước mắt gợn sóng. Nữ nhi gả đi, bọn họ vui vẻ, cũng thất lạc. Giờ khắc này, bọn họ tâm tình là bách vị hỗn tạp. Về sau, khai tiệc ăn cơm, uống rượu. Lâm Phong nghiêm chỉnh là nhân sinh bên thắng, hắn cùng Diệp Tử thanh ái tình khiến người ta hâm mộ. Hắn hòa La Quân, Tần Lâm ở giữa tình cảm huynh đệ cũng để cho người hâm mộ. Trên bàn rượu, Tần Lâm hòa La Quân rất không khách khí rót Lâm Phong tử. Đại ca, cái này chén ta kính người cùng tổ tử sớm sinh quý tử. La Quân nói ra, Đại ca, cái này chén ta kính người cùng tổ tử vĩnh viễn, vui vui sướng sướng, hạnh hạnh phúc phúc. Tần Lâm nói ra, bọn họ người nào đều không có khắc chế, mặc cho rượu cồn tại thể nội lao nhanh. Ba người đều uống đến khuôn mặt ửng hồng, vẻ say có thể khúc. Lại là đảm nhiệm ai cũng khuyên không được, Lâm Phong cũng không cần bọn họ khuyên, chủ động tìm rượu uống. Diệp Tử Thanh biết huynh đệ bọn họ cảm tình, ở một bên cũng không tiện nói gì. Tiệc rượu bên trong người khác chậm rãi tán, cái này tam huynh đệ vẫn còn đang quát. Đại ca, là quần uống nhiều về sau, mắt say lờ đờ mông lung, nói ra, vì tứ đệ, người nổi giận. Người có nghĩ tới hay không, hội có nhân quả buông xuống. Nói thật, ta sợ nhân quả, ta hy vọng, ta có thể làm nhiều tốt hơn sự tình, vì bọn nàng tích phúc. Tam đệ, người uống nhiều a, à, hôm nay ngày vui, người nói cái gì đó. Tần Lâm nhất thời thanh tỉnh một số, vỗ xuống la quân. Lâm Phong vỗ vỗ Tần Lâm, hắn cười nói, ta biết, các ngươi hai cái tâm lý có vấn đề các ngươi cảm thấy ta không nên. Lúc này, Lâm Phong đánh cái tử nấc, đỏ lên hai mắt nói ra, bọn họ đều đáng chết, đáng chết. Riêng là tấm kiên nụ, Mạc Vũ vì nàng mà chết, nàng lại gả cho cửu nhân. Nàng là bị buộc, La Quân nói ra. Bị buộc, nhiều năm như vậy bên trong, nàng đều không có cơ hội cho tứ đệ báo thù sao. Tứ đệ trong lòng nàng, nơi đó còn có địa vị. Mạc Vũ không chết giá trị A. Đệ đệ, người bởi vì nữ nhân, đem chính mình làm đến tình cảnh như thế này người muốn là còn sống ta không phải quất chết ngươi hắn nói đến đây bỗng nhiên gào khóc lên đêm hôm đó hôn lễ trên bàn rượu cái này tam huynh đệ vừa khóc lại cười không kiêng nể gì cả cái kia sẽ trở thành bọn họ cả một đời vĩnh viễn trí nhớ về sau tam huynh đệ là triệt để say như chết hiên viên nhã đan trầm mặc nùng diệp tử thanh mỗi người vịn chính mình nam nhân lên xe sau cùng cũng đem Lâm Phong đưa vào đến động phòng. Trên bàn rượu, đến cùng nói qua cái gì, tam huynh đệ ngày thứ hai chính mình cũng không làm rõ ràng được, cũng không muốn đi làm rõ ràng. Cách giao nhiệm vụ còn có 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, là quân hưởng thụ hắn khó được ngày nghỉ. Lâm Phong cùng Tần Lâm càng dứt khoát, chỉ cần tinh chủ không phái người đến, bọn họ thì không có ý định trở về. Đây là khó được tranh thủ lúc rảnh rỗi. Bọn họ cũng không phải là máy móc, cũng thật là cần nếu như vậy một cái kỳ nghỉ. Đương nhiên, bọn họ cũng không có rơi xuống tu luyện sự kiện này. Yến kinh trong 3 tháng này trở thành la quân mấy năm qua này lớn nhất thời gian tốt đẹp. Lâm Phong càng là như vậy, tân hồn yến ngươi, ngày ngày vui đến quên cả trời đất, nỗ lực tạo người. Mà Tần Lâm cũng đang cố gắng cùng Hiên Viên Nhã Đan tiếp tục tạo người đâu, đến cùng ai có thể tạo thành công, vậy cũng không biết. Hư vô trong vũ trụ, vô biên vô hạn hư không cái này trong vũ trụ chất chứa vô cùng huyền bí cùng khủng bố cho đến nay sinh linh mặc dù có thần thông nhưng lại có rất ít người có thể bay ra thái dương hệ đương nhiên cái kia tiên giới kepler tinh cầu là tại thái dương hệ bên ngoài năm đó tiên giới đến cùng là như thế nào sinh ra đây là một cái đại câu đố tại thái dương hệ bên trong làm mặt trời trực tiếp chiếu xả qua lúc đến chỗ sinh ra nóng độc cùng nhiệt lực là cực kỳ khủng bố loại kia bức xạ không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Nhưng thần thông giả tự nhiên là không sợ những thứ này. Lúc này, tại hư vô trong hư không tối tăm, một đoàn quang ảnh tại thiểm điện xuyên thẳng qua. Tốc độ quá nhanh, làm cho người líu lưỡi. Cơ hồ là tùy thời đang tiến hành hư không xuyên thẳng qua, nhìn thấy trùng động thì lập tức triển khai trùng động khiêu dược. Mỗi một giây đều lấy 100.000 giảm tốc độ tiến lên, tăng thêm trùng động khiêu dược, cái này quang ảnh tốc độ đã sớm siêu việt nhân loại khoa học kỹ thuật hiện hữu tốc độ. Quang mỗi một giây hành tàu 300.000 cây số, muốn theo địa cầu đến Kepler tinh cầu cần 1.400 năm ánh sáng. Năm đó các tiên nhân như thế nào làm đến tiến về, đây là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự tình. Mà lúc này, cái này đoàn ánh sáng ảnh cũng không phải muốn đi hướng tiên giới. Mà chính là muốn đi trước Thái Dương hệ một tòa khác tinh cầu. Cái này quang ảnh chính là một kiện pháp khí, gọi là thương khung chi chu thương khung chi chu cũng lớn đến không tính được chỉ có hơn trăm mét vuông lớn nhỏ mà lại còn có thể thu nhỏ cái này hơn trăm mét vuông tại hảo hán vũ trụ bên trong xem ra so hạt bụi còn muốn nhỏ bé cái này thương khung chi chu chính là một kiện thượng của tiên khí mà lại khí linh hoàn hảo không chút tổn hại thương khung chi chu chính là tiên nhân chế tạo đối vũ trụ quy tắc giải đến cực chi sâu ứng đối trùng động hắc động thời không gợn sóng phong bạo chờ một chút đều là thông thạo. Trong vũ trụ, nhìn như bình tĩnh, bên trong chất chứa quá nhiều không biết nguy hiểm. Khắp nơi đều là dòng chảy vẫn thạch, hay là bão táp từ trường, còn có các loại phân tử phong bạo, cùng đủ loại hắc động lốc xoáy. Thời gian pháp tác tại trong vũ trụ tồn tại, nhưng lại rất khó phát giác được thời gian trôi qua. Bởi vì 10 năm, trăm năm qua đi, nơi này vẫn là như cũ, có rất ít đồ vật có thể chứng minh năm tháng dấu vết. Bởi vậy, còn có một số thời không phong bạo hội bao trùm tới. Trước kia thật thần tại hư không ngao du, nói cho cùng đều là tiểu đả tiểu nháo, thì tại địa cầu chung quanh. Có thể chạy ra cái ngàn tỷ dặm, vậy coi như là cao nữa là xa. Mà cái này thương khung chi chu lần này phi hành, là chân chính hướng thời không chỗ sâu mà đi. Một giây một trăm ngàn dặm, một phút đồng hồ cũng là sáu triệu dặm. Thương khung chi chu lại là đã theo địa cầu xuất phát tiếp cận hai năm, nó cách cách địa cầu khoảng cách, đã là nhân loại rất khó tưởng tượng. Nhưng toàn bộ thái dương hệ tại trong vũ trụ đều chẳng qua là giọt nước trong biển cả. Tại thương khung chi chu nội bộ thế giới bên trong, giờ phút này thần đế độn thiên chính đang thao túng thương khung chi chu. Mà Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng cùng Thánh Hoàng phía Đông Tĩnh chính đang nghỉ ngơi. Trong này nội bộ thế giới là có không gian chiết điệp, bề ngoài nhìn là hơn trăm mét vuông, nhưng nội bộ lại có mấy vạn mét vuông rộng. Nhưng giờ phút này, bên trong cũng chỉ thể hiện ra 200 mét vuông không gian. Bởi vì đại không gian cũng cần pháp lực trèo trống, bọn họ mấy người này chiếm cứ lớn như vậy không gian, không cần thiết. Trần Lăng toàn thân áo trắng xuất trần, như đương đại trích tiên. Phía đông tĩnh Mỹ Lệ, thành thục, hào phóng, ung dung bên trong lộ ra cao quý. Hai người trong phòng ngủ chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Mà giờ khắc này, tại một căn phòng khác bên trong cũng có hai người hai người kia chính là Tu La Đại Đế Trầm Mặc Nhiên cùng Trình Kiến Hoa. Tu La Đại Đế Trầm Mặc Nhiên toàn thân áo đen, trong trầm tính cũng lộ ra một cỗ huyên nhạc đại khí. Trình Kiến Hoa ở một bên cũng là tu luyện. Toàn bộ thương khung chi chu đều rất an tĩnh. Mọi người thuộc về thay phiên trực ban, lúc này vừa lúc là thần đế luân phiên, ầm ầm. Đúng lúc này, bình tĩnh bỗng nhiên bị đánh phá. Thương khung chi chu giống như là bị xoắn vào đến to lớn động cơ bên trong, trận pháp cấp tốc bị phá hư phần ngoài ma sát ra khủng bố tia lửa tới trần lăng phía đông tĩnh trầm mặc nhiên còn có trình kiến hoa đều là bị kinh ngạc mọi người tốc độ cực nhanh lóe lên ở giữa liền đến đến trong phòng điều khiển thần đế chính đang thao túng pháp lực hắn thần thông hạt giống ở giữa la bàn bên trong phát ra năng lượng thật lớn đến cỗ năng lượng này đem chọn cái thương khung chi chu bao trùm trần lăng bọn người nhìn ra phía ngoài liền khách khí mặt lóa mắt đến khiến người ta mắt mở không ra. Phía đông tĩnh thấy thế không khỏi biến sắc, nói ra là mặt trời hạt nhỏ tử phong bạo. Mặt trời hạt nhỏ tử phong bạo còn có một loại cách nói khác, cái kia chính là bão tử trường. Vô số hạt nhỏ tử, hạt điện tử xoắn giết tới. Thần đế sắc mặt trầm tĩnh, hắn nói ra, đến quá nhanh, ta còn không có kịp phản ứng, thương khung chi chu thì cuốn vào. Lần này mặt trời phân tử phong bạo rất là cuồng mãnh mọi người cùng nhau xuất lực chống cự. Mọi người gật đầu, trừ trình kiến hoa là không giúp đỡ được cái gì, mà Trần Lăng, Trầm mặc Nhiên, phía đông tĩnh toàn bộ đem pháp lực quán chú đến thần thông hạt giống phía trên. Trong nháy mắt đó, như ngục như hải khủng bố pháp lực hướng thần thông hạt giống bên trong quán thâu. Thần thông hạt giống phóng xuất ra vô cùng quang hoa tại thương khung chi chu bên ngoài hình thành quang hoa lốc xoáy. Vô cùng phân tử phong bạo một khi cuốn vào, trực tiếp bị rảo sát thành phấn vụn ầm ầm mặt trời này phân tử phong bạo diện tích rất rộng thương khung chi chu tốc độ chậm lại mọi người cùng nhau vận đủ pháp lực trọn vẹn kiên trì một giờ mới thoát khỏi mặt trời phân tử phong bạo thương khung chi chu rời đi mặt trời phân tử phong bạo về sau tất cả mọi người là thở phào một hơi bất quá mọi người khí lực y nguyên kéo dài cũng không nhận được tổn thương gì bốn người này đều là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ một cái mặt trời phân tử phong bạo không có khả năng tiêu hao bọn họ quá nhiều pháp lực. Đoạn đường này đến, thật đúng là hung hiểm vô cùng. Trầm mặc nhiên nhịn không được nói ra, chúng ta nếu không phải có thương khung chi chu, chỉ sợ cũng mất mạng đến nơi đây. Một đường lên, gặp phải các loại từ trường phong bạo, ta đếm xem, chỉ ít có ba ngàn lần còn nhiều. Thần đế từ tốn nói, muốn thăm dò vũ trụ, há lại dễ dàng như vậy. Chúng ta trên địa cầu còn không thể làm đến tùy tâm sở dục, huống chi là tại trong vũ trụ hắn đón đến nói ra tốt vấn đề cũng giải quyết các ngươi đi về nghỉ ngơi đi trần lăng gật gật đầu hắn ngay sau đó thì cùng phía đông tĩnh rời đi từ đầu đến cuối trần lăng đều không có nhìn tới trầm mặc nhiên trần lăng cùng phía đông tĩnh sau khi đi trầm mặc nhiên phất phất tay để trình kiến hoa cũng trở về phòng đi trình kiến hoa nghe lệnh rời đi thế nào người có chuyện muốn nói với ta thần đế nhàn nhạt hỏi trầm mặc nhiên không khỏi cười khổ nói ra đã nhiều năm như vậy trần lăng đối với ta hận thủy trung chưa từng buông xuống người chết không thể sống lại chẳng lẽ hắn nhất định muốn ta đền mạng thần đế nói ra vậy còn ngươi ngươi đối với ta hận lúc trước trần lăng đối phó ngươi ta giúp trần lăng nhất đem trầm mặc nhiên nói ra ta đã thoải mái không phải vậy lời nói ta sẽ không theo ngài tới thần đế nói ra ngươi qua đây là bởi vì ngươi biết có chỗ tốt. Những năm gần đây, ta mang theo các ngươi đi địa phương, các ngươi đều chiếm được vô số chỗ tốt, không phải sao. Trầm mặc nhiên không khỏi nghẹn lời, thần đế nói ra, cho nên, ngươi cũng không cần hỏi, vì cái gì Trần Lăng không thể thả phía dưới đối ngươi hận. Hắn có thể bất hòa phía đông tĩnh liên thủ giết ngươi, đã là đối ngươi lớn nhất tha thứ cùng nhường nhịn. Dù sao năm đó, ngươi hại chết hắn vợ con. Trầm mặc nhiên nói ra, cho nên nói đến cùng, ngài là vĩnh viễn đứng tại cái kia một bên. Thần đế nói ra, ta bên kia đều không đứng, đây là không có ý nghĩa đổ vật. Ta chỉ làm ta muốn làm sự tình, các người ân oán, ta không muốn quản cũng lời quản. Trầm mặc nhiên nói ra, chúng ta đều đã nắm giữ dạng này thần thông, trần thế tục nhân bất quá là hạt bụi. Hắn hết lần này tới lần khác, không bỏ xuống được một hạt bụi. Thần đế nói ra, người vô chấp đọc, liền sẽ quên sơ tâm. Quên sơ tâm, thì sẽ bị lạc tại trong bể khổ. Người hội không biết mình rốt cuộc muốn đến bỉ ngạn là vì cái gì. Trầm mặc nhiên, trong lòng ngươi không phải một dạng có không bỏ xuống được chấp niệm a. Ta, trầm mặc nhiên ngốc ngẩn ngơ. Ta chấp niệm, trầm mặc nhiên suy nghĩ kỹ một chút, nói ra, ta còn giống như thật không có gì chấp niệm. Người ba ba chạy tới, chính là sợ Trần Lăng vượt qua ngươi quá nhiều. Đây chính là người chấp niệm, thần đế cười nhạt một tiếng. Trầm Mặc Nhiên thân thể hơi chấn động một chút. Thương khung chi chu trong phòng ngủ, Trần Lăng cùng phía Đông Tĩnh tương đối ngồi xếp bằng. Phía Đông Tĩnh khẽ cười khổ, nói ra, vừa mới, ta thật sợ ngươi lại đột nhiên động thủ giết Trầm Mặc Nhiên. Trần Lăng mở mắt, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, sao lại thế? Phía Đông Tĩnh nói ra, đã nhiều năm như vậy, cái kia thủy chung là ngươi khúc mắc. Trần Lăng nói ra, lấy trước mắt trạng thái tới nói, Trầm Mặc Nhiên ma kiếp không tại ta ta rất khó giết chết hắn, nhiều năm như vậy, cái này bên trong nhân quả vận mệnh, ta cũng nhìn ra. Phía đông tĩnh nói ra, nhưng người chỉ cần trông thấy hắn, người liền biết không vui. Có thể hài lòng thì quái, Trần Lăng ánh mắt hiu quạnh đi xuống, hắn theo rồi nói ra, có lúc ta đều đang nghĩ, nếu như cái đứa bé kia còn sống, hiện tại liền hẳn là trời ban, ra hồng bọn họ đại ca. Phía đông tĩnh trầm mặc đi xuống, sau một lúc lâu, nàng nói ra, Trần Lăng, người tâm sự quá nặng, ta hy vọng người có thể hài lòng một điểm. Trần Lăng nói ra, ta tình nguyện, ta hiện tại đã dần dần già đi. Cũng không nguyện ý ở trên con đường này đi thẳng đi xuống. Con đường này, không thích hợp ta. Nếu như không phải còn có người một mực tại bên người bồi tiếp ta, ta không biết ta có thể hay không phát cuồng. Phía đông tĩnh nói ra, người người đều hâm mộ ngươi, nói ngươi là có một không hai Trung Hoa Đại Đế. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, Người hâm mộ là người bình thường sinh hoạt Trần Lăng nhất cười Nói ra, tính toán, không nói những thứ này Nói đến, để ngươi cũng theo thương cảm Cái kia, ngươi đem cái kia cái linh hồn cái bình lấy ra cho ta nhìn một chút Phía đông tính gật đầu Nàng xuất ra một cái xinh đẹp lưu ly bình nhỏ Cái bình này chính là đặc thù pháp khí Bên trong dựng dục màu trắng nhân quân chi khí Những thứ này nhân quân chi khí chính là thích hợp linh hồn bổ dưỡng xanh mộc linh khí phía đông tĩnh tu luyện thanh mộc đế hoàng công chính là thiên hạ thánh pháp. Giờ phút này, trong mình có vô số hạt linh hồn tại phiêu đáng. Đã tìm kiếm được 10% hạt linh hồn, Trần Lăng nói ra, ta tin tưởng, chỉ cần tìm đi xuống. Sớm muộn có một ngày, ta có thể đem tiểu nghiêng tất cả hạt linh hồn tìm trở về. Nhất định sẽ, phía đông tĩnh nói ra. Nàng thực là không có lòng tin gì, bởi vì đã nhiều năm như vậy. Tiểu nghiêng linh hồn sớm đã tiêu tán tại trong vũ trụ, muốn tìm trở về khả năng quá nhỏ. Tức thời tìm trở về một số, cũng có rất nhiều đều đã trở thành thuần túy cho bụi, phân tử. Nhưng, cũng không phải nói Trần Lăng cũng là nói chuyện viển vông. Hiện tại khoa học kỹ thuật đều có nhân bản kỹ thuật. Trần Lăng cũng có thể thông qua một số còn còn có trí nhớ phân tử đến bổ dưỡng hắn phân tử. Có lẽ có một ngày, những linh hồn này tu bổ lên, hội khả năng có một ít tiểu nghiêng trí nhớ. Người sau khi chết, linh hồn hóa thành hư vô, có hóa thành các loại cho bụi, hạt bụi, may mắn lưu giữ một số phân tử trôi nổi. Vân vân. Một người linh hồn có thể hóa thành ức vạn vạn phân tử, muốn thu thập lên so với lên trời còn khó hơn. Nhưng chính là chuyện như vậy, Trần Lăng lại vẫn đang làm. Trần Lăng cũng không phải là chỉ chân quý mất đi, hắn cũng chân quý người trước mắt. Hắn yêu tha thiết những cái kia tại thế giới Bao La hồng nhan nhóm, trước đó hắn trả Lưu Nguyên thần ở bên kia bồi tiếp. Nhưng gần đây tình huống sát kiếp càng diễn càng liệt hắn triệu hồi tất cả nguyên thần hắn không thể tại thế giới bao la lưu lại hắn bây giờ đã không phải là thiên sát hoàng giả hắn cũng bị thế giới bao la từ trường mãnh liệt bài xích bây giờ hắn rất khó tại thế giới bao la đặt chân hắn lực lượng càng mạnh thế giới bao la phản ứng thì càng kịch liệt trần lăng không thể không rời đi thế giới bao la hắn cũng không thể dừng lại bởi vì hắn đối thủ cũng một mực tại trưởng thành cái này sát kiếp phía dưới Hắn tuy nhiên không tại thời đại trung gian, nhưng hắn cũng là thủ thiên vị chi phong đại đế. Hắn còn có hắn sứ mệnh, chỉ bất quá, hắn chiến trường đã không tại thế giới bao la. Hiện nay trên địa cầu, tuy nhiên có thật nhiều đại đế. Nhưng là vô luận là thiên lâm đại đế, vẫn là như nguyên hoàng đại đế dạng này. Bọn họ đều là tương đương tự phong một loại. Bọn họ có quốc gia mình, lãnh thổ, bởi vậy mới bị trở thành đại đế. Mà tránh thức thiên vị chi phong, chẳng khác gì là nhận qua phong chính đại đế cũng là mới tứ đế cùng viễn cổ tứ đế. Viễn cổ thời điểm có tam đế, tam đế vì hạo thiên đại đế, thiên long đại đế, trường sinh đại đế. Thần ma đại chiến về sau, hạo thiên đại đế cùng thiên long đại đế đi tiên giới. Trường sinh đại đế bị sự tình chậm chế, không có đi thành tiên giới, đến tận đây ở nhân gian pha trộn. Cái kia thắng đế vốn là nhân gian thiên tử, thống nhất thất quốc. Về sau đến kỳ ngộ, bị viên giác pháp thần chỉ điểm, về sau cũng bị đặt song song vì viễn cổ tứ đế. Thắng đế tại các đại không gian bên trong đã từng hiển hiện qua tay đoạt, nhưng ở gần đây một ngàn năm bên trong không có tung tích gì nữa, ai cũng không biết hắn đến đó. Duy nhất là trình kiến hoa bị thắng đế tìm tới, trở thành thắng đế truyền thừa. Tại thương khung chi chu trong phòng ngủ, Trần Lăng ngủ. Phía đông tĩnh ở một bên ngồi xếp bằng tiếp tục tu luyện. Trần Lăng làm một giấc mộng. Ở trong mơ, hắn trả tại cảnh vệ cục bên trong, khi đó, hắn Thanh Xuân, ánh sáng mặt trời, một mặt chính khí. Khi đó, bên cạnh hắn có Tiểu Nghiêng. Cái kia bị Lang Vương nuôi lớn nữ hài, nàng Vĩnh Viễn mặc lấy màu trắng tiểu tây phục. Nàng Vĩnh Viễn không có nụ cười, nàng giống như là Trần Lăng ảnh tử một dạng. Nàng tại trong rừng cây chạy thời điểm, hai tay hai chân chạm đất, nàng chạy còn nhanh hơn sói. Nàng và đàn sói cùng một chỗ chu lên, đó là nàng vui sướng nhất địa phương. Nàng khổ luyện ám sát Khổ luyện phi đao, chính là vì thủ hộ nàng lăng ca ca. Mà ngay tại cái kia mưa to mưa như chút nước thời kỳ. Tiểu nghiêng bên trong biển sâu lĩnh chủ độc, nàng một đường cuồn cuộn mà tới, sau cùng chết tại trong ngực hắn. Trần lăng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngày đó, tiểu nghiêng tại trong ngực hắn bở môi biến thành màu đen, chỉ hơi hơi cười một chút, sau đó thì vĩnh viễn nhắm mắt lại. Nàng thậm chí chưa kịp phát ra một cái âm tiết. Đó là trần lăng vĩnh viễn tiếc núi tiếc núi chưa kịp cáo biệt, liền đã thành vĩnh biệt. Trần Lăng không phải là không thể tiếp nhận tiểu nghiêng tạ thế, mà là bởi vì tiểu nghiêng chết đi quá vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn đối tiểu nghiêng cái tiểu nha đầu này có rất rất nhiều ái náy. Dù cho đến đại thần thông lại như thế nào, sau cùng còn không phải không đổi được một người chi linh hồn. Thương khung chi chu ở trong hư không không ngừng tiến lên, nếu như tiến hành trùng động khiêu dược, liền có thể trên diện rộng tăng thêm tốc độ nhưng trùng động không phải tùy thời tùy chỗ đều có sáng ngày thứ hai đến phiên trầm mặc nhiên trực ban trầm mặc nhiên luôn luôn đều là cùng trình kiến hoa cùng đi trình kiến hoa ở một bên phụng dưỡng năm đó trầm mặc nhiên có long dương chuyện tốt nhưng bây giờ hắn đã là đại thần thông người sớm đã không có phương diện này dục vọng trần lăng cùng phía đông tĩnh phần lớn thời gian đều tại riêng phần mình tu luyện có lúc hội trò chuyện phu thê chi sự ngẫu nhiên cũng sẽ cơ quan cũng may mắn bọn họ đều là người tu hành, chịu được nhàm chán. Không phải vậy lời nói, ngày qua ngày bị vây ở như vậy một kiện tiên khí bên trong, đó cũng là sẽ cho người phát cuồng. Lúc này, thần đế đột nhiên đến đây gõ cửa. Trần Lăng cùng phía Đông Tĩnh đồng thời mở mắt, mời đến. Trần Lăng nói ra, thần đế đẩy cửa vào, hắn vẫn là một thân vải thô áo, xem ra tựa như là nông thôn tráng hán. Người khác lần đầu gặp thần đế chính là có nằm mơ cũng chẳng ngờ trước mắt người này là ngang dọc thiên hạ vô địch thủ tứ đế đứng đầu, thần đế. Thần đế tại tứ đế bên trong chính là thực lực mạnh nhất, điểm ấy không thể nghi ngờ. Mà Trung Hoa đại đế nhất khí hóa tam thanh chi pháp, thần diệu vô song. Hắn nếu thật cùng thần đế đánh nhau, thắng bại là không biết. Mà ma đế tại tứ đế bên trong, công pháp đặc thù nhất. Lại tập được thiên biến vạn hóa chi thuật, thời thế hiện nay, không biết có người nào có thể giết chết ma đế bây giờ ngược lại là tu la đại đế trầm mặc nhiên xếp tại tứ đế cuối cùng nhất. Nhưng trầm mặc nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy có thể bị giết chết. Tứ đế, các có thần thông, đều có mệnh số. Thần đế tiến đến, Trần Lăng cùng phía đông tĩnh đứng dậy đón lấy. Vô luận bất cứ lúc nào, cứ việc Trần Lăng bây giờ tu vi tựa hồ không kém thần đế. Nhưng Trần Lăng gặp thần đế, đều bảo chỉ một phần phải có tôn trọng. Phía đông tĩnh là theo Trần Lăng, Trần Lăng tôn nặng người, Nàng tự nhiên tôn trọng. Sư phụ, Trần Lăng hô một tiếng. Thần đế nhàn nhạt gật đầu, hắn nói ra, cần phải lại có mấy ngày, chúng ta thì có thể đến tới mục đích. Trần Lăng cùng phía Đông Tĩnh nghe vậy, không khỏi vô cùng phấn chấn. "Quá tốt," Trần Lăng nói ra. Thần đế nói ra, "Có chuyện, ta cần nói rõ với các ngươi một chút." Trần Lăng nói ra, "Ngài nói." Thần đế nói ra, "Trần Thiên Nhai cũng đang trên đường đi." Ừm. Trần Lăng cùng phía đông tĩnh nhất thời thì bị kinh ngạc. Thần đế nói ra, ta lần này muốn làm sự tình, cần Trần Thiên nhai tại. Cho nên, lần này tinh hạch, cũng có hắn một phần. Hắn đạt được bên trong tinh hạch về sau, tương lai hắn hội càng khó giết chết hơn. Trần Lăng trầm mặc đi xuống. Thần đế nói ra, Trần Lăng, ta biết, cái này khiến người rất khó tiếp nhận. Trần Lăng lập tức ngẩng đầu, nói ra, không có việc gì, ngài có ngài làm như vậy lý do, ta tiếp nhận bất quá hắn xuất phát trễ hắn đuổi kịp tới sao thần đế nói ra người khác đuổi không đến hắn có thể thân thể của hắn tại mặt trời phân tử bên trong có thể không làm chống cự đều có thể bình yên vô sự chờ chúng ta đến mục đích về sau ta thiết lập truyền thống chi môn có thể đem hắn đại lực kéo kéo vào ta đã thu thập đầy đủ mặt trời phân tử đến lúc đó chỉ cần hắn cũng tiến vào mặt trời phân tử phong bạo chúng ta liền có thể hình thành truyền thống chi môn trần lăng nói ra tốt ra xem ra ngài là sớm có quyết định này thần đế nói ra trước đó không nói cũng không biết trần thiên nhai có nguyện ý hay không ngươi cũng biết lúc trước chúng ta tiến thần vực hắn thì không đi về sau chúng ta đi trung ương thế giới hắn vẫn là không đi nhưng hắn vẫn là đi ra thuộc về hắn đường gần nhất cũng không biết hắn là làm sao đột nhiên nghĩ thông suốt nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ hành động hắn tham gia vậy chúng ta phần thắng liền biết lớn hơn nhiều. Trần Lăng gật gật đầu, nói ra, ta minh bạch. Phía đông tĩnh trầm giọng nói ra, sư phụ, ta gần nhất cũng có cái mê hoặc. Thần đế nhìn về phía phía đông tĩnh, nói ra, người nói đi. Tại trận này trước đó chưa từng có sát kiếp phía dưới, ngài đến cùng muốn làm gì? Phía đông tĩnh hỏi, thần đế từ tốn nói, người không cần phải hỏi vấn đề này. Phía đông tĩnh nao nao, thôi, người bố cục vẫn luôn không thể cùng Trần Lăng so sánh. Thần đế lại nhìn Trần Lăng nhất mắt, nói ra, người tổng phải biết, ta đang làm cái gì a à? Trần Lăng gật gật đầu, hắn hướng phía đông tĩnh bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra, người trước tiên có thể hỏi một chút ta. Phía đông tĩnh có chút xấu hổ. Trần Lăng nói ra, chúng ta cũng không phải là trận này sát kiếp người đứng xem, sát kiếp cũng tại trên người chúng ta. Cho nên, sư phụ là muốn chúng ta càng thêm lớn mạnh, đồng thời thuận theo thiên đạo, thôi động sát kiếp. Để cho chúng ta thành là thiên đạo người, đây là sư phụ vẫn đang làm. Cũng là chúng ta có thể một đường thông thuận cho tới hôm nay nguyên nhân vị trí. Phía đông tĩnh không khỏi cười khổ, nói ra, người xác thực cần phải sớm đi điểm tỉnh ta. Thực bây giờ, rất nhiều người đều là người trong cuộc. Nhưng có thể nhìn thấu người, rất ít, nhiều người hơn, là nghĩ đến làm sao tránh né trận này sát kiếp. Liền xem như ta, cũng có ý nghĩ này thần đế nói ra từ xưa đến nay trong loạn thế muốn tránh né đại gia tộc chắc chắn sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát mà tại hiểm bên trong ngưu cầu hoặc là diệt phong hoặc là thủ thắng cỏ đầu tường bình thường đều không có kết cục tốt trần lăng nói ra sư phụ nói là mà lại một mực trốn trốn tránh tránh cũng là không nhiều lắm ý tứ muốn cái này thần thông chính là muốn phúc thủ phiên vân thần đế nói ra huống chi người ta bốn người là thủ thiên đạo phong chính thì cùng thời cổ triều đình một dạng, phòng người vương, thời điểm then chốt không xuất lực, sau đó thanh tẩy, cũng không có kết cục tốt. Trần Lăng cười ha ha một tiếng. Về sau, thần đế rời đi. Phía đông tĩnh hướng Trần Lăng nói ra, không nghĩ tới Trần Thiên Nhai sẽ đến. Trần Lăng không khỏi cười khổ, nói ra, hắn tới thì tới đi, còn đừng sợ hắn. Phía đông tĩnh nói ra, đó cũng không phải, bất quá trông thấy hắn, cuối cùng sẽ chướng mắt mà. Trần Lăng nói ra, dù sao có trầm mặc nhiên tại, đã là kiện bực mình sự tình. Thêm một cái không nhiều, thiếu không thiếu một cái. Mặt trời chiếu xạ thời điểm, toàn bộ hư không đều lóa mắt tới cực điểm. Đó là khiến người ta lóa mắt bạch, còn có vô cùng hung mãnh nóng độc cùng bức xạ. Loại này bức xạ đối với người bình thường thương tổn là chí mạng. Làm mặt trời chiếu xạ đến mặt khác lúc, hư không lại lâm vào bóng đêm vô tận, tràn ngập không nói ra băng hàn chi khí thương khung chi chu tia chấp tiến lên. Lúc này là ban đêm, Trần Lăng cùng phía đông tĩnh ngay tại Luân Phiên. Lăng ca, giống như có vấn đề, đúng lúc này, phía đông tĩnh bỗng nhiên nói ra. Ừm, Trần Lăng lập tức theo thương khung chi chu trận pháp đài điều khiển phía trên nhìn đến tình huống. Cái này thương khung chi chu đem phương viên mấy chục vạn giảm tình huống đều có thể cảm ứng ra tới. Trần Lăng lập tức giảm xuống tốc độ, thương khung chi chu trên không trung xoay tròn cấp tốc, lại cũng không tiến lên rất nhanh thương khung chi chu thì bình tĩnh tại hư không trần lăng cùng phía đông tĩnh nhìn đến phía trước ba vạn dặm chỗ có một đoàn khủng bố lôi điện cái kia lôi điện bao trùm phương viên một triệu dặm lôi điện cực mạnh lại là không biết bên trong đến cùng có cái gì lôi điện tầng bên trong ánh sáng màu lam tư tư bên trong còn giống như có sinh linh tồn tại phía đông tĩnh nói ra lúc này thương khung chi chu nếu là tùy tiện đi vào chỉ sợ sẽ có ngoài ý muốn Trần Lăng suy tư một lát, liền nói ra, ta vào xem. Phía đông tính lập tức nói, ta đi hô sư phụ, để sư phụ bồi tiếp ngươi cùng đi. Trần Lăng mỉm cười, nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không khinh thường. Có thể giải quyết. Phía đông tính nói ra, thế nhưng là, ngươi làm gì mạo hiểm đâu. Trần Lăng nói ra, đây không phải mạo hiểm, chỉ là xử lý vấn đề. Ngươi chờ đợi ở đây, ta đi một chút sẽ trở lại. Trần Lăng quyết định sự tình, phía đông tính cũng không có cách nào ngăn cản. Bất quá phía đông tính cũng là tín nhiệm Trần Lăng, Trần Lăng có rất ít lỗ mãng thời điểm. Sau đó lúc này, Trần Lăng thân hình lóe lên, một giây sau liền rời đi thương khung chi chu. Hắn xuất hiện tại cái kia minh mông hư không bên trong. Trong hư không, liền là ở vào mất trọng lượng trạng thái. Trần Lăng lại là căn bản việc không đáng lo. U Minh khải giáp, Trần Lăng từ tốn nói. Nhất thời, hắn nhất tôn u minh nguyên thần xông tới, trực tiếp hình thành một bộ màu đen tinh xảo uy vũ khải giáp. Trần Lăng mặc vào cái kia thân thể áo giáp màu đen, sau đó thì bay ra ngoài. Hắn trực tiếp hư không xuyên thẳng qua, trong nháy mắt liền đến đến chỗ kia lôi điện tầng. Trần Lăng có ba tôn nguyên thần, theo thứ tự là U Minh Nguyên Thần, Hắc Ám Thiên Phạt Nguyên Thần, cùng Tinh Linh Nguyên Thần. U Minh Nguyên Thần hấp thu địa sát cùng trời rất, đồng thời đã từng hấp thu bất diệt lôi phù, dung hợp vô cùng lôi ý chỉ cần trần lăng có tôn này u minh nguyên thần tại trần thiên nhai cũng là lại cố gắng thế nào cũng không làm gì được trần lăng u minh nguyên thần một khi thi triển đi ra có thể trong nháy mắt đem hải dương bốc hơi mà lại u minh nguyên thần còn có thể thiên biến vạn hóa cái này u minh nguyên thần có độc lập ý thức tức thời trần lăng chết u minh nguyên thần cũng còn có thể tiếp tục tồn tại bởi vì thiên sát địa sát cũng là u minh nguyên thần năng lượng về phần cái kia hắc ám thiên phạt nguyên thần chính là nhất tôn đại biểu hắc ám cùng kịch độc nguyên thần, đồng dạng có chính mình ý tứ. Mà tinh linh nguyên thần thì lại càng không cần phải nói, tinh linh nguyên thần chính là an như làm, tố tố cùng áo đen tố trinh một dạng, đã từng là linh thể nguyên thần. Về sau tố tố thôn vệ thái cổ ma văn, cái này thái cổ ma văn cơ hồ bất diệt, có thể gặm nuốt bất luận cái gì pháp khí. Mà lại, tố tố còn vượt qua lôi kiếp, cũng là rất khó giết chết. Trần Lăng dùng nhất khí hóa tam thanh thánh nhân pháp thuật trưởng khống ba tôn nguyên thần, ngang dọc vũ trụ, lợi hại vô cùng. Giờ phút này, Trần Lăng xông vào lôi điện tầng bên trong. Cái kia lôi điện hùng hậu vô cùng, Trần Lăng chưa bao giờ thấy qua hung hãn như vậy hùng hậu rồi rào lôi điện. Ánh sáng màu lam tư tư, như hải dương. Trần Lăng vừa tiến đến, vô cùng lôi điện liền trực tiếp đánh giết tới. Trong nháy mắt sinh ra điện lưu đạt tới một cái không thể đo lường trình độ. Trần Lăng mắt cũng không chấp, căn bản không sao cả để ý. Cái kia lôi điện oanh sát tại U Minh Khải Giáp phía trên, U Minh Khải Giáp phía trên cũng tránh qua điện lưu, điện quang tư tư sau đó, thì khôi phục lại bình tĩnh. Chủ nhân, U Minh Nguyên Thần mở miệng, nói ra, ta cảm giác được chỗ sâu có lôi điện tinh linh, cái này lôi điện tinh linh phi thường cường đại. Nếu như ta có thể đưa nó nuốt chừng lấy, lực lượng tất nhiên tăng nhiều. Không hoảng hốt, Trần Lăng nói ra, chiếu cố nó. Trần Lăng chỗ lấy tiến đến, cũng là bởi vì cái này lôi điện tinh linh. Lôi điện tinh linh vạn một đối phó thương khung chi chu, sẽ chọc cho đến không tất yếu phiền phức. Trần Lăng đến đây, chính là muốn giải quyết cái phiền toái này. Trần Lăng thân hình lấp lóe. Cái này lôi điện tầng hình thành đã lâu, bởi vì cái gọi là vạn vật có linh. Bên trong lôi điện thì hình thành tinh linh, có chính mình ý thức. Giờ phút này, cái kia lôi điện tinh linh cũng ý thức được có hắn sinh linh xâm nhập đây là đầu một lần, tại rộng lớn trong vũ trụ, cái này lôi điện tinh linh còn chưa bao giờ đụng phải hắn sinh linh. Hắn phản ứng đầu tiên cũng là cảnh giác, chém giết. Giống, lôi điện tinh linh tại chỗ sâu cuồng bạo hét lớn một tiếng. Sau đó, lôi điện tầng bên trong hình thành 100 đạo cuồng mãnh lôi điện thần kiếm. Những thứ này lôi điện thần kiếm giống như là biển gầm hướng trần lăng chảm giết tới. Toàn bộ lôi điện tầng đều là cái kia lôi điện tinh linh lĩnh vực muốn đối phó nhưng cũng không rất dễ dàng mà lại lôi điện tinh linh là rất khó giết chết lôi điện tầng cũng là hắn chất dinh dưỡng cái kia vô cùng lôi điện thần kiếm chảm giết tới bốn phương tám hướng không thể trốn đi đâu được muốn tránh cũng không được trần lăng cũng không có ý định tránh tại nguy cơ thời điểm hắn trong mắt hàn quang lóe lên tay phải cấp tốc biến hóa cái kia u minh khải giáp trong tay xuất hiện một miệng u minh thần kiếm trần lăng hai bên một chảm nhưng gặp hai đạo ánh kiếm màu đen chảm giết ra ngoài. Ánh kiếm màu đen này trầm tĩnh như thủy, nhưng lại đột nhiên bộc phát ra giật mình tuyệt thương khung băng sát chi lực. Đây là địa sát lực lượng. Trần Lăng địa sát cũng không phải là quân địa sát có thể so sánh. Trần Lăng ở trong hư không, không biết hấp thu bao nhiêu địa sát. Cái này lưỡng kiếm chảm giết ra ngoài, phương viên trăm dặm lôi điện toàn bộ bị bị đông. Bốn phía hết thảy, trong nháy mắt đóng băng, tựa như là đứng im, đây là rất kỳ diệu một màn. Trần Lăng thân thể nhảy lên, những cái kia đóng băng lôi điện rất nhanh liền hóa thành vô số toái phiến. Hắn trên không trung liên tục chém giết, một đi ngang qua đi, liền một đường đóng băng, tiếp lấy lại một đường phá nát. Trần Lăng tốc độ cực nhanh, trực tiếp liền đến đến cái kia vùng đất trung ương, cùng cái kia lôi điện tinh linh đánh giáp lá cả. Lôi điện tinh linh là một mảnh cự đại hỗn độn bộ dáng. Tại trong vũ trụ, sinh linh cũng sẽ không lấy nhân loại hình thể đến biến hóa, bọn họ sẽ chỉ là bọn họ tự cho là bộ dáng. Nhưng không thể không nói, nhân loại tại trong vũ trụ cũng không phải là không có chút nào địa vị. Bởi vì cũng còn có vũ trụ đại đế, thiên ban đầu đại đế, phượng sổ thần hậu, bảo bối hoa tôn giả cường đại như vậy tồn tại, từng tại trong vũ trụ lưu lại qua ấn ký. Cái kia lôi điện tinh linh tản mát ra ý thức tới. Trần Lăng cùng lôi điện tinh linh ý thức giao lưu lôi điện tinh linh tản mát ra ý nguyện là mãnh liệt mâu thuẫn yêu cầu trần lăng cút ngay ra hắn địa bàn trần lăng thì biểu đạt ra ý hắn nguyện tới trần lăng ý là chúng ta đợi chút nữa phải đi qua nơi này nói cách khác muốn đi ngang qua của người bàn người không muốn dở trò quỷ lôi điện tinh linh đã kiến thức đến trần sắc bén hại hắn chỉ cầu ôn thần đi mau sau đó thì đáp ứng trần lăng khe khẽ thở dài nói ra được người tốt nhất đừng sai lầm hắn biết, chính mình lớn nhất tốt biện pháp giải quyết cũng là đem cái này lôi điện tinh linh luyện hóa, thôn phệ. Loại này tinh linh bản thân liền là thuần túy lực lượng, một khi luyện hóa, chỗ tốt vô cùng. Mà lại, làm người tu đạo cũng nên làm như thế. Lại thêm, giải quyết nó, mới không có nỗi lo về sau. Nhưng Trần Lăng vẫn là không làm được loại chuyện này tới. Nói thế nào, cũng là mình đám người này xông vào hắn địa bàn. ỉ vào bản sự mạnh, liền xử lý người khác, cướp bóc người khác. Đây là Trần Lăng vô luận như thế nào cũng làm không được sự tình. Hắn xoay người rời đi. Cái kia U Minh Nguyên Thần gặp Trần Lăng không nguyện ý, nó cũng thì không nói thêm lời. Trần Lăng rất nhanh liền trở lại thương khung chi trong đò. Phía đông tĩnh gặp Trần Lăng trở về, nhỏ khẽ thở vào một cái. Tình huống như thế nào? Phía đông tĩnh hỏi. Trần Lăng liền đem lôi điện tầng bên trong tình huống nói, phía đông yên lặng nghe sau không khỏi cười khổ nói ra đổi là trầm mặc nhiên trần thiên nhai bọn họ đều sẽ đem cái kia lôi điện tinh linh thu chiếm thành của mình trần lăng nói ra có lẽ đi nhưng trong mắt của ta không thẹn với lương tâm trọng yếu nhất người không phạm ta ta không phạm người phía đông tĩnh mỉm cười nàng thích trần lăng thưởng thức trần lăng cũng là hắn điểm này thương khung chi chu tiến vào cái kia lôi điện tầng thời điểm Trần Lăng cùng phía đông tĩnh pháp lực quán chú tiến thương khung chi trong đỏ, thương khung chi chu bên ngoài trận pháp triển khai, vô cùng quang hoa đem thương khung chi chu bao trùm. Cái kia lôi điện tinh linh quả nhiên không dám lỗ mãng. Vô cùng tinh khiết lôi điện lực lượng, dung nhập vào ta thiên ma khải giáp bên trong chính là vừa phạn. Đúng lúc này, cái kia tu la đại đế trầm mặc nhiên đột nhiên thân hình lóe lên, liền rời đi thương khung chi chu. Quả nhiên đi, phía đông tĩnh thấy thế, cười khổ đối Trần Lăng nói ra. Trần Lăng trầm ngâm một cái trước mắt, liền đối với phía đông tĩnh nói ra, ta ra ngoài ngăn cản hắn. Phía đông tĩnh vốn là muốn nói không cần thiết, nhưng nàng cũng biết nói đều cũng là vô ích. Sau đó tại cái kia một cái trước mắt, Trần Lăng xuyên u minh khải giáp. Trầm mặc nhiên xuyên thiên ma khải giáp, hai người cùng lúc xuất hiện tại lôi điện tầng bên trong. Cái kia lôi điện tinh linh nhìn thấy Trần Lăng cùng trầm mặc nhiên đi ra, liền biết không ổn ngay sau đó liều lĩnh khống chế lôi điện lực lượng oanh sát hướng hai người. Trầm mặc nhiên cười lạnh liên tục, hắn thi triển ra 10 triệu thiên ma đem những cái kia lôi điện toàn bộ xé rách thành phấn vụn. Một đường thế như trẻ che hướng lôi điện tinh linh truy sát tới. Lôi điện tinh linh tại lôi điện tầng bên trong không ngừng chạy trốn, cũng không ngừng công sát. Lôi điện tinh linh tuy nhiên có ngày sinh ưu thế, nhưng chưa bao giờ đi qua hệ thống huấn luyện, cũng không có bất kỳ cái gì tinh thần, cảm động nó công kích không cách nào dung chuyển trầm mặc nhiên cùng trần lăng nhưng nó lực lượng lại là như thế thuần túy cái này quả nhiên là thất phu vô tội mang ngọc có tội trong chớp mắt ấy trầm mặc nhiên đột nhiên thì cản lại lôi điện tinh linh hắn cấp tốc thi triển thiên ma thủ màu đen cự đại thiên ma thủ trực tiếp đem cái kia lôi điện tinh linh bao trùm lôi điện tinh linh kịch liệt dãy giụa trần lăng thân hình lại lóe lên liền đến đến trầm mặc nhiên trước mặt hắn không nói hai lời chính là một kiếm chém ra U Minh kiếm quang lóe lên, thì chạm tại Trầm Mặc Nhiên trên cánh tay. Băng hàn chi lực cấp tốc đóng băng, nhưng Trầm Mặc Nhiên thiên ma lực lượng phát ra màu đen ăn mòn khí tức, mãnh liệt xé rách, trực tiếp đem Trần Lăng băng sát xé rách thành phấn vụn. Trần Lăng lạnh giọng nói ra, lập tức thả hắn, ngươi đừng ép ta cùng ngươi làm thật. Trầm Mặc Nhiên nhìn về phía Trần Lăng, hắn đột nhiên cười, nói ra, chẳng lẽ lại này tinh linh cũng cùng ngươi có quan hệ thân thích. Ta bắt hắn, có liên quan gì tới ngươi? Trần Lăng, ta nhìn người thật sự là Thái Bình Dương cảnh sát, quản quá rộng điểm đi. Vừa mới ta cùng hắn đạt thành hiệp nghị, người bây giờ xuất thủ, cũng là làm cho ta hiệp nghị tại không để ý. Trần Lăng nói ra, Trầm mặc nhiên nói ra, há, cái kia thật có lỗi, người nói trễ. Cái kia một cái trước mắt, Trầm mặc nhiên trực tiếp đem cái kia lôi điện tinh linh luyện hóa thành một quả lấp lè ánh sáng màu lam lôi điện tinh thạch. Hắn lực lượng hạng gì cường hãn? trần lăng trong mắt lóe lên hàn quang trầm mặc nhiên ta dùng mạo nhịn ngươi là cho sư phụ mặt mũi nhưng ngươi tựa hồ đem loại này dễ dàng tha thứ xem như không có sợ hãi trần lăng nói ra ta hiện tại cho ngươi hai con đường đi một đem cái này lôi điện tinh thạch giao ra hai ta giết ngươi ngươi nếu không chiếu vào ta nói làm hôm nay sư phụ mặt mũi ta cũng không cho ngay vào lúc này cái kia phía đông tính cũng lấp lóe tới Nàng xinh đẹp rung động lòng người, nhưng lúc này lại là sắc mặt như xương lạnh, tốt, lăng ca, rất tốt. Hôm nay chúng ta muốn nhúng tay vào sư phụ cái gì đại kế, cùng một chỗ đem hắn cho giết. Cũng coi là cho chết đi đường dai di mẹ con báo thù, cũng để cho ngươi quét qua cái này nhiều năm tích tụ. Trầm mặc nhiên cười lên ha hả, nói ra, phía đông kính, ngươi đừng ở chỗ này trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Hai người các ngươi lỗ hồng, thật đúng là càng lúc càng giống một đôi. Nói cho cùng, vẫn là ra vẻ đạo mạo, chính mình không muốn tạo cái này sát nhiệt nhân quả, chờ ta đem tinh linh này luyện hóa, các ngươi liền chạy ra khỏi đem chứa nhân từ, ta nhổ vào. Trần Lăng trong mắt hàn quang liên tục lấp lóe, nói, tùy ngươi cho là như vậy, ta chỉ hỏi ngươi, giao không giao. Không giao, liền để ngươi chết, ngươi có thể thử nhìn một chút, nhìn vợ chồng chúng ta hai có bản lãnh này hay không. Thủ lĩnh, chẳng lẽ ngươi thì mặc kệ quản sao, ngay vào lúc này, trầm mặc nhiên hướng nơi xa hô to một tiếng. Cũng là hướng cái kia thương khung chi chu phương hướng hô. Sau đó rất nhanh, thương khung chi chu bên trong một bóng người lấp lóe Trong nháy mắt đó, bóng người kia đem thương khung chi chu một chảo. Cự đại thương khung về sau thì áp xúc thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Bóng người này dĩ nhiên chính là thần đế. Thần đế thu thương khung chi chu, sau đó thì lấp lóe đến ba người trước mặt. Vô cùng lôi điện hướng thần đế chảm giết tới nhưng thần đế lại là căn bản không làm bất kỳ kháng cự nào. Những cái kia lôi điện tựa như là gió mát quất vào mặt một dạng. Trầm mặc nhiên liền nói ra, thủ lĩnh, người cũng nhìn đến. Ta phải cái này lôi điện tinh thạch, hai người này thì ỉ vào nhiều người, muốn muốn mạnh mẽ cướp đoạt. Ta tới nơi này, là thủ ngươi triệu hoán, ngươi cũng không thể mặc kệ quản A. Thần đế nhìn về phía Trần Lăng. Trần Lăng từ tốn nói, tùy tiện hắn nói thế nào, hôm nay hắn không đem tinh thạch giao ra, ta tất giết hắn. Sư phụ, rất xin lỗi, mặt mũi này, hôm nay ta không có ý định cho. Thần đế nhạt vừa nói nói, đến giờ này ngày này, ta không muốn dùng cường quyền tới dọa các ngươi. Nhưng là Trần Lăng, trầm mặc nhiên, các ngươi đừng tưởng rằng, ta liền không có có năng lực như thế ngăn chặn các ngươi. Cái này lôi điện tinh thạch, trước cho ta cầm lấy. Chờ sau này trở lại địa cầu, các ngươi lại đi tranh giành cái ngươi chết ta sống đi. Trầm mặc nhiên trầm ngâm một cái chớp mắt, đột nhiên cười một tiếng, nói ra, tốt. Hắn liền đem lôi điện tinh thạch giao ra, thần đế thân thủ tiếp nhận. Hắn vừa nhìn về phía Trần Lăng, nói, cái này an bài, người có ý kiến không có. Trần Lăng hít sâu một hơi, nói ra, tốt, chờ trở lại địa cầu, ta muốn cùng trầm mặc nhiên đến cái đoạn. Nhất chiến bình tĩnh sinh tử, từ sư phụ người an bài địa phương. Người nào cũng không thể đào tẩu, thua, muốn chết. Thắng, cầm lôi điện tinh thạch. Trầm mặc nhiên sắc mặt hơi đổi một chút. Đến giờ này ngày này, người thì cũng đã không thể nhẫn nại. Thần đế sầm mặt lại, nói ra. Trần Lăng nói ra, không thể. Thần đế trầm mặc đi xuống. Ta một mực tại gọi Trần Lăng nhẫn nại. Thần đế nhìn về phía trầm mặc nhiên, hắn nói ra, Trần Lăng không phải là không có biện pháp giết ngươi, mà chính là hắn cảm niệm đại cục. Nhưng là trầm mặc nhiên, người quá khiến ta thất vọng. Đã như vậy, Chính các ngươi ngươi nghiệt, đến lúc đó thì tự mình làm đi. Được, ta đáp ứng ngươi, Trần Lăng. Trần Lăng nói ra, đa tạ sư phụ. Sau đó, một đoàn người lần nữa trở lại thương khung chi trong đò. Trầm Mặc Nhiên trở lại trong phòng ngủ, Trình Kiến Hoa lập tức hô, "Tiền bối." Trầm Mặc Nhiên không để ý đến Trình Kiến Hoa. Không thể không nói, Trần Lăng phát hạ khiêu chiến để hắn cảm nhận được giống như núi áp lực. Nhưng hắn tuyệt sẽ không lùi bước hắn tức thời tâm lý từng có ái náy, nghĩ tới yếu thế. Nhưng hắn chỉ cần tại Trần Lăng trước mặt, liền không nhịn được cường ngạnh, hắn tại Trần Lăng trước mặt, tuyệt không cúi đầu. Mà Trần Lăng lần này cũng là chân chính bị trầm mặc nhiên chọc giận. Trình Kiến Hoa, người cảm thấy ta cùng Trần Lăng sinh tử chi chiến, ai thắng tính toán lớn hơn một chút. Trầm mặc nhiên hỏi Trình Kiến Hoa. Trình Kiến Hoa nao nao, hắn là cực thông minh người. Cũng biết vừa mới chuyện phát sinh, hắn nói ra, ngài muốn cùng trần tiền bối quyết chiến sinh tử trầm mặc nhiên nói ra người tình hình thực tế trả lời trình kiến hoa trầm ngâm một cái chớp mắt nói ra vãn bối cho rằng trần tiền bối phần thắng muốn lớn hơn một chút bất quá bất quá cái gì trầm mặc nhiên hỏi trình kiến hoa nói ra vãn bối cho rằng lúc này phán đoán hơi sớm thần đế tiền bối bên này còn có đại kỳ ngộ trầm mặc nhiên nói ra như thế không sai trình kiến hoa nói ra mà lại chân quyết thời gian chiến tranh chúng ta còn có thể làm một số chuẩn bị cái gì chuẩn bị trầm mặc nhiên hỏi trình kiến hoa nói ra vãn bối biết ba nghìn đại đạo bên trong có một môn thuật pháp gọi là đại kịch độc thuật nếu như đến lúc đó chúng ta tìm được đại kịch độc thuật ra bất ngờ trầm mặc nhiên ánh mắt sáng lên nói ra người biết đại kịch độc thuật lai lịch trình kiến hoa nói ra vãn bối sư tôn chính là thắng đế hắn liền biết đại kịch độc thuật Đến lúc đó, vãn bối nhìn có thể hay không câu thông thượng sư tôn, để sư tôn hạ xuống đại kịch độc thuật. Tiền bối ngài như dung hợp đại kịch độc thuật, chỉ sợ có thể ra bất ngờ. Trầm mặc nhiên mang theo ẩn ý nhìn một chút trình kiến hoa, nói ra, người cùng ta nhận biết một người có chút tương tự. Trình kiến hoa nói ra, tiền bối là chỉ. Trầm mặc nhiên nói ra, người cùng hiên chính hạo rất giống, hắn trước kia là Trần Lăng Quân Sư. Hiện tại là đại khang hoàng triều thiên lâm đại đế trình kiến hoa lập tức nói vãn bối sao dám cùng thiên lâm đại đế đánh đồng trầm mặc nhiên nói ra người tu vi không đủ nhưng tâm tư kín đáo ngươi để cho ta có không vững vàng cảm giác y hệt năm đó hiên chính hạo trình kiến hoa lập tức nói vãn bối sợ hãi trầm mặc nhiên nói ra có lẽ ta cần phải hiện tại thì giết ngươi trình kiến hoa nhất thời hoảng sợ hắn trực tiếp thì bị quỳ đi xuống tiền bối tiền bối vãn bối đối với ngài tôn kính nhất a Trầm Mặc Nhiên từ tốn nói, "Ngươi đứng lên đi, ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Nếu là liền ngươi, ta đều không có đảm lượng lưu lại." "Vẫn phối xưng đế a." À. Trình Kiến Hoa lúc này mới thở phào một hơi. Hắn một mực tại Trầm Mặc Nhiên trước mặt thành thạo, lại kém chút quên trước mắt người này là Tu La Đại Đế. Là lấy lãnh khốc vô tình mà lấy xưng. Tại Thương Khung Chi Chu trong phòng điều khiển, Trần Lăng cùng phía Đông Tĩnh vẫn còn đang trực ban. Phía Đông Tĩnh trầm giọng nói ra, Lăng ca, quyết chiến cũng không phải là một kiện cử chỉ sáng suốt. Nếu là người thật muốn giết hắn, chờ việc nơi này người ta liên thủ không phải càng tốt hơn. Trần Lăng trầm giọng nói ra, các nàng thù, ta đến báo liền tốt. Hắn đón đến, nói, trong lòng nếu là thấy sợ hãi, cái này nói thì tu không được. Tĩnh muội người cũng đã biết, người tuy nhiên pháp lực so với chúng ta đều muốn hùng hậu, nhưng nếu thật đánh lên, người tại chúng ta thủ hạ trèo chống không quá lâu, đây là vì cái gì? phía đông tĩnh không khỏi cười khổ nói ra ta minh bạch người ý tứ từ khi tu thanh một đế hoàng công về sau ta tranh cường háo thắng chi tâm sắc thực càng ngày càng yếu mà lại cùng ngươi cùng một chỗ về sau đại khái là an vui quá lâu mọi chuyện đều thiếu nhuệ khí lại là đi cầu một cái vững vàng chữ. trần lăng mỉm cười nói ra không có việc gì người cùng ta cùng một chỗ liên thủ người pháp lực vì bảo vệ ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh Phía Đông tính cười một tiếng, nói ra, ta cũng nghĩ như vậy. Thương khung chi chu tiếp tục tiến lên. Cứ như vậy, một tháng thời gian lại qua, Trần Lăng cùng Trầm Mặc Nhiên vẫn luôn không hợp nhau, theo cái kia lôi điện tinh thạch sự tình về sau, Trần Lăng cùng Trầm Mặc Nhiên ở giữa liền gặp mặt đều rất ít. Lẫn nhau ở giữa đều là cố ý tránh đi. Thần đế cũng không để ý những thứ này nhàn sự, hắn cũng không phải nhiệt tâm thất đại cô, bát đại di. Không có chuyện còn đến điều đình thần đế đem trầm mặc nhiên phía đông tĩnh trần lăng những đệ tử này một tay mang ra nhưng hắn dạy đồ đệ phương thức lại là lấy tàn khốc mà nổi tiếng hắn cho tới bây giờ đều là mặc kệ bọn hắn chết sống có thể còn sống sót thì là các ngươi tạo hóa về phần về sau thần vực thần đế cũng không nhiều quá quản thần vực tồn tại ngược lại so sánh giống như là một trường học tồn tại vì một số yếu tú người mở ra thần thông đại môn nhưng nói cho cùng thần vực thủy chung vẫn là bị hạn chế. Cái này hạn chế là đến từ thế giới bao la hạn chế. Tại thế giới bao la bên trong, tư nguyên, linh khí đều quá thiếu thốn. Bất quá tại một ngày này ban đêm, thần đế, còn có trầm mặc nhiên, trần lăng, phía đông tĩnh, trình kiến hoa đều đủ tập hợp một chỗ. Tất cả mọi người nhìn về phía nơi xa. Lúc này chính là thần đế đang toàn lực khống chế thương khung chi chu. Tại phía trước 10.000 dặm chỗ, thương khung chi chu bắn phá ra một khỏa tinh cầu. Cái tinh cầu kia so địa cầu lớn gấp 3, khoảng cách càng gần, lại càng thấy đến to lớn vô cùng. Tại trên viên tinh cầu này chỉ có lấy nồng đậm bầu khí quyển, cũng có ozone tồn tại. Cái kia bầu khí quyển so tầng khí quyển địa cầu còn muốn nồng đậm. Đây là một khỏa hành tinh, Trần Lăng nhìn ngay lập tức ra, hắn kinh ngạc nói ra, nghĩ không ra tại Thái Dương Hệ ở mép, còn có dạng này một viên đại hành tinh tồn tại giống như tại nhân loại nghiên cứu bên trong, một mực cũng không thấy viên tinh cầu này. Trầm mặc nhiên ở một bên cũng không nói lời nào. Thần đế thì nói ra, nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật còn chưa đủ lấy thăm dò ảo diệu vũ trụ, bọn họ không có phát hiện đồ vật còn nhiều đi. Trần Lăng nói ra, nhưng là viên tinh cầu này bên trong cũng không có sinh linh tồn tại, điều này nói rõ trong này y nguyên không thích hợp sinh tồn. Thần đế nói ra, cái này cũng không cần quản, viên tinh cầu này tại địa cầu trí bên trong ghi chép gọi là thiên mang ngôi sao. Thiên mang ngôi sao tồn tại 30 tỷ năm, nó tinh hạch thai ngén trọn vẹn 30 tỷ năm. Bây giờ tinh hạch thành thục, chỉ cần chúng ta đem cái này tinh hạch chiếm được. Mọi người thực lực đều sẽ tăng lên đến một cái mới tầng thứ. Trầm mặc nhiên đột nhiên nói ra, thủ lĩnh, bí mật này, chỉ có chúng ta biết không. Như thế cự bảo bối, ta lo lắng hội có người khác ngấp nghé. Thần đế nói ra, biết người tuyệt đối không nhiều nhưng cũng không phải hàng trừ hội có người biết nhưng có thể đến tới người ở đây kia liền càng thiếu hiện ở bên trong đến cùng là tình huống như thế nào ta còn không biết chúng ta trước đi xem một chút đây là thiên đại kỳ ngộ nhưng cũng có thể tồn tại vô cùng lớn nguy hiểm thương khung chi chu cấp tốc đến thiên mang ngôi sao trên không tiếp lấy tự xuyên thấu nồng đậm bầu khí quyển bầu khí quyển bên trong hơi nước tràn ngập ầm ầm suốt cục thường khung chi chu xuyên phá bầu khí quyển nhưng là phía trước lại là mặt khác cảnh tượng cũng không có khiến người ta trước mắt rộng mở trong sáng bởi vì phóng tầm mắt nhìn tới phương viên mấy vạn dặm toàn bộ đều là một vùng tăm tối cùng vũ khí vũ khí cùng hắc ám kết hợp với nhau đám người này trừ trình kiến hoa là gà mờ bên ngoài còn lại người đều là hạng người tu vi cao thâm bọn họ lập tức liền phát hiện vấn đề mấu chốt vị trí nguyên lai like tại ngày này mang tinh phía trên, tựa hồ là chỉ có hải dương, không có có đất liền. Bởi vậy mới có thể hơi nước tụ tập, sinh ra vô số vũ khí. Vũ khí cùng bầu khí quyển lại ảnh hưởng lẫn nhau, bởi vậy để phiến thiên địa này cả ngày không thấy ánh sáng mặt trời. Chính là liền mặt trời cũng vô pháp xuyên xuyên thấu vào. Trần Lăng mấy người cũng rốt cuộc minh bạch, khó trách cảm giác không thấy sinh linh tồn tại. Nếu là có một số sinh linh vẫn giấu kín tại đáy biển, bọn họ cách nhau 10.000 dặm thật là khó có thể cảm giác được. Tại rộng lớn trong vũ trụ ghé qua, Trần Lăng bọn người cảm thụ sâu nhất cũng là hoang vu. Các cái hành tinh lên đều là tràn ngập rộng lớn cùng hoang vu. Địa cầu là bọn họ gặp qua phồn vinh nhất một khỏa tinh cầu, tràn ngập hiện đại cùng văn minh. Tuy nhiên địa cầu tại trong vũ trụ nhỏ bé, nhưng lại lớn nhất đặc sắc. Thiên mang ngôi sao như thế nào, đây không phải Trần Lăng bọn họ chỗ quan tâm bọn họ quan tâm là cái kia tinh hạch chỗ. Tinh hạch ở trên trời mang tinh khu vực trung tâm thai ngén 30 tỷ năm. Đi, thần đế không nói hai lời, lập tức vận chuyển thương khung chi chu ở trên trời mang tinh trên không bay lượn, cũng bắt đầu xác định tinh hạch vị trí. Cái này không chung cũng không có có thể hô hấp không khí, khắp nơi đều không có đủ sinh linh sinh tồn điều kiện. Thương khung chi chu bên ngoài đã là toàn là nước, tại ngày này mang tinh bên trong bay lượn, tựa như là tại trong mưa ghé qua một dạng khắp nơi đều là lộ ra áp lực thần đế một mực khống chế thương khung chi chu hắn rất nhanh liền xác định một chỗ đó là ở trên trời mang tinh vùng đất trung ương sư phụ tinh hạch thì tại cái này mặt sao trần lăng lập tức hỏi thần đế thần đế trầm giọng nói ra hẳn là bất quá đừng vội ta muốn đem trần thiên nhai cho lôi kéo qua đến trần lăng gật gật đầu thần đế hít sâu một hơi sau đó liền bắt đầu phóng thích mặt trời phân tử mặt trời này phân tử là hắn ở trong hư không thu thập những thứ này mặt trời phân tử tại hắn thần thông hạt giống bên trong thần thông hạt giống bị thần đế ném ra ngoài cái này thần thông hạt giống tại trên mặt đất lập tức bắt đầu sinh trưởng trong nháy mắt trưởng thành một cái cây giống chính là cành lá tươi tốt cây non cây non phía trên cấp tốc sinh trưởng ra hoa nhị hoa nhị lại không phải phổ thông hoa nhị mà chính là mặt trời phân tử mặt trời phân tử cuồng mẽng sinh trưởng rất nhanh chỉnh cái cây tất cả đều là mặt trời phân tử, đây mới thực là đèn hoa rực rỡ. Giống như là trói lọi pháo hoa, giờ khắc này thần thông chi thụ Mỹ lệ tới cực điểm. Tại xinh đẹp như vậy bên trong, mặt trời phân tử hình thành một cánh cửa. Thần đế pháp lực quán chú, một giây sau, một tiếng ẩm vang, mặt trời kia phân tử trong cửa truyền đến chấn động kịch liệt. Đón lấy, một đoàn mặt trời phân tử từ trong cửa lóe ra tới. Cái này đoàn mặt trời phân tử tại trên mặt đất bắt đầu biến hóa, chỉ chốc lát sau thì hình thành một bóng người. Đạo nhân ảnh này càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng huyết nhục đầy đặn, sau cùng thì biến thành toàn thân áo đen Trần Thiên Nhai. Trần Thiên Nhai cứ như vậy tới. Trần Lăng bọn người nhìn lấy Trần Thiên Nhai, trong lòng cũng là mẹ hắn chịu phục. Theo mặt trời phân tử bên trong chạy tới, cũng chỉ có Trần Thiên Nhai cái này kỳ hoa có thể làm được. Trần Lăng bọn họ còn muốn vận chuyển pháp lực đến chống cự mặt trời phân tử. Trần Thiên Nhai cái này hàng đoán chừng cũng là chạy đến mặt trời bên trong đi đều không có vấn đề gì. Thân thể của hắn, gen cũng là cùng mặt trời phân tử không sai biệt lắm. Người có thể tu luyện đến nước này, không phục không được. Trần Lăng cũng đã biết, con hàng này là thật khó có thể giết chết kha Trần Thiên Nhai liếc nhìn mọi người, sau đó cười một tiếng, nói ra, thật đúng là xảo A, à, tất cả mọi người tại A. À. Hắn đổ là mây trôi nước chảy, dù sao đều là mọi người cùng hắn có thù, hắn không quan trọng cực kỳ ma đế năm đó giết người thật đúng là không ít tiểu nghiêng chết bởi hắn thiết kế hắn giết tiểu nghiêng nguyên nhân rất đơn giản bởi vì trần lăng là hắn địch nhân tiểu nghiêng phi đao vô cùng lợi hại tiểu nghiêng còn sống cùng trần lăng tổ hợp là cực kỳ uy tín cho nên trần thiên nhai nhỏ hơn nghiêng chết về sau trần thiên nhai lại lần lượt giết cùng trần lăng quan hệ như tỷ đệ đồng dạng bụi tỷ trầm xuất trần còn có huynh đệ lăng phi dương cũng bị trần thiên nhai giết trần lăng cùng trần thiên nhai ở giữa thù như hải sâu về phần trần lăng cùng trầm mặc nhiên ở giữa thù cũng không chỉ là trầm mặc nhiên giết đường dai di mẹ con mà lại trầm suất trần cùng trầm mặc nhiên ở giữa cũng có thâm cừu đại hận trầm suất trần lúc sắp chết xin mời cầu trần lăng chu sát trầm mặc nhiên trần lăng cũng vĩnh viễn nhớ đến hắn đã đáp ứng bụi tỷ hội mang trầm mặc nhiên đến nàng trước mộ phần tế bái chuyện cố trước kia đại đế ân oán tại uy tín công số thiên đạo minh bên trong có thể trực tiếp nhìn mà trần thiên nhai cùng trầm mặc nhiên ở giữa cũng là có cửu hận trần thiên nhai về sau đem trầm mặc nhiên trầm môn cho chu diệt trầm mặc nhiên ra ra cũng bị trần thiên nhai giết nói cho cùng trần thiên nhai mới là cửu nhân khắp thiên hạ nhưng trần thiên nhai không thèm quan tâm cho nên hắn nhìn thấy trầm mặc nhiên trần lăng hắn là không có chút nào bi phẫn mà lại Trần Thiên Nhai cùng Trầm Mặc Nhiên khác biệt. Trầm Mặc Nhiên còn kiêng kỵ Trần Lăng cùng phía Đông Tĩnh Liên Thủ. Trần Thiên Nhai con hàng này người nào cũng không sợ, hắn làm không tốt liền thần đế cũng dám mắng. Đối với Trần Thiên Nhai đến, Trần Lăng cùng Trầm Mặc Nhiên cũng không có biểu thị vui vẻ, chỉ là lạnh lùng mắt nhìn Trần Thiên Nhai, liền rời ánh mắt. Phía Đông Tĩnh là phu sướng phụ tùy, Trần Lăng không chào đón Trần Thiên Nhai, nàng lại càng không có chào đón đạo lý. Trần Thiên Nhai cũng không quan tâm, mà lúc này thần đế mở miệng. Lần này là lớn nhất đại kỳ ngộ, cũng là lớn nhất đại nguy cơ. Không quản các người trước đó có cái gì ân oán, nhưng lúc này lần này năm người đồng tâm, đem sự tình xử lý. Thần đế nói ra, các người có thể làm được a? À? Trần Thiên Nhai từ tốn nói, ta không có vấn đề. Trầm Mặc Nhiên sau đó tỏ thái độ, nói ra, ta cũng không thành vấn đề mọi người ánh mắt liền đến trần lăng cùng phía đông tĩnh trên thân trần lăng nói thẳng sư phụ yên tâm cái này phân tắc ta có thần đế liền nói ra vậy là tốt rồi trong mắt của hắn đột nhiên tách ra hàn quang một giây sau hắn đem thương khung chi chu thu lại sau đó cầm ra trình kiến hoa trình kiến hoa tại thần đế trong tay căn bản không thể phản kháng mọi người ngay tại màu đen trong sương mù đặt chân bốn phía hơi nước mãnh liệt đánh tới mọi người chung quanh thân thể tạo nên sóng năng lượng, hơi nước toàn bộ bị ép ra trong không khí liền xuất hiện tầng tầng gợn sóng. thủ lĩnh, ngài đây là. trầm mặc nhiên gặp thần đế bắt trình kiến hoa, không khỏi bị kinh ngạc. trình kiến hoa lúc này ngay cả lời đều nói không, hắn trong mắt loạn chuyển, còn có vẻ hoảng sợ. thần đế lại một chảo, liền đem trình kiến hoa nhật nguyệt kinh luân chộp trong tay. doanh đế, hiện thân đi. thần đế lướt nhìn hư không, lạnh lùng nói ra. Trần Lăng đám người nhất thời giật mình, liền Trần Thiên Nhai cũng nhịn không được hơi biến sắc. Doanh đế là ai? Tần Thủy Hoàng Doanh chính A, cũng là lão tứ đế bên trong một cái, tuyệt đối hung danh hiển hách. Ngay vào lúc này, thần đế trong tay Nhật Nguyệt Kinh Luân bắt đầu xuất hiện biến hóa, Nhật Nguyệt Kinh Luân đột nhiên bộc phát ra vô cùng xài sạch tới. Thần đế cũng không cưỡng ép vồ bắt, hắn đem chỉnh kiến hoa ném vào thương khung chi trong đỏ Cái kia Nhật Nguyệt Kinh Luân trên không trung biên cuồng xoay tròn, cái kia quang hoa cường thịnh tới cực điểm, đột nhiên thì hình thành một đạo hư không chi môn. Một giây sau, cái kia hư không chi môn bên trong thì đi ra tới một người. Người kia người mặc long bào, thân hình cao lớn, mãn kiểm cầu nghiêm, uy nghiêm vô song. Hắn vừa ra tới, liền có cuồn cuộn long uy. Chính là là chân chính chân long thiên tử mới có khí tức, khi hắn xuất hiện lúc, bình thường cao thủ gặp liền biết vô ý thức muốn quỷ bái, khấu tạ thiên ân. Bất quá đáng tiếc, Hôm nay tại chỗ, không có một cái là người bình thường. Người này chính là trong truyền thuyết doanh đế, cũng chính là nổi tiếng lịch sử đệ nhất đại đế, Tần Thủy Hoàng, Doanh Chính. Lâm Chiến, doanh đế Doanh Chính đứng tại giữa trời, hắn bốn phía khí lưu cuồn cuộn, tầng tầng gợn sóng không ngừng bị buộc hướng bốn phương tám hướng. Doanh Chính ngạo mà đứng, bế nghĩa thiên hạ, hắn cái này vừa đứng thì có loại khí thế khủng bố, tựa như là so thần đế bọn người cao một cấp bậc. Doanh chính ánh mắt bắn phá mọi người, chính là như Trần Lăng Tu vi như vậy, cũng có loại như đứng ngồi không yên cảm giác. Đại địch, tuyệt đối đại địch, Trần Lăng trong lòng cảnh giác, hắn có rất ít dạng này cảm giác nguy cơ. Nhưng doanh chính cái này vừa xuất hiện, hắn đã cảm thấy nguy hiểm tới cực điểm. Không hổ là trong truyền thuyết đại đế, Trần Lăng nói thầm. Giờ phút này, phía Đông Tĩnh, còn có Trầm Mặc Nhiên, Trần Thiên Nhai đều là cùng Trần Lăng nhất dạng tâm tình bọn họ toàn bộ đều sắc mặt nghiêm túc lên. Năm người này không dùng người khác nói, bọn họ đã bởi vì doanh chính xuất hiện, trực tiếp chưa từng có đoàn kết lại. Không khí hiện trường, cực ngưng trọng. Doanh chính lại là lạnh nhạt cùng cực, hắn cười nhạt một tiếng về sau, ánh mắt dừng lại tại thần đế trên thân, lâm chiến, người xác thực để quả người bất ngờ. Thần đế từ tốn nói, thật sao? Doanh chính cười một tiếng, nói ra, nhưng là, người phạm rất đại một sai lầm. Ồ, Thần Đế nói ra. Doanh Chính nói ra, người đã tính tới quả nhân muốn tới, vậy ngươi thì không nên tới lấy cái này tinh hạch. Thần Đế nói ra, thật sao? Doanh Chính nói ra, quả nhân tại 6 năm trước tính tới tinh hạch sẽ cùng Trình Kiến Hoa sinh ra liên hệ nào đó, nhưng cái này tinh hạch vị trí cụ thể ở nơi đó, quả nhân như thế nào cũng thôi toán không ra. Sau đó liền đem Nhật Nguyệt Kinh Luân đặt ở Trình Kiến Hoa trong tay. Thần Đế nói ra, theo ta nhìn thấy cái kia Trình Kiến Hoa về sau, ta liền biết người mục đích chính là tinh hạch doanh chính nói ra lâm chiến những năm gần đây người quá thuận người đã sinh ra ảo giác người cho rằng người thật đã là tinh không chi hạ đệ nhất nhân nhưng người nhưng lại không biết chúng ta nhìn ngươi bất quá là một tên hề mà thôi không tranh với ngươi là bởi vì không cần như thế nếu thật muốn cùng ngươi tranh giành các người mấy cái này hậu sinh tiểu bối còn chưa đáng kể người còn không biết đến tránh thức tạo hóa cảnh cao thủ cho nên, người mới có thể ngu xuẩn coi là, bằng mượn các ngươi năm cái liền có thể cùng quả nhân đối kháng. Người nói nhảm, quá nhiều, thần đế trầm giọng nói ra, động thủ đi. Rất tốt, doanh chính cười lạnh một tiếng, nói ra, hôm nay, người cái này bách chiến bách thắng thần đế, liền từ này làm một con chó đi. Doanh chính đột nhiên nhất trưởng cầm ra đi, đây là một đạo tử sắc long khí, tử sắc long khí hình thành đại thủ ấn. Cũng không gặp hắn như thế nào động tác, Thế mà trực tiếp liền đem thần đế nắm trong tay. Động thủ, Trần Lăng bạo giống một tiếng, bọn họ há có thể ngồi chờ chết. Trần Thiên Nhai người đầu tiên xuất thủ, hắn cũng theo bạo giống một tiếng, chỉnh thân thể thế mà liền trực tiếp hóa thành một đạo hung hãn kiếm quang hướng doanh chính chém giết tới. Trầm Mặc Nhiên cũng mặc vào Thiên Ma khải giáp, Thiên Ma thần quyền ầm vang chém giết tới. Trần Lăng càng là trực tiếp, trong nháy mắt tế ra ba tôn nguyên thần tới cái kia U Minh Nguyên Thần hóa thành một đạo U Minh Thần Kiếm, trực tiếp chém tới doanh chính cánh tay. Tinh linh Nguyên Thần An như làm hóa thành vô cùng thái cổ ma văn, lít nha lít nhít đem doanh chính đầu vây xung quanh, liền muốn đem gặm nuốt sạch sẽ. Mà hắc ám thiên phạt Nguyên Thần thì là hóa thành kịch độc đâm về doanh chính trái tim. Cái này bốn đại cao thủ, đồng loạt ra tay. Phổ thông tạo hóa cảnh cao thủ cũng là tuyệt kế ngăn cản không bọn họ cái này liên thủ nhất kích. Nhưng là đáng tiếc, Doanh chính cũng không phải là phổ thông tạo hóa cảnh cao thủ. Doanh chính tử sắc long khí đại thủ ấn cấp tốc thôi động pháp lực, liền gặp đại thủ ấn kia bên trong, thế giới cấp tốc hình thành. Trong thế giới có vô số quy tắc, pháp tắc, còn có các loại gen. Những lực lượng này hung hãn bao trùm thần đế, chính là muốn đem thần đế biến thành một đầu tiểu cầu. Hung hãn lực lượng như bài sơn đảo hải bao phủ hướng thần đế, những lực lượng này ăn mòn hướng hắn mỗi một cây thần kinh, thậm chí cải tạo hắn mỗi một tế bào đồng thời doanh chính đối mặt trần lăng bọn người công sát chỉ là cười lạnh một tiếng hắn cái tay còn lại lật tay cầm ra lại là cũng hình thành một đạo cự đại tử sắc long khí thủ ấn đạo này tử sắc long khí thủ ấn bao trùm phương viên người dập lật tay nhất trưởng liền đem trần lăng bốn người toàn bộ chân áp tại dưới lòng bàn tay trần lăng bọn họ công sát cấp tốc thất bại nhìn thấy trước mắt chính là vô tận tử sắc long khí tử sắc long khí cấp tốc hình thành thế giới cái thế giới này so cái gì thiên vị cảnh cao thủ thế giới thế nhưng là cường đại vô số lần. Doanh chính lực lượng, cường hãn đến không thể tưởng tượng cấp độ. Audio điện tử võ tấn bền Đầu tiên là thần đế, thần đế tại tử sắc long khí bọc vào, hắn thương khung chi chu thế mà đều không thi triển ra được. Hết thảy biến hóa đều bị tử sắc long khí ngăn chặn. Loại cảm giác này tựa như là 8 tuổi hài đồng tại tráng hán trong tay giấy ruộng một dạng mặc cho thần đế vạn pháp quy nhất lợi hại cỡ nào, nhưng tất cả biến hóa tại tử sắc long khí áp chế xuống đều trở nên lặng yên không một tiếng động. cái này tử sắc trong long khí ẩn chứa vạn vật có thể từ không nói có cũng bắt đầu biến thần đế hình thể. doanh chính tu vi đã đến tạo hóa cảnh tầng thứ tư, đạt tới tránh thức thần biến chi cảnh, có thể đem người biến thành long, hổ, chó các loại động vật. đồng thời để những động vật này nắm giữ long, hổ, chó đặc tính, vân vân đây là rất khủng bố một cảnh giới. Doanh chính lần này, chính là muốn nhục nhã thần đế. Đem uy danh hiển hách thần đế biến thành một con chó. Nhưng vào lúc này, thần đế thần thông hạt giống mở ra. Cả người hắn chui vào đến thần thông hạt giống bên trong. Nhất thời, thần đế tựa như là trốn vào ô quy xác bên trong. Mặc cho doanh chính tử sắc long khí như thế nào xâm nhập, lại là thủy chung không thể tiến vào thần thông hạt giống bên trong doanh chính sắc mặt nhất thời khó nhìn lên muốn chết hắn ngừng lại hạ sát thủ chập ngón tay như kiếm trực tiếp chém giết tới một đạo kiếm quang chém ra xem ra bình thản không có gì lạ nhưng lại trực tiếp đem cái kia thần thông hạt giống chém giết mở tựa như là sắc bén cắt mở đậu hũ một dạng không có một đạo bất kỳ trở ngại nào bất quá làm thần thông hạt giống chém ra về sau bên trong lại mất đi thần đế tung tích khá lắm lâm chiến nguyên lai đã sớm biện pháp dự phòng. Hạt giống này bên trong có người lưu lại chạy trốn trận pháp. Doanh chính trực tiếp đem thần thông hạt giống triệt để vỡ vụn. Đến tận đây, thần đế vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp khí liền trực tiếp bị doanh chính cho hủy sạch sẽ. Trước kia có người cảm thấy mới tứ đế là chuyện tiếu lâm, nhưng mới tứ đế dùng thực lực để chứng minh bọn họ năng lực. Có người cảm thấy, mới tứ đế tại viễn cổ tứ đế trước mặt là chê cười nhưng kiến thức qua mới tứ đế người cảm giác đến bọn hắn đã siêu việt viễn cổ tứ đế. Nhưng, sự thật lại là, tránh thức viễn cổ tứ đế, bọn họ nội tình thật sự là quá thâm hậu. Trẻ tuổi nhất doanh chính cũng là mấy ngàn tuổi. Về phần ngày đó Long đại đế, Hạo Thiên đại đế, Trường Sinh đại đế thì lại càng không cần phải nói. Đương nhiên, doanh chính tu vi cũng không phải là tứ đế bên trong yếu nhất, người này giấu tài, am hiểu thôi diễn, là cái cực nhân vật lợi hại thần đế trực tiếp đào tẩu đến tận đây thần đế trên thân vầng sáng toàn bộ bị đánh tan giống như năm đó ở bất chu thần sơn bên trong thần vực bên trong thần đế đã từng chật vật không chịu nổi qua mà lúc này trần lăng phía đông tính trầm mặc nhiên trần thiên nhai cũng đang tiếp thụ địa ngục đồng dạng cải tạo bọn họ cùng doanh chính ở giữa tranh lệch cảnh giới thật sự là quá lớn doanh chính chuyên tâm đến luyện hóa trần lăng bốn người hắn xong trưởng biến hóa đem bốn người này toàn bộ chộp vào trong lòng bàn tay. tại hắn cỗ trong bàn tay, tử sắc long khí càng phát ra ngưng luyện. bốn cái con kiến hôi còn không thần phục, doanh chính quyết tâm, tử sắc long khí đem Trần Lăng bốn người bao phủ. loại này tử sắc long khí sự khủng bố khiến người ta hoảng sợ. phía Đông Tĩnh cấp tốc thi triển ra thanh mục đế hoàng khí, thanh sắc nhân quân chi khí đem nàng triệt để bao phủ lại. Trần Lăng để phía Đông Tĩnh toàn lực tự vệ, không cần quản hắn. Mặc dù như thế, phía Đông Tĩnh cũng chống cự đến vô cùng cố hết sức. Nàng bắt đầu cảm giác được nàng chân đang biến hóa, cốt cách bắt đầu thu nhỏ, đồng thời trên chân bắt đầu lớn lên lên tỉ mỉ lông tơ tới. Cái này doanh chính vẫn là thật muốn đem cái này Mới Tứ Đế cho biến thành chó. Doanh chính làm như vậy lý do rất đơn giản, đó chính là các ngươi một số người không xứng đáng đế. Cho tới nay, thế nhân đều là nghĩ đến đám các ngươi cái này Mới Tứ Đế có tư cách cùng chúng ta lão Tứ Đế đánh đồng. Vậy hôm nay quả nhân thì để cho các ngươi nhìn xem, quả nhân một mình xuất thủ, thì có thể đưa ngươi nhóm cái này cái gọi là mới tứ đế toàn bộ biến thành tiểu cầu. Thần đế đào thoát để doanh chính cực nổi nóng, hắn lửa giận cũng liền triệt để thiêu đốt hướng Trần Lăng bọn người. Giờ này khắc này, Trần Lăng trong mắt lấp lóe tinh quang. Hắn trước vận chuyển U Minh khải giáp bao trùm tự thân, tiếp lấy để an như làm hóa thành vô cùng thái cổ ma văn. Cỗ này thái cổ ma văn cũng đang bị tử sắc long khí cải tạo, Trần Lăng đem tất cả thái cổ ma văn nắm ở trong tay, dùng u minh khải giáp ngăn cản tử sắc long khí. Mà hắc ám thiên phạt nguyên thần thì bị Trần Lăng giấu đi. Hắc ám thiên phạt nguyên thần vốn là vô cùng lợi hại, nhưng là nó kịch độc. Loại loại sức mạnh đều bị tử sắc long khí ngăn chặn, cho nên Trần Lăng dứt khoát đưa nó giấu đi. Trầm mặc nhiên thiên ma khải giáp cũng toàn lực triển khai, hết sức ngăn cản. Trần Lăng bọn người như không phải là bởi vì tự thân thụ qua thiên đạo phong chính, nếu không căn bản không có khả năng ngăn cản được tử sắc long khí xâm nhập. Như thiên Brooklyn như thế thiên vị cảnh cao thủ, tại viên giác thủ hạ, thế nhưng là nửa điểm không có dãy ruộng. Đương nhiên, doanh chính cùng viên giác cũng là không thể so. Viên giác xuất thủ, đoán chừng doanh chính xuống chàng cũng so thiên Brooklyn mạnh không bao nhiêu. Trong bốn người này, giờ phút này đại khái dễ chịu nhất cũng là Trần Thiên Nhai. Trần Thiên Nhai tùy ý tử sắc long khí ăn mòn, toàn thân hắn đột nhiên hóa thành thái dương tinh hỏa đốt cháy tử sắc long khí cải tạo thái dương tinh hỏa trần thiên nhai mỗi lần sắp bị cải biến thời điểm hắn đều sẽ bỗng nhiên đem cái kia tử sắc long khí tránh thoát doanh chính kém chút đều muốn bạo nói tục cảm thấy trần thiên nhai tên này thật đúng là cổ quái tới cực điểm hắn miệng phun một đạo kiếm quang kiếm quang này ẩn chứa tạo hóa chi lực hướng trần thiên nhai chảm giết tới trực tiếp liền đem trần thiên nhai chém giết thành hai nửa nhưng rất nhanh Hai nửa Trần Thiên Nhai cấp tốc nhảy lên, lại hợp thành nhất tôn thân thể. Thật đúng là, doanh chính đều không còn gì để nói. Trần Thiên Nhai lúc này cũng không có bất cần đời, hắn nhìn ra Trầm Mặc Nhiên, Trần Lăng còn có phía đông tính tình huống không ổn. Cái này là sinh tử tồn vong thời khắc, Trần Thiên Nhai cũng biết, đây là bọn họ mới tứ đế vinh dự chi chiến. Trần Thiên Nhai đột nhiên thân thể nhất động, hóa thành 10 cái Trần Thiên Nhai. Thiên biến vạn hóa đại thần thông triển khai liền đem Trần Lăng ba người bao phủ lại. Mười cái Trần Thiên Nhai toàn bộ hóa thành Thái Dương Tinh Hỏa, Thái Dương Tinh Hỏa đem Trần Lăng ba người phong đến kín không kẽ hở. Tử sắc long khí tiếp tục công sát, cải tạo Thái Dương Tinh Hỏa. Thái Dương Tinh Hỏa thỉnh thoảng bị luyện hóa thành lông xù tiểu cầu hình dáng, nhưng rất nhanh lại bị Trần Thiên Nhai tránh ra, lần nữa hình thành Thái Dương Tinh Hỏa. Nhưng lúc này, Trần Thiên Nhai cũng lộ ra rất cố hết sức. Hắn tuy nhiên có đại thần thông, nhưng cũng tuyệt không phải doanh chính đối thủ. Trần Lăng, trầm mặc nhiên, phía đông tĩnh không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn thời điểm, bọn họ lại hận, tái đấu, lại tự tư đều bình thường. Nhưng lúc này, bọn họ cũng tuyệt đối có cái này bố cục quảng đi hiểm khích lúc trước, nhất trí đối địch. Trần Lăng vận chuyển thái cổ ma văn đem tiết lộ tiến đến một chút tử long chi khí thôn phệ, thái cổ ma văn vốn chính là không có gì không nuốt. Chẳng qua là ngộ đến đại lượng tử sắc long khí, cái này từ sắc long khí bao phủ thái cổ ma văn muốn tới cải tạo thái cổ ma văn loại tình huống này an như làm mới không có cách nào chống cự nhưng tiến đến một chút tử sắc long khí an như làm là hoàn toàn có thể đem thôn phệ mới tứ đế tuy nhiên tu vi còn không thể cùng lão tứ đế so sánh nhưng bọn họ đều là có chỗ đặc thù thái cổ ma văn thôn phệ tử sắc long khí ma văn cũng bắt đầu có biến hóa thế mà bắt đầu thăng hoa ma văn trong nháy mắt biến hóa ma không còn là ma, mà chính là long. Thái cổ long văn, đây là một cái hoàn toàn mới giống loài, thần kỳ giống loài. Đồng thời, phía đông tĩnh thi triển ra thanh mộc đế hoàng khí tư nhuận Trần Thiên Nhai, Trần Lăng, Trầm Mặc Nhiên. Trầm Mặc Nhiên, đưa người pháp lực quán thâu hướng tình nhi. Tình nhi, toàn lực giúp ta, các loại tố tố hấp thu đầy đủ tử sắc long khí về sau, nàng liền có thể thôn vệ càng nhiều tử sắc long khí. Đến lúc đó, ta muốn để doanh chính bồi phu nhân lại xếp binh trầm mặc nhiên quát to tốt hắn tận hết sức lực đem chỗ có pháp lực chuyển vận hướng đông mới tính hôm nay phía đông tĩnh hao phí pháp lực tri cự trước đó chưa từng có đây là trần lăng bọn họ thành danh đến nay lần thứ nhất đứng trước khủng bố như vậy địch nhân hôm nay cũng là bọn hắn chưa từng có đoàn kết lần thứ nhất trần thiên nhai mỗi một lần ngăn cản đều hao phí hắn cự đại pháp lực tại dưới tình huống như vậy trần thiên nhai rốt cục ngăn cản không nổi Trần Lăng quát to, ta đến, cái kia một cái chớp mắt, hắn U Minh khải giáp cấp tốc biến hóa, trực tiếp hóa thành to lớn sắt thép thần giáp. Cái này sắt thép thần giáp đem Trần Thiên Nhai, trầm mặc nhiên, phía đông tĩnh toàn bộ bao phủ lại. Tựa như là to lớn cơ giáp. Bất quá toàn thân đều là màu đen, tử sắc long khí cuồng mãnh luyện hóa Trần Lăng U Minh khải giáp. Phía đông tĩnh thì điên cuồng chuyển vận lực lượng cho Trần Lăng, nhưng là, bọn họ lực lượng cùng doanh chính lực lượng so ra, vẫn là hạt cát trong sa mạc căn bản không đáng chú ý bất quá lúc này thái cổ long văn bắt đầu đem chọn cái cơ giáp màu đen bao trùm ở đồng thời bọn họ có năng lực đến gặm nuốt những cái kia ăn mòn tới từ sắc long khí kể từ đó doanh chính công sát tốc độ lại chậm xuống tới các ngươi cái này mấy cái con kiến hôi con kiến hôi doanh chính không khỏi nổi giận vốn là muốn lưu các ngươi mạng chó hiện tại xem ra các ngươi là muốn chết đem trần lăng bọn người biến thành tiểu cầu vậy dĩ nhiên là lưu mạng chó nhưng lúc này doanh chính triệt để nổi giận hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ dạng này trở ngại sau đó hắn quyết định chém giết trần lăng bốn người trần lăng đám người nhất thời cảm thấy nguy cơ đền bù đây là cực hoảng sợ hoảng sợ cảm giác doanh chính nếu thật hạ tử thủ chỉ sợ bốn người này đều không sống trần thiên nhai tuy nhiên công pháp đặc thù gần như không chết nhưng gặp phải doanh chính doanh chính một dạng có thể phá mất Trần Thiên Nhai thần công. Trốn, là tuyệt đối trốn không thoát. Bất quá đúng vào lúc này, doanh chính sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đáng chết lâm chiến, doanh chính ý thức được một việc, cái kia chính là, thần đế đột nhiên đào tẩu, cái này hàng rất có thể đã đi đoạt tinh hạch. Doanh chính hôm nay đến, diệt tứ đế là thuận tay sự tình. Lớn nhất chuyện chủ yếu vẫn là muốn cướp đoạt viên này thai ngén mấy chục tỷ năm tinh hạch A. Đạt được tinh hạch, Doanh Chính cảm thấy mình liền có thể xé rách phong bế tiên giới thông đạo, đến tiên giới xưng vương xưng bá. Doanh Chính lúc này không lo được muốn giết Trần Lăng bốn người, hắn trực tiếp bạo giống một tiếng, sau đó hướng đáy biển bay vút đi. Trần Lăng bốn người vốn là cảm thấy đã tử vong tới gần, lúc này nguy cơ đột nhiên giải trừ. Loại kia ngạt thở bức người cảm giác biến mất theo, bốn người lúc này mới thở phào một hơi, lại bắt đầu há mồm thở dốc lên. Trần Lăng giải trừ u minh khải giáp, phía đông tính, trầm mặc nhiên theo phun ra một ngụm máu tươi tới. Trần Thiên Nhai cũng khôi phục nguyên hình, uể oải trên mặt đất. Trần Lăng càng là sắc mặt tái nhợt. Một trận chiến này rốt cuộc triệt để thức tỉnh bọn họ mấy người kia. Những năm gần đây, Trần Lăng mấy người cũng qua được quá thuận, suýt chút nữa thì lấy vì thiên hạ anh hùng không gì hơn cái này. Mà doanh chính xuất hiện, cũng là nói cho bọn hắn, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Toàn bộ thiên mang ngôi sao đều bị hải dương bao khỏa, trên mặt đất hạch chỗ sâu, giờ phút này to lớn tinh hạch ngay tại thành thục. Cái này tinh hạch tại nội bộ vận chuyển, tổng thể hiện ra thủy lam sắc. Tinh hạch đường kính đạt tới 1.000 mét. Cái này khối cầu cực lớn xoay chậm chậm, bên trong chất lỏng màu xanh nước biển Mỹ lệ tới cực điểm, đó là như mộng như huyễn cảnh đẹp. Ngay lúc này, doanh chính rốt cục đến đây, hắn vận chuyển thần nhãn, liền nhìn đến tinh hạch bên trong có một bóng người bóng người kia chính là thần đế. Thần đế ngay tại vận chuyển thương khung chi chu, hấp thu tinh hạch lực lượng. Doanh chính không khỏi chửi ầm lên, lâm chiến, người đúng là ngu xuẩn. Người cho rằng lấy người điểm ấy đạo hạnh tầm thường, có thể hấp thu tinh hạch lực lượng. Người đây là tại phá hư tinh hạch tinh khiết, phá hư tinh khiết, người thì nên bầm thây vạn đoạn. Doanh chính trong lòng lo lắng, hắn vì cái này tinh hạch, mưu đổ quá nhiều năm. Nhưng là hắn đã sớm tại thời đại bên ngoài, Hắn như thế nào thôi toán, tìm kiếm đều không có tìm được cái này tinh hạch hạ lạc. Hắn là tại ngẫu nhiên bên trong biết cái này tinh hạch truyền thuyết. Về sau, hắn vài lần thôi toán, rốt cuộc biết tinh hạch sẽ cùng Trình Kiến Hoa sinh ra liên hệ. Bởi vậy, Doanh Chính mới đưa Nhật Nguyệt Kinh Luân Ban cho Trình Kiến Hoa. Một ngày này, Doanh Chính chờ quá lâu. Cái này tinh hạch lực lượng cực kỳ tinh khiết, mà lại đối với bất kỳ người nào đều có hiệu quả. Đây là Doanh Chính tha thiết ước mơ lực lượng nắm giữ tinh hạch chi lực, là hắn có thể siêu thoát trên địa cầu, không hề bị địa cầu thiên đạo khống chế. Doanh chính sợ hãi thần đế phá hư tinh hạch tinh khiết, bởi vậy trực tiếp truy sát đi vào. Nhưng hắn sau khi đi vào, trước mắt lại mất đi thần đế tung tích. Ừm, doanh chính ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Hắn thật lâu không có ngửi được dạng này khí tức. Không tốt, doanh chính nghĩ đến cái gì, nhất thời hoảng sợ. Nhưng hắn y nguyên không nỡ cứ vậy rời đi, hắn thi triển đại pháp lực, đem tự thân tân pháp bảo bối đại la thiên thư thi triển đi ra. Cái kia thiên thư triển khai, lập tức liền đem vô số năng lượng màu xanh nước biển thu nhập đến đại la thiên thư bên trong. Vốn là, doanh chính muốn có được toàn bộ tinh hạch lực lượng, cần ngưng luyện 3 ngày ba đêm. Nhưng là thần đế làm đến trong lòng của hắn nôn nôn nóng nóng. Vốn là hắn cũng là trầm ổn người, nhưng ở đây đợi siêu thoát địa cầu thiên đạo tinh hạch trước mặt, hắn vẫn là không nhịn được. Cái này dụ hoặc quá lớn. Viên tinh hạch này, thai ngén 30 tỷ năm A. Giờ phút này, ở trên trời mang tinh trên không, thần đế lại là lấy thương khung chi chu, mang trần lăng bọn người, cấp tốc rời xa thiên mang ngôi sao. Thủ lĩnh, đây là, chúng ta cứ như vậy đem tinh hạch chắp tay nhường cho. Trầm mặc nhiên tại thương khung chi chu bên trong không cam tâm tới cực điểm. Trần lăng bọn người không nói lời nào, bọn họ không nguyện ý uổng phí sức lực nhưng lần này danh chính cho bọn hắn đã kích thật sự là quá lớn còn cần khổ luyện a à? trần lăng nói thầm nhưng vào lúc này thần đế từ tốn nói dĩ nhiên không phải ừm chúng người ánh mắt sáng lên lại lại có chút không rõ ràng cho lắm các ngươi nhìn thần đế nhất chỉ phía dưới bầu khí quyển bao khỏa thiên mang ngôi sao viên này tinh cầu khổng lồ chính đang phát sinh thuế biến nói cho đúng ngay tại tách ra đón lấy ầm ầm chỉnh hành tinh, nổ tung. Đó là cực hùng vĩ một màn, đó là khiến người ta cả đời khó quên một màn. Dòng sông cuồn cuộn, tránh thức long trời lở đất. Liền xem như khoảng cách bên ngoài một vạn dặm, đều có toái phiến bay tới. Dạng này bạo tạc lực độ, là nhân loại vô pháp tưởng tượng. Trần lăng bọn người trợn mắt hốc mồm. Trong lòng bọn họ sinh ra hoảng sợ cảm giác, loại này cảm giác sợ hãi là nguyên thủy. Tựa như là đột nhiên cảm thấy, Ban đầu đến địa cầu cũng không phải như vậy kiên cố. Nguyên lai, like, địa cầu cũng là có thể bị hủy diệt. Bọn họ nhìn lên trời mang tinh hủy diệt, nghĩ đến lại là địa cầu. Đây là một loại vật thương tổn loại cảm giác. Mọi người tu đạo, cầu trường sinh, tuy nhiên bị địa cầu thiên đạo chỗ áp chế, nhưng nói cho cùng, địa cầu mới là nhà. Mọi người người đối diện không muốn xa rời là rất sâu, cũng không ai cảm thấy có người có năng lực như thế có thể đem địa cầu hủy diệt địa cầu khiến nhân loại cảm giác an toàn là rất đủ thiên mang ngôi sao hủy diệt ngay tại trong khoảnh khắc phương viên một triệu dặm toàn bộ bụi mù cuồn cuộn thần đế bọn người trốn ở thương khung chi chu bên trong khoảng cách thiên mang ngôi sao ngoài vạn dặm cũng bị dư âm chấn động đến nhưng cái này cũng không có mang đến bất luận cái gì thực chất tính thương tổn tránh thức thương tổn ở trên trời mang tinh hạch tâm nội bộ vì sao lại nổ tung trần lăng lập tức hỏi thần đế mọi người bắt đầu cảm thấy có chút nghĩ mà sợ trần lăng tiếp tục hỏi đây hết thảy đều là ngài tính kế thần đế nhạt vừa nói nói từ khi bị viên giác pháp thần ngăn cản một lần về sau ta liền biết cái này nhân ngoại hữu nhân đạo lý chúng ta trên địa cầu coi như không tệ nhưng muốn cùng lão tứ đế còn có tiên giới nhân tướng so còn kém quá xa chúng ta nội tình quá mỏng bọn họ tích lũy mấy ngàn năm vạn năm bọn họ đã đem đại bộ phận tư nguyên đều chiếm thành của mình tất cả tài phú đều trên tay bọn họ, chúng ta muốn đạt tới bọn họ cảnh giới, biện pháp duy nhất cũng là từ trên người bọn họ cướp bóc. Trần Thiên nhai ánh mắt sáng lên, nói ra, cho nên, thủ lĩnh ngươi dự định chính là muốn đối phó doanh chính. Thần đế nói ra, không sai, hôm nay các người theo ta đến đây, kinh lịch sinh tử gian nguy. Nhưng các người cũng sống tới, ta duy nhất có thể hướng các người cam đoan là, hôm nay, các người sẽ nhận được trong đời lớn nhất một khoản cơ duyên phía đông tĩnh nói ra, nhưng bây giờ, hết thảy đều nổ tung. Tất cả năng lượng chỉ sợ đều tiêu hao hầu như không còn. Thần đế mỉm cười, nói ra, không biết, doanh chính hội cho chúng ta hết thảy, đây là hắn bản năng. Trần Lăng nói ra, ta vẫn còn không biết rõ, ngài đến cùng là như thế nào dẫn bạo toàn bộ thiên mang ngôi sao. Thần đế nói ra, đó là cái rất thú vị sự tình, nữ nhân sinh con, nguy hiểm không? Đương nhiên là có nhất định nguy hiểm phía đông tĩnh nói ra. Trần Thiên Nhai sầm mặt lại, hắn yêu thê tử Eva người công lực cao thâm, nhưng lại chết vì khó sinh. Hôm nay ngôi sao hạch, chẳng khác nào là nữ nhân sinh con. Ta trước sớm đoán ra doanh chính muốn tới, phí tổn thời gian rất lâu tại thần thông hạt giống bên trong thiết trí thần bí chạy trốn trận pháp. Lại cho người nhóm đến kiềm chế doanh chính, ta tiếp lấy liền đi thiên mang chấm nhỏ hạch chỗ đem quan trọng tinh hạch dễ cây chặt đứt. Đón lấy, ta lại vận chuyển một môn thần thông, tại tinh hạch nội bộ bố trí xuống nguyên thần lừa gạt doanh chính doanh chính nóng vội tinh hạch trực tiếp liền biết xông vào trên thực tế mặc kệ doanh chính có vào hay không đi hắn đều là không chết cũng bị thương mà duy nhất hắn như đi vào về sau thì sẽ liều mạng cho chúng ta năng lượng đây là hắn bản năng cầu sinh cùng tham lam bản năng tinh hạch cái này các thứ chúng ta vốn là tiêu hóa không cho nên tăng thêm hắn uy chúng ta có thể đi thoải mái nhưng là doanh chính không thể hắn là có năng lực nuốt vào khoản này to lớn tài phú tức thời là hắn phát hiện đến nguy hiểm hắn vẫn là lựa chọn trước cướp bóc đầy đủ năng lượng doanh chính nhiều năm như vậy tu vi xuất thần nhập hóa nhưng hắn tham lam bản tính thủy chung là không có đổi mọi người nghe vậy rốt cục bừng tỉnh đại ngộ đồng thời cảm giác sâu sắc thần đế tính kế sự khủng bố thế mà đem doanh chính xa như vậy cổ đại kiêu đều cho tính kế lúc này một bên trình kiến hoa nói ra thần đế tiền bối trí tuệ sự cao siêu vãn bối bội phục thần đế nhàn nhạt, nhạt nhìn một chút trình kiến hoa hắn lại là không cùng trình kiến hoa hao phí miệng lưỡi trình kiến hoa lấy cái chán cũng thì không dám nói lời nào chỉ là sư phụ chỉ là chặt đứt tinh hạch dễ cây cũng đủ để tạo thành thiên mang ngôi sao hủy diệt sao trần lăng nhịn không được hỏi thần đế nói ra này bằng với cũng là tại nữ trong thân thể trực tiếp đem tử cung xé rách không có cứu giúp, người nói sẽ như thế nào. Tinh hạch dễ cây bị ta chặt đứt về sau, tâm trái đất bên trong toàn bộ mất khống chế, các loại núi lửa bạo phát, vỏ quả đất biến hóa, như thế mới đưa đến đại bạo tạc. Nếu thật sự là như thế, người có quyết tâm muốn hủy đi địa cầu, há không? Phía đông tính sợ hãi nói ra. Thần đế nhìn phía đông tính liếc một chút, nói ra, nữ nhân sinh con mới có thể yếu ớt, địa cầu tinh hạch mới bao nhiêu năm. Cho nên, sẽ không có người có thể chân chính đi đến địa cầu tinh hạch chỗ địa cầu phòng ngự cơ chế mạnh cũng là chúng ta không thể tưởng tượng địa cầu cùng ngày này mang tinh khác nhau ngay tại ở địa cầu có ngày nói bảo vệ mà thiên mang ngôi sao cũng không có thiên mang ngôi sao như không phải là bởi vì tinh hạch sắp thời cơ chín mùi chúng ta cũng không thể tùy tiện xâm lấn nói cho cùng đây cũng là thiên mang tinh kiếp đếm như cái này tinh hạch thành thục về sau dựng dục ra sinh linh đến lúc đó ngày này mang tinh thì sẽ trở thành cùng loại vũ trụ đại đế tồn tại. Cũng sẽ sinh ra thiên đạo, tạo thành thế gian đại phồn vinh. Địa cầu tinh hạch cũng không có thành thục, cái kia vũ trụ đại đế, trầm mặc nhiên nói. Thần đế nói ra, vũ trụ đại đế là hắn tinh cầu bên trong tới, đến cùng vũ trụ đại đế làm sao sinh ra, không có người biết. Mọi người nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Trần Thiên Nhai nói ra, thủ lĩnh, những thứ này ngươi là làm sao biết. Vì cái gì ngươi thật giống như đối cái gì đều rất rõ ràng. Còn có cái này tinh hạch chỗ, doanh chính đều đẩy coi không ra, nhưng ngươi lại tìm ra. Thần Đế nói ra, năm đó doanh chính tại Thiên Đạo bên trong, thuận theo Thiên Đạo làm không ít chuyện. Nhưng bây giờ doanh chính, một lòng luôn cúi, muốn siêu thoát Thiên Đạo, thoát khỏi Thiên Đạo khống chế. Như vậy các ngươi ngẫm lại, Thiên Đạo hội làm sao đối phó hắn? Mọi người nghe vậy giật mình, Cảm giác này tựa như là doanh chính lúc trước giúp Thiên đạo giành chính quyền, sau đó bị phong đế. Nhưng là hiện tại con hàng này đã không nguyện ý tiếp tục khuất tại tại Thiên đạo chi hạ. Như vậy, Thiên đạo tự nhiên là muốn giết doanh chính. Trong lòng mọi người nhất thời sinh ra một loại nghĩ mà sợ tới. Thiên đạo đại thủ, quá kinh khủng, chỉ cần muốn phản kháng, như vậy Thiên đạo liền biết triển khai chế tài. Thiên đạo đến cùng là chính nghĩa sứ giả, vẫn là khủng bố bạo quân? Trần Thiên Nhai nói ra, vậy ngươi vì sao lại biết nhiều như vậy? Hắn vẫn là đang hỏi thần đế. Thần đế tịnh không để ý Trần Thiên Nhai xưng hô, hắn từ tốn nói, về sau, các ngươi tử sẽ biết. Thần đế không muốn nói, mọi người tự nhiên cũng không thể miễn cưỡng. Sau đó, mọi người lâm vào trầm mặc, chỉ chuyên cực nhìn lấy trận kia đại bạo tạc. Rất rất lâu về sau, toàn bộ thiên mang ngôi sao thành vô số toái phiến phiêu đáng tại trong vũ trụ. Vượt qua một thời gian, những mảnh vỡ này có lẽ sẽ trở thành vẫn thạch, có lẽ sẽ trở thành từ trường, hoặc là hạt tròn chờ một chút kỳ quái vật chất, có lẽ sẽ không còn tồn tại. Nguyên bản thiên mang ngôi sao tồn tại địa phương thành trống rỗng. Bất quá, tại dạng này trống không bên trong còn có một khỏa màu xanh lam tinh hạch tồn tại. Thần đế bọn người lập tức chạy tới, bọn họ rất nhanh liền đến tinh hạch trước mặt. Cái kia màu xanh lam tinh hạch là phiên bản thu nhỏ tồn tại, năng lượng cùng trước đó tinh hạch là không thể sánh bằng nhưng cái này tinh hạch đường kính cũng còn có khoảng trăm mét. Tinh hạch bên trong, ngủ say một người. Cái kia ngủ say người không là người khác, chính là trước kia hùng bá vô địch. Thủy hoàng đế, doanh chính. Quả nhiên không xuất thần đế sở liệu, doanh chính vì bọn họ đầy đủ năng lượng. Nhưng doanh chính bản thân, đã thụ cực nặng nội thương, hắn toàn thân kinh mạch tiếp cận vỡ nát, trong não vực cũng là hỗn loạn tương bừng. Hắn pháp lực y nguyên cuồng bạo, nhưng cả người đều biến ngốc. Thần Đế đem Doanh Chính nhiếp cầm sau khi đi ra, cũng không có dư thừa nói nhảm. Hắn trực tiếp trước vỡ nát Doanh Chính thân thể, Doanh Chính thân thể hóa thành vô số toái phiến, Thần Đế đem thu thập, đồng thời, Thần Đế tiếp tục đem Doanh Chính não vực phân giải ra tới. Doanh Chính pháp lực tán loạn, nhưng cái này thời điểm đã được không bất cứ uy gì. Như thế phân giải Doanh Chính về sau, Thần Đế mới được cái kia màu xanh lam tinh hạch trang bị tiến thương khung chi trong đỏ. Đón lấy mọi người lấy thương khung chi chu rời đi. Kinh lịch ba ngày ba đêm nhanh chóng phi hành thuật về sau, bọn họ tìm mặt khác một khỏa hoang vô tinh cầu. Viên tinh cầu này không có bầu khí quyển bảo hộ, rất phong thổi lên đến, cực cuồng bạo. Liền xem như hạng người tu vi cao thâm, cũng khó có thể chịu đựng. Thần đế bọn người trực tiếp khống chế thương khung chi chu, tiến vào bên trong tinh cầu bộ. Như thế về sau, thần đế mới tại thương khung chi chu bên trong, chính thức bình tĩnh trở lại tại thương khung chi chu một cái khác tầng trong không gian thần đế năm người toàn bộ ngồi xếp bằng cái này trình kiến hoa chính là doanh chính đệ tử trầm mặc nhiên đầu tiên mở miệng nói ra thủ lĩnh ngài còn có hắn an bài sao hắn có cần phải còn sống sao thần đế nhìn trầm mặc nhiên liếc một chút nói ra hắn hội thôi động kiếp số không thể giết trầm mặc nhiên nao nao theo rồi nói ra vậy được rồi về sau thần đế thì còn nói thêm bây giờ, sự kiện này đến thời khắc này mới thôi, xem như rốt cuộc thành. Năm đó, tại tàng không núi, ta chính thức mang các người tiến vào cái này nói thần thông chi môn. Từ đó, các người bằng vào bản sự của mình, thành tựu đại đế nghiệp vị. Mà bây giờ, đây là ta đưa các người trận thứ hai cơ duyên. Phải chăng có thể thành tựu phi phàm, cùng tiên giới những người kia chống lại, thì nhìn trận này cơ duyên. Ngày sau, ta sẽ còn đưa các người trận thứ ba cơ duyên, đương nhiên, ta cơ duyên là nương theo lấy tuyệt đỉnh nguy hiểm. Nguy hiểm, bọn họ tự nhiên là minh bạch. Thì đến hôm nay đối chiến doanh chính, bốn người nếu không phải đồng tâm hợp lực, đã sớm chết. Mà lại, cái này bên trong vẫn là có may mắn thành phần. May mắn ngay tại ở doanh chính đối với mới tứ đế bất mãn, như thế hắn mới có đem bốn người này biến thành tiểu cầu dự định. Hắn như trực tiếp tồn lấy giết tâm tư người, như vậy Trần Lăng bốn người tuyệt kế là ngăn cản không nổi. Trần Lăng bọn người trước mắt Tâm Đắc cũng tuyệt đối là bọn họ nên được. Nhưng đồng thời, Trần Lăng bọn người giờ phút này vẫn là cực hưng phấn. Bọn họ mới chịu đựng doanh chính đả kích, bây giờ thần đế lại nói cho bọn hắn, bọn họ cũng có thể có cơ hội trở thành doanh chính như thế người, bọn họ làm sao có thể đầy đủ không kích động. Đoạn đường này đến, thần đế thủy chung là thần bí. Rất nhiều thứ đều là thần đế tại chủ đạo, như vậy, hắn rốt cuộc là ai đâu? Thủ lĩnh ta có một vấn đề. Trầm Mặc Nhiên đột nhiên nói ra, người tu vi đến cùng đến cảnh giới gì? Thần Đế nhìn về phía Trầm Mặc Nhiên, Trần Lăng, phía Đông Tĩnh, Trần Thiên Nhai cũng đều nhìn về Thần Đế. Thần Đế trầm mặc nửa ngày, sau đó từ tốn nói, Thiên Vị sơ kỳ, mọi người đều là biến sắc. Trần Thiên Nhai không khỏi cười khổ, nói ra, xem ra ta đánh giá thấp người quá nhiều a. À? Trần Lăng cũng là cười khổ, nói ra, ta vẫn luôn coi là sư phụ ngươi tu vi cùng ta không sai biệt nhiều, hiện tại xem ra, lại là ta chắc hẳn phải vậy. Ta bây giờ, mới trên bầu trời kỳ. Trầm mặc nhiên ở một bên im lặng không nói, bởi vì hắn mới không chung sơ kỳ A. À. Trần Thiên Nhai ngược lại là không quan trọng, hắn trả liền động tiên đều không phải là. Nhưng hắn đã từng làm chết hôm khác vô A, à, hắn mới sẽ không tự ti. Thế sự biến đổi thất thường, tứ đế tể tụ, đã từng, bọn họ là phong vân nhân vật. Bây giờ, bọn họ vẫn là phong vân nhân vật, nhưng bọn hắn tu vi cùng những cái kia đã từng ngang dọc viễn cổ người so ra, xác thực vẫn là kém xa. Nhưng bây giờ, bọn họ tránh thức đại cơ duyên lần nữa buông xuống. Cùng những bọn tiểu bối kia so ra, bọn họ y nguyên có thể tiếp tục nhất kỵ tuyệt trần mà đi. Kinh lịch cái này chung cùng một trận chiến, Trần Lăng mấy người kia một lần nữa ngồi cùng một chỗ lúc khó tránh khỏi hơi xúc động. Nhưng bất kể như thế nào, Trần Lăng đối Trần Thiên Nhai đều vĩnh viễn không thể tha thứ, thậm chí là không có thể hiểu được. Trần Lăng cùng Trần Thiên Nhai đến một trận ý thức giao lưu. Cái này là người khác đều không biết. Trông thấy ta, ngươi là có hay không đã cảm thấy nhìn đến chính người ác nghiệp. Trần Thiên Nhai nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra. Trần Lăng trầm giọng nói ra, ngươi hướng cực đoan đi, chính là vì chứng minh ngươi không phải ta cái bóng. Nhưng ngươi vĩnh viễn không thể phủ nhận, ngươi là ta phục chế thể. Không có ta, liền sẽ không có ngươi. Trần Thiên Nhai nói ra, "Đúng, ta trước đó từng có ý nghĩ này. Ta cho rằng, chỉ cần ta siêu việt ngươi, như vậy, ta chính là chủ chốt, thế nhân thì sẽ cho rằng ngươi mới là phục chế phẩm." Trần Lăng nói ra, "Càng là muốn chứng minh cái gì thì càng tự ti cái gì." Trần Thiên Nhai nhìn Trần Lăng nhất mắt, nói ra, "Đúng, ngươi có thể mây trôi nước chảy. Nhưng là Trần Lăng, ngươi có tư cách gì tới nói dạy ta? Nếu như ngươi ta đổi chỗ mà xử, ngươi sẽ như thế nào?" Ngươi không dùng ngụy biện, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Ta chỗ làm sự tình cũng là ngươi hội làm sự tình, ngươi có cái gì cao hơn. Trần Lăng nói ra, năm đó bụi tỉ tay nắm tay mang bọn ta lên đường, năm đó, tiểu nghiêng. Cái gì ta đều có thể không so đo với ngươi, nhưng tiểu nghiêng, ngươi sao có thể xuống tay với nàng. Nàng cùng ta kinh lịch hết thảy, chẳng lẽ đã không phải là ngươi trí nhớ sao? Năm đó tại Thượng Hải, nàng rời đi thời điểm, ta khổ sở chẳng lẽ không phải ngươi khổ sở sao? Trần Thiên Nhai trầm mặc đi xuống, sau một hồi khá lâu, hắn mới lên tiếng, có lúc ta sẽ mộng thấy tiểu nghiêng. Ta cũng sẽ mộng thấy bụi tỉ, nhưng càng nhiều thời điểm, các nàng đối với ta rất lạnh lùng, cảm thấy ta là một cái quái vật. Các nàng chỉ nhận ngươi. Trần Thiên Nhai đón đến, tiếp tục nói, ngươi vĩnh viễn không biết lý giải ta cảm thụ, bởi vì, ngươi cái gì cũng có. Ngươi vĩnh viễn không biết lý giải, nhìn cực thiên nhai không thấy nhà cảm giác. Bởi vì, người có người nhà, mà ta tất cả mọi thứ, đều bị ngươi tước đoạt. Ta không có làm gì sai, ta không biết ta làm gì sai. Ta chỉ là đi chấp hành nhiệm vụ, chúng ta cùng một chỗ rơi xuống đến cái địa phương quỷ quái nào. Ta bị khốn trụ, ta lo lắng, ta tuyệt vọng, ta lo lắng các nàng an nguy, ta lo lắng muội muội, lo lắng khuynh thành. Nhưng là chờ ta ra đến thời điểm, ta tất cả mọi thứ đều bị ngươi tước đoạt đi ta còn không có cách nào đi tranh đoạt, ngươi minh bạch đêm hôm ấy, ta cảm thụ sao? Trần Lăng trầm mặc đi xuống, sau một hồi khá lâu, hắn lắc đầu nói ra, ngươi có thể hận ta, ta biết, ngươi ta ở giữa, cái này lão thiên đối ngươi không công bằng, ngươi làm sao đối phó ta, ta đều có thể tha thứ ngươi, nhưng ngươi đối tiểu nghiêng ra tay, hắn hít sâu một hơi, vành mắt tại cái này một cái trước mắt đỏ, tiểu nghiêng đổ ở trước mặt ta lúc, liền chẳng hề nói một câu đi ra thì chết nhiều năm như vậy nàng không oán không hối theo ta nàng là ngươi tiểu nghiêng không phải ta trần thiên nhai đột nhiên giận nói ngươi nói với ta những thứ này làm gì nàng là ngươi ngươi ta muốn đối phó ngươi ta liền không thể không giết nàng không giết nàng nàng hội giết ta ta vì cái gì giết nàng không được trần lăng lần nữa trầm mặc rất rất lâu về sau hắn nói ra trần thiên nhai ngươi còn sống thật là cái sai lầm không nên có sai lầm một ngày nào đó, ta sẽ tiêu diệt ngươi như thế sai lầm. Ta chờ, Trần Thiên Nhai cười lạnh. Thiên Châu, Đại Khang Hoàng Thành trong Hoàng Cung, Hoàng đế Hiên Chính Hạo ngay tại Thiên Long bắt bộ phù đồ huyền trong tháp tu luyện. Cái này huyền trong tháp đã hình thành kỳ diệu một nguyên thế giới. Rực rỡ tinh hà, hùng vĩ mà mỹ lệ. Hiên Chính Hạo ngồi ngay ngắn ở một nguyên chi phía trên cầu, đúng lúc này, cái kia phía trước hư không xuất hiện gợn sóng gợn sóng sau cùng hình thành một cánh cửa, trong môn xuất hiện một đạo hư không nguyên thần. Đạo này hư không nguyên thần không là người khác, chính là trường sinh đại đế, đế huyền. Mẹ, ta cảm giác doanh chính giống như đã chết, đế huyền sau khi đi ra, câu nói đầu tiên liền nói như vậy. Hiên chính hạo vẫn chưa cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nói ra, doanh chính muốn tính kế thủ lĩnh cùng môn chủ bọn họ, liền nên nghĩ đến sẽ có kết cục này. Đế huyền nhìn hiên chính hạo liếc một chút, hắn sau đó cười khổ nói ra tốt kha à, ta hiện tại là càng ngày càng cảm thấy này thiên đạo quá kinh khủng doanh chính cái này cùng nhau đi tới đều rất thuận năm đó hắn nhất thống thiên hạ xây vạn lý trường thành thống nhất độ lượng có được vô thượng công tích bởi vậy hắn cũng nhận được thiên đạo tán thành thôi động thiên đạo phát triển nhưng về sau hắn cảm giác được thiên đạo áp chế hắn không chịu thua vẫn luôn muốn siêu thoát thiên đạo hiện tại tốt rốt cục vẫn là bị tính kế chết chỉ là cái kia đồ bỏ thần đế, liền tạo hóa cảnh đều không phải là, còn lại người, lại càng không cần phải nói. Dựa theo đạo lý tới nói, doanh chính giết bọn hắn, cùng giết chết con kiến hôi không có gì khác biệt. Hiên chính hạo nói ra, cho nên ta cảm thấy, người mới thật sự là lão hồ ly. Đế huyền nao nao, nói, ồ. Hiên chính hạo mỉm cười, nói ra, người biết hợp tác với ta, đây chẳng phải là người chỗ thông minh. Người đứng cao, có người sẽ cảm thấy ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, sau đó thì càng phát ra cảnh giác cùng cẩn thận, ngày ngày như dẫm trên băng mỏng. Nhưng có người lại sẽ cảm thấy, thiên hạ không gì hơn cái này. Đế huyền có chút im lặng, hắn nói ra, trận này vô lượng sát kiếp tiến đến, chúng ta tuy nhiên còn sống, nhưng chỉ sợ cũng đều tại thiên đạo nằm trong tính toán. Hiên chính hạo nói ra, tuổi tác càng lớn càng nguy hiểm, tu vi càng cao cũng càng nguy hiểm. Rất không may, người chiếm hai loại theo doanh chính ứng kiếp đến xem, người tại trong kiếp số là không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Đế huyền nhất thời không vui, nói ra, huyền chính hạo, ta hôm nay đến, cũng không phải nghe người châm chọc khiêu khích. Huyền chính hạo cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi chỉ cần nghe để ta làm, ta hết sức bảo vệ ngươi vượt qua trận này vô lượng sát kiếp. Đế huyền nói ra, ngươi có thể giữ được hay không chính ngươi, vẫn là một cái khác nói. Hiên chính hạo nói ra, cho nên ta nói là hết sức, mà không phải tuyệt đối. Hắn đón đến, nói, tại kinh tế học tới nói, làm đầu gió tiến đến lúc là to lớn biến thiên bắt đầu. Tích cực tham dự cùng bảo thủ ứng đối đều có phong hiểm, nhưng không hề nghi ngờ chết, bảo thủ ứng đối hội nhất định bị đào thải. Mà tích cực tham dự, một khi đứng tại đầu gió phía trên, vậy liền hội nghênh đón Tân Xuân Thiên. Người ta hiện tại cũng là đứng ở cái này đầu gió phía trên, nhưng càng nhiều tu đạo cao thủ lại lựa chọn trốn tránh, tránh né hy vọng có thể tránh thoát trận này sát kiếp, đây là 10 phần sai. Đế huyền nói ra, tốt ha, à, tính ngươi nói có đạo lý. Hiên chính hạo mỉm cười, nói ra, ngươi có thể tìm tới ta, xem như cùng đối với ngươi. Ta cùng ngươi, đế huyền nghe vậy thật to không thoải mái. Hiên chính hạo nói ra, đế huyền, ngươi đừng không phục. Ngươi tuy nhiên tu vi cao hơn nhiều ta, nhưng là, hiện tại có nhiều thứ, ngươi còn thật không bằng ta nhìn thấu hoàn toàn. Đế huyền nghe vậy khẽ giật mình, hắn cười khổ một tiếng. Thực hắn cũng không thể không thừa nhận, bây giờ hắn là cùng thời đại có chút tách rời. Rất nhiều kiến thức, hắn xác thực không bằng hiên chính hạo. Một thế hệ có một thế hệ tinh thần, một thế hệ có một thế hệ sứ mệnh. Ông chủ nhà giàu tộc cũng phải tìm mới người trẻ tuổi mới dẫn đường A. Yến kinh phía dưới lên tuyết lông ngỗng tới. Cái này năm, là quân rốt cục có thể cùng thân nhân cùng một chỗ qua. Trước kia, Hắn xuyên thẳng qua các cái địa phương, rất nhiều nơi đều chưa từng có năm thuyết pháp này. Hắn từ nhỏ đến lớn, rất ít đường đường chính chính sang năm. Ngược lại là tại bình hành thế giới bên trong lúc, thật tốt hưởng thụ qua mấy lần năm mùi vị. Hắn vừa nghĩ tới bình hành thế giới thì sẽ nghĩ tới nữ nhi. Nhưng hắn dù có đại thần thông, lại không cách nào cảm giác được bình hành thế giới, càng không có bản lãnh tiến về bình hành thế giới. Đây mới thực là Quan Sơn cách trở mà La Quân không biết là, hắn coi là an ổn cũng không an ổn. Vô lượng sát kiếp càng diễn càng liệt, một trận tai họa ngập đầu chính đang tràn ngập, hướng hắn đánh giết mà đến. Đây là La Quân tuyệt đối bất ngờ. Địa cầu có ghi chép bắt đầu, là linh tôn thế giới. Linh tôn biến mất mấy chục triệu năm sau, bắt đầu có nhân loại. Mà mỗi một loại chủng tộc loài người, đều có bọn họ thần thoại khởi nguyên. Người hoa loại khởi nguyên, cũng là bắt nguồn từ nhân xà tộc. Nhân xà tộc thông tuệ vô cùng, đuôi rắn lay động trên mặt biển ngang dọc 10.000 dặm, đuôi rắn hất lên, thẳng vào cửu trọng thiên. Bọn họ thiên phú kỳ cao, học tập pháp thuật mau lẹ vô cùng. Năm đó địa cầu thai ngén vô cùng linh khí, nhân xà tộc tích lũy nguyên thủy tài phú, thành tựu truyền kỳ. Về sau, bọn họ tìm tới tiến về Kepler tiên giới biện pháp, đem Kepler tinh cầu nu dịch, chế tạo ra thuộc về bọn hắn tiên giới, đồng thời thành lập tiên giới thông đạo. Nhưng là Kepler đám thổ dân không chịu nổi loại này thực dân cùng nô dịch. Bởi vậy, một tên thổ dân thiếu niên nghĩ đến tương sinh tương khắc biện pháp. Gã thiếu niên này gọi là Nguyên. Hậu nhân tôn xưng Nguyên vì Nguyên Thánh, Thánh nhân, Nguyên. Nguyên Thánh cho rằng khắc chế nhân xà tộc biện pháp trên địa cầu. Sau đó đến tới địa cầu, sau cùng, Nguyên Thánh tìm kiếm được Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ. Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ chuyên môn khắc chế nhân xà tộc một lần kia nhân xà tộc toàn diện tan tác kém chút bị Kepler đám thổ dân phản công thành công sau đó nhân xà tộc các cao nhân cũng nghĩ đến biện pháp bọn họ trên địa cầu bồi dưỡng thấp một đẳng nhân loại sau đó nhân loại thần thoại chính thức xuất phát bắt đầu tập được tiên thuật những nhân loại này cũng không thụ ngũ cốc xá tắc thần thụ khắc chế đồng thời đem ngũ cốc xá tắc thần thụ cho hủy diệt kể từ đó nguyên thánh dẫn đầu thổ dân mới hoàn toàn bị áp chế lại Kepler về sau lại không sức chống cự. Vạn vật tương sinh tương khắc. Nhân xà tộc quá ưu tú, chiếm cứ quá nhiều ưu thế, cho nên ngũ cốc xá tắc thần thụ mới có thể khắc chế bọn họ. Mà nhân loại, khắc chế nhân loại biện pháp thì là nhân loại tự thân. Năm đó, nhân xà tộc trên địa cầu lưu lại hỏa trùng, sau đó mấy ngàn năm qua này, hỏa trùng tinh hỏa liệu nguyên, thành tựu bây giờ 3.000 thế giới, vô cùng cao thủ. Tạo nên rực rỡ thần thoại cùng văn hóa theo hồng quân lão tổ đến tam thanh đạo tôn, theo viên giác pháp thần đến viễn cổ tứ đế, thần ma cùng tồn tại, rực rỡ vô cùng. Về sau, nhân xà tộc đối ngũ cốc xã tác thần thụ loại vật này vẫn là bảo trì cảnh giác. Bọn họ lưu lại một mạch nhân loại, chính là vì đến tiêu diệt ngũ cốc xã tác thần thụ. Tuyệt đối đừng cho loại vật này lần nữa mọc ra. Cái này một loại nhân loại, dấu tài, đến tiên giới phủ chiếu, tuân theo tiên giới ý chí. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ cũng thủ thiên đạo áp chế, vẫn giấu kín không ra. Loại người này có môn phái, gọi là Ngọc Thanh Môn. Ngọc Thanh Môn tại trong ba ngàn thế giới, chiếm cứ một cái thế giới. Thế giới này trước kia kêu cái gì đã không muốn người biết, nhưng Ngọc Thanh Môn chiếm cứ thế giới này về sau, cái thế giới này liền gọi là Ngọc Thanh Thế Giới. Ba nghìn thế giới, vị diện san sát. Cái này bên trong trên thực tế là có thật nhiều bí ẩn, tầng 10 cao thủ có thể cảm giác rất nhiều thế giới nhưng ba nghìn thế giới thiếu cái mười mấy cái, bọn họ cũng là khó có thể phân biệt. Bởi vì tại trong óc hiện ra tin tức quá mức lượng lớn. Đó đã không phải là cửu cung ô vuông hình ảnh mà chính là mấy ngàn hình ảnh. Cho nên, Ngọc Thanh thế giới cùng kỷ phấn trắng thế giới một dạng, vẫn luôn bí ẩn cực kỳ. Ngọc Thanh thế giới đồng dạng là cùng ngoại giới ngăn cách, Ngọc Thanh môn còn có một cái khác tên, gọi là ẩn môn. Đây là nhân xà tộc lớn nhất Ngọc Thanh môn yêu cầu, bọn họ môn phái hạch tâm tinh thần văn hóa cũng là một cái ẩn chữ ngọc thanh trong thế giới có rộng lớn vạn lý sơn hà khắp nơi nơi này có vô số quốc gia nơi này có rất ít chinh chiến nơi này là một mảnh cõi yên vui nơi này sơn hà tú lệ nơi này duy nhất tiên môn cũng là ngọc thanh môn ngọc thanh môn chủ làm thịt hết thảy quyết định hết thảy nơi này không thông qua ngọc thanh môn cho phép không ai có thể đi vào cũng không ai có thể ra ngoài Ngọc Thanh thế giới tại 3.000 thế giới bên trong giống như là bị di vong thế giới. Tại Ngọc Thanh thế giới phương Bắc có một tòa đại tuyết sơn, trên tuyết sơn mặt có 3.000 cái xanh thiên trụ, mỗi cái xanh thiên trụ cao đến ngàn mét. Tại xanh thiên trụ trên không, có một tòa hùng vĩ rộng rãi màu trắng cung điện. Tòa cung điện này diện tích đạt tới 1 triệu mét vuông. Từ xa nhìn lại, tòa cung điện này bốn phía tầng mây lượn lờ, đúng như thiên cung. Cái kia tuyết sơn độ cao so với mặt biển vốn đã đủ cao, tăng thêm xanh thiên trụ liền tạo cứ như vậy kỳ quan. Buổi sáng, ánh mặt trời chiếu sáng đại tuyết sơn, cảnh tuyết phản quang, khiến người ta có chút mắt mở không ra. Ngọc Thanh Cung trên không đột nhiên bóng người lấp lóe, sau đó, hai đạo nhân ảnh hạ xuống phi tốc hạ xuống tại Ngọc Thanh Cung trên quảng trường. Hai người này, bên trong một cái là thanh niên mặc áo đen, một mặt lạnh lùng. Người này nếu là La Quân gặp lại muốn giật nảy cả mình, bởi vì hắn chính là La Quân một người quen. Người này là U Minh thư sinh Hạng Ương. Hầu ở Hạng Ương bên người chính là Ngọc Thanh cung Thánh nữ Nạp Lan Vân Tuyết. Nạp Lan Vân Tuyết cực kỳ xinh đẹp, tu vi đã là động tiên trung kỳ. Nàng là Ngọc Thanh cung nòng cốt, rất có thể hội tấn thăng làm phó trưởng môn. Nạp Lan Vân Tuyết khí chất xuất chúng, cho người ta hoa lan trong cốc vắng cảm giác. Nàng đôi mắt đẹp trong trầm tĩnh mang theo không thể chạm đến uy nghiêm. Nạp Lan Vân Tuyết mang theo Hạng Ương cấp tốc tiến vào Ngọc Thanh điện bên trong. Ngọc Thanh Điện bên trong các sư huynh đệ gặp Nạp Lan Vân Tuyết, đều cùng một chỗ hành lễ, hô, sư tỷ. Nạp Lan Vân Tuyết sắc mặt nghiêm túc, nói, ta muốn gặp mặt trưởng giáo Trí Tôn, cùng chư vị nguyên lão, phó trưởng giáo, có chuyện trọng đại bẩm báo. Những sư đệ kia nhóm gặp Nạp Lan Vân Tuyết sắc mặt nghiêm túc, liền biết là thật có đại chuyện phát sinh. Sau đó, Nạp Lan Vân Tuyết mang theo hạng ương một đường đi qua. Rất nhanh, liền đến Vân Đính Thánh Điện. Vân đính trong thánh điện, trưởng giáo chi tôn phó chi bụi đi vào vị trí cao nhất, đầu ngồi lên. Hai bài càng có bốn tên nguyên lão, tám vị phó trưởng giáo. Phó chi bụi xem ra rất là tuổi trẻ, hắn dài đến tuấn Mỹ mà tiêu sái, xem ra như thập bát công tử. Đầu hắn mang khăn vuông, cả người không lộ ra ngoài, nhưng lại có loại khiến người ta khó có thể kháng cự uy nghiêm. Nhưng, hắn thỉnh thoảng lại tựa hồ là ôn nhuận như thủy. Đây là một cái như yêu nghiệt thanh niên hắn số tuổi thật sự cũng bất quá gần 200 tuổi, nhưng hắn lại có thể trở thành Ngọc Thanh môn trưởng giáo trí tôn, cái này đủ để chứng minh hắn là yêu nghiệt cấp độ thiên tài. Giờ phút này, Phó Trì Bụi nhìn về phía Nạp Lan Vân Tuyết. Nạp Lan Vân Tuyết mang theo hạng ương một gối quỷ xuống, Nạp Lan Vân Tuyết tham kiến trưởng giáo trí tôn, tham kiến chư vị nguyên lão, Phó trưởng giáo. Phó Trị Bụi mày kiếm chọc, nói ra, Vân Tuyết, người vội vã yêu cầu thấy chúng ta. Nói là có phát hiện trọng đại, Đến cùng ra sao sự tình. Hắn giọng nói nhàn nhạt, nhạt, lại có loại không thể nghi ngờ uy nghiêm tồn tại. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, hồi trí tôn, chúng ta một mực muốn tìm ngũ cốc xá tắc thần thụ. Có hạ lạc, lời này vừa nói ra, mọi người đều là chấn kinh thất sắc. Phó chi bụi sắc mặt cũng là thay đổi một chút. Bất quá lúc này, bên cạnh hắn một tên nguyên lão, số trưởng vân. Lớn lên vân trưởng lão nghiêm nghị nói ra, thánh nữ, người chuyện này là thật chúng ta tìm kiếm ngũ cốc xá tắc thần thụ mấy ngàn năm đồng đều không thể được người nói người tìm tới nạp lan vân tuyết nói ra hồi trưởng lão việc này trọng đại như thế đệ tử sao dám có bất kỳ sơ thất nào mọi người đều là xôi trào lúc này phó trì bụi đưa tay nhẹ nhàng hướng xuống đè ép ra hiệu mọi người an tĩnh lại hiện trường lập tức an tĩnh xuống phó chi bụi nhìn về phía nạp lan vân tuyết nói vân tuyết người từ từ nói Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, người này gọi là Hạng Ương. Nàng chỉ chỉ bên người Hạng Ương, nói ra, đệ tử trong lúc vô tình phát hiện hắn chính là thánh tộc hậu nhân, trên người có thánh tộc một nửa huyết mạch. Thánh tộc chính là nhân xà tộc. Nhân xà tộc ba chữ cuối cùng không dễ nghe. Phó chi bội ánh mắt như điện, lập tức liếc nhìn Hạng Ương. Cái này một cái chớp mắt, Hạng Ương cảm nhận được đến lớn lao uy nghiêm, hắn gục đầu xuống. Cái này một cái chớp mắt, hắn cảm giác mình xương cốt, thậm chí mỗi một tấc huyết mạch đều bị đối phương quét thấu. Quả nhiên có thánh tộc huyết mạch, Phó Chi Bụi từ tốn nói. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, hạng ương, người đưa người phát hiện tình huống nói cùng trưởng giáo trí tôn nghe đi. Phó Chi Bụi nói ra, các người đều đứng lên mà nói đi. Nạp Lan Vân Tuyết cùng hạng ương liền thì đứng lên. Giờ phút này hạng ương đàng hoàng vô cùng, hướng mọi người thở dài, sau đó nói, ước chừng hơn 4 năm trước, vãn bối tại Bắc Hải Tri Thượng gặp phải một người. Tu vi của người này bất quá thái hư 9 tầng, lúc đó người này ngay tại làm ác sự tình, vãn bối không cam lòng thì suốt thủ giáo huấn hắn. Chưa từng nghĩ, trên người người này có loại kỳ quái đồ vật, khắc chế vãn bối. Mà lại, hắn đem vãn bối lực lượng hút đi, lúc đó, lấy hắn tu vi, là đoạn không có khả năng áp chế vãn bối. Lúc đó người tu vi gì? Phó Chi Bụi hỏi. Hạng ương nói ra, vãn bối lúc đó đã là tầng 10 đỉnh phong. 4 năm người vẫn là tầng 10 đỉnh phong, phó chi bụi nói ra. Hạng ương lập tức nói ra, vãn bối xấu hổ. Phó chi bụi nói ra, chỉ bằng điểm này, người đã cảm thấy, trên người hắn có ngũ cốc xá tắc thần thụ. Hạng ương nói ra, vãn bối thật có này hoài nghi, về sau cũng đã làm nhiều mặt nghiệm chứng. Người kia gọi là La Quân, năm đó từng tại thế giới bao la một chỗ núi lửa bên trong, lấy được một cái hạt giống. Viên hạt giống kia cũng là hắn thần thông nơi phát ra chỗ, cho nên vãn bối có lý do tin tưởng, viên hạt giống kia rất có thể cũng là ngũ cốc xã tắc thần thụ. Nói cách khác, vẫn không thể hoàn toàn xác định, phó chi bụi từ tốn nói. Hạng ương luôn luôn đều là không coi ai ra gì, nhưng hôm nay tại phó chi bụi cái này các loại đại nhân vật trước mặt nhưng vẫn là nơm nớp lo sợ. Hắn vội vàng nói, vãn bối, vãn bối xác thực không dám 100% xác định. Phó chi bụi trầm ngâm nói, cái này là quân xem ra thật có chút chỗ cổ quái. Hắn đón đến, hướng nạp lan vân tuyết nói ra, vân tuyết, người không có đi lần nữa xác định một phen sao. Nạp lan vân tuyết nói ra, hồi trí tôn, cái kia là quân hành tung quả thực lơ lửng không cố định. Đệ tử cùng hạng ương truy tra qua một đoạn thời gian, nhưng cũng không có thu hoạch. Chẳng qua trước mắt, chúng ta đã tra ra hắn hạ lạc. Vậy người đi kiểm tra không có. Phó trì bụi nói ra, cái này là quân 4 năm trước bất quá là cửu trọng thiên tu vi bây giờ cao nữa là, cũng bất quá là tầng 10 đi. Người sao không trực tiếp đem hắn cho bản tôn mang về kiểm tra rõ ràng. Lớn lên vân trưởng lão nói ra, không sai, thánh nữ. Người việc này, làm được còn chưa đủ nghiêm cẩn, nếu thật là ngũ cốc xá tắc thần thụ, người cũng không cần sợ hãi. Chúng ta tộc nhân, cũng không thụ cái kia thần thụ khắc chế. Lấy người tu vi, muốn dẫn hắn tiến đến, chính là dễ như trở bàn tay. Nạp Lan Vân Tuyết nhất thời sắc mặt cổ quái. Phó Chi Bụi nói ra, thế nào, cái này bên trong có cái gì ẩn tình. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, là quân bây giờ tại ba 000 thế giới đứng đầu thế giới bao la bên trong, lại ở tại trong Yến Kinh. Cái kia Yến Kinh tổ long chi khí che chở, đệ tử không dám tới gần. Mà lại, hắn tu vi giống như xa xa không chỉ là tầng 10. Hắn còn có hai cái huynh đệ tại, đều là thực lực cường thịnh hạng người đệ tử cũng không có năng lực bắt bọn họ chạy tới, cho nên mới đến bẩm báo chí tôn ngài. Phó chi bội ánh mắt run lên. Hắn là bực nào thông minh người, chỉ nghe nạp lan vân tuyết hiểu nói này, trong lòng liền đã có đại khái đầu mối. Tiến triển thần tốc, phó chi bội nói ra, lại có thể đợi tại yến kinh tổ long chi địa, hắn là thiên mệnh giả. Nạp lan vân tuyết nói ra, rất có thể cũng là thế giới bao la thiên mệnh chi vương. Phó chi bụi cùng tất cả trưởng lão, còn có rất nhiều phó trưởng giáo nhất thời ánh mắt tinh quang. Phó chi bụi hít sâu một hơi, nói ra, thiên mệnh chi vương, ngũ cốc xã tắc thần thụ. Xem ra, các tiên nhân lo lắng rốt cuộc xuất hiện. Lớn lên vân trưởng lão nói ra, sự kiện này, ta nhìn có cần phải bẩm báo thượng tiên. Phó chi bụi gật gật đầu, hắn nói ra, nhưng là hiện tại, các tiên nhân cũng vô pháp tới. Tiên giới chi môn tuy nhiên mở ra, nhưng trước mắt chỉ có tiên giới thuần dương chi lực tiết lộ xuống tới mà tiên giới thông đạo còn chưa liên tiếp tốt. Hạng ương lập tức nói, hồi trí tôn, mẫu thân của ta đã trở lại tiên giới. Phó chi bụi nhất thời bị kinh ngạc, nói ra, mẫu thân ngươi trở lại lúc nào tiên giới. Cũng là tiên giới chi môn mở ra thời điểm, hạng ương nói ra. Phó chi bụi nói ra, điều này khả năng, tiên giới thông đạo bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, người căn bản là không thể quay về. Các tiên nhân cũng vô pháp xuống tới. Hạng ương nói ra, cụ thể, vãn bối cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Lúc này, phó trì bụi một bên khác ô vân trưởng lão mở miệng. Ô vân trưởng lão tiên phong đạo cốt, hắn hỏi hạng ương, nói ra, tiểu công tử, ngươi là thánh tộc hậu nhân, chính là thân phận tôn quý người. Lão hủ muốn muốn hỏi ngươi, mẫu thân ngươi tục danh là. Hạng ương nghe ô vân trưởng lão nói hắn là tôn quý người về sau, đầu liền ngửa đến cao một chút. Hắn vốn đã cảm thấy, đám người này không nên như vậy đối với hắn hắn là thánh tộc hậu nhân a à. nhưng là trước kia mọi người uy thế quá mạnh hắn cũng không dám lỗ máng thực lực thật sự là cách biệt quá xa a à. hạng ương hít sâu một hơi nói ra mẫu thân của ta người xưng không minh phu nhân lại là không minh phu nhân ô vân trưởng lão cười ha ha một tiếng nói ra hiện tại lão hủ biết là vì cái gì bởi vì không minh phu nhân chính là vô cùng am hiểu không gian chi thuật nàng không gian trưởng khống tạo nghệ chính là thiên hạ vô song mà lại nàng năm đó tại tiên giới thì phí tổn to lớn nhân lực cùng tài lực làm một cái truyền tống trận chỉ cần tiên giới chi môn hơi mở ra nàng liền có thể lập tức trở về bất quá đáng tiếc nàng cái kia trận pháp bên trong vĩnh hằng tinh thạch dùng một lần về sau liền không thể lại dùng lần thứ hai cho nên không minh phu nhân cũng không thể lần nữa trở về hết thảy đều còn muốn chờ tiên giới thông đạo triệt để chữa trị mà muốn chữa trị tiên giới thông đạo cũng không phải là một sớm một chiều sự tình năm đó tiên giới thông đạo hư hao tựa hồ là người làm. Lớn lên vân trưởng lão trầm ngâm nói. Tiên giới bây giờ đến cùng như thế nào, chúng ta ai cũng không rõ ràng. Lại một trưởng lão thở dài nói ra. Sự kiện này, xác thực không thể coi thường, không thể khinh thị. Phó chi bụi trầm ngâm sau một lúc lâu, trầm giọng nói ra, hạng ương tiểu công tử chính là khách quý, vân tuyết, người dẫn hắn đi xuống, cực kỳ an trí. Bản tôn còn muốn cùng chư vị trưởng lão, phó trưởng môn một lần nữa tổng cộng một phen. Nạp Lan Vân Tuyết nhìn nhiều hạng ương liếc một chút, nàng vẫn luôn không sao cả đem hạng ương để vào mắt. Thậm chí là có chút chán ghét, nhưng tựa hồ lúc này, chưa vị trí tôn đối hạng ương thái độ phát sinh biến hóa vi diệu. Hạng ương cũng chú ý tới điểm này, hắn lưng cũng thẳng tắp một số. Nạp Lan Vân Tuyết cũng không nhiều lời, nhân tiện nói, đi thôi, hạng công tử. Sau đó, hạng ương cáo lui liền cùng nạp lan vân tuyết lui ra ngoài. Chư vị, các người thấy thế nào? Chờ bọn hắn sau khi đi, phó Chi bụi hỏi mọi người. Một tên trưởng lão nói ra, lão hủ cho rằng, chúng ta cần thông qua tiên giới phủ chiếu hướng các thượng tiên bẩm báo chuyện này. Phó Chi bụi nói ra, lúc này bẩm báo nóng vội, bản tôn cho rằng, cần phải trước đem cái kia la quân mang về. Chờ chúng ta xác định về sau, lại thông qua tiên giới phủ chiếu bẩm báo thượng tiên. Lớn lên vân trưởng lão, ô vân trưởng lão, cùng rất nhiều phó trưởng giáo đều tán thành phó chi bộ ý kiến. Phó chi bộ liền nói ra, tốt, đã như vậy, cái kia trước bắt là quân trở về, chính là chúng ta bước kế tiếp muốn làm. Người này nếu thật là nắm giữ ngũ cốc xá tắc thần thụ cùng thiên mệnh chi vương thân phận, như vậy cái này nhân thân phía trên biến số liền sẽ rất nhiều. Chúng ta cắt không thể phớt lờ. Lớn lên vân trưởng lão nói ra, bởi vì cái gọi là biết người biết ta, chăm chiến không thua chúng ta cần phải trước phái ưng thần ti đi điều tra một phen. Sau đó lấy hữu tâm tính vô tâm, tin tưởng hẳn là không nhiều vấn đề lớn. Coi như hắn là thiên mệnh chi vương, nhưng thiên mệnh chi vương vẫn là cũng là không ít, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, vận khí có lúc cũng là cần để cho bước. Phó chi bụi nói ra, tốt, lớn lên vân trưởng lão, việc này cứ giao cho ngươi đi xử lý. Trong vòng ba ngày, cho ra kết quả phương án. Vâng, trí tôn, lớn lên vân trưởng lão nói ra. Tại Yến Kinh La Quân vượt qua hạnh phúc nhàn hạ hơn 2 tháng thời gian, cửa ải cuối năm cũng đã qua đi. Còn có hai chừng 10 ngày, hắn liền muốn hồi chúng tinh điện. Lâm Phong cùng Diệp Tử Thanh, còn có hiên viên Nhã Đan cùng Tần Lâm vẫn luôn đợi tại Yến trong kinh thành. Sang năm thời điểm, mọi người hung hăng náo nhiệt một thanh. Mà lại, tại sang năm về sau, Lâm Phong nghênh tới một cái vô cùng lớn tin tức tốt. Cái kia chính là, Diệp Tử Thanh mang thai lâm phong cũng sắp làm ba ba tam huynh đệ bùi ngùi mãi thôi theo lúc trước ngây ngô đi cho tới bây giờ tất cả mọi người đã bắt đầu làm chồng làm cha bất quá ngay tại đại niên mùng bốn thời điểm la quân thu đến theo bác nhĩ châu bên kia đánh tới đi biển điện thoại là doran gọi cho la quân doran la quân mỉm cười nói ra ngươi là phải cho ta chúc tết sao hắn cùng doran cách mạng hữu nghị là vô cùng thuần hậu sang năm ngày ấy hắn trả chạy tới cùng Doran uống một bữa rượu đây. Cho nên lúc này, hắn mang theo một loại chiêu chọc tâm tình nói chuyện với Doran. Nhưng lúc này Doran giọng nói lại là có chút đắng chát, là quân, chúng ta gặp phải một điểm phiền phức. Phiền toái gì, là quân nhất thời run lên, hỏi. Doran nói ra, chúng ta bị đánh. Bị đánh, là quân nghe xong không khỏi buồn cười, nói ra, người không phải tại cùng ta nói đùa a à. Người nào có thể đánh các ngươi? Là thật, Người qua đây liền biết, lần này cái này chàng tử, được ngươi giúp chúng ta tìm trở về. Doran nói ra, là quân lại là ngửi ra một tia không tầm thường, có điều hắn cũng lười suy nghĩ nhiều. Bây giờ hắn mới không sợ thế giới bao la bên trong những thứ này môn đạo. Tốt, ta lập tức tới. Là quân sau khi nói xong, liền trực tiếp thi triển đại na di thuật, cấp tốc đến Bác Nhĩ Châu. Trước sau bất quá một giây nhiều chuông thời gian, là quần thì xuất hiện tại bác nhĩ Châu đích khỏe mạnh trong pháo đài cổ. Bác nhĩ Châu lúc này chính là đêm khuya. Tại cổ bảo sáng ngời xa hoa trong phòng khách, như anh quốc quý tộc Doran giờ phút này có chút chật vật, hắn mặt mũi bầm dập. Đồng thời, và lai nhân cũng ở một bên, hắn cũng là một bộ bị người trà đạp cảnh tượng. Bạch Tuyết, Yuna đều tại. Yuna bây giờ đã cùng với Doran, nàng mặc lấy quần dài màu lam, ôn nhu, nhã nhặn, mỹ lệ chỉ là nàng tại nhìn thấy la quân về sau vẫn là rất không được tự nhiên trực tiếp đứng dậy rời đi phòng khách la quân tự nhiên lý giải hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ đây bạch tuyết ngược lại là rất tốt không hề có một chút vấn đề đây là có chuyện gì la quân lập tức hỏi bạch tuyết và lai nhân trước cùng kính hướng la quân hành lễ nói ra tham kiến bệ hạ la quân khoát khoát tay vừa cười vừa nói các ngươi nha luôn luôn muốn làm những thứ này nghi thức xã giao. Mau nói cho ta biết, người nào đánh các ngươi. Doran đều có chút xấu hổ nhìn La Quân, hắn nói tiếp, người nói nhỏ chút âm, việc này chúng ta không có tiếng mở ra đi. Bạch Tuyết thì nói ra, ta cũng không rõ lắm chuyện gì xảy ra, bệ hạ ngài hỏi bọn hắn đi. La Quân liền nói ra, ừm, tình huống như thế nào. Doran nói ra, sự tình là cái dạng này, hôm nay ta cùng va lai nhân đi một nhà không tệ khách sạn liên hoan đụng phải cái con sâu rượu nói năng lỗ máng sau đó người biết ta cùng va lai nhân tuy nhiên chúng ta là thân sĩ nhưng thân sĩ cũng không phải khiến người ta mắng không nói lại va lai nhân thoảng qua xấu hổ nói ra chúng ta không có cái lại chúng ta chỉ là đánh cái kia con sâu rượu một trận la quân nhịn không được cười lên nói ra cái kia xác thực lấy các ngươi tại bác nhĩ châu thân phận và địa vị quả quyết không có bị con sâu rượu mắng, còn nén giận đạo lý. Ta lúc đó liền trực tiếp vào tay, giáo huấn cái kia con sâu rượu. Con sâu rượu bị chúng ta đánh về sau, còn uy chúng ta, nói hắn có rất cứng hậu trường. Doran nói ra, và lai nhân nói ra, lúc đó chúng ta thì cười, một con ma men cùng chúng ta nói hậu trường. Bác nhĩ châu lý, chúng ta sợ qua người nào. Hai người này vẫn là men say khói khói, hiển nhiên thật đúng là uống không ít rượu. Doran nói ra, về sau, không nghĩ tới cái kia con sâu rượu thật tìm tới người giúp đỡ. Một đám tiểu côn đồ tới, ta vẫn là không có nhìn ở trong mắt. Nhưng trong bọn họ lại có cao thủ, cao thủ kia là cái thanh niên tóc bạc, tu vi thâm bất khả chắc. Ta cùng va lai nhân đều không làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền bị thanh niên tóc bạc kia chế phục trên mặt đất. Về sau, đám kia tiểu côn đồ thì đối hai người chúng ta một trận đấm đá. Cũng chính là người thấy, chúng ta bây giờ bộ dáng này và lai nhân bổ sung nói ra không sai là quân sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên cái này đã không cần trực giác hắn cảm thấy trong này là tuyệt đối có vấn đề một đám tiểu côn đồ bên trong xuất hiện một cao thủ thế mà đem doran cho va lai nhân cho đánh doran cùng va lai nhân đã sớm đứng trên cơ thể người thân thể đỉnh phong phía trên bọn họ tuy nhiên không biết pháp lực nhưng lực lượng lại có thể miểu sát hóa thần cảnh cao thủ nếu như không phải đến cái trường sinh cảnh thất trọng lấy phía trên cao thủ, căn bản không có khả năng đánh bại bọn họ. Trong này, có nhiều bí ẩn. Bất quá là quân bình thản tự nhiên không sợ, hắn nói ra, nếu là dạng này, cái kia đi thôi, ta đi cho ngươi nhóm tìm về cái này chàng tử. Doran lập tức nghiêm nghị nói ra, là quân, ta sở dĩ đem ngươi gọi tới, cũng là cảm thấy không tầm thường. Thứ hai, cũng đúng là có chút ngượng nhịu mặt mũi. Không muốn khiến người khác biết, nhưng ta hy vọng ngươi cũng không nên khinh thường." La Quân nói ra, "Làm không tốt là hướng ta tới. Ta tại yến trong kinh thành, để một số muốn xuống tay với ta lão đại rất không tiện." Doran và Lai Nhân còn có Bạch Tuyết đều bị kinh ngạc. "Và Lai Nhân nói ra, cái kia bệ hạ, người không cần thiết không thể mạo hiểm." La Quân khoát khoát tay, nói ra, "Không có việc gì, chúng ta trước đi xem một chút đi." Đánh không lại, lại chạy cũng không muộn và lai nhân cùng Doran bọn người liền có chút lo lắng. La quân trong lòng cũng hiếu kỳ tới cực điểm, hắn không phải không cẩn thận, mà chính là hắn đã đến bực này tu vi, nếu vẫn sợ hãi rụt rè, cái kia cũng không phải hắn ca tính. Sau đó, từ bạch tuyết lái xe, đám người bọn họ liền ra ngoài. Yuna Thủy chung là chưa hề đi ra. Ngược lại là trên xe, Doran đột nhiên đến một câu, nói ra, Yuna mang thai. La quân sững sờ, sau đó từ đáy lòng nói ra, chúc mừng chúc mừng. Doran cười một tiếng, hắn là cái lãng mạn mà ôn nhu người, đối Yuna rất là tha thứ cùng lý giải. Cũng sẽ không bởi vì La Quân cùng Yuna trước kia sự tình đối La Quân sinh ra khúc mắc trong lòng. Tại Doran trên thân, có loại anh quốc quý tộc thân sĩ khí chất. Bạch tuyết một đường lái xe đi, chạy đến nửa đường thời điểm, nàng đột nhiên đến câu, Doran, và Lai Nhân, nếu là bởi vì các ngươi hai cái hại bệ hạ lâm vào hiểm cảnh, ta không bỏ qua cho ngươi nhóm. Doran cùng va lai nhân đối bạch tuyết có chút tôn trọng, cũng có chút sợ hãi. Nghe vậy hai người đều là cười khổ không thôi. La quân thì cười một tiếng, nói ra, bạch tuyết, ngươi có thể đừng nói như vậy. Nếu ta thật lâm vào hiểm cảnh, vậy chuyện này thì chứng minh là hướng ta tới. Tức thời ta lần này không đến, bọn họ còn muốn muốn mặt khác biện pháp tới đối phó ta. Những người này, tiềm phục tại chỗ tối, ta thù này nhà quá nhiều, còn thật không biết lần này là ai muốn tới đối phó ta. Bạch tuyết trầm mặc đi xuống. Doran nói, là quân, người thật có nắm chắc không? Là quân nói ra, yên tâm đi, đánh không lại còn đi không nổi sao. Doran gặp là quân thần sắc nhẹ nhóm, liền cũng liền thoảng qua yên lòng. Cảnh ban đêm thâm trầm, nhưng bác Nhĩ Châu là thành phố du lịch, cứ việc cái này thời điểm đã không còn sớm, nhưng vẫn là có rất nhiều cửa hàng vẫn còn đang buôn bán. Đèn đường sáng ngời tinh quang thôi sán. Đây là bác Nhĩ Châu đêm không ngủ. Phát sinh sự cố khách sạn gọi là Victor Dương Quang Đại Khách Sạn, tại Bản Châu là thuộc về cấp 5 sao Đại Khách Sạn. Ta nói các ngươi hai cái, chạy đến loại này Đại Khách Sạn uống rượu, có phải hay không có chút nhàm chán. Làm xe đứng ở Victor Dương Quang Đại Khách Sạn trước sau, là quân sau khi xuống xe nhìn một chút, đối đo cùng va lai nhân nói ra. Tại La Quân trong nhận thức biết, huynh đệ đi ra uống rượu, không cần phải tìm mỹ vị tiểu địa phương hai tay để trần uống vào bia đá sao? Doran cùng va lai nhân sướng sờ sướng sờ Doran nói ra nơi này hoàn cảnh rất không tệ nha. La quân gật gật đầu nói ra a à. hắn mới nhớ tới Doran cùng va lai nhân từ nhỏ tiếp nhận giáo dục có thể cùng chính mình khác biệt chính mình xem như cái bãi cỏ hoang hai vị này là quý tộc a để hai vị quý tộc chạy đi quán ven đường uống bia đá cái kia tựa hồ cũng có chút không tưởng nổi. Sau đó, La Quân bắt đầu thần niệm bắn phá. Hắn trong nháy mắt liền đem toàn bộ khách sạn tình huống làm cái rõ ràng. Ân, cái này đại khách sạn một số trong phòng, phát sinh rất nhiều không đứng đắn giao dịch. Rất là hương diễm, đương nhiên, cũng có là vợ chồng, người yêu, nhưng đoán chừng cũng có vượt quá giới hạn. Cái này đều không phải là La Quân phải quan tâm đồ vật hắn trả liếc nhìn đến tại khách sạn trên sân thượng có một ít tình huống. Trên sân thượng có một loại giống như màu đen lốc xoáy đồ vật, là quân thần niệm cũng là bắn phá không thấu. Quả nhiên có bài văn, đây là muốn dẫn ta đi lên. Là quân ám đạo. Bất quá đúng lúc này, là quân suy nghĩ nhất động. Hắn cảm giác được tại đích khỏe mạnh trong pháo đài cổ có biến phát sinh. Lại có thể có người muốn nắm Yuna. Đối phương vô cùng giải ta, mỗi lần xuất thủ, chính là đến có chuẩn bị la quân không kịp suy nghĩ nhiều hư không bên trong một chảo thế mà thì cách không đem yuna bắt tới yuna chính trong phòng chuẩn bị cởi áo đột nhiên một đạo đại thủ ấn phá không mà đến liền đem nàng chảo nhiếp tới yuna không khỏi hoảng sợ thất sắc lên tiếng thét lên doran thấy rõ ràng yuna về sau vội vàng đi lên ôm yuna nhỏ giọng an ủi yuna đừng sợ là chúng ta doran trấn an nói nói yuna chưa tỉnh hồn thấy rõ ràng Doran là quân về sau mới chấn định lại Bạch Tuyết bọn người đối La Quân thần thông đã nhìn lắm thành quen Va Lai Nhân nhịn không được nói ra hiện tại xem ra bệ hạ ngài thần thông chỉ sợ có thể cùng lão tổ tông sánh ngang La Quân không để ý tới Va Lai Nhân cái này một gốc giả tình huống như thế nào Bạch Tuyết sau khi lấy lại tinh thần lập tức hỏi La Quân La Quân nói ra quả nhiên là nhằm vào ta tới vừa mới ta phát giác được có người muốn đi bắt Yuna. Cho nên ta trước đem Yuna mang tới. Hiện tại, các người tiến ta phòng bị tu di bên trong, ta phải xử lý sự tình. Hắn vung tay lên, liền đem bốn người này toàn bộ bắt đến phòng bị tu di bên trong. Về sau, là quần thân hình lóe lên, trực tiếp hư không xuyên thẳng qua đến Victor Dương Quang Đại Khách Sạn trên sân thượng. Victor Dương Quang Đại Khách Sạn có 39 tầng cao theo trên sân thượng có thể nhìn đến Mỹ lệ bác nhĩ châu cảnh đêm, đó là tinh quang thôi sán một màn. Mà lúc này, ở trên sân thượng bên trên có một đạo hắc ám đại môn. Đại môn này mười phần quỷ dị. Là quân thì xuất hiện tại trước cổng chính mặt. Hắn sờ mũi một cái, không khỏi buồn cười, nói ra, chẳng lẽ các ngươi coi là, lão tử là hiếu kỳ bảo bảo, sẽ tự mình chủ động đi vào các ngươi cái này phá trong cửa, sau đó tiến các ngươi mai phục sao. Ha ha! tiếng cười to rất nhanh liền theo cái kia hắc ám trong cửa lớn truyền tới. Đón lấy, có hai người từ bên trong đi tới. Người tới là một tên thanh niên tóc bạc, còn có một tên áo bào đỏ lão giả. Áo bào đỏ lão giả chính là Ngọc Thanh thế giới một tên phó trưởng giáo. Tại Ngọc Thanh trong môn, không trung cảnh cao thủ liền sẽ bị liệt là phó trưởng giáo. Bây giờ Ngọc Thanh thế giới hết thảy tám vị phó trưởng giáo. Đợi đến nhất định thời điểm, trưởng giáo Chí Tôn liền sẽ thoái vị trở thành thái thượng chí tôn, mà phó trưởng giáo bên trong mạnh nhất thì sẽ trở thành tân nhiệm trưởng giáo trí tôn. Cái này phó trưởng giáo chính là không trung cảnh sơ kỳ tu vi, hắn gọi là Công Dương Lăng. Mà thanh niên tóc bạc cũng là Ngọc Thanh trong môn người nổi bật, gọi là Tào Tử Tuấn. Tào Tử Tuấn chính là động tiên trung kỳ tu vi. Tào Tử Tuấn tại Ngọc Thanh môn thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là kiệt xuất hạng người. Lần này, Ngọc Thanh môn phái ra Công Dương Lăng cùng Tào Tử Tuấn đó cũng là đối la quân cao độ coi trọng. Tào tử tuấn tà khí cùng cực, người này cực kỳ ngạo khí, nhưng nói là cậy tài khinh người. Vừa mới cười to chính là tào tử tuấn phát ra, tào tử tuấn liếc nhìn la quân liếc một chút, sau đó cười lạnh một tiếng là, nói ra, vừa mới bổn công tử muốn bắt cái kia Yuna, cũng là người sớm đem Yuna mang đi. La quân nói ra, không sai, hắn lông mày nhướng lên, lạnh giọng nói ra, người gan chó không nhỏ, dám đối bằng hữu của ta ra tay. Tào Tử Tuấn cười ha ha, theo rồi nói ra, người bất quá là cái động tiên sơ kỳ, mới vào động tiên không lâu. Cũng dám ở bổn công tử trước mặt càn rỡ, nhìn ngươi tuổi trẻ, có bực này tu vi, ta nguyện ý cho ngươi một phần mặt mũi, hiện tại xem ra, ngươi không chân quý bổn công tử đối ngươi coi trọng a à. Ta, là quân càng trực tiếp, nói ra, ngươi tính toán cái chim lông đồ vật a à. ta nhìn ngươi làm sao cũng có hơn 200 tuổi đi. Lão tử mới 30 tuổi thì động tiên sơ kỳ, ta muốn là hơn 200 tuổi còn giống người kém cỏi như vậy, ta tìm khối đậu hũ đâm chết. Tào Tử Tuấn nghe vậy, nhất thời có loại thổ huyết xúc động. Hắn xưa nay cũng liền đầy đủ cuồng, làm sao trước mắt tiểu tử này giống như càng mẹ hắn càn dỡ a. Còn bên cạnh công dương lăng, cái này mặt mo nhất thời thì nín đỏ. Hắn cảm thấy lòng tự trọng bị rất đả kích nghiêm trọng, hắn 2.000 tuổi mới miễn cưỡng đến không trung cảnh. Cái này trước mắt hai tên tiểu tử loại này đối thoại là muốn tức chết lão nhân ra ông ta sao? Có các người khi dễ như vậy người sao? Công dương lăng hít sâu một hơi, nói ra, tử tuấn, chúng ta là đến mời la công tử đi chúng ta chỗ đó làm khách. Người không thể lỗ máng. Công dương lăng đối tạo tử tuấn vẫn là rất khách khí, bởi vì hắn biết cái này nhân tài mới nổi tiền đồ bất khả hạn lượng. Hắn cũng không muốn quá nhiều đắc tội đây cũng là tào tử tuấn dám ở công dương lăng trước mặt như thế cản rỡ nguyên nhân bất quá lúc này tào tử tuấn cũng vẫn là muốn cho công dương lăng một số mặt mũi hắn ngay sau đó thì thối lui đến công dương lăng sau lưng công dương lăng thì hướng la quân liền ôm quyền nói ra là công tử chúng ta đến đây cũng không có ác ý chỉ là muốn mời ngươi đi trong nhà của chúng ta làm khách một chuyến mời đi hắn nói xong cũng chỉ chỉ cái kia cửa lớn màu đen không đi la quân rất thẳng thắn cự tuyệt chỉ sợ không phải do ngươi tào tử tuấn sắc mặt dữ tợn ngươi cái thằng ngu im miệng la quân trực tiếp sặc âm thanh tào tử tuấn mẹ ngươi trái chứng muốn chết có phải hay không tào tử tuấn tại thế giới bao la trà trộn qua cho nên đối bên này tục ngữ rất quen thuộc hắn triệt để bị la quân làm phát bực la quân nói ra ta muốn chết tốt chỉ cần ngươi cái thằng ngu có thể tiếp ta ba quyền ta lập tức đi với các ngươi tốt Tào Tử Tuấn lập tức nói, người có thể thiếp lão tử ba quyền, lão tử lập tức xoay người rời đi. Hai người này nhất thời dương cung bạt kiếm, nói làm liền làm. Tào Tử Tuấn cuối cùng vẫn là non một điểm, cái kia công Dương lăng lập tức ngăn cản Tào Tử Tuấn, hắn cười một tiếng, nói với La Quân, là công tử dùng tốt kế khích tướng. La Quân cười ha ha, nói ra, đúng, cũng là kế khích tướng. Nhưng là thằng ngu này vẫn là sẽ lên làm. Tào Tử Tuấn cái này nổi giận a. À hắn là thanh niên tài tuấn cậy tài khinh người không ai bị nổi chỗ đó có thể chứa la quân như vậy khinh thị lão tử hôm nay muốn đánh chết ngươi tào tử tuấn đối la quân hung dữ nói ra ba quyền ba quyền bên trong ta không đánh ngã ngươi ta theo họ ngươi la quân duỗi ra ba ngón tay sau đó còn nói thêm đúng ngươi họ gì tào tử tuấn nhất thời hai mắt huyết hồng hắn luôn luôn đều là bị người xu nịnh tôn kính chỗ đó bị người như vậy nhục nhã qua lão tử ba quyền đưa người đánh ị ra xít đến, tao tử Tuấn nói ra. Tử Tuấn, công dương lăng quát nói. Công dương tiên sinh, người đừng quản, tao tử Tuấn khăng khăng, hắn sau đó thân hình lóe lên, liền đến trong mây xanh. La quân lập tức theo sau. Cái kia công dương lăng cũng là bất đắc dĩ, đành phải theo tới. Vân tiêu phía trên, minh nguyệt chiếu rọi, bên trong thiên địa đều là một tầng màu xám bạc. Công dương lăng ở một bên chờ đợi, Hắn sớm biết cái này là quân rất khó giải quyết, cho nên mới muốn Tào Tử Tuấn đi trước bắt Yuna. Hắn căn bản không nghĩ tới muốn công bình quyết đấu, hắn chỉ muốn phải nhanh chóng đem La Quân cầm xuống, sau đó hoàn thành nhiệm vụ. Có thể Tào Tử Tuấn thằng ngu này xáo trộn Công Dương Lăng tất cả kế hoạch. Công Dương Lăng cũng muốn kiêng kỵ Tào Tử Tuấn, cho nên cũng không thể hoàn toàn không cho Tào Tử Tuấn mặt mũi. Hắn lúc này chỉ có thể tận lực chú ý, không cho La Quân đào tẩu cơ hội. Bất quá công dương lăng cũng tò mò, là quân đến cùng trong hồ lô đang bán thuốc gì, hắn một cái hố tiên sơ kỳ tu vi, lại còn nói muốn ba quyền đánh nổ tàu tử tuấn. Hắn là tại khôi hài sao, vẫn là nói chuyện viền vông. Tào tử tuấn tại Ngọc Thanh môn thế hệ trẻ tuổi bên trong, chính là có tên hung nhân. Hắn lực lượng hùng hồn vô cùng, bình thường cùng cảnh giới cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Mà động tiên sơ kỳ cao thủ có thể bị hắn miểu sát. Cái này là quân, có phải hay không có chút không làm rõ ràng được tình huống. Mà liền tại công dương lăng còn tại nghĩ đông nghĩ tây thời điểm, là quân cùng công dương lăng đã xuất thủ. Là quân không có nửa điểm nói nhảm, cũng là một câu, lão tử muốn đánh được ngươi ra cứt. Ngươi thất ngựa, tào tử tuấn nghe vậy cái này giận a, à, hắn phẫn nộ giá trị đến cực điểm. Cái kia một cái chớp mắt, là quân cùng tào tử tuấn đồng thời xuất quyền. Là quân nhất quyền oanh giết ra ngoài, nhất thời khí lãng lăn lột, động thiên chi lực ẩn chứa. Cái kia thẳng tắp bên trong ngàn mét khoảng cách lập tức như sinh ra khủng bố nổ tung khí lãng, đó là dọa người một màn. Mà Tào Tử Tuấn cũng đánh giết ra nhất quyền. Hai cỗ quyền lực hung mãnh đụng giết, chính là thiên lôi địa sát chạm vào nhau, khí lãng lăn lộn như lũ quét biển động đụng giết cùng một chỗ. Âm âm, Tào Tử Tuấn khủng bố quyền lực trực tiếp liền bị la quân quyền lực đánh tan. Tình huống kia tựa như là núi nhỏ hồng gặp gỡ mạnh biển cả giết gào, Tại mạnh biển cả rít gào trước mặt, cái kia sơn hồng cùng trò trẻ con một dạng. Chỉ nhất quyền, liền đem Tào Tử Tuấn quyền lực bức tán. Tào Tử Tuấn không khỏi hoảng sợ. Công Dương Lăng cũng là hoảng sợ. Tào Tử Tuấn cảm thấy vừa mới một quyền kia bên trong, đối phương lực lượng tựa như là viễn cổ cự thú, hung mãnh tuyệt luân. Hắn thế mà hoàn toàn không thể chống cự. Gia hỏa này, vẫn là người a. Toàn lực nắm bắt, Công Dương Lăng thấy thế không do dự nữa hét lớn một tiếng. Công Dương Lăng trực tiếp xuất thủ. Tào Tử Tuấn cũng không khách khí, ra hỏa này ngược lại là cái thức thời người. Biết mình khả năng làm không thắng la quân quái thai này. Tào Tử Tuấn không nói hai lời, tế ra pháp bảo thất sát bi. Một đạo màu đen huyền bia tế ra, bảy đạo rất văn lệnh phù tại trên tấm bia lưu truyền, cấp tốc đem trọn khối huyền bia hóa thành một đạo hắc quang. Đạo này hắc quang hung hãn tuyệt luân, hướng về la quân phủ đầu chảm giết tới mà công dương lăng thi triển ra hắn động thiên pháp tác đem la quân bao phủ lại hắn một tay vồ bắt hướng la quân cái kia hắc quang đi đầu đánh tới la quân lập tức cảm giác được giữa hắc quang có thất trọng sát khí sắc bén vô cùng có sát khí có hủ hóa hiệu quả có sát khí chính là kịch độc có sát khí là sát khí thất đạo sát khí chém giết điên cuồng xé rách mà đến nếu là bình thường động tiên cảnh cao thủ thì cái này đối mặt liền muốn bị tào tử tuấn chém giết là quân cũng không nghĩ nhiều, hắn lập tức tế ra linh hồn tinh thạch. Lúc này, là quân linh hồn tinh thạch kinh khủng bực nào, đại linh hồn lôi kiếm, là quân giảng cái kia linh hồn tinh thạch hóa thành một đạo đại linh hồn lôi kiếm hướng hắc quang chém giết tới. Trong bóng tối, kiếm quang lóe lên, một kiếm này ánh sáng, chấn nhức cửu trọng thiên. ầm ầm, chỉ một kiếm, là quân liền đem tào tử tuấn thất sát bi chém thành hai nửa. Tào Tử Tuấn phốc đến một chút phun ra một ngụm máu tươi tới, mà đồng thời công dương lăng trưởng lực chảo nhiếp tới, La Quân thân hình lóe lên liền chui vào đến linh hồn trong tinh thạch. Ha ha ha, một đám ô hợp mà thôi, còn dám tại cha người trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng. La Quân thỏa thích chế diễu Tào Tử Tuấn, thanh này Tào Tử Tuấn cho khí. Đón lấy, La Quân cũng không ham chiến, hắn sử dụng linh hồn ô quang cấp tốc xuyên thủng công dương lăng trưởng lực sau đó hướng ra phía ngoài bay đi linh hồn ô quang xuyên thẳng qua trùng điệp không gian thời gian tiếp lấy liền rời đi công dương lăng động thiên pháp tắc la quân cấp tốc đến càng cao thiên hơn hư không tào tử tuấn tâm huyết pháp khí bị la quân một kiếm chém giết hắn bị một số phản phệ không nghiêm trọng lắm tào tử tuấn lần nữa không khỏi kinh hãi không thể tin ra hỏa này tại sao có thể mạnh như vậy cái này sao có thể công dương lăng càng là cảm thấy phiền muộn lão tử động thiên pháp tắc ẩn chứa thời gian không gian song trọng quy tắc người mẹ nó đi cũng quá thuận lợi a à. thật vất vả đem hắn dẫn ra không thể để cho hắn đào tẩu công dương lăng hét lớn một tiếng lập tức truy sát tới tào tử tuấn hai mắt huyết hồng hắn không nói hai lời theo đuổi theo hai người này liền trực tiếp đem la quân ngăn cản tại cao hơn trong bầu trời nơi này đã rất là lạnh lẽo không khí cũng vô cùng mỏng manh bất quá la quân bọn người tự nhiên là không thèm để ý. La công tử, người hôm nay quả quyết là trốn không thoát. Ta khuyên ngươi, vẫn là cùng chúng ta đi một chuyến đi. Công dương lăng lạnh lùng nói ra. Ha ha ha, la quân cười ha hả nói ra, ta trốn. Ngươi lầm đi, ta thật muốn đi, các ngươi ngay cả ta đuôi xe đèn đều nhìn không thấy. Ta là đang chờ ngươi nhóm tới. Ừm, công dương lăng cùng tào tử tuấn ngẩn ngơ. Thế giới bao la, là lão tử địa bàn. Là quần vùng tay lên, nói ra, lão tử là có huynh đệ, đại ca, nhị ca. Hắn hướng lên trời hống một tiếng. Lập tức, hư không bên trong bóng người lấp lóe. Một giây sau, Lâm Phong cùng Tần Lâm liền trực tiếp phá không mà đến, đem công dương lăng cùng Tào Tử Tuấn vây lại. Cái này một cái chớp mắt, công dương lăng tâm ngoan ngoan quất xúc một chút. Cứu thực tới nói, thì Lâm Phong cùng Tần Lâm tu vi. Vốn là Tào Tử Tuấn cũng có thể không để vào mắt, hắn một cái liền có thể đánh cái này ba cái, nhưng là là quân con hàng này yêu nghiệt để bọn hắn lòng còn sợ hãi a, à. gia hỏa này huynh đệ chỉ sợ cũng không tầm thường a, à. là quân lúc này là tính trước kỹ càng liền nhạt lạnh nói ra hôm nay các ngươi không đem lời nói rõ ràng ra cái kia liền chuẩn bị ứng kiếp ở chỗ này đi, các ngươi rốt cuộc là ai ta cử nhân tuy nhiên không ít nhưng giống như cũng không biết các ngươi, các ngươi đến mời ta qua đi làm cái gì? không tiện lộ ra, công dương lăng nói thẳng. Vậy ta thì để cho các người thuận tiện lộ ra, là quân nói ra, nhị ca, đại ca, các người trước ngăn chặn lão ra hỏa này, cho ta một phút đồng hồ thời gian, để ta giải quyết cái này xuẩn tiểu tử. Lâm Phong gật gật đầu, hắn nói ra, tốt. Tào tử tuấn mặt đều tức điên, nhưng là quân đã lóe lên mà đến, phủ đầu cũng là nhất quyền hướng hắn đánh giết tới. Là quân tốc độ cực nhanh, cái kia công dương lăng cái kia có thể để la quân cứ làm như vậy rơi tào tử tuấn, hắn cũng theo xuất thủ. Lần nữa, động thiên pháp tắc buông xuống. La quân nhất quyền đánh giết tới, trước mắt không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc trồng chất, như thiên sơn vạn thủy cách trở để quyền ý. La quân quyền lực bên trong chất chứa động thiên chi lực, có thể chém ra không gian chi lực, nhưng chảm không ra thời gian chi lực. La quân cũng không nản trí, mà chính là đem cái kia linh hồn tinh thạch lấy ra, hóa thành lôi kiếm. Đại linh hồn lôi kiếm chảm giết ra ngoài, cấp tốc đem trước mắt hư ảo phá vỡ. Tiếp lấy La Quân dung nhập vào linh hồn trong tinh thạch, hóa thành linh hồn ô quang bắt giết đi qua. Cái kia Tào Tử Tuấn bị sợ mất mật, lập tức liền tại Công Dương Lăng động thiên pháp tác bên trong khắp nơi xuyên thẳng qua chạy trốn, La Quân chăm chú ở phía sau cắn. Công Dương Lăng pháp tắc tự nhiên là vì Tào Tử Tuấn mở cửa sau, lại ngăn cản La Quân. Như thế, Tào Tử Tuấn mới có thở dốc cơ hội. Lúc này, Lâm Phong cùng Tần Lâm cũng đồng loạt ra tay. Lâm Phong thì triển ra tuyệt tiên kiếm đến, tuyệt tiên kiếm kịch độc vô cùng. Lâm Phong thì triển ra đại kiếm quang thuật, trong nháy mắt, tại công dương lăng động thiên bên trong, ẩn chứa vô cùng khí độc kiếm quang như đầy trời giống như giải lụa. Là quân linh hồn tinh thạch quả thực hung hãn, cái này có thể cho hắn không nhìn công dương lăng động thiên pháp tắc. Nhưng là Lâm Phong cùng Tần Lâm bị loại này pháp tắc vây khốn, thì thì lộ ra yếu một ít. Cái kia công dương lăng vốn là bị la quân cũng làm không bình tĩnh, nhưng lúc này nhìn lâm phong cùng tần lâm giống như cũng không có hung hãn như vậy, sau đó hắn cũng liền thoảng qua buông lỏng một hơi. Công dương lăng cảm thấy cái thế giới này biến hóa quá nhanh, hắn lão ra hỏa này có chút theo không kịp tiết tấu. Đánh cái tiểu quái đều cảm giác nguy cơ tứ phía. Công dương lăng hít sâu một hơi, sau đó trong mắt dần hiện ra tinh quang tới. Hắn cũng tế ra pháp bảo trấn hồn kiếm, đó là một miệng tối như mực kiếm, Cây kiếm này tại hắn pháp tác bên trong là như cá gặp nước, cấp tốc cũng là một kiếm chảm giết ra ngoài. Kiếm quang hung hãn, bay thẳng đến tần lâm đầu chém giết mà đến. Cái kia một cái chớp mắt, ước vạn thần lực tụ tại một kiếm, rất nhiều tạp niệm bị chém giết sạch sẽ. Một kiếm chân áp sinh tử địa ngục, hạng gì cuồng bạo, hạng gì lợi hại. Tần lâm nắm giữ thái thượng thần đao, thái thượng thần đao chính là vô cùng lợi hại pháp khí. Bất quá Tần Lâm còn không phát huy ra quá đại uy lực tới. Năm đó Hiên viên tộc lão tổ tông bằng vào Thái Thượng Thần đao cùng Trường Sinh Đại Đế đối chiến qua, tuy nhiên bị đánh bại. Nhưng có thể thua ở Trường Sinh Đại Đế thủ hạ, đó cũng là tuy bại nhưng vinh. Cái này cũng đủ để chứng minh Thái Thượng Thần đao lợi hại. Lúc này, Tần Lâm đối mặt công dương lăng cái này ngập trời một kiếm, hắn nhất thời cảm thấy vô biên địa ngục trấn áp xuống, để hắn liền chống cự tâm tình đều không sinh ra tới tần lâm quả thực ngăn cản không nổi hắn mới hư tiên đỉnh phong tu A. làm sao có thể đầy đủ cùng không chung cảnh cao thủ chống lại bất quá lúc này lâm phong kịp thời gấp rút tiếp viện công dương lăng cấp tốc vận chuyển pháp tác ngăn cản lâm phong lâm phong nhất thời thì xa vào đến vô tận thời gian pháp tác bên trong tần lâm là lần đầu tiên gặp phải mạnh mẽ như vậy đối thủ hắn lập tức xa vào đến tuyệt đỉnh nguy cơ ngay vào lúc này là quân đột nhiên xuất hiện là quân sao có thể khoan nhượng nhị ca ra chuyện, cái kia một cái chớp mắt, hắn trực tiếp từ bỏ theo đuổi giết tào tử tuấn, sau đó lấp lé tới. Đại linh hồn lôi kiếm, là quân xông ra linh hồn ô quang, đem linh hồn tinh thạch hóa thành cường đại đại linh hồn lôi kiếm chém giết tới. Oanh, cái này một cái chớp mắt, là quân đại linh hồn lôi kiếm trực tiếp bị chảm thành phấn vụn. Cái kia linh hồn lực lượng cấp tốc lại lần nữa hóa thành linh hồn tinh thạch đến la quân trên tay, la quân cũng thấy tự thân pháp lực cuồng bạo tán loạn liều mạng còn thật không phải công dương lăng đối thủ a la quân mới ý thức tới chính mình bản thân cảm giác là người lương thiện đỡ một ít mình có thể đào tẩu nhưng lại đánh không thắng công dương lăng a mà lại nhị ca đại ca không có linh hồn tinh thạch thần kỳ như vậy pháp bảo cũng rất khó chống lại bầu trời này cảnh cao thủ la quân cảm giác mình vẫn là khinh thường mà lúc này công dương lăng cũng coi là biết rõ ràng tình huống niềm tin của hắn lập tức thì khôi phục. Là quân, người bây giờ ngoan ngoãn theo ta đi còn kịp. Công lăng theo rồi nói ra. Đi em gái ngươi a à. là quân lập tức nói. Công dương lăng cười lạnh một tiếng, nói, ngươi có thể đào tẩu, nhưng huynh đệ ngươi đã định trước không thể. Nhìn ta bắt huynh đệ ngươi, ngươi còn có đi hay không? Trong lúc nói chuyện, hắn pháp tắc vận chuyển, thế mà trực tiếp đem tần lâm bắt qua một bên, tào tử tuấn, ngươi đến bắt hắn. Công Dương Lăng đối Tào Tử Tuấn nói ra. Tào Tử Tuấn lần đầu tiên trong đời như vậy chật vật, lúc này khí thì toàn bộ chuẩn bị bạo phát tại đàng Hoàng Tần Lâm trên thân. La Quân lập tức liền muốn đến giúp đỡ Tần Lâm, Công Dương Lăng lại là đồng thời chấn áp hắn cùng Lâm Phong. Công Dương Lăng pháp tắc vận chuyển, vô cùng không gian đem Lâm Phong, Tần Lâm, La Quân mỗi người tách ra. Lâm Phong không cách nào đột phá thời gian quy tắc, ngược lại không cần Công Dương Lăng như thế nào áp chế. Mà Tần Lâm thì bị Tào Tử Tuấn chiến đấu công sát, Tào Tử Tuấn làm không thắng La Quân, nhưng là áp chế lên Tần Lâm đến lại là dư xài. Cảnh giới bên trên kém cách, quá lớn, Tần Lâm tại Tào Tử Tuấn trước mặt không hề có lực hoàn thủ. La Quân tuy nhiên có thể đột phá trước mắt quy tắc, nhưng công dương lăng lực lượng chủ yếu lại là tới đối phó La Quân. Hắn lần nữa tế ra chấn hồn kiếm tới đối phó La Quân. La Quân cũng không sợ công dương lăng, hắn hiện tại rất hối hận sớm biết liền nên không cho đại ca cùng nhị ca đến, một mình hắn ở đây làm lưu manh thời điểm ngược lại không buồn không lo, muốn đi thì đi. Bây giờ lại sợ đại ca cùng nhị ca ra chuyện. Đối mặt chấn hồn kiếm lực lượng, là quân lại không lại liều mạng, hắn trong nháy mắt tế ra biển linh hồn. Linh hồn lực lượng lập tức tràn ngập, đem phương viên mười giảm toàn bộ bao phủ. Nồng đậm biển linh hồn bên trong có vô cùng pháp tắc, còn có vô cùng tinh khiết linh hồn lực lượng. Chấn hồn kiếm lực lượng giết vào tiến đến, cấp tốc phá vỡ hắn quy tắc nhưng lại bị La Quân linh hồn quy tắc có hạn chế. Công Dương Lăng liên tục chém giết vài kiếm đều bị La Quân lấy linh hồn pháp tắc tiêu trừ. Công Dương Lăng lạnh hừ một tiếng, biết La Quân cái này hàng khó có thể đối phó nhưng hắn cũng không nóng lòng. dù sao hắn hiện tại thật tốt vây khốn La Quân là được. các loại tàu Tử Tuấn đem Tần Lâm đuổi bắt về sau không sợ La Quân không sợ ném chuột vỡ bình. Tần Lâm lâm vào tuyệt cảnh. Tào Tử Tuấn Pháp bảo tuy nhiên bị La Quân hủy. Nhưng hắn bản thân liền là động tiên trung kỳ cao thủ, mà lại công dương lăng động thiên pháp tắc cũng đang vì hắn mở ra phương tiện chi môn. Lúc này, Tào Tử Tuấn không nói hai lời, cường lực công sát. Hắn liên tiếp oanh sát ra ba quyền, ba quyền bên trong đều ngưng tụ toàn thân hắn pháp lực đã động thiên pháp tắc lực lượng. Nhất quyền oanh sát mà ra, khí lãng xé rách, pháp tắc ngập trời, khủng bố quyền lực hướng tần lâm nghiền sát mà đến tần lâm cảm nhận được lớn lao quyền lực cùng pháp tắc áp chế cái này khiến trong lòng của hắn sợ hãi tuyệt vọng thậm chí cảm thấy e rằng chỗ có thể đi nhưng là tần lâm cũng không phải kẻ vớ vẩn hắn có thể sống tới ngày nay dựa vào không phải vận khí tại thời khắc mấu chốt trong tay hắn đột nhiên tế ra một vật vật này không phải khác đồ vật chính là la quân cho hắn tinh chủ bản chép tay tần lâm đem pháp lực quán trú tại tinh chủ bản chép tay phía trên tay kia cái đột nhiên triển khai bên trong có một phần cũng là đạo đức kinh bên trong thượng thiện nhược thủy phần. Những thứ này kinh văn đột nhiên thì bay ra ngoài, tại Tần Lâm chung quanh cấp tốc hình thành. Nước, trong vắt vô cùng nước. Cái kia một cái chớp mắt, Tần Lâm giống như cũng là tại hồ nước chỗ sâu, chung quanh hắn liền đều là nước. Tần Lâm thực vẫn luôn tại nghiên tinh chủ bút ký, tinh chủ bút ký bên trong bao hàm vạn tược, chính là có vô cùng chi thần diệu. Thậm chí, hắn thông qua tinh chủ bản chép tay đã đụng chạm đến Sơn Hải Châu một ít thần diệu. Hắn cần bất quá là thời gian mà thôi. La Quân tuy nhiên đã từng đạt được Sơn Hải Châu cùng tinh chủ bản chép tay, nhưng con hàng này vẫn luôn bận quá, cho nên đều không hảo hảo tham tường. Mà hắn đã đưa ra ngoài đồ vật, bây giờ tự nhiên là sẽ không tìm nhị ca muốn về. Sóng nước dập dờn, ầm ầm. Tào tử tuấn ba quyền oanh sát tiến vào tần lâm chung quanh, tại tần lâm chung quanh, những cái kia sóng nước lập tức cuồng mãnh, bành trướng lên. Sóng nước lăn lộn như biển gầm điên cuồng, nhưng rất nhanh, mặt hồ khôi phục lại bình tĩnh. Thượng Thiện Nhược Thủy, Tào Tử Tuấn nhất thời ngốc ngẩn ngơ, hắn cũng không cảm thấy hồ nước này có bao nhiêu lợi hại, nhưng là hắn cảm giác nước này bên trong có một cỗ dẻo dai, thái cực kính. Nhất quyền đánh đi ra, tựa như là gặp phải vô số mê chướng, hoặc là cây bông vải, làm sao cũng xé rách không ra. Nước bên trong đạo lý quá thâm ảo. Tào Tử Tuấn đình chỉ công kích, giờ khắc này, hắn cảm nhận được tần lâm chỗ đặc thù. Hắn rốt cuộc xác định, là quân con hàng này không đơn giản. Mà la quân con hàng này hai cái huynh đệ, quả nhiên cũng đều có chỗ bất phàm. Muốn phá cái này thượng thiện nhược thủy, tuyệt không thể nóng vội. Mà tần lâm, hắn duy trì thượng thiện nhược thủy trận pháp, cũng là cực kỳ tiêu hao pháp lực. Bất quá, hắn không sợ, hắn còn có rất nhiều thuần dương đan thuốc có thể bổ sung. Một phần thượng thiện nhược thủy kinh văn, bên trong ẩn chứa đạo lý há là nho nhỏ tào tử tuấn có thể phá giải. Trừ phi là công dương lăng xuất thủ, mới có thể đem cái này kinh văn cương ép xé rách ra. Bởi vì tần lâm pháp lực dù sao cũng có hạn, lợi hại hơn nữa pháp bảo, cũng đều cần người đến phụ trợ. Người nếu không được, bất kỳ pháp bảo nào đều là không tốt. Tào tử tuấn cũng không có xin giúp đỡ công dương lăng, hắn gánh không nổi người này. Hắn đang nghĩ biện pháp phá giải, bất quá công dương lăng lại là nhìn không được hắn triển khai động thiên động thiên bên trong tất cả mọi thứ hắn đều là rõ ràng công dương lăng cấp tốc thi triển chấn hồn kiếm một kiếm hướng tần lâm thượng thiện nhược thủy phần chảm giết tới chỉ một kiếm trực tiếp đem cái kia vô biên hồ nước trực tiếp chảm lui tần lâm pháp lực nhất thời cấp tốc hao phí mà lại những cái kia giọt nước sau cùng lại hóa thành kinh văn trở lại tinh chủ bản chép tay phía trên công dương lăng đợi lại ra tay là quân cấp tốc trượt lách người liền đến đến Tần Lâm bên người, nhị ca, tiến đến. Người khác cũng tại linh hồn trong tinh thạch, một chảo liền đem Tần Lâm bắt vào tới. Hắn cùng Tần Lâm ở giữa có ấn ký liên hệ, cho nên La Quân chuẩn xác tìm kiếm được. Chúng ta hợp lực, La Quân bắt Tần Lâm, lập tức nói với Tần Lâm. Tần Lâm thở phào, gật gật đầu, hai người pháp lực liền cùng một chỗ quán thâu đến cái kia linh hồn tinh trên đá. Sau đó linh hồn này tinh thạch hóa thành linh hồn ô quang ngay tại công dương lăng động thiên bên trong mạnh mẽ đâm tới công dương lăng cái này liền lấy la quân không có biện pháp nào hắn chấn hồn kiếm chảm giết tới linh hồn ô quang hơi lóe lên liền trực tiếp né tránh la quân muốn đi rất là đơn giản nhưng hắn không thể vứt xuống đại ca lâm phong công dương lăng lập tức liền nhìn ra điểm này hắn cấp tốc biến hóa động thiên pháp tắc tiếp lấy thì quấn lâm phong cùng tào tử tuấn cấp tốc rời đi công dương lăng thân hình nhanh vô cùng tại bên trên bầu trời mấy cái ngang dọc liền biến mất tung tích la quân muốn đuổi theo lại là không thể nào truy lên hắn trong óc cũng mất đi đại ca ấn ký công dương lăng cũng không có trực tiếp theo trời đài hắc môn bên trong trở về bởi vì hắn nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành hắn là vì đến bắt la quân đi muốn là mang cái lâm phong trở về vậy coi như chuyện gì xảy ra la quân trước mắt mất đi công dương lăng tung tích hắn nhất thời lòng nóng như lửa đốt Tần Lâm cũng không để ý, lập tức trấn an La Quân, nói ra, cũng chớ xem thường chúng ta đại ca, tuyệt không có việc gì. Tần Lâm rất là chắc chắn, La Quân thấy thế liền hơi hơi thở phào. Hắn nói ra, đi, chúng ta đi hủy bọn họ truyền tống môn. Sau khi nói xong, linh hồn ô quang thì trở lại cái kia Victor Dương Quang đại khách sạn trên sân thượng. Mà khiến La Quân cảm thấy ngoài ý muốn chết, trên sân thượng truyền tống môn đã biến mất. Ừm. La Quân nhất thời có chút không hiểu. Phải nói, trước mắt đây hết thảy đều phát sinh có chút rất là kỳ lạ. Đến giờ này khắc này, La Quân Y Nguyên không biết địch nhân là người nào, mục đích là cái gì. Mà lúc này, Lâm Phong cùng Công Dương Lăng ở giữa cũng triển khai quyết chiến. Công Dương Lăng đem Lâm Phong nắm bắt đến Nam Hải chi thượng, cũng chui vào bên trong biển sâu. Hắn vì cũng là không cho La Quân đuổi tới, hắn muốn trước đem Lâm Phong chế phục sau đó lấy Lâm Phong đến kiềm chế La Quân. Bất quá lúc này, Công Dương Lăng cảm nhận được Lâm Phong càng ngày càng cuồng bạo. Công Dương Lăng cảm nhận được động thiên bên trong, Lâm Phong khí thức càng ngày càng cuồng bạo, lại có loại khí trùng đấu tiêu cảm giác. Công Dương Lăng cấp tốc tế ra chấn hồn kiếm, một kiếm hung hãn vô cùng hướng Lâm Phong chém giết tới. Một kiếm ra, chấn áp vô biên địa ngục. Một kiếm này chi lực, có thể chảm đoạn côn lôn cùng vạn cổ. Kiếm quang lóe lên, liền đem Lâm Phong đầu lâu chém chúng. A, à, Công Dương Lăng bị kinh ngạc, hắn cũng không có muốn giết chết Lâm Phong, hắn không nghĩ tới một kiếm này thế mà liền trực tiếp chém giết Lâm Phong. Có điều rất nhanh, biến hóa thì đi ra, chấn hồn kiếm kiếm lực chém vào đến Lâm Phong trong não vực, cái kia trong não vực lập tức sinh ra vô số tái sinh lực lượng đến, thế mà cấp tốc dung hợp chấn hồn kiếm chấn hồn thần lực, mà lại Lâm Phong tổn hại não vực cấp tốc khép lại. Chấn hồn kiếm tất cả lực lượng, thế mà đều bị Lâm Phong hấp thu. Lâm Phong trong thân thể có chấn hồn kiếm khí hơi thở. Cái này, công dương lăng kinh ngạc đến ngây người. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như vậy. Quái thai, quái thai, công dương lăng phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, cảm thấy thời gian này, thật mẹ nó không có cách nào qua. Kẻ trước mắt này, so là quân tên kia đều muốn kỳ hoa cùng quái dị A. Cái này tam huynh đệ, đến cùng cái gì cấu tạo A. Lâm Phong đột nhiên há miệng, trực tiếp đem chấn hồn kiếm cắn, vài cái liền đem chấn hồn kiếm cắn một nửa. Còn lại một nửa bị công dương lăng cấp tốc triệu hồi. Ngươi, công dương lăng tuôn ra nhất quyền. Tào tử Tuấn cũng trùng sát đi ra, nhất quyền hướng Lâm Phong ở ngực đánh giết tới. Hai người song quyền, toàn bộ bạo tại Lâm Phong trên thân. Lâm Phong cũng không kịp hừ một tiếng, thân thể liền tiếp nhận khủng bố như vậy đả kích. Công dương lăng cùng Tào tử Tuấn đồng thời xuất thủ, song quyền trước sau oanh sát. Bọn họ cảm thấy, dạng này lực lượng, pháp tắc chính là thiên vị cảnh cao thủ đến, nếu là không thêm chống cự trực tiếp bị oanh giết bên trong, cái kia cuối cùng cũng chết không táng sinh chi địa. Nhưng lúc này, để bọn hắn trợn mắt hốc mồm một màn lại phát sinh. Bọn họ cảm giác được chính mình quyền lực oanh sát vào rừng phong thân thể về sau, Lâm Phong trong thân thể tế bảo biến dị, phân liệt, hóa thành vô số lực lượng thế mà trực tiếp đem bọn hắn quyền lực cho. Thôn phệ cứ như vậy thôn phệ. Công Dương Lăng cùng Tào Tử Tuấn nhất thời ngây người, bọn họ hai mặt nhìn nhau. Người này vẫn là người a, à. Công Dương Lăng ngơ ngác nói ra. Hắn cả đời này kinh ngạc đều dùng tại hôm nay, là quần cái kia cái quái thai không cần nhiều lời. Lâm Phong cái này liền càng thêm mẹ hắn khó có thể khiến người ta nghĩ rõ ràng. Mà Lâm Phong lúc này, không chỉ có không có có thụ thương. Trên thân lực lượng ngược lại càng thêm cuồng bạo. Cái kia là Khuynh Tâm tại Lâm Phong trong não vực khách khách cười nói, thế nào, Lâm Phong, hiện tại cảm nhận được ta vô cùng diệu dụng đi. Hiện tại, ta dạy cho ngươi làm sao đem hai người này lực lượng lên. Ta còn có một chiêu đại đạo thánh tế tiên thuật, có thể đưa ngươi mấy loại ba nghìn đại đạo hợp thành một loại thi triển đi ra. Đến lúc đó liền trực tiếp miểu sát hai người này. Lâm Phong gật gật đầu, hắn thực cũng không tốt đẹp gì. Tựa như là bị người cưỡng ép rót rất nhiều nước đến trong bụng, hắn cảm giác được dạ dày nước lăn lộn, đều muốn nôn. Đúng lúc này, là quân rốt cuộc tìm được Lâm Phong tung tích. Đại ca, là quân cùng tần Lâm hợp lực, phá vỡ trùng điệp trở ngại, đi vào Lâm Phong bên người. Lâm Phong tuy nhiên khó chịu, nhưng nhìn đến là quân cùng tần Lâm bình yên vô sự, hắn thở phào một hơi, vui vẻ nói, không có việc gì liền tốt. Tiến đến, là quân một chảo, liền đem Lâm Phong cũng bắt đến linh hồn trong tinh thạch. Đến giờ này khắc này, công dương lăng cùng tào tử tuấn liền lấy la quân ba người không có biện pháp nào la quân nói ra đại ca làm sao bây giờ lâm phong nói ra hai người này là tình huống như thế nào la quân nói ra ta cũng không biết là tình huống như thế nào bọn họ cố ý dẫn dụ ta tới muốn bắt ta lâm phong nói ra đến làm rõ ràng trước đem cái kia tu vi thấp giết sau đó lại hợp lực bắt giết lợi hại la quân không khỏi khó khăn nói ra, tại cái này động thiên bên trong muốn giết người có chút khó khăn. Lâm Phong nói ra, nhìn ta. La Quân vừa mới vẫn còn có chút khẩn trương, bây giờ đang ở đại ca trước mặt, hắn trầm tĩnh lại. Hết thảy đều từ đại ca đến mang đầu liền tốt. Lâm Phong cũng tuyệt đối là làm đại ca tài liệu, hắn xưa nay đều là có phong độ đại tướng. La Khuynh Tâm lúc này thì cùng Lâm Phong câu thông. Tập hợp đại truy tung thuật, đại kiếm quang thuật, biển cả giết gào thuật, ba thuật hợp nhất. La Khuynh Tâm nói ra. Lâm Phong gật đầu. Hắn vận chuyển thể nội đại truy tung thuật, đại kiếm quang thuật, biển cả giết gào thuật, ba loại thần thông vận chuyển tới cùng một chỗ. Loại thần thông này hợp nhất, người khác căn bản dùng không. Bởi vì thân thể liền sẽ chịu không được, nhưng Lâm Phong thân thể lại là có thể tiếp nhận. La Khuynh Tâm tiếp lấy dạy Lâm Phong khẩu quyết, cũng đem Tào Tử Tuấn cùng công dương lăng quyền lực toàn bộ vận chuyển lại. Thánh tế tiên thuật, La Khuynh Tâm nói ra, đây mới thực là tiên nhân pháp thuật, bình thường thân thể người không có thối luyện đến thánh thể trình độ không thể thi triển, cũng không thể tiếp nhận. Nhưng người có thể, hiện tại, đem cái này đếm loại sức mạnh hòa hợp một lò. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Phong chỉ cảm thấy thể nội ba loại thần thông vận chuyển, quanh thân huyết dịch sôi trào lên. Pháp lực cuồng mãnh còn như lũ quét. Ba loại thần thông lực lượng bên trong sinh ra kỳ diệu quy tắc. Đại biểu ba loại thế giới pháp tắc giao hội, tại Lâm Phong thể nội, tế bào vô cùng xé rách, ba loại nhan sắc thế giới chi lực sinh ra tới. Tầm thường thời điểm, cũng chỉ có đại đạo chi thuật, căn bản không thấy thế giới chi lực. Mà đem cái này 3.000 đại đạo thi triển tới trình độ nhất định, liền có thể nhìn thấy thế giới chi lực. Thế giới chi lực xuất hiện, đồng thời giao hội cùng một chỗ. Lâm Phong cảm giác trong não vực ba loại thế giới, sông núi, dòng sông, nhân loại, sinh linh, rừng cây, tín ngưỡng, toàn bộ tại hắn trong não vực nghiền ép hết thảy liền đều như phù quang lược ảnh giống lâm phong bạo giống một tiếng đón lấy hắn lo liệu cường hãn như thế pháp lực vận chuyển linh hồn tinh thạch cái này một cái chớp mắt linh hồn tinh thạch bắn nhanh ra như điện cái này một cái chớp mắt bốn phía tất cả thời gian pháp tắc không gian pháp tắc giống như đụng phải hắn thế giới va chạm ào ào phá nát đổ sụp tào tử tuấn còn chưa kịp hừ một tiếng hắn cũng cảm giác được thế giới nghiền ép lên tới thương khung sông núi, dòng sông toàn bộ áp xúc hướng về hắn chân áp tới. Đó là một loại không thể ngăn cản tuyệt vọng. Cái kia linh hồn chi quang lóe lên, liền đem Tào Tử Tuấn toàn bộ chém giết thành cho tàn. Công Dương Lăng trong mắt dần hiện ra hoảng sợ muốn tuyệt thần sắc, trong lòng của hắn sinh ra hoảng sợ, trực tiếp thu động thiên pháp tác sau đó thì mở chạy đi. Hắn tốc độ cực nhanh, nhanh đến không biên giới tế. Lập tức cũng là ngoài vạn dặm. Nhưng Lâm Phong càng nhanh, đại truy tung thuật cũng đã triển khai, như như giỏi trong xương theo tới. Công dương lăng nhất thời vãi cả linh hồn, hắn cảm giác tử thần ở phía sau đi theo. Hắn cô dám quay đầu, không dám nhìn tới, hắn trả cảm giác ba tòa đại thế giới đang theo hắn nghiền ép lên tới. Công dương lăng lúc này cũng vô pháp rời đi thế giới bao la, phải xuyên qua đến khác vị diện cũng cần thời gian nhất định. Hắn chỉ hoãn không được một cái chớp mắt, chỉ một cái chớp mắt liền sẽ bị lâm phong chém đến nhưng là mặc dù như thế lâm phong vẫn là đuổi theo cái kia linh hồn ô quang như lưỡi hái tử thần lại như ba tòa đại thế giới chảm giết tới tỉ mỉ nhìn cái kia chính là một đạo linh hồn ô quang nhưng nhắm mắt lại thì có thể cảm nhận được ba tòa đại thế giới to lớn vô cùng mắt thấy công dương lăng liền muốn chết oan chết uổng ngay vào lúc này phía trước hư không bên trong xuất hiện một đạo cửa lớn màu đen công dương lăng thấy thế không khỏi đại hỉ bởi vì đây là bọn họ Ngọc Thanh môn hư không thần luân pháp khí. Này hư không thần luân pháp khí có thể cho Ngọc Thanh môn liên thông ba nghìn thế giới, thậm chí có thể phá vỡ rất nhiều kết giới. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ kết giới đều có thể phá vỡ. Hư không thần luân chính là Ngọc Thanh trong môn một vị lợi hại Thái Thượng Trí Tôn trưởng quản. Vị này Thái Thượng Trí Tôn pháp lực cao thâm khó lường, nghe nói đã đạt tới tạo hóa chi cảnh. Lúc này, hắc ám chi môn mở rộng. Công Dương Lăng cấp tốc chui vào đi vào. Linh hồn ô quang truy giết tới, lập tức liền nhìn thấy hắc ám chi môn. Lâm Phong chủ trưởng linh hồn tinh thạch, hắn tự nhiên cũng biết hắc ám chi môn không đơn giản. Tuyệt không thể đần độn trực tiếp đi vào, hắn không nói hai lời, thi triển linh hồn ô quang một kiếm chém giết tới. Chính là muốn đem cái này hắc ám chi môn bổ ra. Ngay vào lúc này, cái kia hắc ám chi môn bên trong đột nhiên chui ra một nói bàn tay lớn màu vàng óng. Cái này bàn tay lớn màu vàng óng ẩn chứa tạo hóa chi lực, bá đạo vô cùng, làm cho người không thể chống cự. Cái này bàn tay lớn màu vàng óng không nhìn linh hồn ô quang, liền muốn đem linh hồn tinh thạch một trảo Đại thủ ấn nhẹ nhàng vô một cái, liền đem linh hồn tinh thạch tóm chặt lấy. Lâm Phong, là quân, tần lâm nhất thời hoảng sợ. Biết gặp phải tuyệt thế cao thủ. Bọn họ ra sức giấy ruộng, thi triển các loại thần thông, nhưng đại thủ ấn kia lại là hỗn độn vô biên, căn bản không thể nào chống cự. Đại thủ ấn bắt linh hồn tinh thạch, liền muốn lùi về đến hắc ám chi môn bên trong. Ngay vào lúc này, biến cố lại lên, cái kia hư không bên trong, đột nhiên lại xuất hiện một nói cửa lớn màu vàng óng. Đại môn bên trong cũng chui ra một đạo đại thủ ấn. Bàn tay này ấn chính là lấy áo khoác tay áo, là tăng bào. Đại thủ ấn kia một chảo, thế mà liền đem toàn bộ hắc ám đại môn bắt lấy, tiếp lấy xé ra kéo. Toàn bộ hư không thần luân, bao quát hắc ám đại môn bên trong người cũng bị xé rách đi ra. Sau đó, cửa lớn màu vàng óng bên trong đi ra một tên hòa thượng tới. Hòa thượng này không là người khác, chính là Viên Giác Pháp Thần. Pháp thần Viên Giác xuất hiện về sau, cái kia cửa lớn màu vàng óng cũng liền biến mất. Mà Viên Giác đứng ở trong hư không, hắn tay không lớn, nhưng phía trên lại đứng mấy người. Mấy người kia chính là La Quân, Lâm Phong, còn có Tần Lâm. Đồng thời, Công Dương Lăng cùng hư không thần luân cũng tại. Còn nhiều một tên lão đầu, lão đầu kia Công Dương Lăng nhận biết, chính là trong truyền thuyết một vị thái thượng chí tôn. Vị này thái thượng chí tôn tại Ngọc Thanh trong môn là có tên tiền bối, tạo hóa cảnh cao thủ. Lâm Phong cùng Tần Lâm còn chưa thấy qua viên giác pháp thần, hai người sợ hãi nhìn về phía đại hòa thượng này. Lúc này mọi người rõ ràng cảm giác mình thân thể không có thu nhỏ nhưng bọn hắn lại giống như là tôn hầu tử đứng tại như lai Phật trong lòng bàn tay. Pháp thần, là quân sau khi thấy rõ, không khỏi cuồng hỉ. Viên giác vẫn là như vậy mặt mũi hiền lành. Hắn mỉm cười, nói, tiểu thí chủ, xem ra người kẻ thù vẫn là thật không ít. Lần trước rước lấy mấy cái khó có thể nhìn thấy đại cao thủ, lần này càng là trực tiếp chọc tạo vật cảnh giới cao thủ. Là quân không khỏi kêu lên đụng thiên khuất, nói ra, pháp thần tiền bối, lần này thật không phải vãn bối chọc bọn hắn nãi nãi cái bóng ta cũng không nhận ra bọn họ viên giác cười nhạt một tiếng lâm phong cùng tần lâm trong lòng cũng thì nắm chắc bọn họ kính sợ viên giác nhưng lúc này cũng không nhiều lời nói viên giác nhìn về phía công dương lăng cùng tên kia thái thượng trí tôn vậy quá từ tôn gọi là hư không một đạo nhân hư không một đạo nhân đột nhiên thì quỳ gối viên giác trong lòng bàn tay hắn khóc ròng ròng nói pháp thần tham mạng Viên giác khe khẽ thở dài, nói ra, 3.000 thế giới, có mươi chín cái thế giới đảm nhiệm các ngươi dòng rủi tiêu giao. Ngươi vẫn còn muốn tự tiện thi triển thần thông đến cái này thế giới bao la bên trong tới. Hư không một đạo nhân một thanh nước mũi một thanh nước mắt, nói ra, pháp thần, pháp thần, ta sai. Ta thật sai, người tha ta lần này, về sau ta tất nhiên thật tốt làm người. Ta nguyện ý từ nay về sau tại ngài bên người làm một người tiểu đồng, thụ ngài phân công, pháp thần, tha mạng A. Hắn thật sự là hoảng sợ tới cực điểm. Không ngừng hướng viên giác đập lấy đầu, như vậy cầu khẩn thái độ quả nhiên là làm cho người động dung. Chính là ý chí sắt đá cũng phải vì đó mềm lòng. Đường nhỏ tu hành 8.000 năm mới có như thế tu vi, quả thực không dễ. Pháp thần, pháp thần, ngài tha ta nhất mệnh, tha ta A. Hư không một đạo nhân cuống quyết dập đầu. Viên giác từ tốn nói, quy củ, không thể phá. Ngươi, chịu chết đi. Hắn sau đó cong ngón búng ra. Chỉ bắn ra, hư không một đạo nhân liền bay ra ngoài. Bay ra ngoài thời điểm, toàn bộ thân thể bắt đầu tiêu tán, sau cùng toàn bộ hóa thành cho tàn, ngay cả cặn cũng không còn. Đệ nhất tuyệt đỉnh cao thủ, tạo hóa cảnh tuyệt thế đại kiêu. Nhân vật như vậy, kinh lịch viết ra, tuyệt đối là một bản sách lịch sử. Nhưng chính là như vậy một cái sai lầm nho nhỏ, liền từ này tan thành mây khói la quân nhìn về phía viên giác pháp thần giờ khắc này trong lòng của hắn dùng mình một cái pháp thần đối với la quân tới nói là tự ái nhưng là la quân biết nếu như mình làm trái pháp thần quy tắc như vậy pháp thần cũng tuyệt đối là tàn khốc cái kia công dương lăng lúc này lại là dọa sợ quanh người hắn đều là run lẩy bẩy liền hư không một đạo nhân đều chết công dương lăng lại làm sao có thể không sợ mà lại cũng không có chút nào ngoài ý muốn viên giác lại bắn ra ngón tay cái kia công dương lăng cũng trực tiếp tan thành mây khói như thế về sau viên giác mới đối la quân bọn người mỉm cười nói ra tốt ba vị tiểu hữu các ngươi có thể đi cái này la quân ngốc ngẩn ngơ hắn nói ra dưới tình huống nào pháp thần ngài biết giết chúng ta còn có chúng ta cùng bọn hắn tới nói tại trong lòng ngài khác nhau là cái gì ngài giết người chuẩn tắc là cái gì viên giác cười nhạt một tiếng nói ra, thế giới bao la bên trong, ngẫu nhiên có cao thủ đến đây, bần tăng đồng dạng hội trước quan sát ý đồ. Nếu không có quá khả buồn nôn nghĩ, chính là khu trục. Mà nếu muốn tại thế giới bao la bên trong xuống tay với thiên mệnh giả, cái kia đó là một con đường chết. Các người cũng có thể ghi lại, vô luận các người tại khác thế giới nguy hiểm cỡ nào. Đến thế giới bao la, tự có bần tăng bảo hộ. Cái này thế giới bao la, chính là ba nghìn thế giới tổng cương, nơi này xưa nay không cho tà ma. Là quân nghe vậy thở vào một hơi, hắn nói tiếp, có phải hay không chỉ cần là thiên mệnh giả, ngài đều sẽ tương hộ. Viên giác nói ra, không sai, bất quá, thiên mệnh giả cùng thiên mệnh giả ở giữa tranh đấu, bần tăng không biết nhúng tay. Thiên mệnh giả, chính là thiên mệnh chỗ về, vô luận các ngươi là tiên là ma, đều là thiên mệnh. Là quân các loại người đưa mắt nhìn nhau, sau một hồi khá lâu, là quân sờ mũi một cái, nói ra, Bất quá chúng ta dự định là bắt công Dương Lăng người sống, ta còn không biết hắn là đến từ nơi nào, có gì mục đích. La Quân là hy vọng Viên Giác có chỗ lộ ra. Viên Giác cười nhạt một tiếng, nói ra, cái kia không có quan hệ gì với Bần Tăng. La Quân liền biết Viên Giác sẽ nói như vậy. Bất quá đúng lúc này, Tần Lâm xuất ra tinh chủ bút ký còn có Sơn Hải Châu. Tiền bối, hai thứ này sự vật thế nhưng là xuất từ ngài chi thủ. Tần Lâm nghiên cứu tinh chủ bản chép tay đã lâu hắn đã sớm hoài nghi tinh chủ cùng viên giác ở giữa có liên hệ nào đó. Lúc này cơ hội khó được, Tần Lâm liền hỏi ra. Là quần trước đó thì hỏi qua cùng loại vấn đề, nhưng viên giác đều lập lờ nước đôi. Cái này nhị ca muốn hỏi, hắn cũng kích động lên. Viên giác nhìn một chút cái kia tinh chủ bút ký cùng Sơn Hải Châu, hắn mỉm cười, nói ra, Tần Tiểu Hiếu, nên minh bạch, người sớm muộn sẽ minh bạch. Không cần hỏi nhiều. Hắn đón đến, vừa nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong cũng nhìn về phía viên giác, hắn cung cung kính kính thở dài, nói, vãn bối xin ra mắt tiền bối. Viên giác ánh mắt thoảng qua phức tạp, hắn khe khẽ thở dài, nói ra, người con sâu nhỏ này, quả nhiên vẫn là đi đến một bước này. Lâm Phong nhất thời bị kinh ngạc, hắn trong não vực côn trùng còn không có bị ngoại nhân xem thấu qua. Mà lại lúc này, Lâm Phong cũng cảm giác được luôn luôn không sợ trời không sợ đất la khuynh tâm lúc này cũng rất khẩn trương. Nàng nghĩ một lát, mới đối tản mát ra não vực ý thức đến, nàng là cùng viên giác giao lưu. Chỉ nghe nàng nói ra, người có thể hiện tại thì giết ta, viên giác. Viên giác từ tốn nói, cái kia công côn trùng còn sống, cho nên, người cũng có thể sống lấy. Các ngươi còn có các ngươi tạo hóa. Là khuynh tâm nhất thời chán ghét nói ra, ta ghét nhất cũng là như ngươi loại này cái gì đều tại thiên đạo bên trong diễn xuất, nói cho cùng, ngươi còn không phải thiên đạo một con chó la quân cùng tần lâm nghe không được la khuynh tâm lời nói nhưng lâm phong nghe được lâm phong không khỏi giật nảy cả mình cái này la khuynh tâm lá gan quá lớn lại dám cùng viên giác pháp thần nói chuyện như vậy viên giác lại cũng không có sinh khí hắn cười nhạt một tiếng nói ra người trung quy là không hiểu sau đó hắn vung tay lên nói các ngươi đi thôi cái này một cái chớp mắt viên giác trực tiếp đem mọi người ném ra bên ngoài đón lấy viên rác thì đạp phá hư không trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. la quân bọn người liền nhanh chóng bay trở về yến kinh. lần này không đánh rất là kỳ lạ, la quân cũng không làm rõ ràng được đến cùng là tình huống gì. bất quá la quân cũng không có quá lo lắng đo rần bọn họ an nguy, bởi vì la quân biết có viên giác pháp thần tại đám người kia tuyệt đối không còn dám đến thế giới bao la làm càn. trở lại yến kinh về sau, la quân cũng hỏi lâm phong cái kia chính là La Khuynh Tâm cùng Pháp Thần nói cái gì. Lâm Phong không có nói cho La Quân, hắn cũng tôn trọng La Khuynh Tâm tư ẩn. Nhưng Lâm Phong vẫn là không nhịn được hỏi La Khuynh Tâm, người cùng viên giác Pháp Thần nói cho cùng tính toán là có ý gì. La Khuynh Tâm khách khách cười một tiếng, nói ra, người muốn biết. Lâm Phong nói ra, người không sợ hắn. La Khuynh Tâm nói ra, ta sợ, ai có thể không sợ hắn. Cái này lão hòa thượng, người có thể chớ nhìn hắn mặt mũi hiền lành năm đó thế nhưng là cái sát thần, chết ở trên tay hắn cao thủ không đếm hết. Lâm Phong nao nao, La Khuynh Tâm nói ra, người giết cái kia chút người, cùng viên giác so ra quả thực cũng là không đáng giá nhắc tới đây. Lâm Phong nói ra, ta có chút xem không hiểu. La Khuynh Tâm nói ra, cũng không có gì xem không hiểu, chúng ta đều là quân cờ, người biết không? Bao quát viên giác, cũng là quân cờ. Viên giác không giết ta, là bởi vì ta còn hữu dụng. Hắn nói ta nhìn không hiểu, ta còn cảm thấy hắn ngu muội đây. Nhưng đến cùng là ai ngu xuẩn, cái này bây giờ còn chưa có kết luận. Nếu có một ngày, người có thể đứng ở so viên giác còn cao cao độ phía trên, khả năng này chúng ta cũng là đúng. Đứng tại so viên giác pháp thần còn cao cao độ, Lâm Phong hít sâu một cái hàn khí, nói ra, cái này sao có thể. Là khuyên tâm nhất thời bất mãn, nói, có cái gì không có khả năng. Người cần phải có cái này hào khí. Lâm Phong nói ra, ta không cần, Ta hiện tại không muốn khác, chỉ muốn nhanh điểm kết thúc trận này sát kiếp, sau đó trở lại qua chút sống yên ổn thời gian." La Khuynh Tâm nói ra, ngươi, nàng vốn là rất tức giận, nhưng ngẫm lại, còn nói thêm, tính toán hiện sẽ nói với ngươi không hiểu. La Quân vẫn suy nghĩ không ra muốn bắt người khác là ai, cái gì mục đích? Việc này để Trầm Mặc Nùng cũng tự nhiên là cha không ra cái như thế về sau. Cho nên La Quân căn bản không tìm Trầm Mặc Nùng. La Quân không biết là tại Ngọc Thanh trong môn bởi vì việc này đã lên sóng to gió lớn. Tại Vân Đính trong điện, Phó Chi Bụi ở trên bài ngồi. Lớn lên Vân Trưởng Lão, ô Vân Trưởng Lão, chư Phó Trưởng Giáo đều tại. Thật là nghĩ không ra, vốn là coi là có thể dễ như trở bàn tay sự tình, hiện tại thế mà làm thành cái dạng này. Lớn lên Vân Trưởng Lão ở một bên đau lòng nhức óc. Phó Chi Bụi cũng là ngưng trọng vô cùng, bây giờ có thể xác định là công dương lăng Phó Trưởng Giáo, còn có Tào Tử Tuấn đều đã chết. Không chỉ là như thế, liền, hư không nhất tổ sư đều bị độc thủ, cái kia hư không thần luân tiên khí cũng theo đó mất đi. Điều này khả năng, làm sao có thể, ô vân trưởng lão không nghĩ ra, hắn nói ra, hư không nhất tổ sư chính là tạo hóa cảnh cao thủ, tại toàn bộ địa cầu bên trong, có bao nhiêu người có thể đầy đủ chiến thắng lão nhân ra ông ta. Sự kiện này, nhất định phải hướng các thượng tiên bẩm báo. Phó chỉ bụi hít sâu một hơi, nói ra, hư không nhất tổ sư chết, bản tôn đảm đương không nổi trách nhiệm này. Sự kiện này, tại không có làm rõ ràng trước đó, không được lại ra tay. Mọi người gật đầu. Chuyện này, làm thật là quá nghiêm trọng. Lão hủ nhớ tới một chuyện tới, lớn lên vân trưởng lão đột nhiên nói ra. Phó chi bụi nhìn về phía lớn lên vân trưởng lão. Tất cả mọi người nhìn về phía lớn lên vân trưởng lão. Sự tình gì, phó chi bụi hỏi lớn lên vân trưởng lão nói ra, lão hủ nhớ tới, thế giới bao la bên trong một cái truyền thuyết. Ồ, phó chi bụi nói, nói. Lớn lên vân trưởng lão nói ra, năm đó thần ma đại chiến, pháp thần viên giác lấy bản thân chi thân huy động thiên đạo bút, đem thần ma vây khốn, trận chiến kia, thần ma bị chết bảy tám phần, cực kỳ khốc liệt. Pháp thần lực lượng để thế nhân chấn kinh, về sau nhưng lại lại chưa từng nghe qua pháp thần truyền thuyết. Nhưng cũng có một cái thuyết pháp, cái kia chính là pháp thần đang thủ hộ thế giới bao la. Không cho bất luận cái gì thật thần tà ma xâm lấn, bởi vì ba nghìn thế giới bên trong, duy nhất không thể bị cải biến, xâm nhập cũng là thế giới bao la. Hắn thế giới, đổ sụp còn có thể sinh ra tân thế giới. Mà thế giới bao la một khi đổ sụp, xảy ra vấn đề. Toàn bộ thiên đạo, ba nghìn thế giới đều sẽ hỗn loạn. Chuyện này, người xác định sao? Phó Chi Bụi lập tức hỏi. Lớn lên vân trưởng lão không khỏi cười khổ, nói ra hồi bẩm chí tôn lão hủ cũng chỉ là tin đồn không dám quá mức xác định nhưng lão hủ còn nghe qua có rất nhiều cao thủ đều thần bí biến mất tại thế giới bao la bên trong trước kia thế giới bao la bên trong từ trường càng cường thịnh đám chân thần bọn họ cũng cũng không nguyện ý tới gần thế giới bao la phó chi bụi nói ra thế giới bao la tính toán bản tôn muốn tế ra tiên giới phủ chiếu hết thảy đều chờ bản tôn câu thông thượng tiên về sau lại bàn bạc kỹ hơn đi Phó Chi Bụi rất nhanh liền kết thúc lần này hội nghị. Hắn nghiêm mọi người không được ngoại truyền lần này sự kiện, đây là Ngọc Thanh môn cao đẳng bí mật. Phó Chi Bụi sau đó theo Vân Đính Bọc Hậu mới ra ngoài. Vân Đính Bọc Hậu là một hoa viên, trong hoa viên có cầu nhỏ nước chảy. Trong hoa viên có không ít sơ cấp đệ tử ngay tại trồng hoa trồng cỏ, bọn họ trông thấy phó chi bụi về sau, liền đều quỳ dạp trên đất, cung kính vô cùng. Ngọc Thanh trong môn có bốn điện, tám đường mặt khác cũng có thái thượng tôn lầu thái thượng tôn lầu là thái thượng trí tôn nhóm tồn tại địa phương chỗ kia cũng không phải là một tòa lầu mà chính là thời không chỗ sâu mỗi một cái thành công môn phái đều sẽ chế tạo thời không chỗ sâu bởi vì đối với tu vi quá cao trí tôn nhóm tới nói thế gian này từ trường để bọn hắn rất khó chịu cũng sẽ sinh ra vô số kiếp số đến làm khó bọn hắn mà lúc này thiên địa sát kiếp buông xuống ngược lại để tất cả cao thủ đều cảm thấy dễ chịu rất nhiều từ trường không lại như vậy bài xích cùng áp chế bọn hắn. Cho nên, lúc này cũng có rất nhiều cao thủ là không chịu nổi tịch mịch muốn đi ra. Thái thượng tôn lầu là ngọc thanh môn trí cao vị trí, bao trùm tại vân đính trên điện. Vân đính điện vì bốn điện tám đường đứng đầu. Phó chi bụi một thân suốt trần áo trắng, hắn tướng mạo tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng. Tuy nhiên hắn tiêu sái như vậy, nhưng Ngọc Thanh trong môn trên dưới đối với hắn đều là kính sợ có phép. Cái này phó chi bụi là tuyệt đối có cổ tay người, hắn tu vi cũng là siêu phàm nhập thánh. Phó chi bụi trở lại hắn hoa lệ tầm cung về sau, liền vung đẩy tỷ nữ. Cái này tầm cung rất lớn, mặt đất cửa hàng tơ tầm chân vũ thảm. Khắp nơi đều lộ ra một loại xa hoa cùng đại khí. Phó chi bụi đi vào hắn trước giường, sau đó hắn theo phòng bị tu di bên trong tay lấy ra màu vàng ống chiếu thư. Này chiếu thư vừa ra lập tức lóe ra thánh khiết nhu hòa quang mang tới. Chỉnh cái phòng bên trong lập tức liền tràn ngập một loại thánh khiết, ấm áp ánh sáng mặt trời khí tức. Cái này chiếu thư chính là tiên giới phủ chiếu. Ngọc Thanh môn hết thảy có 10 đạo tiên giới phủ chiếu, nhưng phó chi bụi chỉ có hai đạo. Còn lại 8 đạo đều tại Thái Thượng Tôn trong lầu. Audio điện tử võ tấn bền Tiên giới phủ chiếu chính là tiên giới các tiên nhân lưu cho Ngọc Thanh môn đặc thù tín vật. Trước kia tiên giới thông đạo không có đóng lại thời điểm, tiên giới phủ chiếu cũng là một cái danh ngạch, nếu như tu luyện đầy đủ, liền có thể thông qua tiên giới phủ chiếu phi thăng tiên giới. Phi thăng tiên giới về sau, cũng sẽ nhận được thích đáng an bài. Không giống người khác, nếu là dựa vào chính mình phi thăng tiên giới, như vậy đi tiên giới, cũng là như tạp dịch nhân vật bình thường, căn bản không có địa vị. Cái này tiên giới phủ chiếu giống như thế giới bao la nhân viên công vụ thân phận một dạng, cầm phù chiếu đến liền là đạt được thể chế tán thành. Ngươi là chúng ta người. Không có lời nói, đến liền là cái nhân viên tạm thời. Thậm chí nhân viên tạm thời cũng không tính. Nhưng bây giờ, tiên giới thông đạo tổn hại, tiên giới phù chiếu hiện tại cũng nhiều lắm là liền có thể cùng thượng tiên nhóm câu thông. Mà lại, không có cường đại pháp lực cũng căn bản câu thông không tiên giới thượng tiên. Lúc này, phó chi bụi buông tay ra cái kia tiên giới phủ chiếu thì nổi bồng bình giữa không trung đón lấy phó chi bụi bắt pháp quyết cường đại pháp lực quán thâu đến tiên giới phủ chiếu phía trên phó chi bụi trong miệng đọc độc hữu chú ngữ hắn pháp lực như điên phóng túng chiều một làn sóng che lại một làn sóng hướng cái kia tiên giới phủ chiếu bên trong dũng mãnh lao tới bây giờ phó chi bụi đã là thiên vị cảnh cao thủ đợi đến hắn đến thiên vị cảnh đỉnh phong về sau hắn cũng sẽ thu hoạch được tiến vào thái thượng tôn lầu tư cách ngọc thanh môn nghiêm chỉnh mà nói là địa cầu phía trên bí ẩn nhất một cái môn phái mà lại lịch sử tri cử viễn cũng là làm cho người líu lưỡi cho nên ngọc thanh môn lợi hại nhất lực lượng ngay tại thái thượng tôn trong lầu nhưng cái này địa cầu đối cao thủ áp chế thật sự là quá lợi hại trước sớm sát kiếp chưa phủ xuống thời giờ đám này thái thượng tôn lầu lão quỷ nhóm là tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ ngọc thanh môn lão quỷ nhóm cũng là sinh không gặp thời bọn họ đều muốn phi thăng tiên giới rời đi cái này đáng giận địa cầu. Nhưng là, tiên giới thông đạo tổn hại, bọn họ nắm giữ tiên giới phủ chiếu cũng không thể tránh được. Sau đó chỉ có thể một mực tu luyện, lấy chờ đợi có một ngày, tiên giới thông đạo chữa trị, sau đó phi thăng tiên giới. Tiên giới phủ chiếu tại phó chi bụi mạnh mẽ pháp lực trùng kích vào, rốt cục bắt đầu có phản ứng. Sau đó, cái kia tiên giới phủ chiếu bên trong bắt đầu xuất hiện một chùm sáng màn màn sáng bên trong, tản mát ra một loại cực kỳ thuần dương khí tức cùng uy nghiêm nguyên thần ý niệm tới. Phó chi bụi thấy không rõ lắm bên trong cảnh tượng, nhưng lúc này lớn lao uy nghiêm để hắn cũng không nhịn được muốn quỷ bái. Đây là tới từ tiên giới, tiên nhân khí tức. Phó chi bụi hít sâu một hơi, quỳ gối quỳ xuống, nói, hạ giới, ngọc thanh môn thứ 89 vị trưởng giáo phó chi bụi, bái kiến tiên nhân. Hắn sau khi nói xong, lại là một trận muốn mạng trầm mặc hồi lâu sau, cái kia tiên giới phủ chiếu bên trong mới truyền ra ý niệm tới. Loại ý này đọc là không phân lời nói, chỉ là đem ý tứ biểu đạt ra tới. Phó chi bụi tiếp thụ lấy tin tức cũng là bọn họ địa cầu lời nói. Ngọc Thanh môn thứ 89 vị trưởng giáo, tiên nhân kia thanh âm đạm mạc cùng cực, nhưng đạm mạc bên trong lại có loại để phó chi bụi ngạt thở, sợ hãi thừa số. Hắn cô dám có một ít làm càn, e sợ cho đắc tội tiên nhân. Hồi tiên nhân, đúng vậy, phó chi bụi hữu lễ có tiết nói ra. Cái kia tiên nhân nói, tiên giới thông đạo tổn hại mấy ngàn năm, người có thể tại còn trẻ như vậy tuổi tác bên trong tu đến cảnh giới này, cũng coi là một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Ngày khác thông đạo chứa trị, người phi thăng lên đến từ về sau, bổn tòa hội thật tốt phun trồng ngươi. Đa tạ tiên nhân, phó chi bụi không khỏi đại hỷ. Phó chi bụi xưa nay trầm ổn, không có cái gì dụ hoặc có thể làm cho hắn như thế hớn hở ra mặt nhưng cái này thượng giới tiên nhân lời nói vẫn là để lòng hắn động. Cái kia tiên nhân nói, ngươi ghi lại, bổn tọa chính là trường hận thiên quân. Đệ tử ghi nhớ, phó chi bụi nói ra. Sau đó, phó chi bụi còn nói thêm, đệ tử hướng tiền bối tiền chiết khấu. Hắn sau khi nói xong thì liên tiếp dập đầu ba cái. Cái kia trường hận thiên quân nhàn nhạt gật đầu, sau đó nói, tốt, tốt, tốt. Phó chi bụi tiếp lấy lại hỏi, đệ tử không phải là nóng vội, chỉ là có chút kỳ quái, vì sao tiên giới thông đạo sẽ bị tổn hại. Trường Hận Thiên Quân nói ra, đó là có một thế lực tận lực đến tổn hại, bọn họ mục đích là muốn để tiên giới không cách nào nhúng tay địa cầu sự tình. Hiện tại toàn bộ tiên giới đều đang đuổi tra sự kiện này, cũng tại hết sức tu bổ tiên giới thông đạo. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, khoảng trăm năm, tiên giới thông đạo liền có thể chữa trị. Vậy thì thật là quá tốt, Phó Chi Bụi nói ra. Trường Hận Thiên Quân nói ra, địa cầu đối với tiên giới tới nói cực kỳ trọng yếu, tiên giới một mực tải chữa trị thông đạo. Cho nên hiện tại có tiên giới thuần dương chi khí hàng lâm xuống. Phó chi bụi nói ra, các thượng tiên vất vả. Trường hận thiên quân cười nhạt một tiếng, sau đó nói tiếp, người dùng cái này tiên giới phủ chiếu liên hệ thượng giới, thế nhưng là có chuyện gì? Phó chi bụi sắc mặt run lên, lập tức nói, hồi bẩm tiên bối, xác thực là có chuyện, chuyện trọng đại. Tốt, người nói, Trường hận thiên quân nói. Phó chi bụi nói ra, tiền bối, sự tình là cái dạng này. Trước đó có cái gọi hạng ương tiểu bối bị chúng ta dẫn tới trong môn. Hắn nói hắn là không minh phu nhân nhi tử, vãn bố cha một phen, hắn thật có thánh tộc huyết mạch tại. Hắn nói hắn từng cùng người giao thủ, là một cái tu vi thấp hơn hắn rất nhiều người. Nhưng là người kia lại hút đi hắn rất nhiều pháp lực. Hắn hoài nghi đó là chúng ta một mực tìm kiếm ngũ cốc xã tắc thần thụ hạt giống. Trường hận thiên quân cũng là thất sắc, nói, người nói là, ngũ cốc xã tắc thần thụ tái hiện. Phó chi bụi nói ra, vãn bối còn tại truy cha, cũng không dám khẳng định. Vậy thì nhanh lên cha, trường hận thiên quân nói ra, người tên gì? Phó chi bụi nói tục danh. Trường hận thiên quân nói ra, phó chi bụi, việc này quá trọng đại. Người cũng đã biết, hiện tại có một cỗ thần bí thế lực muốn chiếm đoạt địa cầu. Bọn họ nếu là đến cái kia ngũ cốc xã tắc thần thụ, lại tới đối phó chúng ta tiên giới Chính là tiên giới cũng phải bị tai họa ngập đầu Cái kia ngũ cốc xá tắc thần thụ là tuyệt không thể lưu giữ trên đời này Phó Chi Bụi bị kinh ngạc Hắn cũng không nghĩ tới sự tình hội nghiêm trọng đến nước này Vâng, tiền bối, Phó Chi Bụi nói ra Trường hận thiên quân nói ra, truy tra đến thế nào Phó Chi Bụi nói ra Vãn bối vốn là muốn đem sự tình làm thỏa đáng một số Sau đó lại đuổi theo giới, cùng tiền bối ngài báo cáo chỉ là ra một kiện đại sự. Ồ, Trường Hận Thiên Quân nói, cái đại sự gì, người tỉ mỉ nói đến. Phó Tri Bụi nói ra, vãn bối phái một tên phó trưởng giáo, còn có một danh môn bên trong cao thủ đi đuổi bắt thanh niên kia La Quân. La Quân cũng là khả năng người mang ngũ cốc xã tắc hạt giống người, hắn tu vi là động tiên sơ kỳ. Hừ, con kiến hôi một cái. Trường hận thiên quân nói ra, không sai, thật là con kiến hôi một cái. Phó chi bụi nói ra, nhưng việc này việc này lớn vãn bối không dám có sai lầm cái kia phó trưởng giáo chính là không trung cảnh sơ kỳ tu vi tên kia phái đi cao thủ thanh niên cũng là động tiên trung kỳ mà lại về sau thì liền hư không nhất tổ sư cũng sử dụng tiên khí hư không thần luân cách không nắm bắt không nghĩ tới chết hư không nhất tổ sư còn có cái kia phó trưởng giáo công dương lăng cùng tào tử tuấn toàn bộ đều chết trường hận thiên quân kinh ngạc không thôi nói ngươi nói cái gì hư không một bổn tọa biết, hắn thiên phú không tồi. Rất có cơ hội bước vào tạo hóa cảnh, người nói hắn chết. Một ngàn năm trước, hư không nhất tổ sư liền bước vào đến tạo hóa cảnh. Nhưng lúc này, tổ sư thật là đã chết. Sự kiện này quá mức quỷ dị, cho nên vãn bối mới đến cùng tiền bối ngài bẩm báo. Phó Chi Bụi nói ra. Trường hận thiên quân trầm ngâm sau một lúc lâu hỏi, các người ở nơi đó động thủ. Phó Chi Bụi nói ra, thế giới bao la khó trách, trường hận thiên quân lập tức liền minh bạch. hắn tiếp tục nói, bất cứ lúc nào, các ngươi đều không muốn tại thế giới bao la bên trong lỗ mãng. phó chi bụi nói ra, a, à, trường hận thiên quân nói ra, thế giới bao la bên trong có viên giác thủ hộ, các ngươi đi bao nhiêu người đều là muốn chết. viên giác pháp thần viên giác, hắn quả nhiên là vô địch sao? phó chi bụi nói ra, trường hận thiên quân cười lạnh một tiếng, nói ra viên giác tại trong tiên giới đều là tuyệt đỉnh người bổn thiên quân ở trước mặt hắn cũng không dám lỗ mãng năm đó cái kia trùng hoàng cũng coi là nhân vật tuyệt đỉnh một đám thiên quân ma quân không biết bị cái kia trùng hoàng giết bao nhiêu có thể lại như thế nào trùng hoàng gặp viên giác cũng muốn đường vòng mà đi cái này viên giác đến cùng là nhân vật ra sao phó chi trần tâm bên trong lật lên sóng biển ngập trời tới trường hận thiên quân nói ra Ngươi không cần phải để ý đến viên giác là nhân vật ra sao, viên giác có viên giác chuẩn tắc. Thế giới bao la là địa cầu hạch tâm, nơi này thời gian, không gian chờ một chút đều là tổng cương, không thể sai sót. Các ngươi đừng đi thế giới bao la là được rồi. Vâng, tiền bối, phó chi bụi nói ra. Trường hận thiên quân nói ra, có điều, ngũ cốc xã tắc thần thụ sự tình quá mức nghiêm trọng. Bí mật này, các ngươi nhất định không thể để lộ ra đi. Đồng thời, mau chóng nghĩ biện pháp, không tiếc hết thảy muốn đem gốc cây kia tìm tới, sau đó hủy diệt. Nếu không lời nói, bị cỗ thế lực kia đạt được ngũ cốc xá tắc thần thụ, không chỉ có địa cầu bị hạo kiếp, tiên giới cũng không có kết cục tốt. Vâng, tiền bối, phó chi bụi nói ra. Trường hận thiên quân nói ra, vừa có tiến triển, lập tức hướng bổn tọa báo cáo. Bổn tọa phải tùy thời biết tin tức mới nhất. Phó chi bụi nói ra, vâng, tiền bối. Sự kiện này như hoàn thành, người chính là tiên giới đại công thần, đến lúc đó, bổn tòa hội liên hợp chúng thiên quân, cho ngươi không tưởng được chỗ tốt. Trường hận thiên quân tiếp tục nói, vãn bối làm hết sức là lớn tiên làm việc, phó chi bụi nói ra. Sau đó, phó chi bụi thì kết thúc cùng trường hận thiên quân trò chuyện. Đón lấy, phó chi bụi khẩn cấp triệu kiến ô vân trưởng lão, lớn lên vân trưởng lão, còn có nạp lan vân tuyết, hạng ương bốn người. Ngay tại hắn trong tầm cung, hắn gặp bốn người này lớn lên vân trưởng lão, ô vân trưởng lão, còn có nạp lan vân tuyết, hạng ương tuần tự đến. Nạp lan vân tuyết cùng hạng ương sau khi đi vào, lập tức một gối hành lễ. Hạng ương có chút không tình nguyện, nhưng cũng thật không dám biểu hiện ra ngoài. Dù sao, nơi này là người ta địa bàn. Phó chi bụi lúc này cũng thay đổi tại trường hận thiên quân trước mặt hèn mọn, hắn uy nghiêm triển lộ ra. Toàn thân áo trắng, như xuất trần trích tiên. Phó chi bụi ngồi tại trước bàn, lớn lên vân trưởng lão cùng ô vân trưởng lão ngồi tại bên cạnh hắn. Phó chi bụi trầm giọng nói ra, vân tuyết, hạng ương, các người đại khái còn không biết chuyện gì phát sinh a à. Nạp lan vân tuyết cùng hạng ương ngẩng đầu nhìn về phía phó chi bụi, các nàng tự nhiên là nghi hoặc. Nạp lan vân tuyết nói ra, vân tuyết không biết. Phó chi bụi nói ra, tính toán, không nói cũng được. Bản tôn chỉ nói cho các người biết một việc, cái kia chính là tại thế giới bao la bắt hành động. Thất bại chúng ta tổn thất nặng nề. Thế giới bao la, là tuyệt không thể đi. Phó chi bụi phía dưới tổng kết, hắn nói ra, nhưng là bản tôn đã cùng thượng giới các tiên nhân câu thông qua, các tiên nhân đối với chuyện này phi thường trọng thị. Ngũ cốc xã tắc thần thụ là tuyệt không thể tồn tại ở thế gian, cho nên, chúng ta cũng nhất định phải đem cái kia la quân bắt trở lại, làm rõ ràng. Xem ra, chúng ta cần phải nghĩ biện pháp đem cái kia la quân dẫn dụ rời đi thế giới bao la lớn lên vân trưởng lão trầm giọng nói ra bọn họ bên này vẫn chưa luận điều tra được la quân cùng chúng tinh điện chi ở giữa quan hệ tại thế giới bao la bên trong điều tra xác thực rất khó xuất hiện chúng tinh điện cái bóng ô vân trưởng lão thì nói ra nhưng là chúng ta đã đả thảo kinh xà một lần chỉ sợ la quân sẽ không lại tùy tiện mắc lừa hạng ương lập tức nói vãn bối nhớ tới một việc mọi người lập tức liền nhìn về phía hạng ương hạng ương nói ra ta ngày đó cùng cái kia la quân đối chiến bên cạnh hắn còn có ngân sa vương kiều ngưng nhìn hai người bọn họ quan hệ vô cùng thân mật chỉ cần chúng ta nghĩ cách bắt này kiều ngưng truyền lại ra một số tin tức không sợ hắn không đi cứu giúp nạp lan vân tuyết khẽ nhíu mày tựa hồ là không thích hèn hạ như vậy chiêu thức nhưng nạp lan vân tuyết vẫn chưa nói thêm cái gì nàng cũng biết tình thế vô cùng nghiêm trọng lớn lên vân trưởng lão nói ra ngân sa vương là nhân vật nào hạng ương nói ra bất quá là thiên châu la quân yêu tiên một trong tu vi không đáng nhắc đến lớn lên vân trưởng lão nói ra như vậy vấn đề đến ngân xa vương có thể hay không cũng tại thế giới bao la bên trong đâu hạng ương nói ra khả năng này cũng không lớn thế giới bao la cũng không thích hợp tu vi tới trình độ nhất định người ở lại nạp lan vân tuyết thì nói ra ta cũng cảm thấy hạng ương công tử lời nói có nhất định đạo lý cái kia yến kinh càng làm cho nhân nạn lấy tiếp cận này kiều ngưng nếu là yêu tiên, chỉ sợ yến kinh nàng khó có thể mỏi mòn chờ đợi. Mà la quân lại một mực tại trong yến kinh, cái này đã nói lên, kiều ngưng cũng không tại yến kinh, cũng rất không có khả năng tại thế giới bao la bên trong. Phó chi bụi liền trầm giọng nói ra, đã như vậy, cái kia sự kiện này sẽ phải gấp đi làm. Lớn lên vân trưởng lão, vẫn là làm phiền ngươi đi điều tra này kiều ngưng hạ lạc. Mặt khác, cũng muốn ưng thần ti bên kia tiếp tục quan sát, nếu như la quân bọn người một khi rời đi thế giới bao la, lập tức bẩm báo. Vâng, trí tôn, lớn lên vân trưởng lão nói ra. Ô vân trưởng lão thì nói ra, cái kia la quân đã có thể tại trong yến kinh mỏi mòn chờ đợi, thân phận là thiên mệnh giả liền sẽ không giả. Thiên mệnh giả không có khả năng một mực đợi tại trong yến kinh hưởng phúc, bọn họ có bọn họ vận đạo. Phó Tri Bụi nói ra, ô vân trưởng lão lời nói cũng có đạo lý, chúng ta trước hết chia ra hành sự đi, Yến Kinh bên này, La Quân còn có không đến 20 ngày liền muốn hồi chúng tinh điện. La Quân cũng không có nói với Trầm Mặc Nùng hắn gặp phải vấn đề, hắn gặp phải vấn đề vốn cũng rất nhiều, nhiều lời vô ích, ngược lại sẽ để cho Trầm Mặc Nùng theo lo lắng. La Quân dành thời gian thời điểm đi bồi mấy lần tư đồ công quán Ngô Gia Gia, cũng ra một chuyến biển, gặp cái kia âm dương tử điện xong rắn một lần. La Quân duy nhất một lần kết nợ nần, cho chúng nó đầy đủ đan dược. Đến tận đây bạc hàng hai bên thỏa thuận xong, La Quân cũng không có đi quấy rầy Linh Nhi, Linh Nhi tại áo đen tố trình chỗ đó, hắn rất yên tâm. Hắn nghĩ, đợi nàng hết giận, liền sẽ trở về. Trong thời gian này, La Quân còn thật không có rời đi thế giới bao la. Trong lòng của hắn không phải không lẩm bẩm, tuy nhiên công dương lăng đám người kia chết. Nhưng là đám người kia đều bị viên giác pháp thần xuất thủ, thế lực sau lưng không thể đánh giá thấp. Bọn họ đến cùng là lai lịch gì? La Quân một chút cũng không đoán ra được la quân cũng có chút bận tâm kiều ngưng an nguy nhưng hắn cũng không có hắn càng dễ làm hơn pháp đi tìm kiều ngưng hết thảy đều chỉ có thể thì như vậy trước đợi lâm phong cùng tần lâm bây giờ cũng là mỗi ngày vui đến quên cả trời đất la quân cùng hai vị ca ca so ra chính mình vẫn cảm thấy có phần hổ thẹn hai vị kia đều là toàn tâm toàn ý che chở thê tử chính là ái thê của ma mà la quân thê tử nhiều nhất mà lại hắn cũng không có hai vị kia như vậy cẩn thận bảo vệ Buổi tối, hắn cùng Trầm Mặc Nùng trên giường Phiên Vân Phúc Vũ về sau, Trầm Mặc Nùng co quắp tại trong ngực hắn. Trầm Mặc Nùng lười biếng vô cùng, nàng nghĩ đến cái gì, cười một tiếng, nói ra, đại ca thật đúng là chơi vui. "Ồ, La Quân nói ra, chơi vui cái gì?" Trầm Mặc Nùng nói ra, "Hiện tại Tử Thanh làm cái gì, đại ca đều phải bồi, giống như sắp bể bầu một dạng." Ta luôn luôn đều cảm thấy đại ca người này rất là lạnh lùng, không nghĩ tới hắn còn có như thế nhu tình một mặt. La Quân cười một tiếng, nói ra, đại ca trọng tình nghĩa, hoặc là không đồng ý. Một khi tán thành, liền sẽ sinh tử tướng nắm. Trầm mặc nùng nói ra, người còn không phải như vậy. Ta à, bác ái một số, dạng này không tốt, La Quân nói ra. Trầm mặc nùng nói ra, người nhà, nếu là không bác ái một số, con của chúng ta từ nơi nào đến. Cho nên, ta là lớn nhất không có tư cách hoán niệm người bác ái. La Quân nói ra, vậy ngươi ao ước mộ đại tẩu cùng nhị tẩu sao? trầm mặc nùng nói ra, cái này có cái gì tốt hâm mộ? đây là thuộc về mỗi người lựa chọn. la quân cười một tiếng, trầm mặc nùng luôn luôn như vậy khéo hiểu lòng người, không cho la quân một điểm gánh nặng trong lòng. trầm mặc nùng đột nhiên nghiêng người, dạng chân tại la quân trên thân, nàng hôn lên la quân môi, nói ra, hiện tại khác nghĩ những thứ này lung ta lung tung, có lẽ chúng ta còn có thể lại sinh một gái nữ nhi đây. la quân nhớ đến sớm nhất nhận biết trầm mặc nùng thời điểm, hắn là ngưỡng mộ nàng. Nàng thanh thục, ung dung, đại khí, đó là la quân liền mơ màng cũng không quá dám nữ nhân. Mà bây giờ, theo mỗi người biến hóa, trầm mặc nùng trên giường lại là như thế vũ mị cùng đa tình, cái này khiến la quân thường xuyên sẽ cảm thấy cảm khái vô cùng. Hơn 10 ngày về sau, la quân gọi đến bàn nhược thiên chu. Hắn muốn về chúng tinh điện, đồng thời, bàn nhược thiên chu bên trong có hắc y tế ti đi ra hắc y tế thì yêu cầu tần lâm lâm phong cũng lập tức trở về đến chúng tinh điện lâm phong cùng tần lâm cũng ngờ tới cái này một gốc dạ hai người bọn họ cũng biết nên thỏa mãn tinh chủ khẳng định là biết nơi này tình huống nhưng là tinh chủ một mực bỏ mặc không quan tâm cái này đã cũng là van xin hộ phân lại như lòng tham đi xuống vậy chính là có chút lòng tham không đáy Là quân bọn người lấy bàn nhược thiên chu rời đi cách trước khi đi lâm phong nói với diệp tử thanh ta sẽ mau chóng trở về Diệp tử thanh Dương dưng gật đầu. Lạc tuyết cùng tiểu cửu cũng đi ra đưa tiến, cái kia tiểu cửu đã lớn lên không ít, mà lại rất là đáng yêu. Hai tiểu hài tử đều rất ưa thích tiểu cửu, tiểu cửu cũng rất có nhanh nhạy, đối với các nàng cũng rất thân mật. Là quân có lúc ngẫm lại, nhiệm từ cùng bảo nhi muốn là đi trường học nói chính mình sủng vật là đầu rồng, sợ rằng sẽ bị đồng hài nhóm làm bị điên rồi. Hắn nghĩ tới cái này đã cảm thấy có chút buồn cười. Tại Ngọc Thanh thế giới bên trong, Ngọc Thanh môn trưởng giáo trí tôn phó chi bụi đạt được một tay tin tức. Cái kia chính là la quân bọn người lấy một kiện pháp khí rời đi thế giới bao la. Đến bẩm báo tin tức là lớn lên vân trưởng lão. Rời đi thế giới bao la. Vậy quá tốt, phó chi bụi không khỏi đại hỷ, sau đó nói, tranh thủ thời gian an bài bắt kế hoạch A. Lớn lên vân trưởng lão lập tức xấu hổ vô cùng nói ra, bắt không được. Có ý tứ gì, phó chi bụi không khỏi sững sờ lớn lên vân trưởng lão nói ra, bọn họ giống như rời đi địa cầu, cái kia pháp khí tốc độ cực nhanh, chúng ta liền cái bóng đều sờ không tới. Hoàn toàn mất đi la quân tung tích, cũng là bắt này kiều ngưng, cũng không biết nên đi tại sao cùng hắn liên hệ đây. Cái này, phó chi bụi ngốc ngẩn ngơ. Rời đi địa cầu, còn lấy pháp khí, hắn muốn đi làm gì? Phó chi bụi hỏi, lấy bọn họ tu vi, nhiều lắm là thì tại địa cầu phương viên 100 triệu cây số bên trong ngao du cũng không có, trí tôn, lớn lên vân trưởng lão nói ra, đi rất xa địa phương, mà lại mục tiêu đúng đắn. Chúng ta triệt để mất đi bọn họ phương hướng. Đến cùng là muốn đi làm cái gì? Cha, nhất định muốn cha rõ ràng. Phó chi bụi nói ra. Vâng, lớn lên vân trưởng lão nói ra. Là quân một đoàn người tại chừng 10 giờ về sau, liền trở lại trên sao hỏa chúng tinh điện. Là quân ba người đến chúng tinh điện về sau, liền bị tinh chủ triệu kiến tại cái kia băng băng lạnh lùng chúng tinh điện bên trong, tinh chủ vẫn là nhất tôn tựa hồ không có cảm tình nguyên thần. Là quân ba người khấu kiến tinh chủ, về sau, là quân giao sau cùng ba kiện trí bảo. Là quân đồng thời nói ra, tinh chủ, Linh Nhi. Hắn quan tâm nhất là Linh Nhi, cũng sợ Linh Nhi sự tình không có xử lý tốt. Tinh chủ từ tốn nói, từ đầu Linh Nhi đã không lại lệ thuộc vào chúng tinh điện, nàng đã đến tự do chi thân. Là quân nghe tinh chủ chính miệng chứng thực, thừa nhận, không khỏi cuồng hỉ. Đồng thời cũng tránh thức thở phào một hơi. Nhiều tạ tinh chủ, La Quân nói gấp. Lâm Phong ngược lại không phải là nhầm vào tư đồ Linh Nhi. Hắn nói ra, tinh chủ ngài luôn luôn là người nào thể diện cũng không nhìn, lần này nhưng vì sao phá lệ. La Quân nào nào, hắn tự nhiên cũng biết đại ca không phải nhầm vào Linh Nhi. Nói trở lại, hắn cũng rất tò mò, vì cái gì tinh chủ sẽ đối với Linh Nhi phá lệ khai ân. Tinh chủ từ tốn nói, vì thư đồ linh nhi cầu được tự do chi thân người, cùng bổn tọa có chút ngọn nguồn, bởi vậy bổn tọa bán một cái nhân tình. Ngọn nguồn, là quân ba người ngơ ngẩn. Là quân đầu tiên nghĩ đến là áo đen tố trinh, áo đen tố trinh cầu tình, mà áo đen tố trinh cùng thánh nhân nữ oa nương nương có lý không rõ duyên phận tại. Ngài là nói, trong truyền thuyết nữ oa nương nương sao? Là quân lập tức vấn tinh chủ. Tinh chủ từ tốn nói, người đầu này, xoay chuyển ngược lại là rất nhanh hắn đón đến, nói ra, chỉ bất quá, bổn tỏa cái gì cũng không biết nói. Các ngươi lại đi xuống trước đi, hiện tại các ngươi trở về, chẳng khác nào toàn bộ còn sống thiên mệnh giả đều trở về, ngày mai, bổn tỏa có đại sự muốn tuyên bố. a à, là quân ba người bị kinh ngạc. Là quân lại nhịn không được hỏi, ngày đây là tin tức tốt, vẫn là tin tức xấu. Ra ngoài đi, tinh chủ từ tốn nói. Là quân liền biết lại là kết quả này, hắn ngay sau đó cũng không miễn cưỡng nữa. Ngược lại là Tần Lâm, hắn lần nữa xuất ra tinh chủ bản chép tay cùng Sơn Hải Châu. Hắn nói ra, xin hỏi tinh chủ tiền bối, hai thứ này sự vật đều là xuất từ ngài chi thủ A. Tinh chủ bản chép tay phía trên có ghi chép Sơn Hải Châu nguyên do. Tinh chủ liền nhìn về phía Tần Lâm. Là quân cùng Lâm Phong nhất thời cũng liền tràn ngập chờ mong. Tinh chủ từ tốn nói, ra ngoài đi. Hiển nhiên cũng là không muốn nói chuyện nhiều là quân ba người không biết làm sao, chỉ có thể hậm hực mà về. Ngược lại là gia tinh nhất điện về sau, La Khuynh Tâm nói với Lâm Phong, thấy không, cái này tinh chủ cùng viên giác là có liên hệ. a à, Lâm Phong nao nao, nói, chỉ giáo cho. Bọn họ vẫn cảm thấy tinh chủ cùng viên giác có liên hệ, nhưng Lâm Phong càng hy vọng La Khuynh Tâm có thể đưa ra đầu mối mới tới. La Khuynh Tâm nói ra, viên giác liếc một chút nhìn ra ta tồn tại, người cho rằng tinh chủ thì không nhìn ra được sao. Hắn nhìn ra lại không nhắc tới một lời, điều này nói rõ hắn đã sớm biết được việc này. Lâm Phong run lên, hắn lập tức nói, "Vậy ngươi cảm thấy, tinh chủ cùng viên giác có thể hay không là cùng một người? Chúng ta đều chưa từng gặp qua tinh chủ thân thể đây." La Khuynh Tâm nói ra, "Ta đây cũng không dám khẳng định, nhưng cần phải rất không có khả năng a, à. cái này tinh chủ tu vi, chỉ sợ không tại viên giác phía dưới. Viên giác này đã thiên hạ vô song, như nhất tôn nguyên thần lại kinh khủng như vậy cái này quá không thể có thể lâm phong nói ra thật đúng là bí mật đoàn a lâm phong cùng tần lâm ở tại thính vũ hiên bên trong la quân ở tại thính đảo hiên bên trong lam tử y hiển nhiên còn chưa thức tỉnh la quân cũng không có lại đi hỏi nhiều tinh chủ phải cứu lam tử y còn phải hắn tỉnh lại thể nội số mệnh hạt giống nhưng hắn làm qua rất nhiều nỗ lực đều là không thu hoạch được gì chúng tinh điện đã náo nhiệt lên các phương thiên mệnh giả đều đã trở về. Đi qua mấy năm này nhiệm vụ, thiên mệnh giả đã bị một lần nữa tẩy bài. Tỷ lệ tử vong phi thường cao, thiên mệnh giả hết thảy chết 38 tên. Thiên mệnh Tri vương cũng chết 5 tên, Lan Đình Ngọc cũng là bên trong một cái. Những thứ này số liệu đều tại nói cho la quân bọn người, các người thật là vận khí mạnh một số. Nhưng, các người cũng sẽ chết. Lâm Phong cùng Tần Lâm còn có la quân nói la khuynh tâm thuyết pháp, cũng là viên giác cùng tinh chủ liên hệ. Tần Lâm nói ra, ta sẽ tiếp tục nghiên cứu tinh chủ bản chép tay cùng Sơn Hải Châu, tin tưởng bí ẩn này ta sớm muộn có thể mở ra. Lâm Phong cười một tiếng, nói ra, đây đều là không phải sự tình, cũng cùng chúng ta không có liên quan quá nhiều. Tần Lâm Hòa La Quân cũng cười một tiếng. Sau đó, La Quân về trước thính đảo hiên một chuyến. Lâm Nhã Tư, Lâm Nhã dùng hai tên nha hoàn nhìn thấy La Quân trở về, nhưng cũng là vui vẻ. La Quân đối hai cái này nha hoàn không nhiều lắm cảm tình, nhưng các nàng lại luôn rất thân mật. Cái này khiến La Quân đều khó tránh khỏi có chút trong lòng thương yêu. Bất quá lúc này Lâm Nhã Tư, Lâm Nhã Dung lại nói cho La Quân một tin tức. Các nàng rất vui vẻ. Công tử, người biết không? Chúng ta lập tức liền có thể về nhà. Tinh chủ hội cho chúng ta một khoản phong phú hồi báo. Lâm Nhã Tư nói ra. Về nhà, La Quân nào nào. Lâm Nhã Tư nói ra không chỉ là chúng ta về nhà mà lại tất cả nha hoàn gia đình còn có chúng tinh điện các trưởng điện khiến cho cũng đều sẽ bị toàn bộ phái đi có lẽ công tử các ngươi cũng có thể về nhà la quân bị kinh ngạc trong lúc nhất thời hắn cũng có chút suy nghĩ bất định ngươi nói thế nhưng là thật la quân lớn tiếng hỏi lâm nhã tư cùng lâm nhã dung hai cái nhà đầu bị la quân giật mình lâm nhã dung nói ra vâng công tử hiện tại toàn bộ trong điện đều đang đồn chuyện này đây. La Quân đứng dậy, lập tức liền muốn đi tìm đại ca cùng nhị ca. Nào biết được, hắn vượt qua cửa lớn đến trong viện, đối diện liền đến một người. Người vừa tới không phải là người khác, chính là đệ đệ hắn Trần Diệt Hàn. Đại ca, Trần Diệt Hàn trông thấy La Quân về sau, lập tức hớn hở ra mặt. Ra hỏa này, mặc cẩm y đai lưng ngọc, ngược lại là anh Tuấn tiêu sái la quân nhíu mày nhìn về phía trần diệc hàn nói làm gì trần diệc hàn lập tức thành khẩn nói ra đại ca thật xin lỗi lần trước là ta hại ngươi la quân nén phía dưới vội vàng sao động tâm tư hắn hít sâu một hơi sau đó thu hồi tại trần diệc hàn trên thân ánh mắt lần trước sự tình không liên hệ gì tới ngươi bất quá trần diệc hàn người ta ở giữa ân oán có thể kết nhưng là người hại chết linh nhi ra ra sự tình hoàn tất không tương lai Linh Nhi muốn tìm ngươi báo thù, ta không sẽ giúp ngươi. Trần Diệc Hàn cười một tiếng, nói ra, ta còn tưởng rằng là sự tình gì đây? La Quân lần nữa nhíu mày, nói ra, chuyện này, ngươi cảm thấy rất không quan trọng. Trần Diệc Hàn nói ra, không phải, đại ca có thể đối với ta buông xuống cửu hận, ta đã không tiếc. Còn Linh Nhi tẩu tử muốn giết ta, ta bồi mệnh là được. La Quân nói ra, ngươi không sợ chết. Trần Diệc Hàn nói ra, ta chết qua, ta so đại ca ngươi càng giải tử vong là cái gì? Ta nói cái gì, đại ca ngươi chưa hẳn tin, nhưng ta biết, ta mà chết. Chúng ta tất cả ân cứu cũng có thể tiêu trừ, khi đó, đại ca hội thật ở trong lòng đem ta xem như đệ đệ, không phải sao? Người đều chết, hắn còn có ý nghĩa sao? Là quân nói ra, vẫn là nói, người tại đi theo ta khổ nhục kế. Trần Diệc Hàn sắc mặt ngẩn ngơ, sau đó, hắn không nói một lời, quay người rời đi tiểu tử này, sinh khí. La quân sờ mũi một cái, thầm nghĩ, thật chẳng lẽ là ta lòng tiểu nhân. Nghiêm chỉnh mà nói, La quân cũng không phải là nhạy cảm người. Nhưng là hắn đối Trần Diệc Hàn không tự giác liền sẽ nhiều nhất trọng tâm phòng bị. La quân trong lòng có chút bất an, cảm thấy mình đối Trần Diệc Hàn tựa hồ là quá cay nghiệt một số. Hắn từ cũng sẽ không kéo xuống mặt mũi đi cùng Trần Diệc Hàn xin lỗi. Ngẫm lại, cũng liền mặc kệ cái này một gốc dạ, liền đi thấy đại ca cùng nhị ca. Tại thính Vũ Hiên bên trong, Phó Thanh Trúc cùng Điền Đại Tiên Nhân đều tại. Cái kia Lý Linh Thính cùng Phó Thanh Trúc Nữ Nhi đều tại Thanh Đồng Tiên Điện bên trong ở lại, vẫn chưa đi ra suốt đầu lộ diện. La Quân đi vào thính Đào Hiên trong viện, bọn họ thì trong sân trước bàn đá uống trà nói chuyện phiếm. Giống như là cái không tệ tiệc trà. Cái kia Điền Đại Tiên Nhân vẫn là béo lùn chắc nịch, gặp La Quân, liền đứng dậy cười nói, chúng ta chính nói muốn đi gọi la công tử ngươi qua đây tự thoại đâu không nghĩ tới la công tử ngươi nhanh như vậy liền đến la quân cũng cười một tiếng mọi người cho hắn tránh ra một vị trí la quân ngồi xuống liền nói ra náo nhiệt như vậy mọi người đang nói chuyện gì đâu lâm phong lại nói cũng không nói chuyện tần lâm nói ra tam đệ vừa mới chúng ta nghe phó huynh nói tinh chủ tựa hồ có ý muốn giải tán chúng tinh điện la quân trầm giọng nói ra ta cũng nghe bọn nha hoàn nói chuyện này phó huynh người chuyện này là thật phó thanh trúc không khỏi khẽ cười khổ nói ra không thể coi là thật chỉ là phỏng đoán mà thôi hắn đón đến nói ra nhưng là tinh chủ bên này xác thực đã an bài để trưởng điện khiến cho nhóm giải tán đồng thời điều về tất cả nha hoàn hạ nhân cho mỗi người đều hứa lấy phong phú thủ lao lâm phong nói ra nhưng một mực không có đối với chúng ta thiên mệnh giả an bài không biết tinh chủ đến cùng đang làm cái gì dự định la quân lần nữa sờ mũi một cái nói ra không phải nói muốn rèn đúc vĩnh sinh kế hoạch a à. làm sao còn chưa hoàn thành ngược lại trước đem tất cả đuổi xuống thuyền tần lâm nói ra hiện tại những thứ này đều là chúng ta phỏng đoán vẫn là chờ ngày mai tinh chủ an bài đi la quân nói ra cũng chỉ có thể như thế hắn xoay chuyển ánh mắt sau đó nói với phó thanh trúc chúc mừng phó huynh đã đạt tới động thiên chi cảnh. Phó Thanh Trúc không khỏi trợn mắt chừng một cái, nói ra, các ngươi cũng đừng đến khó coi ta, các ngươi cái này nguyên một đám. Lúc trước ta thấy các ngươi lúc, các ngươi đều mới tu vi gì, hiện tại các ngươi cái này nguyên một đám. Các loại lần sau gặp lại, ta đoán chừng phải cho các ngươi sách dày. Tần Lâm nói ra, Phó Huynh lời này liền khách khí, chúng ta đều là bằng hiếu, giữa bằng hiếu, tu vi cao thấp, không trọng yếu. Nếu thật là ấn tu vi đến nói, ta đoán chừng ta cái này tam đệ cùng đại ca đều phải không muốn ta. Mọi người liền cùng một chỗ cười ha ha. Nói chuyện phiếm xong, La quân cũng trở về thính đào hiên. Tất cả mọi người là người trưởng thành, từ cũng sẽ không mỗi ngày đều như hình với bóng. Buổi tối, Lâm Phong ngược lại là cùng Tần Lâm cầm lấy rượu thì tìm đến La Quân uống rượu với nhau. Tiền đồ đến cùng như thế nào, người nào cũng không biết. Nhưng bất kể như thế nào, dọc theo con đường này, Tam huynh đệ đều không rời không bỏ, chính là chết cũng không hối tiếc. Tử đến uống chưa đủ đô lúc, Lâm Phong nói ra, ngày khác ta như có nhân quả tới người, báo ứng tới người, thân tử đạo tiêu. Cái kia không sao cả, tam đệ, nhị đệ, các người giúp ta chăm sóc người tử thanh mẹ con liền có thể. Tử thanh như phải lập gia đình, làm tôn trọng nàng ý nguyện. Lâm Phong nhìn rất thấu triệt, hắn theo sau tiếp tục nói, rất nhiều chuyện, không phải ta không biết hậu quả nhưng là ta cả đời này, thì cầu thống khoái, chết, ta không sợ, như không phải là bởi vì có tử thanh mẹ con tại, ta còn có nhớ nhung. Ta sẽ ác hơn, là quân cùng tần lâm hướng lâm phong cam đoan, bọn họ nhất định sẽ thật tốt bảo hộ tử thanh mẹ con. Là quân nói ra, lời nói không phải nói như vậy, tương lai huynh đệ chúng ta ở giữa, vô luận sinh tử. Chỉ cần là còn sống, đều phải cẩn thận bảo hộ đối người phương gia. Đương nhiên, lâm phong cùng tần lâm chăm miệng một lời từng uống rượu về sau ba người ra chúng tinh điện ngao du tại sao hỏa phía trên cái thế giới này chúng ta tới qua chiến đấu qua thống khoái qua yêu hận qua làm chúng ta rời đi thời điểm đem không tiếc nuối bởi vì chúng ta đạt được rất rất nhiều đây là la quân tại sao hỏa một chỗ trên đỉnh núi giống đây là hắn lời thật lòng ở trên trời quang sáng lên thời điểm là quân ba người trở lại chúng tinh điện bên trong, là quân trở lại thính đào hiên về sau cũng chưa muốn ngủ thì trên giường ngồi xếp bằng, hắn thử dùng pháp lực đi ôn nhuận cái kia số mệnh hạt giống nhưng cũng không có một chút tác dụng nào. Sau đó là quân lại thử đi câu thông mi tâm bên trong huyền hoàng thần cốc hạt giống, Ngày, là quân câu thông một phen về sau thầm mắng một tiếng, huyền hoàng thần cốc hạt giống cùng linh tuệ hòa thượng giống như là biến mất một dạng mi tâm bên trong giường như không có cái gì. Tử Linh Tuệ, người đang dở trò quỷ gì? La Quân nói thầm. Nhưng, một cách tự nhiên là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Buổi sáng 8 giờ, tinh chủ triệu tập tất cả thiên mệnh giả, trưởng điện khiến cho tiến về tinh nhất điện khai hội. La Quân lần thứ nhất như thế chờ mong tinh chủ triệu tập, hắn cùng đại ca, nhị ca tụ hợp về sau, thì lập tức chạy tới. Đi trên đường lại gặp phải Phó Thanh Trúc, còn có vị kia đường lăng. Đường Lăng cũng là lúc trước cùng Tống Ninh cùng một chỗ nghe thường cô nương tâm tâm niệm niệm. Về sau, là quân còn truyền lời cho Đường Lăng. Đường Lăng bởi vậy cùng nghe thường về sau hoàn thành thân. Đường Lăng đối La Quân là rất cảm niệm phần ân tình này. Đường Lăng bây giờ Tu Vi đã là hư tiên trung kỳ, hắn Tu Vi tiến triển cũng là thần tốc. Tại tinh chủ loại này tàn khốc thối luyện xuống, thiên mệnh giả hoặc là trực tiếp thì chết. Sống sót, đều là tiến triển thần tốc. Đường Lăng gặp La Quân bọn người, liền mỉm cười tiến lên chào hỏi. Bọn họ đám người này, ngược lại tựa hồ thành cái tiểu đoàn thể. Trên thực tế, rất nhiều thiên mệnh giả, đều có mỗi người tiểu đoàn thể. Ôm nhau là người thiên tính. Một đoàn người, rất nhanh liền đến chúng tinh điện bên trong. Lần này, chỉ có thiên mệnh giả cùng trưởng điện khiến cho tham gia, còn lại người các loại đều là không có tư cách tham gia. Chúng tinh điện bên trong rộng rãi vô cùng, tức thời cái này mấy trăm người tiến đến, cũng không thấy đến chen chúc những cái kia trưởng điện khiến cho nhóm cũng là có chính mình đoàn thể cũng không cùng những cái này thiên mệnh người nhét chung một chỗ giữa người và người vĩnh viễn có hợp quần cùng không thích sống chung vĩnh viễn tiểu đoàn thể vĩnh viễn vực kỳ thị đừng nói nước cùng nước ở giữa kỳ thị cũng là thôn cùng thôn ở giữa trấn cùng trấn ở giữa cũng tồn tại các loại kỳ thị cho nên cho dù là cao quý trưởng điện khiến cho nhóm cùng thiên mệnh giả ở giữa cũng là không quá hợp nhau đương nhiên Tình huống bây giờ cũng thay đổi rất nhiều. Mấy năm trước, những cái này Thiên Mệnh đám người bị bắt tới, cả đám đều chẳng mạnh mẽ lắm. Khi đó, trưởng điện khiến cho tại trước mặt bọn hắn là cường đại tồn tại. Nhưng bây giờ, đám này Thiên Mệnh giả nhóm cái sau vượt cái trước, bọn họ rất nhiều đều đã siêu việt những thứ này trưởng điện khiến cho nhóm. Cái này quả nhiên là 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây. Thiên Mệnh giả cũng là Thiên Mệnh giả, tại Tàn Khốc Thối Luyện cùng khảo nghiệm xuống chỉ cần có thể còn sống sót, bọn họ đều sẽ bắn ra cường đại mà lực lượng kinh khủng tới. Là quân bọn người tập hợp một chỗ. Toàn bộ trong đại điện, tất cả mọi người đang thì thầm nói chuyện. Đường Lăng cũng nói, La Huynh, Phó Huynh, La Huynh, Tần Huynh, tất cả mọi người tại nói tinh chủ là muốn giải tán chúng tinh điện. Các người đoán, hôm nay sẽ như thế nào? Mọi người đối đường Lăng cũng rất có hảo cảm. Phó Thanh Trúc mỉm cười, nói ra, ta nhìn chúng ta cũng không cần đoán, sau khi tinh chủ tự sẽ tuyên bố la quân thì nói ra cũng không biết có phải hay không là chuyện gì phát sinh tinh chủ trước đó muốn rèn đúc vĩnh sinh kế hoạch kế hoạch này không có đạo lý đột nhiên mắc cạn phó thanh trúc nói ra như thế đường lăng thì cười một tiếng nói ra thực ta là ước gì giải tán ta người này không ôm chí lớn nhớ lại đi lão bà hai tử nhiệt kháng đầu liền rất tốt tần lâm vỗ đường lăng bả vai nói chi kỷ a à ta mẹ nó cũng nghĩ như vậy, chém chém giết giết có cái gì tốt chơi, ta cũng không muốn trường sinh, tựa như người bình thường thì tốt bao nhiêu. Lâm Phong sờ mũi một cái, nói ra, ta cũng cảm thấy, giải tán rất tốt. La Quân nói ra, móa, đều cảm thấy tốt, cái kia thực ta cũng cảm thấy giải tán tốt, bất quá chúng ta nói trở lại, mọi người có thể tại mấy năm này bên trong đột nhiên tăng mạnh, vẫn là cùng tinh chủ bức bách không thể tách rời. Lấy chúng ta tại những người này lười nhác tính cách, không có người ở phía sau buộc, chỗ đó có cái này nhiệt tình. Hắn lúc nói chuyện nhìn qua một bên Trần Diệp Hàn, Trần Diệp Hàn lại là không có cái gì tiểu đoàn thể, chỉ có một người đứng đấy. La Quân nhìn lấy, không khỏi cảm thấy ra hỏa này có chút đáng thương. Nhưng hắn trung quy là không nói gì, đại ca, nhị ca bọn họ cũng không thích Trần Diệp Hàn. Mà lại, chính mình không có lý do đến cùng Trần Diệp Hàn lấy lòng. La Quân trung quy là không để ý đến Trần Diệp Hàn không lâu sau đó có hắc y tế ti lên sân khấu nói ra yên lặng mọi người chất làm cực độ cao lập tức toàn bộ im miệng sau đó tinh chủ điêu khắc bắt đầu có phản ứng về sau tinh chủ liền xuất hiện vẫn là như thế không có bất kỳ cái gì biểu lộ không có thân thể tin tưởng tại điện này bên trong chư vị đã phỏng đoán rất lâu đến cùng bổn tọa muốn tuyên bố tin tức gì tinh chủ bình bình đạm đạm nói ra hắn cũng không chôn cái gì phục bút Nói tiếp, kể từ hôm nay, chúng tinh điện bên trong, chư trưởng điện khiến cho môn đồ cùng các đệ tử hạ nhân toàn bộ trở về địa cầu. Chúng tinh điện sẽ tiếp tục chế tạo, tương lai các người muốn phía trên chúng tinh điện cần một vật. Vật như vậy chính là tinh thần thạch, tinh thần thạch sẽ trở thành các người vé vào cửa, không có vé cửa liền không thể lại hồi chúng tinh điện. Đương nhiên, có một cái bộ môn có thể ngoại lệ, Khâm Thiên Ti người toàn bộ lưu lại, không cần vé vào cửa có thể được hưởng chúng tinh điện chi vinh diệu. Những cái kia trưởng điện khiến cho nhóm nhất thời sôi trào. Một tên trưởng điện khiến cho nhịn không được nói ra, tinh chủ, năm đó ngài chiêu mộ chúng ta lúc, thế nhưng là hứa hẹn chúng ta, đều có thể hưởng chúng tinh điện chi vinh diệu. Hôm nay đến cùng phát sinh chuyện gì, ngài cần muốn trắng trợn khu trục. Tinh chủ từ tốn nói, chúng tinh điện chi vinh diệu, các người đã hưởng dụng quá lâu. Thế sự đều là biết biến hóa, chúng tinh điện, không lưu bình thường người, các người muốn muốn lần nữa lên thuyền, liền lấy tinh thần thạch tới đi. Cái kia trưởng điện khiến cho cũng không dám chống lại tinh chủ, nghe vậy cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, trầm mặc đi xuống. Bổn tọa muốn làm sự tình, tự có bổn tọa đạo lý. Tinh chủ đón đến, nói ra, chúng thiên mệnh giả, thiên mệnh chi vương, các người cũng cần đến xử lý một chuyện cuối cùng. Là quân bọn người nghe vậy, nhất thời mừng rỡ. Bọn họ nhưng là rất muốn cứ như vậy giải tán, cái gì chúng tinh điện vinh diệu, vé vào cửa, bọn họ một mực không có hứng thú. Mà trên thực tế, là quân bọn họ là không có trải nghiệm qua trưởng điện khiến cho nhóm thống khổ. Khi đó, những người này tu vi cường đại lúc, thường xuyên muốn bị kiếp số quấn thân, đó là một kiện cực thống khổ sự tình. Mà la quân bọn họ, cho tới bây giờ không có bị thiên đạo bài xích qua, cho nên, bọn họ đối chúng tinh điện không có mãnh liệt như vậy nhớ nhung. Bây giờ, sát kiếp buông xuống, từ trường nhu hòa. Đây cũng là trên địa cầu rất nhiều cao thủ đều cảm thấy dễ chịu một việc. Trước kia, Thiên Châu còn có giới khác những cái kia các đại lão, tu vi một cao, cũng cần thời khắc chú ý. Trong thân thể thường xuyên muốn cầm pháp lực đến hoạt động tiết từ trường cùng khí tràng. Mà tu vi cao hơn người, không phải trốn đến trong hư không, cũng là trốn vào thời không chỗ sâu tu luyện. Tinh chủ tiếp tục nói, bổn tọa cho các người thời gian 15 năm, 10 trong vòng 5 năm, phàm là thiên mệnh giả cần nộp lên trên 10 ngôi sao thạch. Phàm là thiên mệnh chi vương, cần nộp lên trên 20 ngôi sao thạch. Tại cái này 15 năm bên trong, chúng tinh điện đối chư vị đã không còn bất luận cái gì ước thúc, các người có thể tàn sát lẫn nhau, có thể đoàn đội hợp tác, có thể không nhìn hết thảy quy tắc. Nhưng, 15 năm về sau, các người kết thúc không thành nhiệm vụ, cũng là kém một khỏa, đều phải chết. Thời gian 15 năm, các người nếu là tu vi cao đến có thể tiêu diệt bổn tọa ấn ký khống chế, tự nhiên, bổn tỏa cũng sẽ không truy giết các ngươi. Nếu là tiêu diệt không ấn ký, lại không cách nào tề tụ tinh thần thạch, như vậy, chờ đợi chư vị đó là một con đường chết. Tinh chủ tiếp tục nói. Thiên mệnh giả, thiên mệnh chi vương, chúng trưởng điện khiến cho, nhận lấy các ngươi nhiệm vụ ngọc giản đi. Tinh chủ nói ra, ngày hôm đó lập tức lên, chúng tinh điện hội hướng địa cầu bay đi, tại ở gần địa cầu 10 vạn cây số địa phương, chư vị thì các tự rời đi đi. Còn những cái kia nô bộc, bổn tọa hội đưa bọn hắn đi. Hội nghị đến đây, cứ như vậy tán. Tin tức này đối mọi người mà nói, thực là một tin tức tốt. Mặc kệ như thế nào, 15 năm tự do là có. Là quân cùng Phó Thanh Trúc có chút không quá vui sướng, bởi vì bọn hắn hai người là thiên mệnh chi vương. Phải nói, tất cả thiên mệnh chi vương đều cảm thấy có chút hố cha, không khỏi, nhiệm vụ thì nhiều bối phận. Có người còn không biết rõ ràng tinh thần thạch là cái gì nhưng làm không làm rõ ràng không trọng yếu, mọi người dùng đầu ngón chân nghĩ, đều biết cái đồ chơi này rất khó. Những cái kia trưởng điện khiến cho nhóm chỉ cần làm một khỏa, thế nhưng cũng không dễ dàng. Một khỏa ngôi sao thạch cũng là một chương vé tàu, vĩnh sinh vé tàu A. Bởi vậy có thể thấy được, cái này tinh thần thạch nên cỡ nào quý giá. Là quần đáy lòng thì càng rõ ràng tinh thần thạch loại đồ chơi này, hắn gặp qua hai ngôi sao thạch. Cái kia phía tây vương giới thần vương rất, dựa vào một khỏa ngôi sao thạch đem lam tử y, minh nguyệt tiên tôn những người này kém chút xiết. Mà áo đen tố trinh năm đó một khỏa ngôi sao thạch, lên trời xuống đất, đánh đầu thắng đó. Loại vật này, không cần phải nói liền biết cực không dễ làm. Mọi người giải tán, mỗi người hồi chính mình viện tử. Trở về trên đường, Phó Thanh Trúc, đường lăng liền theo Lâm Phong, là quân bọn họ. Phó Thanh Trúc nói ra, La Huynh, việc này ngươi thấy thế nào? hắn đổ là biết Lâm Phong chính là lớn nhất người chủ sự, cho nên liền trực tiếp hỏi Lâm Phong. Hồi viện tử rồi nói sau, Lâm Phong thì là nói ra. Mọi người ngay sau đó thì không nói thêm lời. Trở lại viện tử về sau, vẫn là tiến hành tiệc trà. Lâm Phong làm vì mọi người lão đại, hắn bài trước khi nói ra, ta trước muốn hỏi một chút chư vị đang ngồi, giờ phút này cùng chúng ta cùng một chỗ, có nguyện ý hay không cùng một chỗ kết minh. Phó Thanh Trúc quá rõ ràng cái này huynh đệ ba người tiềm lực, hắn lập tức nói, đó là đương nhiên. Hắn đón đến, nói ra, nhận được chư vị huynh đệ để mắt, đây cũng là ta Phó Thanh Trúc vinh hạnh. La Quân cười một tiếng, nói ra, Phó Huynh, người quá khiêm tốn. Đường Lăng thì nói ra, ta từ trước đến nay không ôm chí lớn, cho nên, còn là theo chân các người dính thơm lây. Lâm Phong cười một tiếng, nói ra, tốt, đã mọi người nguyện ý kết minh, cái này rất tốt vừa mới phó huynh hỏi ta thấy thế nào việc này trong mắt của ta tinh chủ ý tứ có chút rõ ràng nguyện nghe tường phó thanh trúc cùng đường lăng nhất lên nói ra lâm phong nói ra không có quy tắc không hạn chế cái này không nói rõ cho phép mọi người lẫn nhau cướp đoạt chúng ta đều có chính mình khí vận nhưng là muốn tề tụ nhiều như vậy tinh thần thạch rất khó khăn đến lúc đó chỉ sợ mọi người vì còn sống hội chuyên môn đến săn giết đồng loại dùng cái này đạt được càng nhiều sao hơn thần thạch. Là quần cũng nghĩ tới chỗ này. Phó Thanh Trúc không khỏi cười khổ, nói ra, xem ra, giống như là tinh chủ cũng cảm thấy bố trí nhiệm vụ quá dườm ra, dứt khoát đến cái hung ác điểm một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đường Lăng nói ra, làm sao tinh chủ xem ra giống như muốn săn giết thiên mệnh giả một dạng. Là quần nói ra, đường huynh, người lời ấy sai rồi. Tinh chủ nếu thật muốn săn giết thiên mệnh giả, trực tiếp giết liền tốt làm gì phiền toái như vậy như thế đường lăng giật mình khẽ giật mình theo rồi nói ra phó thanh trúc nhìn về phía la quân cười cười nói là huynh tử trước đến nay đều có cao kiến la quân cười ha ha một tiếng hắn nói ra thực a à, suy đoán tinh chủ ý tứ cũng không nhiều lắm dùng ta đoán chừng tinh chủ vẫn là tại tiếp theo bản rất lớn cờ tinh thần thạch là hắn cần nhưng hắn cũng có thối luyện chúng ta ý tứ không chừng hắn cũng là một bên thuận theo thiên đạo đem chúng ta ngâm luyện ra, một bên mượn giúp bọn ta chi thủ đến triệt để thoát ly thiên đạo. Sâu sắc, Phó Thanh Trúc tán thưởng. Là quân nói ra, lão Phó, ngươi chừng nào thì như thế khéo đưa đẩy, tận nói tốt. Trên thực tế, là quân cho tới bây giờ cũng không dám xem thường Phó Thanh Trúc. Hắn cùng Phó Thanh Trúc giao thủ qua, lúc trước Phó Thanh Trúc thế nhưng là tại mất phương hướng trong đại lục đem hắn đại mệnh vận thuật đều cho phá. Mà lại, Phó Thanh Trúc vô cùng hội xem xét thời thế. Chớ nhìn hắn thường xuyên ôn nhuận hòa ái, chỉ sợ nội tâm phong mang một khi triển lộ, đó cũng là cực kỳ khủng bố. Lâm Phong liền nói ra, mọi người lần này trở lại địa cầu về sau, thì mỗi người lưu lại ấn ký. Cần cùng một chỗ hành động thì cùng một chỗ hành động, hắn thời điểm, tự do hoạt động. Đều tự tìm đến tinh thần thạch, chính mình giữ lấy. Nếu là cùng một chỗ hành động đạt được tinh thần thạch, liền đến công bình phân phối. Đương nhiên, chúng ta vẫn là muốn cường điệu chiếu cố phó huynh cùng ta tam đệ, dù sao hai người bọn họ nhiệm vụ muốn nặng gấp đôi. Đối với Lâm Phong thuyết pháp này, là quân cùng phó Thanh Trúc tự nhiên là không có ý kiến. Tần Lâm thì lại càng không có ý kiến, mà Đường Lăng cũng là tính tình bên trong người, nói thẳng, lý phải là như thế. Mọi người tuy nhiên kết minh, nhưng tạm thời cũng sẽ không cùng một chỗ hành động. Nhiều lắm là thì là lúc sau gặp phải sự tình, có lẽ có nguy nan lúc phụ một tay. Phó Thanh Trúc là hội đi trước Trung ương Thế Giới. Nhưng bây giờ Trung ương Thế Giới đã thiết trí kết giới, hắn muốn trở về, cũng còn phải theo Thế Giới bao la tới trước Thiên Châu. Lại từ Thiên Châu đến Trung ương Thế Giới, cùng đổi xe một dạng. Trước kia, các đại giới mở ra tới lui, tự nhiên là giao thông tiện lợi. Lúc này sát kiếp tiến đến, các đại giới cũng liền thực hành giao thông quản chế. Là quân tại thính Vũ Huyên trò chuyện còn về sau, lại đi một chuyến tinh nhất điện hắn còn có chuyện trọng yếu đây. Tinh chủ cũng dự liệu được La Quân sẽ đến, trực tiếp gặp La Quân. Tiền bối, bây giờ chúng ta tiến đến, Lam Tử Y vẫn còn đang hôn mê bên trong. La Quân nói ra, tinh chủ nói ra, thế nào, người muốn lấy hồi. La Quân cảm thấy cái này thu hồi hai chữ có chút chói tai, hắn nói ra, vãn bối thật có ý tứ này. Tinh chủ nói ra, nàng tại bổn tọa nơi này, sẽ an toàn rất nhiều. Ngươi lần này đi, có vô cùng tận nguy hiểm điểm này người phải suy nghĩ kỹ la quân trầm ngâm một cái trước mắt nói ra vãn bối hội thích đáng an bài tinh chủ nói ra tốt a à, đã ngươi khăng khăng bổn tỏa không làm hội miễn cưỡng hắn nói xong đột nhiên há mồm liền phun ra một đạo hàn quang cái kia hàn quang trên không trung hình thành một cái trong suốt ngọc bội la quân thân thủ tiếp được tinh chủ nói ra này mai ngọc bội gọi là hồn tinh ngọc bên trong có đầy đủ linh hồn chi lực tư nhuận Lam Cô Nương. Lam Cô Nương tại trong luân hồi lĩnh hội linh hồn chi lực, đối thân thể nàng, Tu Vi đều rất có ích lợi. Mà lại, này hồn tinh ngọc còn có một thứ chỗ tốt. Là quân dò xét hồn tinh ngọc, liền phát hiện hồn tinh ngọc bên trong tự thành không gian. Mà lại, bên trong linh hồn chi lực là mình không chỉ gấp 10 lần. Đó là cái cực con số khủng bố. Là quân không khỏi có chút giật mình cùng hoan hỉ, tinh chủ xuất thủ, quả nhiên bất phàm. Hắn nói gấp, còn có gì chỗ tốt, mời tinh chủ chỉ rõ. Tinh chủ Từ Tốn nói, trước mắt mà nói, người đem Lam cô nương đặt ở Yến Kinh chính là an toàn nhất. Nhưng Yến Kinh tổ long chi khí chỉ sợ cũng đối Lam cô nương hội tiến hành bài xích. Mà cái này hồn tinh ngọc có thể che đậy kín hết thảy khí tức, Lam cô nương tại trong Yến Kinh, làm không lo. Đa tạ tiền bối, La Quân không khỏi đại hỉ. Tinh chủ nói ra, được rồi, người đi đi. La Quân nói ra, tinh chủ ngài nếu muốn tỉnh lại lam tử y hẳn là dễ như trở bàn tay đúng không tinh chủ nao nao sau đó từ tốn nói không sai hắn đón đến nói ra nhưng bổn tỏa đã nói với ngươi bổn tỏa sẽ không xuất thủ trong nguyên nhân ngươi cũng phải biết nhưng ngươi trung quy là phàm nhân phàm nhân trung quy là tham lam ngươi cũng đã biết bổn tỏa nếu là ngang ngược can thiệp có lẽ vốn là lam cô nương còn có thể sống ngàn tuổi vạn tuổi nhưng nàng sớm tỉnh lại nói không chừng chỉ có thể sống một năm. Kiếp số này, bổn tọa đều nắm chắc bất định, người có thể chứ. Là quân ngốc ngẩn ngơ. Hắn đón đến, nói ra, chẳng lẽ ngài tỉnh lại, liền không thể xem như là vốn là muốn chuyện phát sinh sao. Tinh chủ nói ra, bổn tọa làm ra bất luận một cái nào sự tình, cũng sẽ không là ngẫu nhiên. Người không phải bổn tọa, không làm hiểu bổn tọa, đi xuống đi. Là quân nói ra, vô luận như thế nào, thuộc hạ đa tạ ngài hắn sau khi nói xong, thật sâu làm vái chào. Sau đó, là quân cáo lui. Trở lại thính đảo hiên về sau, là quân hỏi Lâm Nhã Tư, Lâm Nhã Dung, hai cái tiểu nha đầu, các ngươi là nơi nào người. Lâm Nhã Tư nói ra, chúng ta là Phúc Châu người. Là quân cười một tiếng, nói ra, há, là thế giới bao la. Lâm Nhã Tư nói ra, đúng. Là quân nói ra, tới nơi này bao lâu. Lâm Nhã Tư nói ra, chúng ta là cô nhi, Phụ mẫu tại chúng ta 8 tuổi năm đó chết bởi một trận hỏa hoạn. Về sau, tinh chủ người đem chúng ta theo trong cô nhi viện mang ra. Những trong năm này, tinh chủ người dạy ta nhóm rất nhiều tri thức, lễ nghi. Chỉ là đáng tiếc, chúng ta không có tiên căn, không thể tập được tiên thuật. La Quân nói ra, thực, không biết tiên thuật cũng là một niềm hạnh phúc. Đi đến chúng ta con đường này, cả ngày gió tanh mưa máu, không tốt. Lâm Nhã Tư cùng Lâm Nhã Dung cười một tiếng, nói ra vậy cũng đúng. La Quân nói ra, vậy các người hồi tới địa cầu về sau, có tính toán gì? Nếu như không có dự định lời nói, ta có thể cho các người an bài một chút. Trọng yếu nhất là, tương lai các người nghĩ tới cái dạng gì sinh hoạt. Lâm Nhã Tư cùng Lâm Nhã Dung nói ra, chúng ta đã có đầy đủ tiền tài, tinh chủ cũng cho chúng ta hộ thân phù. Không ai có thể tổn thương ta nhóm, cho nên, chúng ta tới địa cầu về sau, hội trước về nhà một chuyến. Về sau, chúng ta sẽ đến cái toàn cầu du lịch thuận tiện còn học thêm chút tri thức đây là quân mỉm cười nói ra vậy xem ra ta là không có cái gì có thể đến giúp các ngươi bất quá chúng ta quen biết một trận ta cũng không thể không có một điểm biểu thị tiền các ngươi đã không thiếu vậy ta cho các ngươi một tấm danh thiếp gặp phải một số nhân gian khó khăn có thể nếm thử gọi cú điện thoại này cũng có thể giải quyết đây đa tà công tử hai người hoan hỉ đón lấy danh thiếp La Quân thực có rất nhiều chơi vui thực dùng pháp khí có thể đưa, nhưng đã tình chủ đều đưa hộ thân phù, hắn cũng sẽ không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bình thường trên thân người mang pháp khí, không chừng còn đưa tới họa sát thân. La Quân càng ngày càng cảm thấy tình chủ cũng không phải là người xấu, thì theo hắn tác phong đến xem. Nơi này nha hoàn, gia đình đều là cô nhi, mà lại, nơi này một mực hiện đợi bọn hắn. Hiện tại thả bọn họ rời đi, cũng sẽ cho đủ về sau bảo hộ. Mà lại, là quân còn biết, nơi này nha hoàn, gia đình qua 25 tuổi vốn là đều có thể rời đi. Có loại này người văn quan tâm người, xấu không đi nơi nào. Mà lại, tinh chủ cũng cho làm Tử Y đủ tốt chỗ. Đương nhiên, tinh chủ cũng có hắn tàn khốc một mặt. Nhưng tinh chủ muốn thành đại sự, tự nhiên cũng không thể một vị nhân từ. Trên giường, là quân ngồi xếp bằng, hắn tỉ mỉ thể nghiệm và quan sát cái này hồn tinh ngọc. Càng là thể nghiệm và quan sát, thì càng phát giác hồn tinh ngọc thật không thể tin cùng chỗ cường đại. Thì như vậy một kiện pháp bảo, đã là tiên khí cấp bậc. Nhưng hồn tinh ngọc cũng không phải là tiên khí, nói cho đúng, hồn tinh ngọc cũng không phải là pháp khí. Nó là thuần túy năng lượng thạch. Là quân biết, nếu như mình đạt được cái này hồn tinh ngọc, một phen hấp thu, cái kia linh hồn hắn tinh thạch sẽ trực tiếp tăng lên đếm cấp độ. Đại linh hồn lôi kiếm hội càng thêm đánh đầu thắng đó. Nhưng là, là quân hiển nhiên sẽ không như thế làm trong này linh hồn chi lực chính là Lam Tử Y thuốc bổ. Lam Tử Y tại trong luân hồi thối luyện linh hồn chi lực, đến cùng hội sinh ra cái gì phản ứng hóa học, đây là La Quân không tưởng tượng ra được. Mà hiển nhiên, tinh chủ cũng là tại cho Lam Tử Y một trận cơ duyên. Tinh chủ vẫn luôn thưởng thức Lam Tử Y, cứ việc Lam Tử Y tu vi tại tinh chủ trước mặt không đáng giá nhắc tới, nhưng là Lam Tử Y lại là đặc biệt nhất một cái. Bởi vì lúc trước, Lam Tử Y là một cái duy nhất dám không hướng tinh chủ quỳ xuống người. Không phải là bởi vì Lam Tử Y ngốc lớn mật, mà là bởi vì nàng tính cách cao ngạo. Chúng tinh điện tại buổi sáng thời điểm nhổ neo xuất phát, hướng địa cầu bay đi. Địa cầu đến sao hỏa khoảng cách, lớn nhất khoảng cách gần ước là 55 triệu cây số, lớn nhất cự ly xa thì vượt qua 400 triệu cây số. Giữa hai bên tiếp xúc gần gũi ước chừng mỗi 15 năm xuất hiện một lần. Là quân bọn họ hiện tại tu vi, cũng có thể theo địa cầu bay vọt sao hỏa. Nhưng là cái này bên trong hung hiểm rất nhiều, bởi vì hư không bên trong có quá nhiều không biết nguy hiểm. Mà lại, tuy nhiên là quân có thể một giây ở giữa đạt tới 10.000 giảm tốc độ, nhưng là hắn cũng không thể liên tục thời gian dài bảo trì loại tốc độ này. Cho nên, không phải bị bất đắc dĩ, tất cả mọi người sẽ không lựa chọn thân thể vượt qua sao hỏa tới địa cầu. Chúng tinh điện tới địa cầu ước chừng dùng chừng 10 giờ, đều đặn nhanh tiến lên, bảo trì rất mạnh thoải mái dễ chịu độ. Trong lúc đó đã từng vượt qua qua lôi bão từ, cũng đã gặp qua dòng chảy vẫn thạch. Vân vân. Tại nhanh đến đạt địa bóng thời điểm, là quân bọn người ngồi lên phó thanh trúc thanh đồng tiên điện tiến về thế giới bao la. Tại thanh đồng tiên điện bên trong, phó thanh trúc gì nhỏ lý linh thính vẫn mang theo tiểu ngả. Trong âm thầm, là quân không khỏi nói với phó thanh trúc, để tiểu ra hỏa một mực đợi ở chỗ này, đối với nàng mà nói, không khỏi quá mức buồn tẻ nhàm chán nàng cần phải có đồng bạn, có chính mình sinh hoạt. Phó Thanh Trúc cười khổ, nói ra, La Huynh người nói ta cũng cân nhắc qua, nhưng La Huynh, người hẳn phải biết, chúng ta những người này, máu trên lưỡi đao. Kẻ thù cũng là không ít, ta là thật không yên lòng đem hắn một mình thả tại trung ương thế giới bên trong. La Quân nói ra, nếu như có thể, đem tiểu ngả phóng tới Yến Kinh ngược lại là an toàn. Chỉ là, Lý Cô Nương Tu Vi cũng có chút, Yến Kinh từ trường hội không để cho nàng thói quen, nhưng ta cảm thấy ngươi cũng phải để tiểu ngả đi qua bình thường một chút sinh hoạt phó thanh trúc nói ra ta có chút phổ thông người hầu có thể đặt ở yến kinh nếu là la huynh ngươi có thể giúp ta tại thế giới bao la trong yến kinh chăm sóc tiểu ngả ngù huynh vô cùng cảm kích hắn nói xong thật sâu vái chào la quân nói gấp cái này phó huynh ta ngược lại không phải là không chịu hỗ trợ bất quá chiếu khán một đứa bé sự tình quá lớn ta có thể giúp một tay nhưng ta sợ vạn nhất không có chăm sóc tốt xảy ra sự cố ngược lại thời điểm la huynh ta há lại loại kia không biết tốt xấu người ta nói thật với ngươi tiểu ngả tình huống này ta đều nhanh sầu chết nếu như có thể ta về sau cũng liền ở tại thế giới bao la bên này tính toán la quân nói ra vậy liền nhìn phó huynh ngươi an bài yến kinh bên này ta ổn thỏa nhiều chăm sóc phó thanh trúc ngay sau đó nói ra ta muốn để tiểu ngả nhận ngươi làm cha nuôi là quân nói ra chỉ là phó huynh còn có một việc a à. phó thanh trúc nao nao là quân nói ra ta không muốn chúng ta là địch nhân nhưng ta sợ tương lai này thiên đạo an bài người ta không khỏi hội có một trận chiến nếu người ta quan hệ quá tốt lại cùng tiểu ngả đi lại thân mật đối với hài tử tới nói tương lai sự tình tương lai rồi nói sau phó thanh trúc nói ra bằng hữu chi tình không có yếu ớt như vậy người ta không sợ nhất chiến nhưng cầu không thẹn lương tâm. Tốt, Phó Thanh Trúc hào khí cảm nhiễm La Quân, La Quân liền thì ẩm vang ứng hảo. La Quân là tính tình bên trong người, vì người hào sảng. Nhưng hắn cũng có chút đại nam tử chủ nghĩa, trên thực tế, hắn cho Trầm Mặc Nùng tìm quá nhiều chuyện, lại chưa từng có hỏi qua Trầm Mặc Nùng ý kiến. Trầm Mặc Nùng may mắn là quốc an cơ quan cao tầng, không phải vậy lời nói, nhiều chuyện như vậy, nàng chỗ đó có thể bận biểu tới. Phó Thanh Trúc nữ nhi tiểu ngả bây giờ đã 13 tuổi, dung mạo của nàng duyên dáng yêu kiều, thật là một cái mỹ nhân phôi. Bất quá tiểu cô nương tại trong hoàn cảnh như vậy thời gian dài sinh tồn, tính tình đã rất là quái gở. Tiểu ngả mặc lấy màu đỏ váy, nàng trông thấy Phó Thanh Trúc, nhỏ giọng hô một tiếng cha. Trước kia tiểu cô nương này là cùng Phó Thanh Trúc rất là thân mật. Bây giờ lại là có vẻ hơi lạnh nhạt, điều này cũng đúng bình thường. Nữ hài tử đến tuổi dậy thì thời điểm, cuối cùng sẽ mẫn cảm một số. Lý Linh Thính cùng Điền Đại Tiên Nhân cũng theo tới, Lâm Phong mấy người cũng toàn bộ tới. Phó Thanh Trúc liền trước mọi người nói ra, hôm nay mời mọi người đến cũng là làm chứng. Nữ nhi của ta tiểu ngả, sau này sẽ là La huynh con gái nuôi. Hắn lời nói vừa mới nói xong, tiểu ngả liền nói, ta không muốn. Phó Thanh Trúc nao nao, sắc mặt hắn nhất thời cũng có chút không dễ nhìn lý linh thính ở một bên cũng có chút bất mãn nói ra tỷ phu ngươi làm cái gì vậy la quân nhất thời cũng cảm thấy có chút xấu hổ phó thanh trúc trầm giọng nói ra tiểu ngả quỳ xuống hướng cha nuôi dập đầu ta không muốn ta chán ghét hắn ta mới không cần nhận hắn làm cha nuôi tiểu ngả rất là quật cường nàng đối la quân là một mặt khinh thường đây cũng là không kỳ quái đến một lần tiểu ngả tính tình tại cái này thanh đồng tiên điện bên trong dưỡng vốn là quái gở thứ hai tiểu ngả cùng lý linh thính cái này gì nhỏ thân cận lý linh thính nhưng đối với la quân là một chút hảo cảm cũng không có thụ lý linh thính ảnh hưởng tiểu ngả cũng chỉ hội hận la quân la quân bận bịu hòa giải nói ra phó huynh tính toán ngươi không cần như thế ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ làm đến phó thanh trúc lại là nói ra không được hắn lộ ra rất kiên quyết Ta phó thanh trúc, cái gì không biết đến, trải qua. Phó Thanh Trúc lạnh giọng nói ra, hôm nay ta còn không tin ta liền nữ nhi của mình đều quản giáo không. Hắn đón đến, nói ra, tiểu ngả, là cha hôm nay không phải thương lượng với ngươi, mà chính là mệnh lệnh. Hướng cha nuôi ngươi quỳ xuống, dập đầu ba cái. Tiểu ngả cuối cùng vẫn là e ngại phụ thân, thực sự nàng ở sâu trong nội tâm, cũng là rất yêu phụ thân. Tiểu ngả hít sâu một hơi về sau, ngậm lấy nước mắt quật cường cắn môi hướng la quân phanh 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 dập đầu ba cái, nàng đập đến cái chán bốc lên máu, sau đó trực tiếp thì hướng ra khỏi phòng. Lý Linh Thính lập tức liền đuổi theo. Phó huynh, cái này, la quân không khỏi cười khổ, nói ra, chỉ sợ tiểu ngả về sau hận nhất chính là ta cái này cha nuôi. Phó Thanh Trúc lại là cười một tiếng, nói ra, tiểu hai tử, còn nhỏ, không hiểu chuyện. La Huynh, còn mời ngươi nhiều đảm đương một số. La Quân ôm quyền, nói ra, phó huynh y tứ, ta minh bạch. Cho dù ngươi không làm trận này, đã ngươi đã xin nhờ ta. Ta làm đem hết toàn lực mà làm. Ta tin la huynh, phó thanh trúc nói ra. Địa cầu rất nhanh liền đến, phó thanh trúc thu thành đồng tiên điện. Phó thanh trúc để la quân bọn người đi trước yến kinh, hắn về sau hội mang theo tiểu ngả chạy tới. La quân tỏ ra là đã hiểu. Đường lăng lưu lại liên hệ ấn ký về sau, trực tiếp đi đối diện thế giới cùng vợ hắn nghe thường gặp gỡ trước khi đi đường lăng hỏi la quân la huynh nếu là tống ninh cô nương muốn hỏi ta làm trả lời như thế nào la quân trầm mặc một cái chớp mắt nói ra liền nói ta vợ con viên mãn hưởng hết niềm vui gia đình đường lăng khe khẽ thở dài la quân cười một tiếng nói ra cái này đều đi qua mấy năm muốn đến nàng cũng đã buông xuống kết thúc loại này không đáng chờ đợi đối với nàng mà nói mới là chính xác nhất đường lăng nói ra nhưng trên đời thì giống như nghe thường cùng tống cô nương dạng này si tình bộ dáng, nghe thường tại không có chút nào hy vọng tình huống dưới chờ ta nhiều năm như vậy. La quân trong lòng trầm xuống, hắn theo rồi nói ra, người giúp ta nhiều nhìn một chút đi, ta biết, mềm lòng là một loại bệnh. Ta là hy vọng nàng hạnh phúc, nhưng phần này hạnh phúc, ta khả năng cho không. Đường lăng gật gật đầu, nói ra, ừm, um, ta biết. Đường lăng rời đi, là quân bọn người hồi yến kinh mà Phó Thanh Trúc thì cùng Lý Linh Thính ở giữa bạo phát cãi lộn. Biên đại tiên nhân đều bị Phó Thanh Trúc chứa ở thanh đồng tiên điện bên trong, cái kia thanh đồng tiên điện bên trong còn có Phó Thanh Trúc thu nạp hắn cao thủ. Tại một chỗ trống trải trên núi, Lý Linh Thính lôi kéo tiểu ngả, hướng Phó Thanh Trúc nói, tỷ phu, tiểu ngả nhiều năm như vậy theo chúng ta đều tốt, người bây giờ muốn đem nàng một mình ném ở chỗ này, ta không đồng ý. Tuyệt đối sẽ không đồng ý, trừ phi, người giết ta. Tiểu ngả cũng nước mắt ba ba, nàng đã sợ hãi ra ngoài gặp cái thế giới này mỹ lệ. Nhiều năm như vậy, thì như thế còn sống, đã hình thành một chủng tập quán. Phó Thanh Trúc lạnh lùng nhìn Lý Linh Thính liếc một chút, nói, ngươi có phải bị bệnh hay không? Ta là yếu hại ta thân nữ như sao? Ngươi ở chỗ này cùng ta dùng cái chết để đe dọa, ngươi cho rằng ngươi tại vì tiểu ngả tốt. Chẳng lẽ ngươi muốn để tiểu ngả cả một đời đều cảm thấy, thiên hạ này cũng là thanh đồng tiên điện lớn như vậy? nàng tương lai muốn hay không lớn lên, muốn hay không thành hôn. còn có, ta hỏi ngươi, nếu như ta chết, tiểu ngả làm sao bây giờ? ngươi bảo vệ được nàng sao? Yến Kinh chính là thuộc tổ Long Chi Khí bảo hộ, sát kiếp buông xuống. thiên hạ nơi nào không nguy hiểm, nhưng thế giới lại nguy hiểm, Yến Kinh đều là an toàn nhất. ta đem tiểu ngả đặt ở chỗ đó, ngươi cho rằng ta vì cái gì? Lý Linh Thính nhất thời á khẩu không trả lời được ta, nếu là ở cái kia yến kinh chi địa, ta đều không có cách nào bồi tiếp tiểu ngả. Lý Linh Thính nói ra, đó mới là ta muốn, để tất cả cao thủ đều đi không địa phương, mới là an toàn nhất địa phương. Phó Thanh Trúc nói ra, phụ thân, ta không nên cùng người tách ra, không nên cùng gì nhỏ tách ra. Tiểu ngả lập tức nói, phụ thân, người không nên làm ta sợ, người nhất định không có việc gì. Tiểu ngả tiếp lấy còn nói thêm dạng này đối thoại để cho nàng rất là sợ hãi. Tiểu ngả nước mắt như mưa. Phó Thanh Trúc ôm lấy tiểu ngả, hắn không thể không phòng ngừa chu đáo. Dạng này thế giới, là tu đạo người loạn thế, hắn không dám hứa chắc chính mình có thể một mực sống sót. Hắn hy vọng nữ nhi có thể hạnh phúc sống sót. Tiểu ngả, người đến Yến Kinh về sau, nhất định muốn tốt lời dễ nghe, thật tốt bảo vệ mình. Phó Thanh Trúc tỉ mỉ căn dặn, phụ thân chỉ cần một có thời gian thì sẽ trở lại gặp ngươi, các loại về sau sự tình xong xuôi, phụ thân hội vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Tiểu ngả khóc thành người mít ướt. Lý Linh Thính Trung Quy là không có lại nói cái gì, nàng cảm thấy tỷ phu có một câu không có nói sai. Chẳng lẽ hắn hội hại chính mình nữ nhi ruột thịt a? À? Về sau, Phó Thanh Trúc liền để Lý Linh Thính bọn người mang theo thanh đồng tiên điện đi trước Thiên Châu. Hắn thì thần niệm bắn phá, quen thuộc thế giới bao la rất nhiều quy tắc. Sau đó lại dạy tiểu ngả rất nhiều thứ, như thế về sau, mới mang theo tiểu ngả đi hướng Yến Kinh. Tiểu ngả cũng không có pháp thuật, cũng không có học hội. Nhưng Phó Thanh trúc thối luyện tiểu ngả thân thể, để cho nàng năng lực chống cự tăng cường. Bình thường dinh dưỡng cũng rất chú ý. Rất kỳ quái là, như Phó Thanh trúc, La Quân, Tần Lâm bọn họ đều là không quá nguyện ý chính mình con gái đi đến tu đạo con đường này. Bởi vì bọn hắn biết rõ con đường này vất vả cùng hung hiểm. Nhưng những cái kia cổ lão môn phái bởi vì truyền thừa nguyên nhân con gái là không thể tránh đi phía trên con đường này phó thanh trúc la quân bọn họ liền nghĩ con gái tại chính mình che chở cho thật tốt hạnh phúc qua cả đời đương nhiên bọn họ nếu thật muốn đi đường này bọn họ làm phụ mẫu cũng chỉ có thể chống đỡ la quân lâm phong tần lâm bọn người cùng một chỗ nghênh đón phó thanh trúc cùng tiểu ngả vào lúc ban đêm ngay tại la quân trong biệt thự nữ đầu bếp nhóm làm phong phú một trận giả tiệc là quân xuất ra bên này rượu mau đài cùng mọi người uống. Tiểu ngả vẫn là lời nói thiếu, một người ở một bên rất là nhàm chán. Nhưng Tần Bảo Nhi cùng niệm từ hai tiểu gia hỏa này cũng không sợ người lạ, chạy đi tìm tiểu ngả chơi. Khiến Phó Thanh Trúc vui mừng là, tiểu ngả tuy nhiên đối đại nhân lãnh đạm, nhưng là đối hai cái tiểu gia hỏa lại là rất hòa thuận. Phó Thanh Trúc rất vui vẻ, nữ nhi của mình bản tính còn là thiện lương. Căn biệt thự này rất lớn, chúng ta nơi này lâu dài đều có nhân khí. La Quân nói với Phó Thanh Trúc, Phó Huynh, muốn không, người cũng đừng an bài cái gì người hầu. Hạ nhân, về sau tiểu ngả thì ở lại nơi này, chúng ta cho nàng an bài đến trường sự tình. Phó Thanh Trúc không khỏi cuồng hỉ, hắn lại làm khó nói, nhưng ta sợ đệ muội sẽ cảm thấy phiền phức. La Quân nói ra, người yên tâm, nàng sẽ không. Phó Thanh Trúc nói ra, La Huynh, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Là quân nói ra, chưa nói tới, phó huynh, người cùng này tâm. Ta cũng là làm phụ thân người, người đối tiểu ngả thích, ta rất lý giải. Phó Thanh Trúc nói ra, chỉ là, thế giới bao la bên này chương trình học, ta sợ tiểu ngả theo không kịp. Là quân nói ra, tiểu ngả là cái thông minh hài tử, tìm người phụ đạo, nàng có thể đuổi theo. Phó Thanh Trúc nói ra, đa tạ, đa tạ, hắn đều có chút nói năng lộn xộn. Trầm mặc nùng cũng nghe lấy, nàng lập tức cũng liền nói, phó đại ca, ta sẽ đem tiểu ngả xem như nữ nhi ruột thịt đến đối đãi Cảm tạ, phó thanh trúc nâng chén, nói ra, đệ muội đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Trầm mặc nùng mỉm cười, nói, ngài quá khách khí. Tan cuộc về sau, đã là đêm khuya, bọn nhỏ đều đã ngủ. Trong phòng ngủ, trầm mặc nùng tắm rửa xong đi ra, thì mặc áo ngủ. Là quần có chút ấy náy nói ra, mặc nùng, thật xin lỗi, Ta cho người tìm rất nhiều phiền phức trầm mặc nùng mỉm cười nói ra xác thực là có chút phiền phức đây là quân nhất thời có chút xấu hổ trầm mặc nùng nói ra còn tốt ra à, có nhân lực vật lực tài lực quyền lực những chuyện này xử lý cũng không có như vậy khó giải quyết nếu như chúng ta là phổ thông gia đình người cho ta những phiền toái này ta còn thực sự không chịu đựng nổi Quang mang nhiệm tử thì mang không đến là quân ôm trầm mặc nùng trùng điệp hôn lên một miệng nói ra, đa tạ lão bà. Trầm Mặc nùng nắm chặt La Quân tay, nói, có điều, ngươi vì sao lại như thế giúp vị kia phó đại ca đâu? La Quân nói ra, thực ta không có nghĩ nhiều như vậy, đại khái là bởi vì ta cùng hắn có cái cộng đồng thân phận đi. Đều là thiên mệnh chi vương, Trầm Mặc nùng nói ra. La Quân nói ra, chúng ta đều là phụ thân. Hắn đón đến, nói, hắn quả thật có chút khó xử, thời gian dài đem nữ nhi mang theo trên người nhưng là như vậy lời nói đối con gái nàng trưởng thành cũng không tốt mà lại hắn hội thường xuyên kinh lịch hung hiểm hắn không có ta may mắn có người dạng này một vị tài giỏi lão bà a à. trầm mặc nùng khách khách cười một tiếng nói ra người đây là tại nịnh nọt ta sao la quân cười ha ha một tiếng nói ra ta đập ngươi đây nói xong còn thật tại trầm mặc nùng trên mông hung hăng nắm một thanh trầm mặc nùng không khỏi bạch la quân liếc một chút mắng người thật sự là không có một điểm nghiêm túc. Tiểu Ngả là cái rất thông minh, tiểu cô nương xưa nay cũng học rất nhiều tri thức, nhưng là tri thức điểm cùng thế giới bao la không giống nhau lắm, cho nên nàng cần bị bù lại một phen, nhưng cái này cũng không hề là nan đề. Phó Thanh chúc cho nàng ăn nhiều như vậy, đan dược không phải ăn không. Tiểu Ngả não vực vẫn là bị khai phát rất nhiều đi ra, trầm mặc nùng để cho thủ hạ người tìm rất nhiều thầy dạy kèm tại nhà. Mỗi ngày đều sẽ đến cho tiểu ngả hệ thống tính lên lớp. Phó Thanh Trúc cũng vẫn đợi ở chỗ này, hắn bây giờ còn chưa cái gì chuyện khẩn yếu, đương nhiên sẽ thêm bồi tiếp nữ nhi. Tiểu ngả tại Phó Thanh Trúc đồng hành, cũng dần dần sáng sủa một số. Mà lại, trong nhà còn có tần bảo nhi cùng niệm từ hai cái này tiểu bảo bối. Mỗi lần cũng là cuốn lấy tiểu ngả lại vui sướng lại đau đầu. Nói như vậy, giống tiểu ngả dạng này đại cô nương là không nguyện ý bồi loại này tiểu hài tử chơi. Nhưng là tiểu ngả nhiều năm như vậy, quá thiếu khuyết làm bạn. Cho nên nàng cũng rất có tính nhẫn nại cùng tiểu niệm từ còn có bảo nhi cùng nhau chơi đùa. Hai cái tiểu gia hỏa làm phản cực nhanh, hiện tại cũng không thích phản ứng mỗi người phụ mẫu, trong mắt cũng chỉ có tiểu ngả. Cái này khiến La Quân, Tần Lâm đều có chút ăn dấm. Tại thế giới bao la thời kỳ, nhàn hạ lại vui sướng. Dù sao nhiệm vụ còn có thời gian 15 năm, đám người này hiện ra tại đó sẽ nóng nảy a. À. La Quân cũng không nhìn được đậu đen rau muống, nói ra, ta hiện tại rốt cuộc rõ ràng minh bạch. Tinh chủ tác dụng, người nhìn, hắn ở phía sau chỉ cần không huy động nhỏ roi ra, chúng ta thì tuyệt là không nguyện ý lại cử động. Đây là mấy người tại trên bờ cát phơi nắng lúc cảm khái. Dù sao bọn họ đều là lập tức đến bờ biển, niệm tư, bảo nhi cùng tiểu ngả tại bờ biển chơi. Trầm mặc nùng, lạc tuyết, hiên viên nhã đan, diệp tử thanh các nàng ở một bên phơi nắng, uống vào đồ uống la quân bọn người vây quanh đấu địa chủ phó thanh trúc hiện tại cũng dùng nhập thế giới bao la sinh hoạt địa chủ còn đánh đến rất là không tệ mọi người tiền đánh cược là đan dược mấy cái này đám ra hỏa chơi rất là nghiêm túc nguyên một đám khai phát đại não cái bài tặc chuẩn chỉ kém hận không thể đi biến bài nhưng là mọi người ai cũng đều không phải là đèn cạn dầu mà câu nói mới vừa rồi kia cũng là la quân cảm khái tần lâm nói ra ta thật suy nghĩ gì đều mặc kệ ngay tại cái này yến kinh bên trong đợi. Đi mẹ hắn nhiệm vụ. 15 năm thọ mệnh, ngắn một chút, Lâm Phong nói ra. Hắn ý tứ rất rõ ràng, không đi ra tìm, vậy cũng chỉ có thể sống 15 năm. Lâm Phong cũng là hỏi qua La Khuynh Tâm, hỏi, đã ta tế bảo biến dị lợi hại như thế, cái kia tinh chủ ấn ký đối với ta có tác dụng hay không? La Khuynh Tâm nói ra, đương nhiên hữu dụng, hắn có thể thông qua ấn ký không ngừng quán thâu pháp lực tiến đến. Lâm Phong nói ra, vậy ta thì hấp thu hắn lực lượng. La Khuynh Tâm nói ra, người vẫn là bỏ ý niệm này đi đi, tinh chủ tạm thời không phải người ta có thể chống lại. Lâm Phong gặp La Khuynh Tâm đều nói như vậy, hắn cũng đành phải bỏ ý niệm này đi. Thời gian bình tĩnh lại qua 3 tháng. Đối với La Quân đám người bọn họ tới nói, đây là xinh đẹp nhất, nhàn hạ, hạnh phúc thời gian. Phó Thanh Trúc tại Yến Kinh cũng liền bồi tiểu ngả đợi 3 tháng. Tiểu ngả học tập rất nhanh, 3 tháng, chương trình học liền đã đổi tới lớp 10. Nàng chỉ cần lại học tập một đoạn thời gian, liền có thể nhập học. Đến lúc đó, Trầm Mặc Nùng sẽ cho Tiểu Ngả an bài một chỗ không tệ trường học. Tiểu Ngả cũng hy vọng Phó Thanh Trúc có thể một mực tại Yến Kinh đợi, Phó Thanh Trúc chỉ đáp ứng Tiểu Ngả, nếu như khả năng, hắn hội tận lực chờ lâu lấy. Tiểu Ngả cũng là hiểu chuyện cô nương, cho nên cũng lý giải. Tiểu Niệm từ cùng Bảo Nhi liền càng thêm hoạt bát cùng làm ẩm ý, cũng sẽ hô gì nhỏ. Bọn họ hô tiểu ngả vì gì nhỏ, tiểu ngả thời gian nhàn hạ thì cùng hai cái này tiểu thí. Cùng nhau chơi đùa, tiểu ngả cũng thói quen bên này giải trí, phó thanh trúc mua cho nàng các loại laptop, máy tính, nhạc cụ, còn có, điện thoại di động. Vân vân, tiểu ngả mặc lấy thời thượng, cũng càng ngày càng dung nhập cái thế giới này. Tiểu ngả có một ngày nói với phó thanh trúc, A3. Nàng đã đổi tên hô, ta hiện tại hiểu ngươi trước đó tại sao muốn ta lưu tại nơi này, ta thích nơi này, ta về sau muốn một mực sống ở nơi này, có thể sao? Phó Thanh Trúc vui vẻ cười, nói ra, đương nhiên có thể. Vậy ngươi về sau, sẽ cùng cha nuôi trở thành cửu nhân không? Tiểu ngả cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu. Phó Thanh Trúc nao nao, hắn theo rồi nói ra, không biết, cha nuôi là A3 bằng hữu A. Bạn tốt nhất, tiểu ngả nói ra, vậy là tốt rồi nếu như các ngươi thành cửu nhân ta tưởng niệm từ tiểu gia hỏa kia nhất định sẽ rất thương tâm ân ta cũng sẽ thương tâm đây phó thanh trúc nói ra a ba chỉ cần ngươi vui vẻ tuyệt không muốn ngươi thương tâm buổi tối thời điểm trầm mặc nùng tắm rửa qua sau hỏi la quân các ngươi cái này có thể hay không quá nhàn la quân cười nói thế nào ta mới đợi mấy tháng ngươi thì phiền đó cũng không phải trầm mặc nùng nở nụ cười xinh đẹp nói ra Ta ước gì ngươi một mực nhàn đâu, nhưng là ngươi luôn luôn đều là bận rộn như vậy. Đột nhiên rảnh rỗi như vậy, ta là sợ hội xảy ra vấn đề gì. Dù sao còn có thời gian mười mấy năm, chơi trước mấy năm rồi nói sau, lão tử muốn thả giả. La Quân nói ra. Cái này hàng cũng là điển hình không ôm chí lớn. Nói trở lại, bọn họ mấy người này, toàn bộ đều là dạng này một bộ đức hạnh. Diệp Tử Thanh cái bụng là càng ngày càng gặp dấu vết tiếp qua mấy tháng liền muốn sắp sinh. Dù sao hiện tại, Lâm Phong là không có vô cùng lớn sự tình đó là tuyệt sẽ không rời đi. Dạng này nhàn nhã, chính là thượng thiên một loại ban ơn. La Quân dành thời gian thời điểm đi qua một lần Thiên Châu, cũng tìm kiếm hỏi thăm Kiều Ngưng, nhưng không có tung tích. Về sau cũng đi một chuyến Minh Nguyệt Cung, mà Minh Nguyệt Tiên Tôn Hạ Lạc cũng là không có tin tức. Đến mức linh tuệ hòa thượng cùng huyền hoàng thần cốc hạt giống, thì tựa như là biến mất một dạng. Linh Nhi thì vẫn tại thần nông thế giới bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại. La Quân mặc dù nhanh sống, nhưng cũng nhớ thương các nàng. Nhưng hắn trừ tu luyện bên ngoài, tựa hồ cũng không có hắn biện pháp gì nhớ qua. Lam Tử Y thì bị La Quân giao cho trầm mặc nùng, hồn tinh ngọc nhất định muốn đặt ở bí mật địa phương, lại không có thể rời đi Yến Kinh. Trầm mặc nùng đáp ứng La Quân. Mà đối với muốn tìm tinh thần thạch chuyện này, cũng không chỉ là La Quân bọn họ lười nhát xuống tới đại bộ phận thiên mệnh giả đều là đi trước hạnh phúc ngẫm lại cũng là bình thường tập được một thân thần thông ai muốn mỗi ngày đi bán mạng a mình không được dừng lại cài so hưởng thụ một chút a đáng giá nói chuyện là là quần cũng đem trầm mặc nùng ba nghìn đại đạo thu hồi chỉ lưu đại na di thuật cho trầm mặc nùng trầm mặc nùng là không nguyện ý nhưng là quần cũng là xuất phát từ quan tâm cùng bảo vệ trầm mặc nùng cũng rất biết đại thể đáp ứng trong ba ngàn thế giới có một thế giới gọi là lôi pháp thế giới. Tại lôi pháp thế giới bên trong, lâu dài mê tích không rời, lôi điện tụ tập. Nơi này bầu trời phần lớn thời gian đều là âm u. Rất nhiều tu luyện lôi pháp cao thủ đều nguyện ý đến lôi pháp thế giới bên trong đến ma luyện. Lôi pháp thế giới bên trong là không có nhân loại sinh tồn. Nhưng là có thật nhiều lôi thú tồn tại, tỉ như xanh điện thú, quỷ đỏ thú, lôi xí hổ, huyết điện sói. Vân vân. Lôi pháp thế giới bên trong cực nguy hiểm, bình thường tới nói là không có lôi pháp bên ngoài cao thủ nguyện ý đến nơi này tới. Mà lúc này, lôi pháp thế giới bên trong, trên trời mây đen buông xuống, mây đen cuồn cuộn. Trong mây đen, điện lóng lánh. Tại một vùng núi trên không, 10 đầu huyết điện sói vây xung quanh một tên mỹ lệ nữ tử. Nữ tử này một thân ngân sắc váy dài, mỹ lệ bên trong mang theo một cỗ đại khí cùng tĩnh khí. Cái này 10 đầu huyết điện sói đều là bất phàm. Nhưng nữ tử kia lại là hồn nhiên không thèm để ý. Nữ tử này không là người khác, chính là La Quân một mực tại tìm kiếm Kiều Ngưng. Kiều Ngưng đi vào Lôi Pháp thế giới đã gần nửa năm, nàng ở chỗ này ma luyện tu vi. Lôi Pháp trong thế giới lôi ý ngăn cách liên lạc với bên ngoài, cho nên La Quân làm sao cũng tìm không được Kiều Ngưng. Huyết điện sói cực hung hung hãn, bọn họ tốc độ rất nhanh, móng vuốt sắc nhọn. Đột nhiên, 10 đầu huyết điện sói cùng một chỗ hành động, Kiều Ngưng cũng không nhiều nhìn, cong ngón búng ra, trong tay xuất hiện một miệng lôi điện cự kiếm. Khẩu này cự kiếm tại nàng pháp lực khu động phía dưới, lập tức lăn lộn chém giết, chỉ là trong một chớp mắt, liền đem 10 đầu huyết điện lang đầu sọ hung hăng chém xuống tới. 10 đầu huyết điện sói lăn ở một bên, máu tươi chảy cuồn cuộn. Thật sự là không có mắt đồ vật, Kiều Ngưng nhăn nhăn xinh đẹp tiểu mi đầu, cô nãi nãi ta xem ra yếu như vậy sao? Lại dám hướng ta xuất thủ, Kiều Ngưng Tu Vi đã tấn thăng đến tầng 10 trung kỳ, tại lôi pháp thế giới thối luyện, tại rất nhiều đan dược trợ giúp dưới. Nàng Tu Vi đạt được đột nhiên tăng mạnh. Kiều Ngưng âm thầm may mắn tự mình lựa chọn, một mực đợi tại thiếu uy phủ cái chỗ kia, quá an nhàn. Vẫn là đi ra mới được. Là quần đám người bọn họ là thuộc về ở bên ngoài mạo hiểm thời gian quá dài, cho nên muốn nhàn hạ. Kiều Ngưng là thuộc về tại thiếu uy phủ Ryan giật thời gian quá dài, cho nên muốn đi ra mạo hiểm. Nhân tâm cũng là như thế. Kiều Ngưng quyết định một hơi tấn thăng đến tầng 10 đỉnh phong, nàng bây giờ còn có một kiện chuyện trọng yếu làm. Cái kia chính là tìm tới một mảnh nguyên thủy tinh khiết lôi vân, thối luyện lôi đan, dùng cái này tăng lên lôi pháp. Các loại lôi pháp tới trình độ nhất định về sau, lại ăn thuần dương đan thuốc. Kiều Ngưng mấy năm qua này, tích lũy là rất đủ đầy đủ. Cho nên tấn thăng lên, khó khăn cũng lớn đến không tính được nhưng lúc này khó khăn nhất cũng là nguyên thủy lôi vân xuất hiện loại này nguyên thủy lôi vân cực chân quý cũng không dễ dàng bị phát hiện kiều ngưng đã tìm kiếm cực kỳ lâu đúng lúc này mưa to bỗng nhiên mưa như chút nước xuống tia chấp lốp ba lốp bốp chém xuống giống như là điện xà cuồng vũ mặt đất kia sơn phong bị oanh nổ ra vô số đất khô cần tới tựa như là đại hình thảm thức oanh tạc tình cảnh này khủng bố tới cực điểm cái này lôi pháp thế giới thật là không thích hợp nhân loại cùng hắn sinh vật sinh tồn. Chỉ có một ít lôi hệ thú loại, đã có thể tiếp nhận lôi điện thối luyện mới có thể sinh tồn. Mấy cái bó lôi điện đột nhiên theo kiều ngưng đỉnh đầu chảm giết tới, kiều ngưng bàn tay lớn vổ một cái, liền đem những thứ này lôi điện nắm trong tay, đồng thời hút nhập bên trong thân thể. Nàng là sợ bị lôi điện trẻ hỏng y phục. Cái này lôi điện tuy nhiên lợi hại, nhưng là đi qua không chung phóng thích, đến kiều ngưng nơi này thời điểm, những tổn thương này đã không quá lợi hại. Kiều Ngưng chủ tu lôi pháp, cũng không sợ những thứ này. Kiều Ngưng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nàng đột nhiên nhìn đến vùng đông nam, lôi điện dày đặc nhất trong tầng mây, có kỳ dị màu tím xuất hiện. Ha ha, là nguyên thủy thiên lôi, Kiều Ngưng không khỏi đại hỉ, nàng đợi đợi giờ khắc này đã quá lâu, lập tức liền thay đổi ô kim áo cà sa, sau đó thì hướng cái kia phía đông nam tia chớp bay đi. Kiều Ngưng người mặc ô kim áo cà sa, người trên không trung nhanh chóng xuyên thẳng qua một đường bay qua, thiên lôi đánh, nhưng đều bị ô kim áo cà sa tiếp nhận. Ô kim áo cà sa hấp thu bộ phận thiên lôi, lại bắn ra bộ phận thiên lôi. Kiều ngưng tốc độ rất nhanh, lập tức liền đạt tới phía đông nam. Phía trước là một mảnh to lớn mặc vân, mặc trong mây ánh tím lóng lánh, lại không có thiên lôi tiết lộ ra ngoài. Liền chính là nguyên thủy thiên lôi. Kiều ngưng trong lòng hoan hỉ, không sợ chút nào, liền muốn chui vào đi vào. Loại này thiên lôi, cùng áo đen tố trình độ lôi kiếp thiên lôi hoàn toàn khác biệt. Tại áo đen tố trình độ kiếp thiên lôi chính là cao hơn trong tầng mây lôi trong ao. Lúc này, Kiều Ngưng tuy nhiên một thân lôi pháp mạnh mẽ, nhưng cũng là không dám nhảy vào cái kia nguyên thủy thiên trong lôi trì. Nàng là phải ở bên ngoài, vận chuyển pháp lực, tại lôi trì trên không hấp thu lôi lực, như thế mà thôi. Kiều Ngưng thân hình lóe lên, liền từ mặc phân bên ngoài xuyên thẳng qua đi vào. Ở bên trong là một tòa 30 bình phương lôi trì, cái này lôi trì cùng rộng lớn thiên địa so ra, thật sự là quá không có ý nghĩa. Như thế cũng đúng lúc nói rõ nguyên thủy thiên lôi chỗ chân quý. Mà lại, loại này nguyên thủy thiên lôi còn không có cách nào cùng La Quân vốn có nguyên thủy thiên lôi so sánh. Bởi vì đó là ở trong hư không tồn tại càng lâu lôi điện tinh thạch loại hình tồn tại. Nhưng trước mắt những thứ này, Kiều Ngưng đã rất thỏa mãn. Bốn phía mưa to, nhưng trước mắt lôi trong ao nước mưa căn bản là không có cách tiến đến. Cái kia lôi chỉ dập dần tinh khiết vô cùng, chỉ là tại thả ra điện hoa hội hiện ra tử sắc. Như không nhìn kỹ, thật sự cho rằng cái này lôi trong ao chính là sạch sẽ hồ nước. Nhưng ai có thể nghĩ đến, trong này ẩn chứa vô cùng năng lượng cùng lực lượng đây. Kiều ngưng vận chuyển pháp lực, nàng trước thi triển ra nàng pháp khí mạt pháp âm lôi. Cái kia là một cái màu đen lôi châu, lôi châu liền tại lôi trì trên không hấp thu. Lôi trong ao, Vô số lôi thủy tại Kiều Ngưng pháp lực hấp thu xuống, hóa thành một chút lôi dịch, tiếp mà ngưng tụ thành lôi châu. Những thứ này lôi châu liền bị mạt pháp âm lôi hấp thu đi vào. Kiều Ngưng liên tục thi triển pháp lực, vô số lôi châu bị mạt pháp âm lôi hấp thu đi vào. Về sau, Kiều Ngưng sẽ từ từ đem những thứ này lôi châu thôn phệ, chuyển hóa thành pháp lực, cường đại nàng lôi pháp. Kiều Ngưng ước chừng hấp thu một nửa nguyên thủy thiên lôi thời điểm, đột nhiên lên biến cố ngoại giới một đạo đại thủ ấn bỗng nhiên thì bắt vào đến chính là muốn đem nàng và cái kia lôi trì toàn bộ nắm bắt lấy cái này lôi trì quá nhỏ lực sát thương còn không phải khủng bố như vậy lúc này người tới cách không thi triển pháp lực quả thực khủng bố kiều ngưng bị kinh ngạc nàng lập tức liền đoán được người thế mà cũng là tinh thông lôi pháp mà lại so với chính mình lợi hại hơn nhiều không nghĩ tới người khác cũng để mắt tới cái này nguyên thủy thiên lôi kiều ngưng không kịp nghĩ kỹ ôm đầu mặt pháp âm lôi châu, tiếp lấy pháp lực bỗng nhiên một vụ nổ. Cái kia mặt pháp âm lôi châu lập tức tuôn ra sắc nhọn âm khiếu tới. Cỗ này âm khiếu hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt chém giết tới, tựa như là vô số thiên lôi chảm giết ra ngoài. Mạt pháp âm Rainier là đạo khí, uy lực tuyệt đối khủng bố. Mạt pháp âm lôi thiên lôi bên trong, ẩn chứa hủy diệt, tận thế pháp tắc, loại này pháp tắc cường hãn tuyệt luân, chỉ trong nháy mắt, thì đem người tới đại thủ ấn cho chém giết thành phấn vụt. Kiều Ngưng chính là lão giang hồ, lần này đánh nát đối phương công kích cũng không có để cho nàng mất đi suy nghĩ lực. Nàng biết đối phương là bởi vì không có thi triển pháp khí, mà chính mình mặt pháp âm lôi quá bá đạo, cho nên mới ra bất ngờ đánh tan đối phương phòng ngự. Chính mình cũng không phải người này đối thủ. Kiều Ngưng lách mình, cấp tốc thoát đi. Là Kiều Ngưng, ngay vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến là cái thanh âm nữ nhân tiên tôn kiều ngưng chạy trốn tới một nửa lập tức kinh hỉ nàng thân hình lóe lên thì hướng thanh âm kia nơi phát ra chỗ lao đi mưa to bên trong phía trước có một bóng người cấp tốc tới lập tức liền đến kiều ngưng trước mặt người đến toàn thân áo trắng đầu đội khăn vuông xem ra cũng là cái mỹ công tử mưa to không có một ít nhiễm đến trên người nàng nàng là làm như vậy sạch không nhuốm bụi chân nước mưa đến bên người nàng toàn bộ bị bắn ra qua một bên. Ngược lại là Kiều Ngưng mặc lấy ô kim áo cà sa, giờ phút này lại có chút dở dở ương ương. Mà kẻ đến chính là Minh Nguyệt Tiên Tôn. Kiều Ngưng nói ra, tham gia Tiên Tôn, nàng thì trên không trung liền làm vái chào. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhẹ nhàng ho khan, nàng trắng như tuyết khuôn mặt nhất thời có một ít ửng hồng. Kiều Ngưng thấy thế nhất thời bị kinh ngạc, nói, Tiên Tôn, ngài cái này là làm sao? Minh Nguyệt Tiên Tôn không khỏi cười khổ, Nói ra, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi, chúng ta tìm một chỗ lại nói tiếp đi. Đã cái kia Nguyên Thủy Thiên Lôi là ngươi tại vơ vét, vậy ta thì không cùng đoạt. Nàng sau khi nói xong, bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem cái kia Nguyên Thủy Thiên Lôi ao chộp trong tay, sau đó vài cái phong ấn, trực tiếp đem Nguyên Thủy Thiên Lôi phong ấn thành một quả nắm đấm lớn đan hoàn. Cho Minh Nguyệt Tiên Tôn đem đưa cho Kiều Ngưng. Kiều Ngưng nhất thời có chút xấu hổ, nói ra, Tiên Tôn Ta đã vơ vét không ít, cái này cho ngài đi." Minh Nguyệt Tiên tôn mỉm cười, nói ra, "Ngốc cô nương, khách khí với ta cái gì? Ta lại lòng tham, cũng không thể đoạt ngươi đồ vật a." À. "Cái này," Kiều Ngưng nói ra. Minh Nguyệt Tiên tôn đem cưỡng ép nhét vào Kiều Ngưng trong tay. Kiều Ngưng thấy thế, cũng thì không chối từ nữa. Hai người sau đó thì thần niệm bắn phá, sau đó tìm một chỗ trước sơn động đi. Đến trong sơn động, Hai người lại tiến Minh Nguyệt Tiên Tôn một kiện pháp khí bên trong. Cái kia pháp khí gọi là Thanh Tử Phòng, không có vùng khác tác dụng, cũng là sử dụng không gian pháp tác đến chế tạo. Bên trong rất rộng rãi, hào hoa, ở hận dễ chịu. Tiên gia thủ đoạn nhân vật, nhà ở vậy cũng là tùy thân mang theo. Minh Nguyệt Tiên Tôn trong phòng khách ngồi xuống, bên trong ánh đèn sáng tỏ. Nàng lại kịch liệt ho khan, ho khan thời điểm, khuôn mặt ửng hồng, tiếp lấy phun ra một ngụm máu tươi tới kiều ngưng không khỏi hoảng sợ nói tiên tôn ngài ngài thân thể đến cùng xảy ra vấn đề gì như thế nào như vậy nghiêm trọng minh nguyệt tiên tôn lấy tay lụa lau khô khóe miệng vết máu nàng ngẩng đầu nhìn về phía kiều ngưng nói ra từ lần trước thương tâm về sau lại được la quân linh hồn chi lực ta vốn cho rằng thương thế này đã khỏi hẳn từ nơi nào biết những linh hồn này chi lực không ngừng tại cùng thân thể ta làm đấu tranh về sau ta tìm la quân lấy độc công độc hấp thu càng nhiều linh hồn chi lực. Hiện tại kinh mạch cũng bắt đầu tải hỗn loạn, như vậy đi xuống, sợ là không có mấy ngày tốt sống. Cái này, Kiều Ngưng nói ra, ta cần phải như thế nào giúp ngài. Minh Nguyệt Tiên tôn khoát khoát tay, nói ra, người giúp không ta. Ta tới này lôi pháp thế giới, là muốn thông qua thiên lôi đến thối luyện thân thể bên trong linh hồn chi lực. Nhưng phát hiện căn bản không được, linh hồn chi lực cùng thân thể ta độ cao dung hợp lại cùng nhau, trừ phi đem ta bổ thành cho tàn, nếu không cái này linh hồn chi lực cũng sẽ không sống yên ổn. Kiều Ngưng nói ra, nhất định còn có biện pháp, nàng đón đến, nói ra, là quân biết ngài tình huống thân thể sao. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, hắn biết một số, có điều hắn cũng không có cách nào. Hắn kiến thức, so ta vẫn là kém một chút. Kiều Ngưng trong lòng lo lắng, nàng trầm ngâm một lát, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nói ra, có. Minh Nguyệt Tiên Tôn nao nao, nàng cũng sinh ra hy vọng tới minh nguyệt tiên tôn tất nhiên là không muốn chết thế gian này nàng có quá nhiều nhớ nhung cùng không muốn nhưng khi ngày đó thật muốn tới lúc nàng cũng có thản nhiên chịu chết dũng khí kiều ngưng nói ra tiên tôn đại khang hoàng đế hiên chính hạo cùng trường sinh đại đế có liên quan chúng ta cùng đi chuyến thiên châu tìm đại khang hoàng đế minh nguyệt tiên tôn nói ra ừm nàng một mực đối cái kia đại khang hoàng đế cũng không có hảo cảm gì không cần minh nguyệt tiên tôn lập tức cự tuyệt nàng nói ra ta tự nghĩ biện pháp đi nàng ở trên trời châu đã từng là quát tháo phong vân nhân vật cái kia hiên chính hạo ở trong mắt nàng cũng bất quá là cái hậu sinh vãn bối mà lại minh nguyệt tiên tôn cũng biết hiên chính hạo là cái rất hiện thực người cho nên nàng là tuyệt không muốn đi chó vẩy đuôi mừng chủ đối với minh nguyệt tiên tôn tới nói là một loại nhục nhã kiều ngưng nói ra không sao ta đi hỏi một chút được không? Minh Nguyệt Tiên Tôn nhìn một chút Kiều Ngưng, nói ra, cũng được, nhưng nếu có điều khó khăn, cắt không có thể miễn cưỡng. Kiều Ngưng gật đầu, nói ra, cái này ta biết. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ta còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, ta ở chỗ này sử dụng lôi điện thối luyện, mặc dù không có đạt được tác dụng rất lớn, cũng áp chế một số linh hồn chi lực. Người bây giờ trước thật tốt lĩnh hội cái này cần đến nguyên thủy thiên lôi đi. Kiều Ngưng nói ra, nguyên thủy thiên lôi khác biệt hắn lôi lực tiên tôn muốn không ngươi thử dùng cái này nguyên thủy thiên lôi đến thối luyện một phen có lẽ có kỳ hiệu đâu minh nguyệt tiên tôn khoát khoát tay cười khổ nói ta sớm thử qua không hiệu quả gì cái này kiều ngưng cũng là không có cách nào sau đó kiều ngưng cũng liền bắt đầu ngồi xếp bằng thối luyện lên nguyên thủy thiên lôi tới nàng đem mấy trăm khỏa nguyên thủy thiên lôi nuốt vào trong bụng minh nguyệt tiên tôn ở một bên vì kiều ngưng hộ pháp Kiều ngưng trong thân thể lôi quang tư tư, nguyên thủy thiên lôi là vô cùng tốt bổ dưỡng chất dinh dưỡng. Kiều ngưng đồng thời ngưng tụ thuần dương đan, thuần dương chi long vây quanh nàng. Nàng một bên hấp thu thuần dương chi lực, một bên điều trị thân thể lôi pháp. Các loại lôi điện pháp tác tại trong cơ thể nàng tụ tập. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhìn lấy kiều ngưng tu vi tại từng bước đề cao, hết thảy đều giống như nước chảy thành sông. Nàng cũng không khỏi cảm khái, đây quả nhiên là một cái đại thời đại tất cả mọi người tu vi đều tiến vào khoái xa chặng đường mặt. Lúc này thiên địa sát kiếp, loại tình cảnh này tựa như là nghênh đón cải cách giải phóng một dạng, hay là đứng tại một cái mới internet đại phong trên miệng, không đếm trăm vạn phú ông, ngàn vạn phú ông, ước vạn phú ông sinh ra. Hiểu cái này trung vân thế người, đều phát tài. Chỉ có bảo thủ không chịu thay đổi, không chịu cải biến người, mới có thể một mực dừng lại tại nguyên chỗ. Kiều Ngưng hao phí 50 triệu thuần dương đan, cấp thu một nửa nguyên thủy thiên lôi, nàng tu vi rốt cuộc thuận lợi đến tầng 10 đỉnh phong. Giờ này khắc này, Kiều Ngưng cảm giác được trong thân thể, lôi lực rồi rào. Nàng chưa bao giờ có một khắc giống lúc này dạng này, cảm giác mình là vô cùng cường đại. Lực lượng, lực lượng. Kiều Ngưng hưng phấn vô cùng, nàng thậm chí muốn đi trùng kích sau cùng che đậy, trực tiếp đi trèo lên hư tiên chi cảnh. Nhưng là Minh Nguyệt Tiên Tôn ngăn cản Kiều Ngưng, nói ra, mặc dù bây giờ tu hành phổ biến dễ dàng, nhưng là căn cơ bất ổn cũng dễ dàng ngã bổ nhào người không nên quá nóng lòng ta hiện tại chỗ lấy rơi đến nước này liền là bởi vì quá nóng vội ngươi hiểu chưa kiều ngưng gật đầu nói ra tốt ta biết minh nguyệt tiên tôn mỉm cười nói ra ngươi lại tích lũy một đoạn thời gian đi các loại tích lũy đầy đủ một lần hành động xông phá bích chướng đến lúc đó thành tựu hư tiên cũng là ở trong tầm tay kiều ngưng đã rất là thỏa mãn Nàng dùng mấy trăm năm thời gian tu luyện tới Thái Hư Cửu Trọng Thiên. Nàng là bạc cá mập tu luyện thành người, cái này cùng nhau đi tới, ăn bao nhiêu khổ, kinh lịch bao nhiêu kỳ ngộ chỉ có trong lòng chính nàng mới hiểu được. Năm đó tu thành hình người thời điểm, đã là một lần sinh từ kiếp nạn, cũng là một lần to lớn cải biến. Nhân loại là sẽ không hiểu bọn họ có hạnh phúc dường nào. Bọn họ sinh ra thì có nhanh nhạy, thì có dạng này một bộ để hắn sinh linh hâm mộ hình thể. Mà động vật muốn tu thành cái này một bộ hình người, phải bỏ ra nỗ lực để các sinh linh buồn bã rơi lệ. Mà nhân loại khởi điểm chính là như vậy cao. Hiện nay trên đời đẳng cấp cao nhất sinh linh chính là người cùng Long. Năm đó nhân xà tộc đã không đủ sách. Long kiếp trước, cùng khủng Long, Linh Tôn cũng là kiếp trước liên quan. Cao đám sinh linh nguyên do, đều là có chút đạo lý cùng ngọn nguồn. Kiều Ngưng có thiên đại cơ duyên tại thân, năm đó nếu không phải ngộ nhập một tòa đáy biển động phủ đến cơ duyên, cũng sẽ không có về sau sự tình. Mấy trăm năm thời gian, cũng chỉ đến cửu trọng thiên tu vi. Đương nhiên, năm đó cửu trọng thiên tu vi, cái kia ở trên trời châu cũng là nhân vật có tiếng tăm. Tứ đại yêu tiên bên trong, nàng tuyệt đối không phải xếp tại cuối cùng. Nhưng là, thời đại này biến hóa quá nhanh. Làm sát kiếp buông xuống trước, rất nhiều người liền phải kỳ ngộ. Sát kiếp buông xuống về sau, cửu trọng thiên cao thủ nhiều cùng rau cải trắng giống như. Tứ đại yêu tiên nếu vẫn dừng lại tại nguyên chỗ, như vậy tứ đại yêu tiên cái danh xương này cũng chỉ là một chuyện cười. Sau đó, tại dưới tình huống như vậy, kỳ ngộ cũng lặng yên buông xuống. Kỳ ngộ đến thời điểm, nó bộ dáng căn bản nhìn không thấy, sờ không được, cũng cảm giác không thấy. Mà lòng mang tha thứ cùng chân thành cùng nỗ lực, thì có thể chạm đến kỳ ngộ. Kiều ngưng nhận biết La Quân, La Quân cũng lấy chân thành hồi báo Kiều ngưng. Sau đó, hai người đi cho tới hôm nay một bước này. Là Quân nhất phi trùng thiên không cần nhiều lời, Kiều Ngưng đã trải qua nỗ lực, đến hôm nay rốt cục đến tầng 10 đỉnh phong. Kiều Ngưng mấy năm này tiến bộ là tăng lên gấp bội. Nhưng Kiều Ngưng tuyệt không dám thư giãn, bởi vì La Quân đi quá nhanh. Nàng cần muốn theo sát La Quân cước bộ, dạng này hai người tương lai mới có thể một mực tại cùng một chỗ. Mặc kệ là vợ chồng, vẫn là người yêu, tuy nhiên việc này nói đến tàn khốc nhưng cũng thật là cần cùng một chỗ tiến bộ, nếu không sẽ tìm không thấy cộng đồng lời nói. Kiều Ngưng tin tưởng qua một đoạn thời gian nữa, nàng có thể trùng kích hư tiên chi cảnh. Sắc trời dần dần sáng, bên ngoài sơn động mưa to ngừng. Lôi pháp thế giới bên trong, có rất ít trời nắng. Tức thời hừng đông, bên ngoài cũng là một bộ gió thổi báo rông bão sắp đến bộ dáng. Cái này lôi pháp thế giới, hiển nhiên là một loại thiên đạo tự mình điều chỉnh hệ thống đem dư thừa lôi điện chứa đựng tại lôi pháp thế giới bên trong, để tránh ngoại giới lôi điện quá thừa, tạo thành không tất yếu phiền phức. 3.000 thế giới, thế giới bao la là chân chính thế giới. Hắn thế giới, ở mức độ rất lớn, có chút cùng loại pháp khí, pháp lực chế tạo ra đến không gian. Nhưng, cũng không thể nói những thế giới kia là không tồn tại. Mỗi một cái thế giới tồn tại đều như thân thể bộ phận tồn tại, có nó tự thân tác dụng. Tiên tôn, chúng ta trước cùng đi thiên châu, ngươi xem coi thế nào? ngươi tại thiếu uy phủ ở đây lấy, sau đó ta đi hòa hoàng để nói một chút. Kiều Ngưng đề nghị Minh Nguyệt Tiên tôn trầm ngâm một cái trước mắt, nói ra tốt ra à. theo lôi pháp thế giới còn không có cách nào trực tiếp đạt đến Thiên Châu, muốn theo một cái tiểu Đông nhạc thế giới thông qua truyền tống trận pháp đi Thiên Châu, đương nhiên cũng có thể theo thế giới bao la đổi xe, nhưng là thế giới bao la chỗ đó, là tất cả mọi người không muốn đổi xe địa phương thế giới bao la tại sát kiếp phía dưới, biến đến càng phát ra mẫn cảm. Kiều Ngưng cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn mới ra hang núi kia, bên ngoài đột nhiên thì lên biến hóa. U ám bên trên bầu trời bóng người lấp lóe, thế mà đến hai người. Hai người này, bên trong một cái chính là U Minh Công Tử Hạng Ương. Còn có một cái là Ngọc Thanh Môn Phó Trưởng Giáo Âu Dương Đa Tình. Âu Dương Đa Tình chính là không trung cảnh trung kỳ, tu vi cao tuyệt, tại nhiều nhiều phó trưởng giáo bên trong cũng là người nổi bật, hắn luôn luôn tự cao tự đại. bất quá lần này bắt la quân hành động, dư phó trưởng giáo đều là có chút cự tuyệt. tất cả mọi người có chút phạm sợ, mẹ liền hư không nhất tổ sư dạng này người đều bị độc thủ. cái này la quân có thể đụng sao? bắt la quân mọi người không nguyện ý, bắt kiều ngưng lời nói, cũng có người không nguyện ý, cảm thấy việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. âu dương đa tình luôn luôn tự ngạo, không tin ta, cùng trưởng giáo chí tôn phó chi bụi quan hệ mật thiết bởi vậy hắn liền xuất thủ lúc này toàn thân áo đen hạng ương cùng âu dương đa tình trực tiếp cản lại minh nguyệt tiên tôn cùng kiều ngưng vốn là nha bắt cái liền hư tiên đều không phải là kiều ngưng còn cần xuất động rất nhiều tay sai sao nếu như không phải vì lý do an toàn bọn họ đều muốn cho hạng ương một người đến đây đây tuyệt đối là cái dễ như trở bàn tay nhiệm vụ chỉ bất quá cái này kiều ngưng quá khó tìm bọn họ phí tổn công phu rất lớn lại đi tìm một số thế giới bên trong công hội tổ chức. Ra giá, giá tiền rất lớn mới khiến cho một số cao nhân thôi toán, rốt cục đi qua vô số gian khổ, xem như tìm kiếm đến kiểu ngưng phương vị. Âu Dương đa tình xem ra tuổi tác không lớn, trên thực tế hắn đã chỉnh một chút 1.200 tuổi. Nhưng hắn xem ra lại rất trẻ trung, như chừng 30 tuổi. Một bộ áo xanh, như cái thư sinh yếu đuối. Hạng ương tới thì ta cười to, kiều ngưng, người cái này tiểu tiện nhân thật là làm cho lão tử dễ tìm a. À. Hạng ương cùng Âu Dương đa tình thì đứng tại Minh Nguyệt Tiên Tôn các nàng đối diện 10 mét chỗ. Vũ khí nồng đậm, sáng sớm gió lay động, bên trong thiên địa có mông lung mỹ lệ. Hạng ương ánh mắt rơi xuống Minh Nguyệt Tiên Tôn trên thân, cái này một thấy rõ ràng, không khỏi bị kinh ngạc. Hiển nhiên, Minh Nguyệt Tiên Tôn xuất hiện là cái ngoài ý muốn biến số. Kiều ngưng cho mày, hạng ương ô mồn uế ngữ chọc giận nàng. Âu Dương Đa Tình ánh mắt cũng chú ý tới Minh Nguyệt Tiên Tôn, hắn chỉ nhìn một chút, liền biết Minh Nguyệt Tiên Tôn chính là là tuyệt đối cao thủ. Âu Dương Đa Tình cảnh giới cao hơn Minh Nguyệt Tiên Tôn, hắn tự nhiên là không sợ Minh Nguyệt Tiên Tôn. Bất quá đến không trung cảnh, lực lượng là hướng hùng hậu phương diện phát triển. Có lẽ Minh Nguyệt Tiên Tôn nhất trưởng 10 tỷ liệt mã bồn đằng chi lực, mà Âu Dương Đa Tình cũng bất quá 12 tỷ, nhưng là Âu Dương Đa Tình có thể đánh ra chương 10, mà Minh Nguyệt Tiên Tôn hiển nhiên liền sẽ yếu một ít. Lúc này, Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng âm thầm nhíu mày. Cái này van Xin nàng tự nhiên là không để vào mắt, nhưng là cái này Âu Dương đa tình lại khiến Minh Nguyệt Tiên Tôn rất ngạc nhiên. Minh Nguyệt Tiên Tôn đối chiến qua vô số cao thủ, cũng được chứng kiến vô số cao thủ. Nhưng là nàng tại cùng Vũ Hóa môn thái thượng chí tôn giao thủ, cũng không có đụng phải không trung cảnh cao thủ. Nàng duy nhất gặp phải không trung cảnh cao thủ cũng là tại phía Tây Vương giới 18 tầng địa ngục bên trong, gặp phải ngày đó yêu thần hoàng bất quá cũng may minh nguyệt tiên tôn hôm nay cũng không phải ngày đó động tiên cảnh nàng cũng không e ngại cái này âu dương đa tình nàng tuy nhiên thân thể xảy ra vấn đề nhưng là lực lượng y nguyên mạnh mẽ mà lại minh nguyệt tiên tôn còn có như lai áo cả sa hòa la quân cho thượng phẩm đạo khí cái kia kiện thượng phẩm đạo khí gọi là thiên long cầm thiên long cầm bên trong có một miệng huyền băng ngọc trâm cái này huyền băng ngọc trâm xem ra nhỏ nhắn nhưng bên trong ẩn chứa huyền băng chi lực không gì không phá một khi thôi động cực kỳ khủng bố sắp thành vì tiên khí huyền băng ngọc trâm tuyệt đối là một đại sát chiêu minh nguyệt tiên tôn còn tại bên trong dung nhập chính mình lôi pháp vậy thì càng thêm uy lực tuyệt luân vị đạo hữu này không biết xưng hô như thế nào âu dương đa tình đối minh nguyệt tiên tôn biểu thị tôn trọng minh nguyệt tiên tôn từ tốn nói ta xưng hô như thế nào cái này không trọng yếu trọng yếu là, các người đến đây ngăn trở chúng ta đường đi, lại nói năng lỗ mãng là đạo lý gì. Âu Dương Đa Tình nói ra, chúng ta đến đây, chính là là muốn mời vị này kiều cô nương đến chúng ta phủ thượng làm khách. Nếu như đạo hữu người nguyện ý, cũng có thể cùng nhau tiến đến. Làm khách, Minh Nguyệt Tiên Tôn Lông Mày nhớn lên, nói ra, tới thì ô môn uế ngữ, lại là mời người đi làm khách. Như thế cái thỉnh khách nhân phương thức thật đúng là làm cho người mở rộng tầm mắt. Nàng đón đến, nói kiều ngưng người biết bọn họ sao kiều ngưng trầm giọng nói ra ra hỏa này ta biết lúc trước hắn đã từng muốn giết ta hỏa la quân nhưng về sau bị chúng ta đuổi đi ta cùng bọn hắn ở giữa quả quyết chưa nói tới giao tình minh nguyệt tiên tôn liền mỉm cười nói ra vậy là tốt rồi nàng hướng âu dương đa tình nói ra không bằng như vậy đi ta mời các ngươi đến nhà ta đi làm khách như thế nào âu dương đa tình sắc mặt hơi đổi một chút mà hạng ương đột nhiên giữ tợn cười một tiếng, nói, tiêu minh nguyệt, ta nhìn ngươi là còn không biết rõ ràng tình huống. Ngươi cho rằng nơi này là thiên châu, ngươi thật sự cho rằng ngươi là thiên châu đệ nhất cao thủ. Ta khuyên ngươi, thức thời thì tranh thủ thời gian quỳ xuống để xin tha người. sau đó cởi quần áo ngươi đến phụng dưỡng chúng ta Âu Dương Tiên Sinh, nói như vậy bất định Âu Dương Tiên Sinh một cao hứng, có thể để ngươi làm một người tiểu thiếp đây. Hạng ương là thuần túy cố ý bàn lộng thị phi hắn sợ Âu Dương đa tình hội thay đổi chủ ý, hắn hôm nay đối Kiều Ngưng là nhất định phải được. Bắt đến Kiều Ngưng, Hạng Ương sớm liền chuẩn bị trước bữa ăn ngon một phen, thật tốt phẩm giấu cái này ngân xa vương thân thể mỹ diệu tư vị, sau đó mới có thể đem Kiều Ngưng giao về đến Ngọc Thanh thế giới. Hạng Ương ỉ vào mẫu thân thân phận, chính là trưởng giáo trí tôn đều muốn cho hắn một số mặt mũi. Cho nên Âu Dương Đa Tình cũng có phần cho hắn mặt mũi. Âu Dương Đa Tình khẽ nhíu mày, cái này van xin nói chuyện thật sự là quá bẩn, nói năng lỗ mãng, muốn chết, minh nguyệt tiên tôn nhân vật bậc nào, làm sao có thể đủ chứa nhẫn hạng ương dạng này làm nhục. Nàng trực tiếp thì xuất thủ, liền gặp minh nguyệt tiên tôn nhất trưởng hướng hạng ương đánh giết tới. Minh nguyệt tiên tôn tu vi bực nào, không chung cảnh cao thủ. Phổ thông một trong lòng bàn tay thì ẩn chứa thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc. Một trường này gió dục mây vần, một cỗ rồi rào động thiên tri lực hướng hạng ương đánh giết tới. Hạng ương hoàn toàn tránh tránh không khỏi. Phải nói, lấy hạng ương tầng 10 đỉnh phong tu vi, tại minh nguyệt tiên tôn trước mặt, vốn là con kiến hôi một cái. Nhưng Âu Dương đa tình lại làm sao có thể cho phép hạng ương chết ở trước mặt hắn đây? Hạng ương nếu thật là chết như vậy, tương lai cái kia tiên giới chi môn thông đạo chữa trị, không minh phu nhân cũng sẽ không bỏ qua Âu Dương đa tình. Cho nên, Âu Dương Đa Tình cũng liền lập tức xuất thủ. Âu Dương Đa Tình tay áo vung lên, liền cũng là rồi rào động thiên tri lực chảm giết tới, trực tiếp đem Minh Nguyệt Tiên Tôn trưởng lực đánh giết thành phấn vụn. Xem ra, Âu Dương Đa Tình kỹ cao một bậc. Liền cũng tại lúc này, Minh Nguyệt Tiên Tôn đột nhiên há mồm. Một đạo hàn quang chém giết mà ra. Huyền băng ngọc châm. như mảy may hàn quang tia chớp bắn giết, cấp tốc xuyên thấu Âu Dương Đa Tình lực lượng, sau đó thì bắn vào hạng ương nghi tâm cái kia một cái chớp mắt hạng ương trực tiếp thành một bộ tượng băng lại nói tiếp cả người vỡ vụn ra hạng ương cứ như vậy chết chết quả thực cũng là không có dấu hiệu nào hắn thi thể trực tiếp vỡ thành vụn băng tại vụn băng trung gian lưu lại một mai tinh thạch đây là thuộc về nhân xà tộc chỗ đặc thù tinh thạch là năng lượng thể bị ngũ cốc xá tắc thần thụ hấp thu về sau liền có thể hóa thành thiên linh quả thiên linh quả ăn về sau hội có vô cùng chỗ tốt nhưng tinh thạch này trong cơ thể ẩn chứa nhân quả cùng tạp chất, là quả quyết không thể lấy ra hấp thu. Mà lại, hạng ương không là thuần túy nhân xà tộc hậu nhân, cho nên bản thân liền không có như vậy thuần túy. Lúc này, Âu Dương đa tình triệt để ngây người. Ngươi, hắn chỉ minh nguyệt tiên tôn, nói không ra lời. Minh nguyệt tiên tôn lông mày nhướn lên, nói, động thủ đi. Âu Dương đa tình lúc lắc đầu, nói ra, tốt, hôm nay ta bắt không được các ngươi. Nhưng là đạo hiểu, người đã xông ra di thiên đại họa. Cái này van xin thân phận không ít, người giết hắn, ngày sau nhất định là một con đường chết. Ngươi, người đem ta cũng liền mệt mỏi, ta muốn lập tức trở về bẩm báo trí tôn, người bộ dáng, ta ghi lại, ta nhất định có thể tra ra ngươi là ai. Âu Dương đa tình sắc mặt sợ hãi, bắt hạng ương lưu lại phía dưới tinh thạch, xoay người rời đi. Minh Nguyệt tiên tôn mày nhíu lại đi xuống, nàng cũng không có ngăn cản Âu Dương đa tình, nàng tuy nhiên không sợ Âu Dương đa tình, nhưng cũng biết muốn giết chết Âu Dương đa tình cũng không dễ dàng. Mà lại, nàng thương thế ẩn núp, không biết lúc nào sẽ bạo phát. Âu Dương đa tình cấp tốc rời đi. Minh Nguyệt tiên tôn hỏi Kiều Ngưng, nói, cái này van xin có lai lịch ra sao sao? Kiều Ngưng nói ra, Hạng ương lai lịch, ta nghe là quân đề cập qua. Là quân rất rõ ràng, ngài nghe qua tiên giới nhân xà tộc sao? Minh Nguyệt tiên tôn nói ra, ta đương nhiên nghe nói qua, chẳng lẽ Kiều Ngưng nói ra, nghe nói hạng ương trong thân thể có tiên giới nhân xà tộc huyết mạch tồn tại. Minh Nguyệt Tiên Tôn gật gật đầu, nói ra, thì ra là thế, bất quá cái này tiên giới thông đạo muốn chữa trị, không phải thời gian ngắn ngủi có thể hoàn thành. Ta còn có thời gian đến an bài Minh Nguyệt Cung, nàng đối mình ngược lại là không có như vậy quan tâm. Kiều Ngưng nói ra, cái này van xin, ngài không giết, ta cũng muốn giết. Cái này nhân quả, ta cùng ngài cùng một chỗ khiêng. Minh Nguyệt Tiên Tôn cười một tiếng, nói ra: Ta là người sắp chết, sợ cái gì nợ? Bất quá là lo lắng Minh Nguyệt Cung A. À. Kiều Ngưng nao nao. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra: Những sự tình này không nói trước, chúng ta rời khỏi nơi này trước, nơi đây không nên ở lâu. Người đến quá mức thần bí, chỉ sợ sau lưng còn có càng thật cao hơn tay tồn tại. Kiều Ngưng gật đầu. Hai người nhanh chóng nhanh rời đi lôi pháp thế giới, đến Đông nhạc thế giới tiếp lấy lại từ đông nhạc thế giới truyền thống trận trực tiếp tiến về thiên châu như thế về sau mới đến đại khang hoàng thành kiều ngưng có nhập hoàng thành thông hành lệnh bài mang minh nguyệt tiên tôn đi vào là một chút vấn đề đều không thiên châu chính là ánh nắng tươi sáng trời trong gió nhẹ tiến vào hoàng thành kiều ngưng thì buông lỏng một hơi đại khang hoàng thành cấp bậc an toàn đó còn là cực độ cao minh nguyệt tiên tôn dò xét bốn phía đồng thời hỏi kiều ngưng nói ra hôm nay nam tử kia, chính là không trung cảnh trung kỳ cao thủ. Phần này tu vi, tại toàn bộ Thiên Châu cũng không nhiều gặp. Thiên Châu vẫn là tu đạo đựng, người biết bọn họ là lai lịch gì sao? Tại sao lại muốn tới nhầm vào ngươi? Chỉ là bởi vì hạng ương cùng ngươi ở giữa khúc mắt sao? Kiều Ngưng nói ra, ta đối hạng ương cũng không hiểu, duy nhất cửu oán cũng là lần trước hòa la quân cùng một chỗ tham gia ngày tiệc mừng thọ. Lúc trở về cùng hắn đấu một trận, Chứ cái đó ra, ta khác không hay biết. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, cái này ba nghìn thế giới bên trong, bí mật vô cùng. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hạng ương thân phận không phải bình thường, chẳng lẽ là có cao thủ tại nịnh bợ hạng ương? Kiều Ngưng nói ra, hẳn không phải là, bọn họ hôm nay đến đây tựa hồ không là thuần túy báo thù, mà chính là muốn mời ta đi một chuyến. Khẳng định vẫn là có khác mục đích, chỉ là, ta xác thực đoán không được cái này mục đích là cái gì minh nguyệt tiên tôn nói ra ta nhìn trong thời gian ngắn ngươi không muốn xa cách đại khang hoàng thành kiều ngưng nói ra ừm minh nguyệt tiên tôn nói ra là quân đa mưu túc trí đến tìm người đi thông báo hắn một tiếng kiều ngưng nói ra không biết hắn ở nơi đó muốn là vạn nhất hắn tiếp tinh chủ nhiệm vụ đi địa phương khác cũng là rất khó tìm được hai người trong lúc nói chuyện cước bộ rất nhanh không lâu sau đó liền đến thiếu uy phủ trước Thiếu uy phủ bọn hạ nhân gặp Kiều Ngưng trở về, lại là hoan hỉ cùng cực. Còn có Bích Nguyệt, Bích Đào, quản gia Lâm Bá đều tới đón tiếp Kiều Ngưng cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn. Kiều Ngưng liền nói ra, vị này là Minh Nguyệt Tiên Tôn, chính là khách quý. Các ngươi muốn sống tốt khoản đãi, không thể chậm trễ chút nào. Lâm Bá bọn người nên vào tới phòng khách về sau, Bích Nguyệt không nhìn được trước nói ra, thiếu phu nhân, ngài có thể tính trở về. Công tử đều trở về đi tìm ngài ba lần. Ồ, Kiều Ngưng nhịn không được vui vẻ, nói ra, thật. Bích Nguyệt nói ra, ta nào dám lừa gạt ngài a. À? Công tử có, nàng mắt nhìn Minh Nguyệt Tiên Tôn, muốn nói lại thôi. Kiều Ngưng lập tức nói, cứ nói đừng ngại, tiên tôn chính là là người một nhà. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng làm mỉm cười, cảm thấy tiểu nha đầu rất đáng yêu. Nàng ưa thích dạng này không khí cùng ở chung hình thức. Bích Nguyệt liền nói ra Công tử nói chúng tinh điện phát sinh trọng đại biến hóa, tinh chủ đem cả đám người toàn bộ phái đi. Chỉ cần thiên mệnh giả nhóm tiếp tục tìm kiếm tinh thần thạch, mà lại nhiệm vụ lần này thời gian là 15 năm, hắn hiện tại so sánh nhàn, trước hết đợi tại thế giới Bao La bên kia. Kiều Ngưng vui vẻ nói, cái này quá tốt, hắn cuối cùng có thể hơi rảnh rỗi một điểm. Minh Nguyệt Tiên Tôn không khỏi cười khổ, nói ra, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ngươi nhìn cái này phiền phức không phải đã đến cửa à? Kiều Ngưng cũng là cười khổ, nàng nói ra, không chỉ là hắn phiền phức không ngừng, ta cảm thấy ta phiền phức cũng thay đổi nhiều. Sau đó, Kiều Ngưng an bài Minh Nguyệt Tiên Tôn trước vứt bỏ hơi thở. Nàng thì đi Hoàng Cung một chuyến. Minh Nguyệt Tiên Tôn liền nói ra, Kiều Ngưng, việc này không có thể miễn cưỡng. Sinh tử việc nhỏ, vinh nhục vì lớn, hiểu chưa? Ta tiêu Minh Nguyệt vĩnh viễn cũng sẽ không hướng người chó vẩy đuôi mừng chủ. Kiều Ngưng nói ra, tốt, tiên tôn, ngươi yên tâm đi, ta minh bạch. Sau đó, Kiều Ngưng liền rời đi thiếu uy phủ. Nàng nghĩ đến trước đi dò thám hoàng đế ý, nếu như không được, trước hết tìm tội yên nhiên phái một người đi hô la quân tới. Nhìn cùng một chỗ có thể hay không giải quyết cái này tất cả mọi chuyện cùng bí ẩn. Lúc này chính là giữa trưa, ngày chính liệt. Kiều Ngưng tại Hoàng Cung cũng có thông hành lệnh bài, nàng thuận lợi vào cung, đồng thời tìm tới một tên thái giám, để hắn đi tìm cái kia hoàng đế bên người thái giám thường lão thông bẩm Rất nhanh, thường lão thì trước tới đón tiếp. Kiều cô nương, lão nô hữu lễ, thường lão đến đây, lập tức cung kính nói. Kiều ngưng nói ra, ngài khách khí, xin hỏi hoàng thượng trong cung sao. Thường lão nói ra, hoàng thượng vẫn luôn đang bế quan, bây giờ chính sự đều có hoàng hậu nương nương đại diện. Kiều ngưng khẽ nhíu mày, sau đó nói, tốt ra, ta muốn gặp mặt hoàng hậu nương nương. Thường lão nói ra, tốt, lão nô đi bẩm báo một tiếng. Làm phiền ngài trước tiên ở lòng giả dạ thanh thản điện hơi chút chờ đợi. Kiều ngưng nói ra, tốt. Thường lão rất nhanh liền đi bẩm báo, mà về sau, lại nghe bên ngoài có chuyển lễ quan la lớn, hoàng hậu nương nương giá lâm. Lòng dạ thanh thản ngoài điện mặt các nô tỳ thì toàn bộ quỳ đi xuống. Kiều ngưng hơi hơi ngoài ý muốn, cái này hoàng hậu nương nương tự mình đến đây, cũng coi là cho đủ nàng mặt mũi vĩnh lạc hoàng hậu lấy phượng giá đến đây nàng vẫn là xinh đẹp như vậy ung dung đoan trang đại khí có điều nàng tu vi là xa xa không kịp kiều ngưng nhưng vĩnh lạc hoàng hậu sau lưng còn cùng hai tên áo đen thị vệ cái này hai tên áo đen thị vệ tu vi cực độ cao đã không kém kiều ngưng bây giờ đại khang hoàng đế tiền vốn đó là cực dày vĩnh lạc hoàng hậu sau khi đi vào kiều ngưng đứng dậy đón chào nói tham kiến nương nương vĩnh lạc hoàng hậu mỉm cười nói ra kiều cô nương ngươi là khách quý không cần phải khách khí mời ngồi đi hai người liền lần lượt vào chỗ các cung nữ lập tức dâng trà để ý một chút vĩnh lạc hoàng hậu liền hỏi kiều cô nương bản cung biết ngươi là vô sự không lên tam bảo điện ngươi đã đến đây hẳn là có chuyện khẩn yếu đi bản cung cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng kiều ngưng nói ra thật là có chuyện khẩn yếu nhưng ta nhất định phải nhìn thấy hoàng thượng vĩnh lạc hoàng hậu không khỏi khẽ nhíu mày nói ra hoàng thượng bế quan đã lâu từng phân phó nếu không có vô cùng khẩn cấp sự tình không thể quấy dày kiều ngưng nói ra tại ta tới nói vô cùng khẩn cấp vĩnh lạc hoàng hậu có vẻ hơi khó xử nàng nói ra kiều cô nương người có thể hay không trước tiên nói một chút vạn nhất bản cung có thể giúp đỡ bận bịu đâu kiều ngưng nói ra cái này vĩnh lạc hoàng rồi nói ra chẳng lẽ kiều cô nương không tin được bản cung Kiều Ngưng nói ra, dĩ nhiên không phải, chỉ là, việc này chỉ sợ ngài thật không có thể giải quyết. Có lẽ Hoàng thượng cũng không thể giải quyết. Vĩnh Lạc Hoàng rồi nói ra, không thể nói sao. Kiều Ngưng nói ra, nương nương thứ lỗi, việc này chính là việc quan hệ bằng hữu của ta tư ẩn, ta thật không thể nói ra được. Vĩnh Lạc Hoàng rồi nói ra, thì ra là thế. Nàng đón đến, nói, tốt ha, à, đã như vậy, bản cung liền đi thử nhìn có thể hay không câu thông đến Hoàng thượng. Nhưng Kiều cô nương, bản cung cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực, không bảo đảm nhất định có thể tìm tới hoàng thượng." Kiều Ngưng nói ra, "Như vậy đa tạ nương nương." Sau đó, Vĩnh Lạc hoàng hậu liền rời đi. Nàng để Kiều Ngưng ở chỗ này chờ phía trên một canh giờ. Sau một canh giờ, Vĩnh Lạc hoàng hậu trở về, "Kiều cô nương, thật sự là thật có lỗi, bản cung cũng không có câu thông đến hoàng thượng." Hoàng thượng tại thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp chỗ sâu tu luyện bế quan, bản cung cũng vô pháp tìm đến hắn. Kiều ngưng nhìn về phía vĩnh lạc hoàng hậu. Vĩnh lạc hoàng hậu ánh mắt thanh tịnh, cũng không có chút nào trốn tránh. Kiều ngưng trầm mặc nửa ngày. Nửa ngày về sau, nàng đứng dậy, nói ra, đã như vậy, cáo từ. Nàng thực rất muốn nói, nếu như người tìm không thấy, có thể ta đến làm thay. Nhưng nàng cũng biết, nữ nhân này là có lòng cự tuyệt chính mình đuổi tới, sẽ chỉ là tự rước nhục. Kiều ngưng trong lòng là phẫn nộ, phẫn nộ đại khang hoàng đế cùng hoàng hậu lương bạc. Bọn họ mãi mãi cũng chỉ sẽ hưởng thụ lợi ích, mà cần bọn họ hỗ trợ thời điểm, bọn họ liền sẽ cân nhắc lợi ích. Dạng này người, Kiều ngưng cảm thấy hổ thẹn cùng đồng bọn, tuyệt đối không thể giao. Kiều ngưng hít sâu một hơi, nàng cũng không có phát tác, bởi vì đại khang hoàng thành cũng thật là một cái rất tốt cảng tránh gió nàng và La Quân đều không muốn đem sau cùng ra mặt xé rách. Kiều Ngưng rời đi Hoàng Cung về sau, trước tiên liền đi thiên chỉ các gặp Tô Yên Nhiên. Audio điện tử võ tấn bền Tô Yên Nhiên tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đến tầng 10 sơ kỳ. La Quân tựa như là một cái siêu cấp đầu gió, cùng hắn trở thành bằng hữu người, về sau đều chiếm được chỗ tốt to lớn cùng tiến bộ. Tô Yên Nhiên đối Kiều Ngưng là rất ân cần, gặp Kiều Ngưng, liền đem Kiều Ngưng đưa vào thiên trì các nội đường nói chuyện. Cái gì, người muốn gặp trường sinh đại đế, Tô Yên Nhiên nghe vậy giật nảy cả mình. Kiều Ngưng cũng có chút xấu hổ, nói ra, không được thì không được, người không muốn phản ứng lớn như vậy có thể chứ. Tô Yên Nhiên cười khổ không thôi, nói ra, cô nãi nãi, người thật sự là quá để mắt ta. Trường sinh đại đế là ta có thể nhìn thấy sao, ta tại lão nhân ra ông ta trước mặt, cũng là tiểu lâu la mà thôi. Kiều Ngưng nói ra, ta cũng là không có ôm cái gì hy vọng, bất quá chỉ là thuận miệng hỏi một chút, người cũng không cần có áp lực. Tô Yên Nhiên nói ra, mấu chốt là, người muốn làm gì? Kiều Ngưng nói ra, cái này không nói cũng được, người giúp ta một cái khác mau lên. Tô Yên Nhiên thần sắc buông lỏng, nói, người nói, ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Kiều Ngưng nói ra, là quần tại thế giới bao la yến kinh, người muốn cái pháp, phái một người tiến đến đem hắn cho ta kêu đến nói ta có việc gấp tìm hắn, thuận tiện, cũng để cho hắn chú ý an toàn. Ta trước đó, Kiều Ngưng đem chính mình gặp phải Âu Dương Đa Tình cùng giết hạng ương sự tình nói. Việc này mười phần khẩn yếu, người nhất định muốn toàn bộ nói cho hắn biết. Kiều Ngưng nói ra, Tô Yên Nhiên nói ra, tốt, ta biết, chuyện này, ta lập tức xử lý, tại thế giới bao la bên kia, cũng có chúng ta người. Kiều Ngưng nhỏ khẽ thở vào một cái nàng về sau liền rời đi thiên trì các minh nguyệt tiên tôn thụ thương sự tình là đại bí mật kiều ngưng trong lòng hiểu rõ cho nên tuyệt sẽ không tùy ý tiết lộ ra ngoài kiều ngưng trong lòng thương tâm không biết nên như thế nào trợ giúp minh nguyệt tiên tôn đi qua nhiều chuyện như vậy nàng giống như la quân sớm đem minh nguyệt tiên tôn xem như thầy tốt bạn hiền bây giờ tiên tôn tánh mạng ốm sắp chết kiều ngưng không thể không lo lắng kiều ngưng lúc này cũng không cách nào tự mình đi tìm la quân nàng sợ chính mình sau khi rời khỏi đây sẽ trở thành mục tiêu. Mà lại, nàng bây giờ tầng 10 đỉnh phong tu vi, ra lại nhập thế giới bao la đã có chút nguy hiểm. Nàng cũng không phải thiên mệnh giả mệnh cách. Kiều Ngưng rất nhanh liền trở lại thiếu uy phủ. Minh Nguyệt Tiên Tôn trong phòng tĩnh tu, Kiều Ngưng trực tiếp đi gặp Minh Nguyệt Tiên Tôn, còn chưa tới gần, liền nghe đến Minh Nguyệt Tiên Tôn tiếng ho khan dữ dội. Kiều Ngưng bị kinh ngạc, cấp tốc đẩy cửa vào, cũng trở tay đóng cửa minh nguyệt tiên tôn khoanh chân ngồi ở trên giường lúc này khuôn mặt nàng ân hồng một mảnh khóe miệng còn có vết máu nàng nhìn một chút kiều ngưng sau đó thì ngã xuống giường ngất đi tiên tôn kiều ngưng hoảng sợ bước nhanh về phía trước nàng lập tức dò xét tiên tôn mạch đập cái này tìm tòi phía dưới càng thêm chấn kinh lúc này tiên tôn thể nội hai cỗ lực lượng chính đang chém giết loại này lực lượng là huyết dịch cùng pháp lực chém giết trong máu có một cỗ linh hồn chi lực tại phản phệ, pháp lực bên trong cũng có linh hồn chi lực tại phản phệ. Tiên tôn trong thân thể, như rời núi lấp biển, sôi trào mãnh liệt, chưa từng ngừng. Khó trách tiên tôn thổ huyết không ngừng, dạng này thương tổn, trừ la quân thân thể có thể tiếp nhận, còn lại người làm sao có thể tiếp nhận. Kiều ngưng trong lòng lo lắng, nhưng lại không thể làm gì. Bởi vì tiên tôn thân thể, là thuộc về nội bộ đấu tranh, ngoại nhân căn bản là không có cách nhúng tay. Đây cũng là khó giải quyết nhất địa phương, linh hồn chi lực khảm vào đến tiên tôn pháp lực bên trong, trong máu, đầu khớp xương mặt, rất khó thanh trừ. Kiều Ngưng cũng chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Nàng đồng thời cảm thấy vận mệnh vô thường, nàng nhớ đến năm đó tiệc mừng thọ phía trên, tiên tôn là như thế nào phong cảnh, là như thế nào uy phong tan tác. Mà bây giờ, tiên tôn đã yếu ớt đến một đứa bé đều có thể giết chết nàng cấp độ. Kiều Ngưng ở một bên kiên nhẫn chờ đợi, nàng đợi ước chừng một cái canh giờ lúc này bên ngoài đã là đang lúc hoàng hôn cái kia kim sắc ánh sáng mặt trời vẩy chiếu vào để trong phòng như nhiễm lên một tầng đẹp mắt kim sắc mà trên giường minh nguyệt tiên tôn không lại mạnh như vậy thế mang một ít thêm mỹ nàng ngồi xuống sắc mặt tái nhợt tiên tôn ngài thân thể thế nào kiều ngưng lập tức hỏi minh nguyệt tiên tôn mỉm cười nói ra yên tâm nhất thời nửa khắc còn không chết nàng nỗ lực xuống giường đứng lên vừa vừa đứng lên lại ngã ngồi trở về nàng cười khổ nói với kiều ngưng ta chưa từng có nghĩ tới có một ngày ta sẽ suy yếu đến cùng cái ốm yếu tiểu cô nương một dạng thế mà liền đứng cũng không vững tiên tôn kiều ngưng không khỏi cảm thấy lòng chua sót ngài nhất định sẽ tốt minh nguyệt tiên tôn khoát khoát tay nói ra ta tự mình biết việc của mình lần này đại khái là mệnh ta đếm tới tai kiếp khó thoát kiều ngưng nói ra Ngài nhất định sẽ cắt nhân thiên tướng." Minh Nguyệt Tiên tôn mắt nhìn Kiều Ngưng, nàng lại không có hỏi nhiều. Nàng biết, nếu như đi hỏi hoàng đế hữu dụng, lúc này Kiều Ngưng không phải biểu lộ như vậy. Kiều Ngưng lại là nhịn không được phẫn hận nói ra, cái này hiên chính hạo, quả nhiên là hiếm vô tình. Hừ, vợ chồng bọn họ đều là như thế tính tình, là quần mỗi lần có chỗ tốt đều quên không bọn họ. Nhưng chỉ cần chúng ta cần bọn họ hỗ trợ thời điểm, bọn họ mãi mãi cũng là tránh mà không thấy những vật kia chính là cho chó đều so cho bọn hắn mạnh, chí ít chó còn sẽ tới dao động hơn mấy lần cái đuôi. Kiều Ngưng rất ít nói chuyện như thế cay nghiệt, nhưng nàng lần này thật sự là nhịn không được. nàng cũng không sợ bị Hiên Chính Hạo nghe được. Minh Nguyệt Tiên tôn không khỏi cười một tiếng, nói ra là quân tìm hắn hỗ trợ cũng không tìm tới, huống chi là người ta. đây là trong dự liệu sự tình, thôi, ta cũng không tin hắn có giải quyết biện pháp. Kiều Ngưng nói ra, vậy kế tiếp ngài có tính toán gì? Minh Nguyệt Tiên Tôn từ tốn nói, chờ chết đi, bất quá, ta không biết đợi tại cái này đại khang hoàng thành. Ta sẽ tìm một chỗ, thể thể diện mặt đi chết. Nàng đón đến, nói ra, ta sẽ về trước một chuyến Minh Nguyệt Cung. Kiều Ngưng nói ra, ngày đầu tiên chờ chút đã được không, ta đã liên hệ La Quân. La Quân chẳng mấy chốc sẽ tới, hắn luôn có thể sáng tạo kỳ tích, không phải sao. Minh Nguyệt Tiên Tôn gật gật đầu, nói ra, vậy được rồi. Minh Nguyệt Tiên Tôn thương thế không phải thời khắc phát tác, không phát tác thời điểm, nàng hội rất cường đại. Kiều Ngưng cùng với Minh Nguyệt Tiên Tôn trò chuyện rất nhiều, Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng chỉ điểm Kiều Ngưng rất nhiều. Đêm nay, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Cầm đuốc soi dạ đàm lúc, Kiều Ngưng tìm đến Mỹ Tử. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói đến nàng trước kia như thế nào phản bội sư môn chờ một chút, nàng cả đời này, tràn ngập mạo hiểm, truyền kỳ, đồng thời vẫn luôn là kiệt ngao bất thuần chưa từng cúi đầu tức thời là bây giờ nàng tánh mạng ốm sắp chết cũng là tuyệt không nguyện ý hướng người cầu xin minh nguyệt tiên tôn cả đời này đều là kiêu ngạo kiều ngưng cũng nói nàng cùng nhau đi tới gian khổ tất cả mọi người có không dễ dàng quá khứ cũng từng phong quang vô hạn qua cẩn thận đi xem sẽ phát hiện mỗi người nhân sinh đều là một trận đặc sắc tiết mục đúng lúc này minh nguyệt tiên tôn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lần này không phải là bởi vì thương thế phát tác mà chính là cảm giác được biến hóa làm sao kiều ngưng lập tức hỏi minh nguyệt tiên tôn minh nguyệt tiên tôn nói ra minh nguyệt cung ra chuyện ta đến trở về một chuyến kiều ngưng nhất thời giật mình nàng nói gấp ta cùng đi với ngươi minh nguyệt tiên tôn nói ra không dùng ngươi lưu tại hoàng thành mới là an toàn nhất nàng sau khi nói xong lập tức thi triển đại na di thuật rời đi Kiều Ngưng lại là không để ý hắn, nàng như thế nào không coi nghĩa khí ra gì, hạng người ham sống sợ chết. Lập tức, Kiều Ngưng cũng thi triển đại na di thuật theo tới. Minh Nguyệt Tiên Tôn trực tiếp vỡ ra đại khang hoàng thành trận pháp, cấp tốc rời đi. Kiều Ngưng theo sát sau. Cái kia đại khang hoàng thành hộ thành đại trận lên một mảnh gợn sóng, nhưng rất nhanh liền chữa trị. Cái này hộ thành đại trận xưa nay giám sát tác dụng lớn hơn phòng ngự tác dụng, huống chi, Minh Nguyệt Tiên Tôn đột nhiên xuất thủ, vốn là không có gì lo lắng nhưng là hiển nhiên minh nguyệt tiên tôn cùng kiều ngưng rời đi đã kinh động long vệ đồng thời đã bị ghi lại trong danh sách theo đại khang đến ở nước ngoài minh nguyệt cung lộ trình mấy vạn dặm nhưng là minh nguyệt tiên tôn cùng kiều ngưng đều là thoáng qua tức đạt một phần minh nguyệt treo cao trên mặt biển một mảnh màu xám bạc minh nguyệt cung tại đảo hoang phía trên ánh đèn như hải vực phía trên hải đăng minh nguyệt tiên tôn tại hư không đứng thẳng Kiều Ngưng lập tức theo ở phía sau. Mà lúc này, tại Minh Nguyệt Cung trên không bóng người lấp lóe Đón lấy, một tên bạch y nam tử xuất hiện. Nam tử mặc áo trắng này trong tay sách hai người, chính là Ly Thiên Nhược cùng kiếm hồng bụi. Ly Thiên Nhược hư tiên sơ kỳ tu vi, kiếm hồng bụi tầng 10 đỉnh phong tu vi, hai nàng này nhân vật như vậy, giờ phút này quan tâm nam tử mặc áo trắng này trước mặt, lại tốt giống như là gà nhỏ, không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực. Người nào, minh nguyệt tiên tôn nhìn đến nam tử này về sau lập tức rất là cảnh giác cái này minh nguyệt cung có cường hãn hộ cung đại trận còn có rất nhiều cao thủ tồn tại càng có nguyên lão cao thủ nhưng giờ phút này nam tử lại như vào chỗ không người cái này quá kinh khủng minh nguyệt tiên tôn đồng thời cũng cảm thấy nam tử này trên thân khí tức cực như có như không cùng to lớn tựa hồ mình tại trước mặt người này cũng là nhỏ bé minh nguyệt tiên tôn trong lòng sinh ra khiếp ý đến kìm lòng không được khiếp ý nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như trước mắt nam tử này cường đại như vậy tồn tại nói cho đúng nàng không phải chưa từng gặp qua lúc trước hỗn thế mà quân còn có đại địa thiên quân gaia so người trước mắt lợi hại hơn nhưng lúc đó minh nguyệt tiên tôn cũng không có cùng chính diện giao phong qua ngươi cũng là giết hạng ương minh nguyệt cung cung chủ tiêu minh nguyệt bạch hy nam tử nhìn minh nguyệt tiên tôn lướt một chút nhàn nhạt hỏi minh nguyệt tiên tôn trầm giọng nói ra không sai cái kia ly thiên nhược cùng kiếm hồng bụi nhìn về phía minh nguyệt tiên tôn nhất thời sinh ra xấu hổ chi tình tới ly thiên nhược nói sư phụ đồ nhi không dùng minh nguyệt tiên tôn khoát tay nói ra không trách các ngươi bạch hy nam tử vừa nhìn về phía kiều ngưng nói ra ngươi chính là ngân sa vương kiều ngưng kiều ngưng cũng không phủ nhận nói không sai nhưng ngươi là Bạch Hy Nam Tử nói ra, Phó Chi Bụi. Đương nhiên đó là Ngọc Thanh môn trưởng giáo trí tôn, Phó Chi Bụi, thiên vị cảnh trung kỳ cao thủ. Tuyệt đối bá đạo, nhân vật cường hãn. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Kiều Ngưng cũng không nghe nói qua Phó Chi Bụi nhân vật này. Nhưng Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng biết người này quá mức lợi hại, nàng đối Kiều Ngưng trầm giọng nói ra, ta ngăn chặn người này, người lập tức trở về Đại Khang Hoàng Thành. Kiều Ngưng trầm giọng nói ra, ta cùng Tiên Tôn chung cùng tiến lùi đừng ngốc, Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra. Cũng không cần tranh giành, các người thì đều đi theo ta đi. Phó chi bụi đem ly thiên nhược cùng kiếm hồng bụi trực tiếp thả. Ly thiên nhược cùng kiếm hồng bụi cấp tốc vọt đến Minh Nguyệt Tiên Tôn sau lưng. Phó chi bụi sắc mặt đạm mạc, không chút nào sợ Minh Nguyệt Tiên Tôn một đoàn người đào tẩu. Minh Nguyệt Tiên Tôn sắc mặt khó coi tới cực điểm, nàng tung hoành ngang dọc nhiều năm như vậy, lần thứ nhất bị người như thế khinh thị. Mà càng làm cho nàng cảm thấy uể oải là, Trước mắt thanh niên mặc áo trắng này để cho nàng không sinh ra phản kháng tâm tư đến. Quá cường đại, cường đại đến khiến người ta kìm lòng không được muốn thần phục cấp độ. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng coi là hạng người kinh tài tuyệt diễm, tuổi còn trẻ thì có được hôm nay tu vi. Mà phó chi bụi, vẻn vẹn hơn 200 tuổi, cũng đã là thiên vị cảnh trung kỳ cao thủ. Hắn thiên phú càng để cho người tuyệt vọng. Tuy nhiên Ngọc Thanh trong môn tư nguyên cường đại vô cùng nhưng phó tri trần thiên phú vẫn là chiếm cứ rất trọng yếu địa vị nhưng lúc này bất kể như thế nào minh nguyệt tiên tôn cũng không có ý định thần phục nàng trầm giọng nói các ngươi lập tức đi ta đến nàng sau khi nói xong thì tế ra pháp khí như lai áo cả sa tại thân thiên long cầm tế ra huyền băng ngọc trâm cũng là thuộc về thiên long cầm bên trong trọng yếu tạo thành bộ phận thiên long cầm chính là la quân cho minh nguyệt tiên tôn thượng phẩm đạo khí huyền băng ngọc trâm thì là thuộc về thiên long cầm trên thân đồ vật, cũng là hạch tâm vị trí. Cái này huyền băng ngọc trâm, luôn luôn đều bị minh nguyệt tiên tôn giấu ở trong miệng, hóa thành một sợi nguyên khí. Đi, đúng lúc này, Kiều Ngưng quyết định thật nhanh. Nàng cũng là người thông minh, rốt cục ý thức được tình huống trước mắt, không thể cậy mạnh. Cậy mạnh sẽ chỉ đều hãm ở chính giữa, từ đó liền một chút hy vọng đều không có. Ly Thiên nhược cùng kiếm hồng bụi lại là mặc kệ, hai người này muốn thể sống chết cùng sư phụ cùng tồn vong. Minh Nguyệt Tiên Tôn vung tay lên, ống tay áo một quyển. Nhất thời, một cô ẩn chứa động thiên chi lực, thời gian pháp tắc cương phong hướng kiều ngưng ba người cuốn qua tới. Kiều ngưng ba người thế mà hoàn toàn đứng thẳng không được, lập tức liền bị vung ra ngoài trăm dặm. Nhưng lúc này, phó chi bụi cũng xuất thủ. Phó chi bụi như thế nào lại cho phép kiều ngưng các nàng theo dưới mí mắt hắn đào tẩu đây? Phó Chi Bụi cũng không có như thế nào động tác, lật bàn tay một cái, chỉ trong tích tắc, phạm vi ngàn dặm toàn bộ tại hắn trưởng ấn bao phủ phía dưới. Hắn lại một chảo, liền lại một cỗ không cách nào đào thoát thiên vị chi lực đem Kiều Ngưng bọn người cầm cố lại. Tựa như là bắt con gà con một dạng, Kiều Ngưng ba người đều người mang đạo khí, rất nhiều thần thông. Nhưng ở cái này Phó Chi Bụi vồ bắt phía dưới, chính là không có chút nào sức chống cự. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng liền lập tức xuất thủ, nàng pháp lực khu động thiên long cầm. Cũng há mồm phun ra huyền băng ngọc châm. Huyền băng ngọc trâm như một đạo mảy may hướng phó chi bụi đã bắn giết qua đi, đồng thời, viễn cổ thiên long gào thét. Một đầu thiên long âm ba chi lực hướng phó chi bụi quyển giết đi qua. Vô cùng bá đạo, rung động. Thượng phẩm đạo khí uy lực hoàn toàn triển lộ ra. Chính là phó chi bụi cũng theo đó hơi biến sắc, đối mặt cái này thượng phẩm đạo khí, hắn cũng không dám quá phận khinh thường cái kia huyền băng ngọc trâm đã bắn giết qua đến, phó chi bụi tay cầm biến hóa, lập tức diễn sinh ra một cái tiểu thế giới tới. Huyền băng ngọc trâm tại bên trong tiểu thế giới tia chấp trùng sát, phó chi trần thiên vị pháp tác cấp tốc biến hóa, cuối cùng vẫn là đem huyền băng ngọc trâm cho vây ở bên trong tiểu thế giới. Nhất niệm nhất thế giới. Đồng thời, vô số thiên long âm khiếu, mang theo thiên long chi vị nghiền giết tới. Phó chi bụi trở tay nhất trưởng, nhất trưởng chi lực, kéo theo thiên vị pháp tác kéo theo vô số không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, tam vị nhất thể, chính là nhất trưởng liền đem rất nhiều thiên long âm khiếu chấn thành phấn vụn. Minh Nguyệt Tiên Tôn không khỏi hoảng sợ. Trước mắt phó chi bụi, so với nàng trong tưởng tượng càng thêm lợi hại. Loại cảnh giới này bên trên kém cách, vô luận nàng cố gắng như thế nào, dẫy dụa, đều không có bất kỳ cái gì may mắn. Minh Nguyệt Tiên Tôn cấp tốc thu thiên long cầm, tiếp lấy miệng hơi mở, liền đem huyền băng ngọc châm hút trở về đồng thời nàng khu động như lai áo cà sa liền muốn nhờ như lai áo cà sa thần diệu không gian trực tiếp hư không rời đi như lai bên trong áo cà sa không gian tự thành bỏ chạy chi pháp thiên hạ vô song minh nguyệt tiên tôn biết nàng đã cứu không kiều ngưng bọn người cho nên nàng trước hết rời đi sau đó lại làm tính toán nhưng là phó chi bụi xuất thủ càng nhanh hắn búng một ngón tay nhất chỉ chi lực tập giết tới Minh Nguyệt Tiên Tôn lập tức đem như lai áo cà sa vung lên, nhất thời, cường đại Phật giới lực lượng cuốn giết qua đời. Nhưng là một chỉ này chi lực xuyên thấu đủ loại kết giới, lực lượng, đem như lai áo cà sa trực tiếp chém ra một đầu lỗ hồng tới. Như lai áo cà sa bên trong, vô số Phật khí lập tức tiết lộ. Cái này vô song pháp bảo, truyền thuyết có thể đến bị ngạn pháp bảo, cứ như vậy bị hủy. Lại không một tia giá trị. Phó chi bụi lại một chảo, liền đem Minh Nguyệt Tiên Tôn, Kiều Ngưng bọn người toàn bộ bắt trong lòng bàn tay. Đây là một trận không có bất ngờ chiến đấu. Sau đó, Phó Chi Bụi đem ly thiên nhược, kiếm hồng bụi vứt bỏ, liền dẫn Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Kiều Ngưng rời đi Thiên Châu. Bọn họ Ngọc Thanh Thế Giới ở trên trời Châu cũng là có truyền tống trận, bất quá địa phương có chút bí ẩn. Phó Chi Bụi không có bắt ly thiên nhược cùng kiếm hồng bụi, đây là bởi vì không có bắt tất yếu. Hắn bắt Minh Nguyệt Tiên Tôn, chính là là bởi vì Minh Nguyệt Tiên Tôn giết hạng ương cái này hắn nhất định phải giữ lấy minh nguyệt tiên tôn, đến lúc đó cho không minh phu nhân một cái công đạo. Mà không giết ly thiên như cùng kiếm hồng bụi, cũng là bởi vì phó chi bụi cũng không phải là giết hạng người. Huống chi, hắn cũng còn cần hai người này cho la quân truyền cái tin tức đây. Ngọc Thanh Thế Giới, Ngọc Thanh Trong Môn Phó chi bụi tự mình xuất thủ, rốt cuộc để cái này khó giải quyết nhiệm vụ có tiến triển. Vốn là nha, phó chi bụi cũng là thật nổi nóng. Đối phương bên trong, hoàn toàn không có ra dáng cao thủ. Lần thứ nhất phái người đi, hao tổn một tên phó trưởng giáo, một tên tạo hóa tổ sư, một tên thanh niên tài tuấn. Quả thực thì là ngày chó. Lần thứ hai phái người đi, đem hạng ương đều cạo chết. Cái này khiến phó chi bụi rất đau đầu, hắn tương lai còn muốn đi tiên giới. Chuyện này, cực không tốt. Hắn nhất định phải nghĩ cách bổ cứu. Bởi vậy, bên này rất nhanh liền tra được tiêu minh nguyệt thân phận chân thật, Phó Chi Bụi tuy nhiên khinh thường, nhưng cũng không muốn đi cùng Đại Khang Hoàng thành Hoàng đế giao thủ. Hắn bây giờ tin tức hoàn thiện, cũng biết Đại Khang Hoàng đế cùng trường sinh Đại đế có liên hệ. Bởi vậy hắn dứt khoát thì đối quả hồng mềm Minh Nguyệt cung ra tay, dẫn Minh Nguyệt tiên tôn trở về. Để hắn ngoài ý muốn là, Kiều Ngưng cũng theo tới. Vậy thì càng tốt. Tại Ngọc Thanh trong môn, Minh Nguyệt tiên tôn cùng Kiều Ngưng là trọng điểm trông giữ đối tượng hai người pháp bảo tự nhiên bị phó chi bụi toàn bộ lấy đi, mà lại phó chi bụi lấy đại pháp lực phong bế minh nguyệt tiên tôn cùng kiều ngưng pháp lực. Phó chi bụi tại phong bế minh nguyệt tiên tôn pháp lực lúc, cũng liền phát giác được minh nguyệt tiên tôn thể nội tình huống. Phó chi bụi cười lạnh, nói ra, coi như số người gặp may, ta lấy thiên vị chi lực phong bế người thể nội huyết mạch cùng pháp lực. Dạng này liền để linh hồn chi lực không lại quấy phá, cũng có thể tạm thời trước bảo vệ ngươi nhất mệnh. Loại thuyết pháp này, tựa như là đem người đóng băng ngủ một dạng, đình chỉ thể nội hết thảy vận chuyển, chỉ lưu một hơi thở tại mà thôi. Minh Nguyệt Tiên Tôn hoàn toàn không thể động đậy. Nàng chỉ còn lại có tròng mắt có thể chuyển. Đây là nàng nhân sinh lớn nhất nhục nhã thời khắc, cũng may mắn, pháo chi bụi tuy nhiên không tính là người tốt, nhưng cũng không tính gian tà hạng người. Hắn đem Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiêu Minh Nguyệt đều cầm tù tại hắn một kiện tử dương hồ lô pháp khí bên trong. Tử dương hồ lô pháp khí bên trong tự thành không gian, rất là thoải mái dễ chịu. Kiều ngưng ngược lại là có thể động, có thể chiếu cố minh nguyệt tiên tôn. Giờ phút này, phó chi bụi ngay tại tử dương hồ lô pháp khí bên trong cùng minh nguyệt tiên tôn còn có kiều ngưng đối thoại. Kiều ngưng nói ra, người rốt cuộc là ai? Tại sao muốn nhằm vào chúng ta? Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Minh nguyệt tiên tôn nằm ở trên giường, nhưng nàng cũng là nhìn lấy phó chi bụi. Phó tri bụi thoải mái nhàn nhã, hắn ngồi tại trước bàn, uống trà, sau đó cười một tiếng, lại là không để ý tới Kiều Ngưng, ngược lại nói nói, ta nghe nói, Tiêu Minh Nguyệt ngươi chính là Thiên Châu đệ nhất cao thủ. Minh Nguyệt Tiên Tôn còn chưa lên tiếng. Phó tri bụi tiếp tục nói, thì ngươi cũng xứng xưng là tiên tôn. Xem ra, Thiên Châu đều là một đám nhà quê a. À. Minh Nguyệt Tiên Tôn sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi. Nàng cắn răng nói ra, người muốn chết. Phó Chi Bụi nhàn nhạt nhìn về phía Minh Nguyệt Tiên Tôn, hắn cũng không nói lời nào, chỉ là như vậy yên tĩnh nhìn lấy. Sau một hồi khá lâu, hắn nói ra, con kiến hôi, lại không làm rõ ràng được chính mình tình huống. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Đầy đủ, Kiều Ngưng cũng giận, nói, người muốn giết cứ giết, tiên tôn cùng ta, dùng ngươi không được nhục nhã. Như thế nào là nhục nhã? Phó Chi Bụi từ tốn nói, bất quá là nói chút lời nói thật a à. Đáng thương, các ngươi liền thực lời cũng không dám nghe. Hắn nói xong cũng đứng lên. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, Phó Chi Bụi, người dễ giết nhất ta. Ồ, Phó Chi Bụi không khỏi cười, hắn trêu tức nhìn về phía Minh Nguyệt Tiên Tôn, nói ra, thế nào, tương lai ngươi muốn tìm ta báo thù. Minh Nguyệt Tiên Tôn cắn răng nói, không sai. Chỉ bằng ngươi, Phó Chi Bụi nhịn không được cười, nói ra, ngươi cảm thấy, khả năng sao. Ngươi đều bao lớn tuổi tác, mới tu vi gì trong lòng ngươi không rõ ràng sao, ta tương lai, là tiên giới, ngươi tương lai, có thể đi bao xa. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhắm mắt lại, nàng không nói thêm gì nữa. Trong nội tâm nàng có một cỗ lửa, có một cỗ khí. Chỉ cần nàng không chết, chỉ cần nàng có cơ hội, cái nhục ngày hôm nay, ổn thỏa tìm về. Phó Tri Bụi cũng không để ý nữa Minh Nguyệt Tiên Tôn, ánh mắt của hắn đến kiều ngưng trên thân, người rất tốt kỳ, bản tôn bắt người tới làm cái gì. Kiều Ngưng lạnh giọng nói, người muốn như nào? Cũng không có gì, Phó Chi Bụi nói ra, bất quá là lấy ngươi đến dẫn La Quân mắc câu mà thôi. Hắn sau khi nói xong, quay người thì ra ngoài. Kiều Ngưng lại là hoảng sợ muốn tuyệt, thân thể mềm mại run rẩy. Nàng mới hiểu được, nguyên lai cổ thần bí thế lực này, từ đầu đến cuối đều là hướng về phía La Quân tới. Nàng lo lắng La Quân. Minh Nguyệt Tiên Tôn lúc này cũng mở hai mắt ra, nàng trầm giọng nói ra, Kiều Ngưng, ngươi không cần quá lo lắng la quân kiều ngưng nói ra thế nhưng là tiên tôn ngài cũng nhìn đến đám người này lực lượng quá mức quỷ dị cùng cường đại la quân căn bản không thể nào là đối thủ của bọn họ minh nguyệt tiên tôn nói ra ta nghe la quân nói qua kỷ phấn trắng thế giới sự tình ngươi cũng cần phải nghe qua đúng không kiều ngưng gật đầu nàng khe khẽ thở dài nói ra hy vọng hắn lần này y nguyên có thể đủ tốt vận khí minh nguyệt tiên tôn nói ra là quần cái này cùng nhau đi tới, vẫn luôn rất vững vàng, gặp được nguy hiểm là chúng ta khó có thể tưởng tượng. Tin tưởng hắn lần này, nhất định cũng có thể sáng tạo ra kỳ tích tới. Kiều Ngưng nói ra, hy vọng đi, nàng đón đến, có chút huệ oải, nói ra, là quân một mực không muốn ta rời đi thiếu uy phủ. Nếu là sớm biết như thế, ta liền nên nghe hắn, liền một mực lưu tại thiếu uy phủ, hôm nay cũng sẽ không trở thành một cái gánh vác cùng thẻ đánh bạc nếu là hắn bởi vì cứu ta mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đời này, ta cũng sẽ không tha thứ chính ta. La Quân tại Yến Kinh thoải mái nhàn nhã sinh hoạt, mà tại một ngày này bên trong, trầm mặc nùng cho La Quân dẫn kiến một người. Một cái thiên chỉ các người, cũng không có pháp lực. Người này gọi là Hoác Đông. Hoác Đông khoảng 40 tuổi, vì thiên chỉ các hiệu lực, là cái nho nhỏ người phụ trách, hắn là phụ trách tiếp xúc thế giới bao la rất nhiều tin tức thu thập. Bởi vì thế giới bao la đặc thù tính, cho nên thiên trì các cũng sẽ không tại thế giới bao la thả pháp lực rất cao nhân. Cũng bởi vậy, hoắc Đông có thể đi thẳng tới Yến Kinh tìm La Quân. Thiên trì các tình báo cường đại, muốn tìm tới La Quân cũng không khó. Trầm mặc nùng nghe nói Hoác Đông là theo trời châu truyền lại tin tức tới, sau đó thì lập tức mang Hoác Đông tới gặp La Quân. Hoác Đông nhìn thấy La Quân về sau, liền giảng Kiều Ngưng cùng Minh Nguyệt Tiên tôn sự tình. Cũng nói Kiều Ngưng bên kia hy vọng La Quân lập tức đi một chuyến bởi vì minh nguyệt tiên tôn tình huống rất tồi tệ hoác đông cũng nói kiều ngưng cùng minh nguyệt tiên tôn cũng gặp được cường đại tập kích nhưng bị minh nguyệt tiên tôn ứng phó la quân nghe xong việc này lập tức gây nên coi trọng hắn quyết định ngay lập tức đi thiên châu một chuyến trầm mặc nùng biết la quân muốn đi thiên châu nàng lập tức liền nói ra muốn hay không hô đại ca nhị ca còn có phó đại ca cùng đi với ngươi la quân cũng không nguyện ý phiền phức người khác hắn nói ra ta trước đi xem một chút tình huống đi, nếu như gặp phải nguy hiểm, ta mình có thể đào thoát. Mang mọi người cùng nhau, ngược lại có nhiều bất tiện. Trầm mặc nùng liền nói ra, vậy thì tốt, ngươi cẩn thận một chút. Nàng luôn luôn muốn tôn trọng La Quân ý nguyện. Cùng ngày, La Quân thì thông qua thiên chỉ các truyền tống trận trở lại Thiên Châu, đồng thời trở lại Thiếu Uy Phủ bên trong. Vào tới Thiếu Uy Phủ, liền nhìn thấy Ly Thiên Nhược cùng kiếm hồng bụi. Ly Thiên Nhược cùng kiếm hồng bụi đều nhanh gấp biên, các nàng vốn là muốn lập tức đi thế giới bao la tìm La Quân. Bởi vì tôi yên nhiên cho các nàng cung cấp tin tức cùng tư liệu. Nhưng tôi yên nhiên cũng nói cho các nàng biết, La Quân lập tức sẽ tới. Thế giới bao la bây giờ bị trọng điểm thủ hộ, các nàng cũng không thích hợp tiến đến. Sau đó, hai nữ chỉ có thể dạng này chờ đợi. Lúc này, Lý Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bụi nhìn đến La Quân, kém chút liền muốn vui đến phát khóc. La Quân có chút ngoài ý muốn, hắn xem xét hai nữ thần sắc sắc mặt nhất thời biến đổi, lập tức hỏi, chuyện gì phát sinh? Ly Thiên Nhược lập tức nói, sư phụ ta còn có Kiều cô nương, đều bị một cái tên là phó chi bụi người cho bắt đi. Là quân nghe xong kiều ngưng bị bắt đi, nhất thời hoảng sợ muốn tuyệt. Hắn nói ra, phó chi bụi là ai? Liền tiên tôn hắn đều có thể bắt, hắn có cái gì mục đích? Cái này một cái chớp mắt, là quân đều có chút hoang mang lo sợ. Hắn là tuyệt không thể tiếp nhận kiều ngưng xảy ra ngoài ý muốn. Lúc này, Kiều Ngưng rơi vào thần bí chi thủ, hắn càng sợ Kiều Ngưng sẽ phải gánh chịu đến hắn thương hại. Vô luận là tổn thương gì, đây đều là La Quân không thể tiếp nhận. Ly Thiên nhược cùng kiếm hồng bụi gặp La Quân cũng mất lòng người, các nàng liền biết La Quân đối Kiều Ngưng chính là dùng tình sâu đậm. Ly Thiên nhược trầm giọng nói ra, La Quân, người trước đừng như vậy hoảng, ta nhìn cái kia phó chi bụi xuất thủ tuy nhiên cường đại đến rất, nhưng cũng không phải là tà hạng người, cũng không phải cắn giết người hắn tạm thời hẳn là sẽ không thương tổn kiều cô nương cùng sư phụ ta, người trước tỉnh táo lại, chỉ có tỉnh táo mới có thể cứu các nàng. Kiếm hồng bụi lại là không có nhiều lòng tin, sư phụ tại cái kia phó chi bụi trong tay cũng không còn sức đánh trả, chúng ta có thể làm sao cứu. Ly Thiên Nhược nói ra, trừ phi đại khang hoàng đế nguyện ý xuất thủ, hắn cùng trường sinh đại đế có liên hệ, hơn nữa có thể thôi toán chu thiên. Là quần ánh mắt sáng lên, hắn hiện tại thật sự là không lo được hắn đồ, ngay sau đó liền nói, vậy thì tốt, ta hiện tại lập tức đi tìm hoàng đế. Hắn đón đến, nói ra, các người chả biết hắn tin tức sao. Cái này phó chi bụi đến cùng là hướng cái gì đến. Ly Thiên Nhược cùng kiếm hồng bụi có chút buồn bực, Ly Thiên Nhược nói ra, nói ra thật xấu hổ, sự tình lần này phát sinh đột nhiên, không có một chút dấu hiệu. Chúng ta đến bây giờ, một điểm tin tức đều không lấy tới. Nhưng xuống tay với mới cũng không có liên lụy, chỉ là đơn thuần bắt sư phụ cùng kiều cô nương. Cũng chưa tại Minh Nguyệt Cung nhiều giết một người. Kiếm hồng bụi nói ra, nói cho đúng, hắn cũng không có giết người. La quân dần dần khôi phục tỉnh táo, hắn ngay sau đó không nói thêm lời, liền trước ra thiếu uy phủ, tiến về Hoàng Cung. Đến Hoàng Cung, La quân cũng như Kiều Ngưng, chỉ thấy được Vĩnh Lạc Hoàng hậu. Vĩnh Lạc Hoàng hậu nói cho La quân, Kiều Ngưng trước đó liền đến qua một lần, nhưng là nàng xác thực bây giờ không liên lạc được hoàng thượng. La Quân lúc này lo lắng, cũng liền thẳng lời nói nói thẳng, nếu như ngài không liên lạc được, không sao cả, ta có thể tự mình đi Thiên Long Bát Bộ phù đồ huyền trong tháp tìm hoàng thượng. La Quân đón đến, nói, hoàng hậu nương nương, trước kia các người cự tuyệt ta, không quan trọng. Đó là ta việc của mình, ta như thế nào, chết cũng không quan hệ. Nhưng là lúc này, Kiều Ngưng đã bị thần bí nhân vật bắt đi, sinh tử chưa biết nàng nếu là xảy ra chuyện gì, ta không biết ta sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Ta hiện tại nhất định phải gặp hoàng thượng, hắn như lần này không xuất thủ, về sau ta cùng hắn tình cảm thì dừng ở đây. Cái gì cầu thí thiếu uy phủ, liền trực tiếp hủy tính toán. La quân lần này cực chi kiên quyết. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn lấy vĩnh lạc hoàng hậu, đến giờ này khắc này, hắn cái gì phong độ đều không muốn. Vĩnh lạc hoàng hậu giật mình khẽ giật mình, sau một hồi khá lâu, nàng nói ra, xem ra các ngươi đều muốn bản cung chân thực đáp lại xem như một loại vô tình qua loa đã như vậy vậy ngươi theo bản cung tới đi la quân nhân tiện nói đa tạ lúc này la quân liền nghĩ nhanh chóng liên hệ đến trường sinh đại đế lấy trường sinh đại đế thần thông đem kiều ngưng cùng tiên tôn cứu trở về còn thiếu bao nhiêu nhân tình hoặc là hắn mọi thứ khác mặc kệ vĩnh lạc hoàng hậu mang theo la quân đi vào trong ngự thư phòng ngay tại trong ngự thư phòng vĩnh lạc hoàng hậu khởi động trận pháp về sau, là quân liền tiến vào trận pháp chi môn, cấp tốc đến thiên long bát bộ phù đồ trung tâm một nguyên chi phía trên cầu. Cái kia thiên long bát bộ phù đồ nội bộ, bây giờ càng càng minh mông, rộng lớn. Tại trường sinh đại đế cùng hiên chính hạo chế tạo xuống, tòa này pháp khí cùng toàn bộ hoàng thành thành làm một thể. Thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp còn hấp thu dân chúng tín ngưỡng. Tại hiên chính hạo nỗ lực dưới, đại khang hoàng thành bây giờ đã phòng thủ kiên cố, chính là tạo hóa cảnh cao thủ cũng không dám xâm chiếm nơi đây đây là hiên chính hạo chỗ lợi hại la quân lại không có tìm quá lâu hiên chính hạo trực tiếp thì xuất hiện tại một nguyên chi phía trên cầu hiên chính hạo một thân trường bào màu vàng óng uy nghiêm lộ ra hắn là thuộc về thanh tú văn sĩ nhưng hai đầu lông mày để lộ ra khiến người ta suy nghĩ không thấu khí chất tới la quân lần này cũng không có hướng hiên chính hạo hành lễ mà chính là nói thẳng hoàng hậu nói nàng là tìm không thấy ngươi nhưng hiện tại xem ra ngươi hiểu rõ hết thảy hiên chính hạo cũng không có trách cứ la quân vô lễ càng không có kinh ngạc la quân thái độ hắn nói ra lần trước là chấm cố ý không thấy hoàng hậu nàng không có nói láo la quân không khỏi tức miệng mắng to thao hắn hai mắt nhất thời huyết hồng nói ra con mẹ nó ngươi tính toán bằng hữu gì vẫn là nói từ đầu đến cuối đều là ta tại tự mình đa tình đã ngươi không có đem ta làm bằng hiếu ta cho ngươi chỗ tốt thời điểm ngươi thì cự tuyệt để ta biết ta không thể nào là bằng hiếu của ngươi ngươi có biết hay không hiện tại kiều ngưng đã rơi vào đến trên tay bọn họ ta con mẹ nó hiện tại liền đối phương là ai cũng không biết kiều ngưng sinh tử chưa biết ngươi liền xem như không muốn giúp trước lưu lại kiều ngưng chờ ta trở lại không được sao là quân ngôn từ kịch liệt hắn lần thứ nhất dạng này không cho hiên chính hạo lưu mặt mũi trước kia mặc kệ phát sinh cái gì, hắn đều cho hiên chính hạo lưu rất lớn mặt mũi. Nhưng là nếu như Kiều Ngưng thật ra chuyện, là quân vĩnh viễn không biết tha thứ hiên chính hạo. Cứ việc, không phải hiên chính hạo tạo thành Kiều Ngưng ra chuyện. Nhưng, hiên chính hạo là có thể vãn hồi. Mà lúc này, hiên chính hạo cũng lạ thường không hề tức giận. Hắn yên tĩnh nhìn lấy La Quân, sau một lúc lâu mới lên tiếng, người có thể tỉnh táo một chút sao. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, người nói đi. Hiên chính hạo nói ra, chấm biết, người hận chấm. Đứng tại người góc độ, cũng cần phải hận. Hôm nay, ta không muốn nghe đại đạo lý. La quân nói ra, hắn nói tiếp, nói cho ta biết, người có thể hay không liên hệ đến trường sinh đại đế, để hắn xuất thủ cứu hồi kiều ngưng cùng tiên tôn. Chuyện này xử lý, tương lai ta nhất định báo đáp này ân tình lớn. Không thể, Hiên chính hạo rất thẳng thắn cự tuyệt. La quân biến sắc, trong mắt của hắn thả ra hàn quang, nói, người thật muốn đem sự tình làm như thế chi tuyệt sao. Hiên chính hạo nói ra, là quân, người căn bản còn không biết rõ ràng đến cùng chuyện gì phát sinh. Đế huyền không có khả năng xuất thủ, bởi vì, bởi vì bắt đi kiều ngưng các nàng, chính là tiên giới người. Hắn đem đến còn phải trèo lên lên tiên giới, hắn làm sao có thể vì ngươi đi đắc tội tiên giới người. Ngươi đừng nhìn ngươi là thiên mệnh chi vương, khí vận vô song, nhưng hắn cũng chưa chắc đưa người nhìn ở trong mắt. Thiên mệnh chi vương, cũng là tùy thời đều có thể vẫn lạc. Tiên giới người, là quân lần nữa giật mình. Hiên chính hạo nói ra, người trách cứ chấm vì cái gì không sớm một chút lưu lại kiều ngưng, trên thực tế, nàng đến là bởi vì minh nguyệt tiên tôn thân thể sự tình. Nhưng minh nguyệt tiên tôn thân thể, chấm cũng không thể tránh được, cho nên căn bản là lười nhắc gặp. Miễn phải ngay mặt cự tuyệt không tốt, chấm cũng là lại các nàng bị bắt đi về sau, mới biết được ra đại sự. La Quân nói ra, thật. Hiên Chính Hạo nói ra, thế nào, chấm tuy nhiên bạc tình điểm, còn từng đã nói láo. La Quân ngược lại là không nhớ tới Hiên Chính Hạo có đã nói láo, hắn theo rồi nói ra, tiên giới người. Có ý tứ gì? Hiên Chính Hạo nói ra, người lông mày trong nội tâm bí mật đã bại lộ, tiên giới người đã biết được. Bọn họ mục tiêu là ngươi, tại ngươi không có bị bọn họ bắt đến trước đó, bọn họ sẽ không tổn thương kiều ngưng cùng tiêu minh nguyệt la quân lần nữa giật mình la quân nói ra người cũng biết ta mi tâm bên trong bí mật hiên chính hạo từ tốn nói chấm không biết sự tình rất ít ta mi tâm bên trong đồ vật thật là năm đó đem tiên giới trọng thương ngũ cốc xá tắc thần thụ hiên chính hạo nói ra không sai la quân nói ra nói như vậy bọn họ là vì cái này ngũ cốc xá tắc thần thụ hiên chính hạo nói ra đương nhiên năm đó tiên giới người bị ngũ cốc xã tắc thần thụ trọng thương. Về sau, tiên giới người làm đối phó ngũ cốc xã tắc thần thụ, sau đó trên địa cầu bồi dưỡng được một nhóm nhân loại. Bởi vì nhân loại không nhận ngũ cốc xã tắc thần thụ khắc chế. Đám nhân loại này cũng là mỗi lần xuất thủ bắt đi kiều ngưng cùng tiêu minh nguyệt người. Là quân trầm giọng nói ra, nếu là giao ra gia huyền hoàng thần cốc hạt giống có thể đổi về kiều ngưng cùng tiên tôn, cái này không hề có một chút vấn đề. Hiên chính hạo nói ra, nhưng ngươi không nộp ra, bởi vì huyền hoàng thần cốc hạt giống đã cùng ngươi hòa làm một thể, lấy đi hạt giống, ngươi cũng sẽ theo chết mất. Là quân có chút táo bạo, nói ra, chết thì mẹ hắn chết đi, cái này đáng chết kiếp, đáng chết thiên đạo. Lão tử không đùa với ngươi. Hiên chính hạo nói ra, ngươi trước lãnh tĩnh một chút. Huyền hoàng thần cốc hạt giống cũng là có linh tính, lần trước diệt phong khả năng để hạt giống này cũng học ngoan. Bởi vậy nó mới có thể cùng ngươi hòa làm một thể. La Quân nói ra, không nói những thứ vô dụng này, ta nhất định phải mau mau đem Kiều Ngưng cùng tiên tôn cứu ra. Hiên Chính Hạo nói ra, chấm chỉ có thể cho người cung cấp tin tức, La Quân, cái này đại khang hoàng thành, chấm thê tử, hài tử, đều tại cái này trong hoàng thành. Chấm là tử tư, nhưng chấm phải bảo vệ bọn họ, bảo vệ bọn hắn. Càng mấu chốt là, chấm thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp không thể rời đi hoàng thành. Kiện pháp khí này chấm phí tổn công phu rất lớn mới hòa hoàng thành hòa làm một thể. Một khi bóc ra, uy lực giảm nhiều, mà lại tất cả tâm huyết đều uổng phí, mà lại dù vậy, chấm cũng không giúp được ngươi, bởi vì trong lòng ngươi rõ ràng, đám người kia bên trong còn có tạo hóa cảnh cao thủ tồn tại. Đây không phải bao nhiêu nhân số liền có thể lấp đi lên, cho nên, chấm giúp không ngươi." La Quân nói ra, "Tốt, ta minh bạch." Hắn lúc này dần dần tỉnh táo lại. Trong lòng của hắn cũng biết, hiên chính hạo là giúp không được gì hắn là trông cậy vào dựa vào trường sinh đại đế tới cứu người, hiện tại xem ra, cái này là không thể nào. Như vậy, là quân lúc này nhất định phải dựa vào chính mình. Ta cần đầy đủ tài liệu và tin tức, là quân nói ra. Hiên chính hạo nói ra, tốt, ta có thể cho ngươi cung cấp. Mà lại, ta cũng có biện pháp đưa người bí mật đưa vào đi. Là quân nói ra, vậy liền quá tốt. Hiên chính hạo nói ra, nhưng là, người cái này đi vào, không chỉ có thể có thể không cách nào đem người cứu trở về. Còn có thể cử tử nhất sinh, Ngươi nghĩ kỹ sao? La Quân nói ra, lúc trước tiến kỷ phấn trắng thế giới không phải cử tử nhất sinh sao? Cứu mấy cái bạch nhãn lang còn mạo hiểm, hôm nay phải cứu là thê tử của ta, ta còn có gì để nói? Ngươi có thể vì ngươi thê tử làm xảy ra chuyện gì, điểm này, chấm giống như ngươi. Hiên chính hạo nói ra. La Quân nói ra, tốt a, à, ta cũng không trách ngươi dù sao, người ta lập trường khác biệt, người có người trách nhiệm. Ta có ta trách nhiệm. Hiên chính hạo nói ra, làm chấm một người thời điểm, sinh tử là chấm một người. Chấm có thể thẳng thắn mà làm, có thể huynh đệ nghĩa khí. Nhưng khi chấm có thê tử, hai tử, còn có thiên hạ này thần dân thời điểm, chấm làm ra bất kỳ quyết định gì đều không là một người quyết định. La Quân nói ra, người cùng ta kỹ càng nói một chút thế giới kia đi, ta muốn ngưu đồ một phen lại đi thế giới kia. Hiên Chính Hạo nói ra, "Tốt." Hắn đón đến, nói ra, thế giới kia là cực bí ẩn, bí ẩn đến chấm cũng một mực không có phát hiện. Nếu không phải lần này, bọn họ luân phiên hành động, lộ ra hành tung. Chấm đến bây giờ cũng không biết, nguyên lai like năm đó các tiên nhân trên địa cầu lưu lại như thế một chi lực lượng cường đại. Cỗ lực lượng này gọi là Ngọc Thanh môn. Hiên Chính Hạo tiếp tục giảng thuật, năm đó các tiên nhân vì tránh né địa cầu thiên đạo, lựa chọn di dân đến Kepler tiên giới các tiên nhân nô dịch Kepler tinh cầu, nhưng lọt vào phản kháng. Kepler thiếu niên nguyên đến tới địa cầu tìm tới các tiên nhân khắc tinh, cũng chính là ngũ cốc xã tắc thần thụ. Các tiên nhân bị trọng thương, về sau, các tiên nhân nghĩ ra biện pháp, sau đó thì trên địa cầu bồi dưỡng nhân loại. Nhân loại không sợ ngũ cốc xã tắc thần thụ, cỗ này nhân loại lúc trước vì tiên giới lập xuống công lao hán mã. Rất nhiều cao thủ thì lưu tại tiên giới, mà một số tu vi thấp thì lưu tại địa cầu tiếp tục tu luyện bọn họ môn phái gọi là Ngọc Thanh Môn. Hiên chính hạo sau khi nói xong, là quân trong lòng thì nắm chắc. Ngọc này thanh thế giới so kỷ phấn trắng thế giới muốn càng thêm hung hiểm. Kỷ phấn trắng thế giới thời gian còn thấp, mà Ngọc Thanh thế giới lại là đến tiên nhân truyền thừa tồn tại. Tuy nhiên lúc trước lưu trên địa cầu Ngọc Thanh Môn nhân tu vi còn thấp, nhưng bọn hắn có tiên nhân tư nguyên cùng truyền thừa, đã nhiều năm như vậy, đã phát triển thành thế lực bá chủ. Là quân cũng rốt cuộc minh bạch một chuyện, muốn đi Ngọc Thanh thế giới cứu người. Hắn không thể hô bất luận kẻ nào hỗ trợ, liền xem như áo đen tố trinh đều không được. Bởi vì việc này hoàn toàn không thể dựa vào cường công, chỉ có thể là dùng trí. La Quân bắt đầu tính toán. Hắn không ngừng tính toán. Chuyện này, Hồ Đại Ca, Nhị Ca, Phó Thanh Trúc đều không được. Bọn họ đi, không không chịu chết. Hồ Bạch Tố Trinh, nàng có thể ứng phó những cái kia tạo hóa cảnh cao thủ sao? Tuy nhiên Già Lam Điện đã rất cường đại, nhưng lại hơn cao thủ gặp phải tạo hóa cảnh cao thủ, đều là một con đường chết. Ta người nào cũng không thể tìm, chỉ có thể chính ta đi." La Quân ngẫm lại, rốt cục hạ quyết định. "Cái này vạn phần hung hiểm sự tình, cũng không cần đi liên lụy các bằng hữu. Như gặp nguy hiểm, hung hiểm, liền do ta La Quân chính mình một mình gánh chịu đi." "Chỉ tiếc, linh tuệ hòa thượng làm sao đều không ra. Không biết hắn đến cùng chuyện gì phát sinh." nếu là có hắn tại, nhất định có thể cho ta ra không thiếu chủ ý. La Quân không còn cách nào khác, Linh Tuệ Hòa Thượng cùng hắn triệt để mất liên hệ, hắn cũng là không thể làm gì. Hiên chính hạo để La Quân về trước thiếu uy phủ, ngày mai hắn liền giúp La Quân tiến vào ngọc thanh thế giới. La Quân tuy nhiên lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Sau đó, La Quân thì hồi thiếu uy phủ. Ly Thiên như cùng kiếm hồng bụi một mực chờ đợi đợi La Quân trở về là quân trở lại thiếu uy phủ về sau, thì cùng hai nữ trong phòng bí mật tự thoại, ta đã điều tra ra là ai đưa các nàng bắt đi. Cũng biết đối phương mục đích, ngày mai ta liền sẽ đi cứu các nàng, các người cũng không cần lo lắng. Ta có thể hướng các người cam đoan, ta nhất định sẽ đưa các nàng bình yên vô sự cứu ra. Là quân đương nhiên có thể cam đoan, bởi vì hắn trong tay có vương bài, cái kia chính là huyền hoàng thần cốc hạt giống. Chỉ bất quá, hắn không cách nào cam đoan tính mạng mình a. À chúng ta cùng đi với ngươi ly thiên nhược nói ra kiếm hồng bụi cũng nói không sai la quân nhìn ly thiên nhược cùng kiếm hồng bụi liếc một chút theo rồi nói ra các ngươi không thể đi hắn nói tiếp đi cũng vô dụng la quân lời này của ngươi ta thì không thích nghe ly thiên nhược lập tức nói vâng ngươi bây giờ tu vi tiến triển thần tốc vượt xa ta cùng hồng trần nhưng là chúng ta vẫn có thể giúp đỡ một điểm bận bịu la quân nói ra các ngươi đừng ngốc ta đi cũng là dùng trí. Dùng trí thì càng tốt hơn, chẳng lẽ người cảm thấy ta cùng sư tỷ của ta IQ không đủ. Kiếm hồng bụi lập tức nói. Là quân nói ra, không phải như vậy. Hắn có chút bực bội, nói ra, ta có chính mình kế hoạch, các người cũng nhìn đến, liền tiên tôn trên tay bọn họ đều không đến phản kháng. Mang các người đi, bất quá là vướng víu, ở chỗ này chờ xem. Là quân lời nói là không thể nghi ngờ. Hắn uy nghiêm cũng càng ngày càng đậm. Kiếm Hồng bụi còn muốn nói điều gì, Ly Thiên Nhược ngăn cản Kiếm Hồng bụi. Ly Thiên Nhược trầm giọng nói ra, lần này đi chi hiểm, chúng ta tâm lý rõ ràng. Đã ngươi khăng khăng như vậy, ngươi bảo trọng." La Quân gật gật đầu. Đêm nay, La Quân không có tu luyện, hắn ngồi tại thiếu uy phủ trên nóc nhà, một người yên tĩnh ngắm nhìn bầu trời. Hoàng thành ban đêm rất là náo nhiệt, phồn hoa, khắp nơi đều hữu hoa đèn, còn có hoan thanh thiếu ngữ nơi này phong tình cùng yến kinh phong tình hoàn toàn khác biệt la quân thở ra một hơi thật dài đến hắn không biết hắn còn có thể nhìn cái thế giới này bao lâu có lẽ không gặp được mấy cái dạng này sáng sủa tinh không đi hắn vốn cho rằng sẽ có một đoạn nhàn nhã thời gian đưa cho hắn nhưng hắn lại không nghĩ rằng này thiên đạo khủng bố như thế nhanh như vậy thì an bài cho hắn dạng này một cái ngập trời nguy cơ ta còn có thể vượt qua sao la quân tâm lý một điểm cơ sở đều không có hắn hiện tại không có vô thủy thần ngẫu không có linh tuệ hòa thượng trợ giúp hắn cảm thấy tiền đồ hoàn toàn u ám hắn tuy nhiên tự phụ thông minh có vô số quỷ kế nhưng hắn cũng biết tại chính thức lực lượng phía trước hết thảy trí tuệ kỹ xảo mưu kế đều chẳng qua là chuyện tiếu lâm dốc hết toàn lực nhưng bất kể như thế nào hung hiểm giờ phút này la quân cũng không có chút nào lui bước chỉ ý liền xem như nỗ lực tánh mạng hắn cũng nhất định muốn cứu ra Kiều Ngưng. Ngày thứ hai, sắc trời hơi sáng thời điểm, La Quân trong phòng xuất hiện một cái hư không chi môn. Hiên chính hạo thanh âm truyền đến, tiến đến. La Quân nhảy lên một cái, sau đó lách mình thì đi vào. Hắn là mặc quần áo ngủ. Sau khi đi vào, liền đến một nguyên chi phía trên cầu. Hiên chính hạo trầm giọng nói ra, ngọc thanh thế giới, cực bí ẩn. Chấm mời đế huyền hỗ trợ, Hắn dùng vãng sinh la bàn cùng chẫm ma điển liên hợp, rốt cục làm cho ngươi một cái tiến vào Ngọc Thanh thế giới môn. Ngươi hội thần không biết, quỷ không hay tiến vào Ngọc Thanh thế giới. Mặt khác, đây là ngọc phù, hắn ném cho La Quân một cái ngọc bội, trên ngọc bội có vô số phù văn. Nếu là muốn trở về, thì bóp nát ngọc phù, chấm hội ngày đêm ở đây chờ đợi, kịp thời vì ngươi mở ra trở về thông đạo. Hiên Chính Hạo nói ra. La Quân tiếp nhận hắn thật sâu nhìn hiên chính hạo liếc một chút sau đó nói đa tạ hiên chính hạo trầm giọng nói ra bảo trọng la quân gật đầu hiên chính hạo nói ra người bây giờ chuẩn bị được không la quân nói ra chuẩn bị tốt hiên chính hạo nói ra nếu như bây giờ thay đổi chủ ý còn kịp la quân nói ra người biết ta tuyệt sẽ không cải biến chủ ý hiên chính hạo khe khẽ thở dài nói ra trần thiên nhai có thể có người như thế một đứa con trai thật là hắn tạo hóa. Người cứ yên tâm, người nếu thật gặp bất chắc, người nhân gian sự tình, chấm hội thay chăm sóc. Đa tả, là quân nói ra. Hiên chính hạo nói ra, nếu là phát hiện chuyện không thể làm, lập tức trở về đến, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Là quân nói ra, ta sẽ. Sau đó, Huyên chính hạo ngay sau đó thi triển pháp lực. Cái kia hư không bên trong, vãng sinh là bàn hư ảnh cùng ma điển hư ảnh giao hội cùng một chỗ, sau cùng thần bí pháp lực hình thành một cánh cửa hiên chính hạo nói ra đi vào đi la quân gật gật đầu chỉ chợt lóe thân thể liền vào cái kia phiến thần bí chi môn la quân sau khi đi vào cái kia phiến thần bí chi môn cũng liền theo biến mất mà la quân thì là cảm giác mình tiến vào một cái thông đạo hắc ám thông đạo nhưng rất ngắn đón lấy thân thể của hắn thì mất trọng lượng người khác trên không trung phía dưới chính là đại thảo nguyên là quần cấp tốc hướng phía dưới vật rơi tự do, rơi xuống mà đi. Là quần hướng xuống tật rơi, nhưng hắn cấp tốc khu động pháp lực, đem thân thể định trụ. Cái này một cái chớp mắt, là quần trực tiếp cố định ở trong hư không. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, trời xanh mây trắng, minh mông. Trên thảo nguyên, cỏ tươi xanh biếc, khiến cho người tâm thần thanh thản. Nơi xa còn có đàn châu cùng bầy cừu. Là quần cấp tốc thần niệm bắn phá bốn phương tám hướng, rất nhanh liền xác định nơi này vị trí. Nơi này là Ngọc Thanh Thế Giới Phương Bắc Đại Thảo Nguyên. Nơi này cây rong mập cực kỳ xinh đẹp. Tại trên Thảo Nguyên có hơn 10 cái du mục dân tộc, các thành thể hệ, cũng có mỗi người vương. La Quân không có ở Đại Thảo Nguyên mỏi mòn chờ đợi, trực tiếp đi Ngọc Thanh Thế Giới lớn nhất đại một quốc gia, Yến Quốc. Yến Quốc có Yến Đô. La Quân biết Yến Quốc cũng là tại Đại Thảo Nguyên bên trong thần niệm bắn phá, theo du mục dân tộc trong óc lấy được lấy tin tức. Bên này lời nói cùng tiếng Hoa nói là thông, cho nên La quân cũng không cần lại đi một lần nữa học tập lời nói. Yến quốc chính là Ngọc Thanh trong thế giới chư đa quốc gia bên trong đệ nhất đại quốc, Bách quốc đến chúc. Mà lại, Yến quốc cũng độ cao thờ phụng Ngọc Thanh chi thần. Ngọc Thanh môn cũng trợ giúp Yến quốc củng cố thiên hạ, Yến quốc là Ngọc Thanh môn trung thực chó săn. Hàng năm, Yến quốc đều sẽ đưa một nhóm ưu tú con cháu đến Ngọc Thanh môn đi học tập tiên pháp. Ưu tú người hội lưu tại Ngọc Thanh trong môn kém một chút đi học chút bản lĩnh, trở về đền đáp nước nhà. La quân đến Yến quốc biên cương tình trạng về sau, lần nữa thần niệm bắn phá, thì lại thu hoạch càng nhiều tin tức. Hắn dùng điểm cao mặt nạ ngụy trang chính mình, sau đó quyết định đi hướng Yến quốc đô thành, Yến đô. Hắn vận khí rất không tệ, ba ngày sau, Yến quốc hội đưa một nhóm con cháu tiến về Ngọc Thanh Môn học tập tiên Pháp. La quân thì tuyệt đỉnh lẫn vào bên trong, đánh vào Ngọc Thanh Môn. Sau đó lại đến điều tra hết thảy. La Quân đem pháp lực mình nội liếm, chỉ cần hắn không tận lực hiển lộ. Bình thường cao thủ là cha không ra hắn nội tình, trừ phi là có ngày vô cảnh cao thủ dùng pháp lực hết sức chăm chú cha, mới có thể cha ra La Quân hư thực tới. Nhưng La Quân lường trước những đệ tử này đưa đi, khẳng định bắt đầu sẽ không nhận coi trọng. đều là cùng chút nông cạn đệ tử tu hành, đổi lại La Quân chính mình trưởng khống một đại môn phái, nhân gian đưa mấy cái học đồ tới, hắn cũng sẽ không đi nhìn kỹ. Sẽ chỉ các loại đám con nít này triển lộ ra thiên phú, người phía dưới mới có thể bẩm báo, hắn cũng mới sẽ đi xem xét một hai. Nói cách khác, chỉ cần La Quân không triển lộ thiên phú, cái kia liền sẽ không có bị phát hiện mạo hiểm. La Quân hoàn toàn yên tâm, hắn muốn cứu người, nhất định phải tiến hành theo chất lượng, nhất định phải ổn định tâm thần. Tại kỳ phấn trắng thế giới bên trong lúc, hắn bắt được kỳ phấn trắng thế giới bảy tắc, bởi vậy lấy nhỏ thắng lớn có thể thành công. Lần này hắn vẫn là muốn lấy đồng dạng phương pháp. La Quân đến Yến Đô về sau, liền bắt đầu lần nữa tìm kiếm. Nhưng lần này, hắn càng càng cẩn thận. Yến Đô bên trong, cũng không có cái gì ra dáng cao thủ. Ra dáng cao thủ, đều lưu tại Ngọc Thanh trong môn. La Quân rất nhanh liền tìm được đám kia chuẩn bị mang đến Ngọc Thanh môn hạt giống tuyển thủ. Đón lấy, La Quân liền đem người phụ trách trực tiếp độ hóa, sau đó lại bắt một tên hạt giống tuyển thủ, sau đó đem độ hóa như thế về sau lại thu hoạch toàn bộ tin tức tóm lại cũng là tại sau một ngày la quân trở thành yến quốc lục ra một tên thiếu gia gọi là lục phong la quân giải lục phong hết thảy sau đó theo đám kia hạt giống tuyển thủ lên đường đám kia hạt giống tuyển thủ bên trong phần lớn đều là không quen nhau con em đại gia tộc quá nhiều lại là theo ngũ hồ tứ hải tới cho nên không biết cũng là bình thường người phụ trách gọi là dương hoa rõ ràng Dương Hoa rõ ràng mang mọi người đi tới yến đô truyền tống trận. Một trận quang hoa sau đó, mọi người liền đến Ngọc Thanh môn phía dưới núi tuyết mặt. Theo phía dưới núi tuyết mặt nhìn bốn phía, hoàn toàn mờ mịt, tất cả đều là trắng như tuyết. Cung điện kia như tại vân đính, rộng rãi mà hùng vĩ. Nhóm này hạt giống tuyển thủ hết thảy có 20 vị, bên trong còn có 3 tên nữ tính. Nữ tính bên trong có một cái đặc biệt xuất sắc, gọi là Lý Mai Mai. Đương nhiên cái này xuất sắc chỉ là so sánh với mà nói. Tại La Quân trong mắt, Lý Mai Mai cũng chính là hóa thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Tại pháp lực cũng không thịnh hành ngọc thanh thế giới tới nói, cái này tu vi, cũng thật là thần thoại cấp bậc. Lý Mai Mai người đặc biệt ngạo khí, nàng lớn lên đẹp mắt, với ai đều không làm sao nói. La Quân đến đây là làm đại sự, đương nhiên cũng sẽ không đi trêu hoa gẹo nguyệt. Đương nhiên, coi như không là có việc trong người, lấy La Quân hiện tại tính cách, hắn cũng là sẽ không đi chủ động trêu chọc đào hoa. Đối với nữ nhân, là quân hiện tại là tránh không kịp. Nháy mắt, là quân liền đến đến Ngọc Thanh trong môn nửa tháng. Trong nửa tháng này, là quân cùng những cái kia mới tới đồng bạn được an bài ở cùng một chỗ. Cũng là cùng loại túc xá một dạng trong phòng. Mỗi ngày đều sẽ có ba tên giảng bài lão sư cho la quân bọn họ giảng bài, đồng thời cung cấp đan dược, ẩm thực đến cường thân kiện thể cái kia ba tên giảng bài lão sư là ngọc thanh trong môn hơi cao cấp một số đệ tử nhưng tu vi cũng chỉ tại thái hư bát trọng thiên hai bên nhưng cho dù như vậy ba vị lão sư tại đám này đám tân thủ bọn họ trong mắt đã là thần linh đồng dạng tồn tại mà la quân thì hết thảy đều biểu hiện được thường thường không có gì lạ đến ngọc này rõ ràng trong môn la quân thì cẩn thận hắn liên tục lặng lẽ độ hóa mấy cái tên đệ tử đều là hư tiên cấp bậc cao cấp đệ tử sau đó sử dụng cái này mấy cái tên đệ tử đến tìm hiểu tin tức. Sau đó, thời gian nửa tháng bên trong, La Quân đạt được rất nhiều tin tức. Bao quát hắn còn biết, Ngọc Thanh Môn cao tầng vẫn luôn đang tìm chính mình. Ngọc Thanh Môn bắt Kiều Ngưng cùng Tiên Tôn, là muốn cùng La Quân đàm phán điều kiện. Nhưng là gần nhất để bọn hắn đau đầu là, bọn họ tra được La Quân đến Thiên Châu Đại Khang Hoàng Thành về sau, vẫn không có bất kỳ cái gì tin tức. Đồng thời Hiên Chính Hạo cũng tại La Quân trên thân thiết trí ấn ký tin tức. Đây là tới quấy nhiễu hắn cao thủ dùng thôi toán chi thuật đến thôi toán La Quân. Cho nên Ngọc Thanh môn phương diện hiện tại là một điểm đầu mối đều không có. Các cao tầng phiền muộn, nóng nảy, lại lại không thể làm gì. Nhưng là, La, La Quân từ đầu đến cuối không có đạt được quan trọng tin tức. Hắn không biết Kiều Ngưng cùng Tiên Tôn đến cùng bị giam giữ ở nơi nào. La Quân trong lòng cũng rõ ràng không quản các nàng giam giữ ở nơi đó lấy bản sự của mình đều khó có khả năng đưa các nàng cứu đi biện pháp duy nhất cũng là bắt lấy một dạng ngọc thanh môn đặc biệt trọng yếu đồ vật sau đó coi đây là áp chế điều kiện la quân chỉ có thể độ hóa phổ thông hư tiên cao thủ một khi đến hư tiên đỉnh phong la quân thì không cách nào độ hóa mà loại cao thủ này tại ngọc thanh trong môn thật đúng là tương đối bình thường không thể tiếp xúc đến hạch tâm đồ vật cho nên la quân nhất định phải có bước kế tiếp hành động là quân hiểu được. Ngọc Thanh trong môn có một thánh nữ gọi là Nạp Lan Vân Tuyết, cũng là Nạp Lan Vân Tuyết mang theo hạng Ương trở về. Nói cách khác, hết thảy ngọn nguồn đều là bắt nguồn từ Nạp Lan Vân Tuyết. Mà Nạp Lan Vân Tuyết sư phụ chính là Thái Thượng Tôn trong lầu thần bí tồn tại, rất có địa vị. Nạp Lan Vân Tuyết có thể biết rất nhiều bí mật. Thánh nữ tại Ngọc Thanh trong môn vốn là đặc thù tồn tại, nếu là tu vi đạt tới trình độ nhất định, đến lúc đó là rất có thể trở thành trưởng giáo. La Quân còn biết một việc, cái kia chính là Nạp Lan Vân viết lập tức liền muốn đi lòng đất ma của tầng rảo sát yêu ma. Ngọc Thanh thế giới bởi vì tuyệt đối bí ẩn tính, phong bế tính, nhưng đất cơ sở sinh ra rất nhiều yêu ma. Nơi này cũng có chút cùng loại với phía Tây Vương giới. Lòng đất hết thảy tầng 18, cái này 18 tầng địa ngục bên trong yêu ma, một tầng so một tầng lợi hại. Cũng là Ngọc Thanh môn các đệ tử thí luyện thân thủ địa phương tốt. Nhưng là, bình thường các đệ tử nhiều nhất chỉ có thể đến tới tầng 10. Tầng 10 phía dưới yêu ma mới thật sự là uy, cần trong môn cao cấp đệ tử tiến đến quét dọn. Hư tiên đệ tử quét dọn tầng 11 đến tầng 15. Tầng 16 đến tầng 18 là thuộc về nạp lan vân tuyết dạng này trụ cột vững vàng tiến đến quét dọn. Mà tại ngày mai, nạp lan vân tuyết hội mang mấy tên hư tiên, động tiên cảnh đệ tử tiến về địa ngục tầng thứ 15, càn quét yêu ma. Là quân mục tiêu cũng là nạp lan vân tuyết hắn quyết định theo tiến về lòng đất hắn muốn thần không biết quỷ không hay bắt lấy nạp lan vân tuyết sau đó theo nạp lan vân tuyết nơi này biết nhiều bí mật hơn sau đó lại nghĩ biện pháp cứu ra kiều ngưng cùng tiên tôn để la quân thoảng qua yên tâm là tạm thời kiều ngưng cùng tiên tôn là an toàn ngọc thanh môn tại không có bắt đến chính mình trước đó sẽ không tới động kiều ngưng cùng tiên tôn phụ trách la quân bọn họ đoàn người này dương hoa sáng sớm đã rời đi La quân thì cùng cái kia phụ trách bọn họ sinh hoạt thường ngày, sinh hoạt lão sư xin phép nghỉ. La quân liền nói cảm giác gần đây trong nhà muốn xảy ra chuyện gì, muốn muốn trở về nhìn một chuyến. Ngọc Thanh môn ly nhân gian quá xa, cho nên La quân không tốt kéo khác lão. Thu thư tín đều không nhanh như vậy a. À. Cuộc sống kia lão sư tự nhiên không đồng ý, để La quân không nên suy nghĩ bậy bạ. La quân kiên chỉ muốn trở về một chuyến, sinh hoạt lão sư không khỏi giận dữ, kiên quyết không phê nói nói ra, nếu là muốn như vậy bị mất tiền đồ, có thể tự rời đi. Là quân tự nhiên là không quan tâm nơi này cầu thí tiền đồ, nhưng nếu thật cứ như vậy rời đi, liền tiền đồ đều không muốn. Khó tránh khỏi chọc người sinh nghi, sau đó hắn dứt khoát liền để cái kia bị hắn độ hóa cao cấp hư tiên đệ tử đến đây lặng lẽ nói tình. Như thế về sau, là quân mới giấy xin phép nghỉ, cứ vậy rời đi Ngọc Thanh Môn. Là từ Ngọc Thanh Môn an bài môn nhân đưa La Quân trực tiếp trở lại Yến Đô. La Quân cũng không quan tâm điểm ấy khoảng cách, hắn quay người thì lại lặng lẽ trở lại Ngọc Thanh môn phụ cận. Hắn cùng bên trong hư tiên đệ tử nội ứng ngoại hợp, tại biết nạp lan vân tuyết một hàng năm người tiến xuống lòng đất về sau. Hắn cũng liền theo chui vào lòng đất. Lòng đất ngàn mét về sau, mới bắt đầu có kỳ diệu quy tắc không gian xuất hiện. Tầng thứ nhất ngàn mét khoảng cách về sau, là tầng thứ nhất thế giới yêu ma. La Quân phá giải lên quy tắc, tầng tầng đột phá. Nạp Lan Vân Tuyết các nàng cũng là dựa vào pháp lực cưỡng ép tiến vào thế giới yêu ma, dù sao, lòng đất yêu ma cũng không có đưa các nàng làm làm bạn tốt, trả lại cho các nàng lưu một cái thông đạo. La Quân trực tiếp theo tới lòng đất tầng 15 địa ngục. Như thế về sau, La Quân mới dừng lại. Đi tới loại này địa ngục thế giới yêu ma, La Quân cũng không phải là lần đầu tiên. Lúc này, La Quân thân ở một vùng tăm tối hoang dã chi địa. Nơi này khắp nơi hoang vu, không thấy mảy may ánh sáng. Mà lại, trong không khí chính là vô cùng tận u minh vũ khí. ngẩng đầu nhìn lên trời hư không, bầu trời vài trăm mét chỗ, vũ khí nồng đậm cùng cực. Những sương mù này, cũng là cái gọi là âm khí, chính là các yêu ma trọng yếu chất dinh dưỡng. Là quân thần niệm hơi bắn phá, liền cảm giác được bốn phía ẩn tàng cái này vô số yêu ma. Những yêu ma này hình thể quái dị, thân thể to lớn. Lại đều có nhanh nhạy, đồng thời cầm giữ có pháp lực. Tầng tầng địa ngục, tầng thứ nhất địa ngục yêu ma chỉ là lực lớn vô cùng. Càng đi phía dưới này, yêu ma liền càng lợi hại. Lòng đất thế giới yêu ma là kỳ quái mà thần bí tồn tại. Ba nghìn thế giới lòng đất yêu ma thế giới tại theo một ý nghĩa nào đó là thông. Trên thực tế, ba nghìn thế giới tìm đúng mạch đập, cũng là thông. Nhưng nói như vậy, tiến nhập lòng đất thế giới chỉ có có hạn mấy cái cửa vào. Tức ngọc thanh thế giới là một cái cửa vào, Phía Tây Vương giới cũng là một cái cửa vào. Còn có một số thế giới cũng tồn tại cửa vào, nhưng rất hiển nhiên, thế giới Bao La không có dạng này cửa vào. Tại tại có cửa vào thế giới bên trong, đại năng cao thủ liền sẽ bố trí kết giới, không cho yêu ma đi ra. Cái này là đối với bình thường thế giới một loại bảo trì, bảo trì trật tự. Ngọc Thanh thế giới bên trong, Ngọc Thanh môn thái thượng tôn trong lầu, cũng có cao thủ đem chọn cái Ngọc Thanh thế giới bảo vệ. Không cho lòng đất yêu ma xâm lấn làm lòng đất yêu ma quá mức cường thịnh, có đột phá xu thế thời điểm, lúc này, Ngọc Thanh môn nhân liền sẽ đi xuống kiểm tra, càn quét. Toàn bộ Ngọc Thanh thế giới, tiến xuống lòng đất cửa vào ngay tại Ngọc Thanh môn phụ cận. Nơi này là Ngọc Thanh môn chấn thủ phạm vi, là quân bởi vì đã thuộc về Ngọc Thanh môn ngoại môn đệ tử, cho nên mới không có bị Ngọc Thanh môn phát hiện dị thường. Là quân thần niệm bắn phá, hắn muốn tìm tìm được nạp lan vân tuyết một đoàn người. Cái này hơi bắn qua, phạm vi ngàn dặm đều tại la quân thần niệm bên trong. Hắn cũng rất nhanh liền tìm tới nạp lan vân tuyết một đoàn người chỗ. La quân động tác rất nhanh, cấp tốc thì thu thần niệm. Nạp lan vân tuyết các nàng bị la quân thần niệm bắn phá đến cũng không để ý nhiều. Bởi vì nơi này vốn là hổ lang chi địa. Nạp lan vân tuyết vì dẫn đội đội trưởng, theo nàng là bốn tên sư huynh muội Nhưng mọi người đều đã nạp lan vân tuyết như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bên trong, có tam sư huynh ngụy Vân Tinh, cái này Ngụy Vân Tinh chính là động tiên cảnh đỉnh phong. Hắn dài đến anh tuấn cao lớn, phong độ nhẹ nhàng, vẫn luôn ái mộ Nạp Lan Vân Tuyết. Nạp Lan Vân Tuyết là không thể yêu đương, nhưng chỉ cần nàng lên làm phó trưởng giáo về sau thì không nhận kết hôn hạn chế. Cho nên, lúc này là có thể thành lập hảo cảm. Mặt khác có bát sư muội Bạch Y Y, Bạch Y Y là hư tiên đỉnh phong, vị này tiểu mỹ nữ lại là một mực ái mộ Ngụy Vân Tinh bạch y y đối nạp lan vân tuyết một mực lòng sinh ghen ghét nhưng nàng không biết biểu hiện ra ngoài miệng nhu thuận có phần chọc người yêu thương ngoài ra còn có hai tên sư đệ đều là hư tiên trung kỳ hư tiên trung kỳ tu vi tại nạp lan vân tuyết các loại người trước mặt vậy thì thật là như con kiến hôi bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh công việc bẩn thỉu việc cực cướp làm la là quân lần nữa cải biến khuôn mặt đổi một thân y phục hắn điểm cao mặt nạ có rất nhiều mà lại, điểm cao mặt nạ không thuộc về pháp lực. Như vậy nạp lan vân tuyết bọn người thì càng nhìn không ra hắn dung mạo sửa đổi. Huống hồ, là quân cũng là không phải càng đổi diện mạo. Đoán chừng bọn họ những người này cũng sẽ không nhớ đến trong môn có cái gọi lục phong ngoại môn đệ tử. Là quân tạm thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất trọng yếu nguyên nhân là nạp lan vân tuyết đám người này thực lực không kém. Hắn chưa hẳn có thể bắt lấy nạp lan vân tuyết, làm không tốt còn đánh nữa thôi thắng mà lại cũng chưa chừng nạp lan vân tuyết bọn họ cùng mặt trên có liên hệ một khi gặp nạn phía trên trực tiếp xuất thủ la quân biết rõ việc này chuyện rất quan trọng không thể có một ít chủ quan hắn trước đem thuộc về ngọc thanh môn cái viên kia đạt được tán thành ấn ký thâm tàng tiến biển linh hồn bên trong hắn không thể phá hủy một khi phá hủy ngọc thanh trong môn hội sinh nhi mà hắn như không ẩn sâu lời nói sẽ bị nạp lan vân tuyết bọn họ nhận ra la quân còn không có muốn như nào liền trông thấy bốn phía trong hoang dã lên biến hóa vô số yêu ma hướng nạp lan vân tuyết các nàng trào lên đi la quân là một mình tiến đến mà lại hắn dựa vào linh hồn tinh thạch cho nên cực ẩn nấp ngược lại không có bị yêu ma phát hiện những yêu ma này có cái tên gọi là đỏ la sát quỷ vô số đỏ la sát quỷ lít nha lít nhít hướng nạp lan vân tuyết các nàng trào lên đi la quân ẩn thân tại linh hồn trong tinh thạch khu động linh hồn ô quang một đường đi theo qua hắn sau đó liền thấy nạp lan vân tuyết bọn người. Các nàng cũng là tại cánh đồng bát ngát bên trong, cái kia bốn phía đỏ la sát quỷ như thủy triều mãnh liệt, toàn bộ trào lên đi. Mà lại, không chung còn có bay trên trời bạch la sát quỷ. Những thứ này bạch la sát quỷ một đầu tóc bạc cũng có thể xem như công kích thủ đoạn. Bọn họ là kỳ quái sinh vật, cũng phi nhân loại. Oanh! Công kích lập tức bạo phát. Nạp lan vân tuyết bọn người lại là không sợ chút nào. Ngụy Vân Tinh sư huynh ngược lại cởi mở cười một tiếng, nói ra, tốt, hôm nay chúng ta thì thế thiên hành đạo. Hắn tiếp lấy hướng nạp lan Vân Tuyết nói ra, Vân Tuyết sư muội, Bạch sư muội, hai vị sư đệ, chúng ta nhìn xem, người nào giết la sát nhiều. Thắng được người, có thể hỏi còn lại ba người một vấn đề, nhất định phải chân thực trả lời nha. Các ngươi có dám? Bạch Y Y lập tức hưởng ứng, nói ra, Ngụy sư huynh, chúng ta có cái gì không dám? Hai cái tiểu sư đệ cũng không quan trọng, nói ra, dám. Nạp Lan Vân Tuyết nội liếm, nhưng cũng nói, được. Đám người này hăng hái, nhưng gặp Ngụy Vân Tinh đầu tiên tế ra Hắn Động Thiên Pháp Tắc, đem phương viên trăm dặm toàn bộ bao phủ. Một cái cũng đừng hòng đi, Ngụy Vân Tinh cười ha ha, đón lấy, hắn tế ra một miệng Thanh Cương kiếm. Kiếm khí hóa thành ngàn ngàn vạn vạn, ẩn chứa Hắn Động Thiên Pháp Tắc lực lượng, trực tiếp chảm giết ra ngoài. Nhất thời vô số la sát chết tại kiếm khí phía dưới. Kiếm khí này cũng không phải phổ thông kiếm khí. Động thiên pháp tắc đem những thứ này la sát phân hóa tại rất nhiều không gian bên trong, để còn lại hai cái sư đệ, còn có bạch y y liền la sát quỷ cái bóng đều không nhìn thấy. Nạp lan vân tuyết xuất thủ cũng nhanh, cấp tốc tế ra động thiên pháp tắc, bao phủ một nửa la sát quỷ. Nàng cũng tế ra nàng pháp khí chém giết. Nạp lan vân tuyết pháp khí chính là địa hoàng cầm. Nàng búng ra địa hoàng cầm, lập tức vô cùng âm ba hóa thành hoàng lửa. Tại nạp lan vân tuyết trong động thiên, lập tức liền thành liệt diễm địa ngục. Đất này hoàng chi hỏa, khủng bố tới cực điểm, trong nháy mắt, ngàn vạn la sát quỷ toàn bộ hóa thành cho tàn. Nạp lan vân tuyết pháp bảo tại phía xa ngụy vân tinh phía trên. Nếu thật là đánh lên, ngụy vân tinh chưa chắc là nạp lan vân tuyết đối thủ. Ngọc Thanh môn mấy cái vị bằng hiếu, đem huynh đệ chúng ta cùng chặt su hào bắp cải một dạng giết chết, không rất thích hợp a. À đúng lúc này, trên không đột nhiên truyền tới một lạnh lùng thanh âm. Đồng thời, hư không bên trong bóng người lấp lóe Có người hô lớn, cung nghênh yêu hoàng. Nạp lan vân tuyết bọn người nghe vậy, nhất thời bị kinh ngạc. Yêu hoàng, yêu hoàng không phải tại 18 tầng địa ngục bên trong sao. Nạp lan vân tuyết cùng ngụy Vân Tinh nhìn nhau, không khỏi hoảng sợ. Lòng đất thế giới có tứ đại yêu hoàng, nhưng lại không biết người đến là vị nào yêu hoàng, nhưng bất kể như thế nào, Mỗi một vị yêu hoàng đều là vô cùng lợi hại hạng người. Là xanh ô yêu hoàng, không chung cảnh chung kỳ cao thủ. Ngụy Vân Tinh đột nhiên cảm ứng ra tới, người đến chính là xanh ô yêu hoàng. Ha ha ha. Nhưng vào lúc này, có càng nhiều bóng người lấp lóe. Cung nghênh hỗn thế yêu hoàng, cung nghênh đà mỗ yêu hoàng, cung nghênh tà ác yêu hoàng. 18 tầng địa ngục bên trong tứ đại yêu hoàng thế mà toàn bộ đều tới. Cái này một cái chớp mắt nạp lan vân tuyết bọn người hoảng sợ muốn tuyệt. Ha ha ha, cái kia hỗn thế yêu hoàng cười ha hả hỗn thế yêu hoàng chính là một đầu tử kim ô tu luyện thành người. Hiện tại chính là yêu thú cấp bậc, nhưng hắn tự xưng là hoàng, tu vi tại bầu trời cảnh đỉnh phong. Hỗn thế yêu hoàng mặt mũi tràn đầy đều là đen nhánh, mặt méo mó, tính cách tàn nhẫn. Hắn trong tiếng cười lộ ra âm phong ảo ảo, khiến người ta dùng mình. Hỗn thế yêu hoàng theo rồi nói ra, Chúng ta cố ý làm ra động tính, vì cũng là dẫn Ngọc Thanh Môn nhân đến đây nhận lấy cái chết. Hiện tại chúng ta đã bố trí xuống kết giới, cái này tầm 15 địa ngục phía dưới, không người lại có thể đi lên. Ngọc Thanh Môn những cái kia lão quỷ cũng sẽ không cảm giác được các ngươi nguy hiểm, các người tin tức cũng truyền lại không đi ra. Hôm nay thì là các người tử kỳ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hai vị sư đệ, còn có cái kia Bạch Y y nhất thời hoàng hai vị sư để cùng bạch y y đến đây bất quá là muốn chém giết yêu ma lập chút công lao đây là một phần không tệ việc phải làm người nào cũng không tính đến đưa mạng nhưng tứ đại yêu hoàng chi hung danh bọn họ sớm có nghe nói qua giờ phút này thế mà kinh động tứ đại yêu hoàng đều xuất hiện trong lòng bọn họ hoảng sợ tới cực điểm thì liên ngụy vân tinh lúc này cũng có chút không bình tĩnh tứ đại yêu hoàng cũng là tới một cái bọn họ đều khó có thể ứng phó vừa đưa ra bốn cái, chẳng phải là một con đường chết. Lúc này, cũng chính là Nạp Lan Vân Tuyết tỉnh táo nhất. Nạp Lan Vân Tuyết cùng Ngụy Vân Tinh cùng một chỗ thu động thiên pháp tắc. Đồng thời, Nạp Lan Vân Tuyết cùng Ngụy Vân Tinh liền thấy không chung tứ đại yêu hoàng. Tứ đại yêu hoàng bên trong, đa mộ yêu hoàng chính là cái cực kỳ xinh đẹp mỹ nữ. Nàng Tu Vi là không chung cảnh sơ kỳ. Tuy nhiên nàng Tu Vi tại tứ đại yêu hoàng bên trong yếu nhất, nhưng là nàng lại có một món pháp bảo nơi tay, để cho nàng đứng ở thế bất bại. Cái kia pháp bảo gọi là tứ hải bình. Tứ hải bình bên trong rành rụm vô cùng âm khí, một khi phát động, có vô cùng huyễn cảnh, quy tắc, khiến người ta khó có thể đột phá. Mà lúc này, đa mộ yêu hoàng không nói hai lời, trực tiếp tế ra tứ hải bình. Tứ hải bình phóng thích âm khí cùng nước biển, trong trước mắt, cái này tầng thứ 15 địa ngục trong vòng phương viên trăm dặm, toàn bộ thành hải dương. Hải Dương mang theo mạnh đại hủ thực lực lượng. Tuần này bị yêu ma đều đã chết hết, cho nên ngược lại sẽ không ngộ thương đồng loại. Nạp Lan Vân Tuyết bọn người lập tức tế ra kim quang bao bọc ngăn cản âm biển chi thủy ăn mòn. La Quân cũng ở chính giữa, chỉ bất quá hắn ẩn tàng rất sâu. Người nào cũng không nghĩ tới, trong này còn giấu La Quân nhân vật như vậy. La Quân vừa mới chỉ là đến đứng xa nhìn, nhưng là Nạp Lan Vân Tuyết cùng Ngụy Vân Tinh động thiên pháp tắc vừa ra, liền đem La Quân bao phủ ở bên trong linh hồn tinh thạch ẩn tàng độ quá lợi hại để nạp lan vân tuyết cùng ngụy vân tinh cũng không có phát hiện la quân tồn tại tới lúc này la quân muốn đi cũng đi không hắn vừa đi liền sẽ bị những người này phát hiện cho nên dưới mắt la quân cũng chỉ có yên lặng nhìn biến nạp lan vân tuyết ngẩng đầu đã không nhìn thấy tứ đại yêu hoàng tại trước mắt nàng chỉ có bóng đêm vô tận nước biển vô tận tựa như là vô tận vũ trụ một dạng không cách nào đột phá Nạp Lan Vân Tuyết cũng không hoảng loạn, nàng trầm giọng nói ra, chư vị, ta chính là Ngọc Thanh Môn Thánh Nữ, ngô sư phụ chính là là chân nguyên tiên tử. Bốn vị yêu hoàng lần này xuất thủ, không biết là chuyện gì tức giận. Lại là Ngọc Thanh Môn Thánh Nữ, cái kia đa mộ yêu hoàng khách khách cười một tiếng, nói ra, sư phụ ngươi chân nguyên tiên tử nhiều năm như vậy, đến cùng thấy được tạo hóa cảnh cửa lớn sao. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, gia sư chính là thông thiên nhân vật, ta tại nàng lão nhân ra trước mặt, như con sâu cái kiến, không dám phỏng đoán nàng lão nhân gia tu vi. Ha ha ha, cái kia xanh ô yêu hoàng cười to nói, Ngọc Thanh môn nếu là có bản sự, đã sớm đến đem chúng ta diệt. Nhiều năm như vậy, bọn họ không đều là đối chúng ta không thể làm gì sao? Lòng đất yêu ma vẫn luôn là tồn tại, nhưng chưa từng có cái kia đại thần thông giả nghĩ tới muốn đem lòng đất yêu ma dẹp yên. Cái này bên trong là có chút nguyên nhân, thứ nhất là lòng đất yêu ma sinh sôi cực nhanh, liền xem như dẹp yên một số. Cách không bao lâu, lại hội sinh sôi ra càng nhiều yêu ma tới. Chỉ có thượng giới người cảm thụ phía dưới yêu ma không yên ổn, quá nhiều một ít, bọn họ mới có thể xuống tới giết đến tận một nhóm. Mà đối với tứ đại yêu hoàng tồn tại, bọn họ là vui thấy thành. Bọn họ có thể ước thúc còn lại yêu ma, mà lại, lòng đất cực kỳ bí ẩn, càng có thật nhiều hung hiểm chi địa. Cũng là tạo hóa cảnh cao thủ xuống tới cũng không nhất định có thể tìm được Tứ đại yêu hoàng tung tích. Mà lại, trong lòng đất còn có cái này lên kia xuống quá trình. Lòng đất quy tắc thích hợp các yêu ma. Đại thần thông giả xuống tới về sau, hội bị áp chế rất không thoải mái. Tứ đại yêu hoàng là căn bản không sợ phía trên cao thủ. Tạo hóa cảnh cao thủ còn có cái vấn đề mấu chốt sẽ không hạ đến, cái kia chính là trong lòng đất nếu như tranh đấu quá mức kịch liệt, tạo thành 18 tầng địa ngục đổ sụp, như vậy toàn bộ thế giới đều sẽ hỗn loạn có thể sẽ để kết giới phá vỡ, vô số yêu ma chui đi lên. Nếu thật đến một bước kia, toàn bộ Ngọc Thanh thế giới đều sẽ loạn. Qua nhiều năm như vậy, Ngọc Thanh môn cùng lòng đất yêu ma đều là có thăng bằng cùng ăn ý. Mà lúc này tứ đại yêu hoàng đột nhiên xuất thủ đối phó Ngọc Thanh môn trí cao đệ tử, đây là rất quỷ dị một việc. Thế mà, sự tình ra thì tất có nguyên nhân. Ngụy Vân Tinh cất giọng đối tứ đại yêu hoàng nói ra, bốn vị tiền bối, sư phụ ta cũng là thái thượng tôn trong lầu tông sư cho tới nay ngọc thanh môn cùng bốn vị tiền bối đều có ăn ý chúng ta dẹp yên yêu ma cũng là bởi vì lòng đất yêu ma sinh sôi quá nhanh ảnh hưởng thăng bằng các ngươi xuất thủ không ổn chúng ta thay xuất thủ mà thôi nhưng bốn vị tiền bối hôm nay đến cùng là vì sao muốn ra tay với chúng ta phải biết cái này ăn ý thăng bằng phá hư đối với người nào cũng không tốt muốn là sư phụ ta bọn họ tức giận chẳng lẽ bốn vị tiền bối thật sự không có chút nào sợ sao? Ha ha ha, xanh ô yêu hoàng lần nữa cười to, các ngươi cái này mấy tiểu bối, ỉ vào ngọc thanh môn cái kia mấy cái lão quái vật, cũng dám ở chỗ này, ngay trước chúng ta mặt, trong bóng tối uy ta chờ. Hôm nay, chúng ta muốn giết thì là các ngươi. Hôm nay, các ngươi đừng mơ có ai sống lấy ra ngoài. Ta ác yêu hoàng hét lớn một tiếng. Bớt nói nhiều lời, bọn tiểu bối, chịu chết đi tứ đại yêu hoàng sau khi nói xong đồng loạt ra tay cái kia tứ hải bình chỗ thi triển âm biển chi thủy lập tức sinh ra biến hóa hóa thành vô hạn vặn vẹo xúc tu xé rách hướng nạp lan vân tuyết bọn người đồng thời còn lại tam đại yêu hoàng mỗi người xuất thủ ta ác yêu hoàng nhất trưởng vồ xuống to lớn trưởng ảnh đem bạch y y trực tiếp bắt trên tay ha ha vẫn là cái xử tử ta ác yêu hoàng sắc mặt dữ tợn đối với bạch y y mở ra huyết bồn đại khẩu trong nháy mắt liền đem bạch y y hút thành thây khô, bạch y y tất cả tinh nguyên đều bị tà ác yêu hoàng hút đi. Hư tiên đỉnh phong bạch y y tại tà ác yêu hoàng trước mặt, tựa như là tiểu kê tử một dạng, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Đồng thời, cái kia xanh ô yêu hoàng cũng nhất chảo đem hai gã khác tiểu sư đệ trực tiếp đập chết tại âm trong nước. Sau cùng chính là cái kia đa mộ yêu hoàng đối phó nạp lan vân tuyết, mà hỗn thế yêu hoàng thì là đối phó ngụy vân tinh hỗn thế yêu hoàng chính là không trung cảnh đỉnh phong tu vi, Ngụy Vân Tinh cũng chưa kịp hừ một tiếng liền bị hỗn thế yêu hoàng trực tiếp giết chết. Đa mẫu yêu hoàng xúc tu lập tức bao lấy nạp lan vân tuyết. Nạp lan vân tuyết cấp tốc khu động địa hoàng cầm, vô tận địa hoàng hỏa táng làm hoàng hỏa thần đao trực tiếp đem cái kia xúc tu chặt đứt. Dù sao, đa mộ yêu hoàng vẫn chỉ là không trung cảnh sơ kỳ. Mà địa hoàng cầm lại là thượng phẩm đạo khí. Chúng yêu hoàng đô là một kích thành công, chỉ có đa mộ yêu hoàng không thành công. Cái này khiến đa mộ yêu hoàng cực nổi nóng, mà liền tại thời điểm then chốt này, là quân xuất thủ cũng cực quả quyết. Là quân không giống nhau đa mộ yêu hoàng lần thứ hai xuất thủ, liền đột nhiên tuôn ra. Đại linh hồn lôi kiếm, linh hồn tinh thạch hóa thành đại linh hồn lôi kiếm, hung mãnh hướng đa mộ yêu hoàng chém giết tới. Đa mộ yêu hoàng vội vàng không kịp chuẩn bị, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Nàng cấp tốc khu động tứ hải bình, cô số xúc tu lít nha lít nhít quấn chặt lấy đại linh hồn lôi kiếm. Âm âm, đại linh hồn lôi kiếm một kiếm liền đem tất cả xúc giác chạm thành phấn vụn. Đa mẫu yêu hoàng thân thể lóe lên, giấu ở âm biển trong góc. Cái kia nạp lan vân tuyết cũng liền nhanh chóng đào tẩu, nàng vừa mới chuồn, là quân thì từ phía sau đánh tới. Tiến đến, là quân khống chế linh hồn tinh thạch tới, bàn tay lớn vồ một cái. Nạp lan vân tuyết biết người này là giúp mình, liền không có chống cự. Là quân đem nạp lan vân tuyết bắt vào linh hồn trong tinh thạch, sau đó hóa thành linh hồn ô quang, lóe lên ở giữa thì xông ra âm biển. Cái này âm biển tuy nhiên lợi hại, nhưng lại cản trở không la quân linh hồn tinh thạch. Lần này chạy đi, La Quân cũng không hướng lên trên mặt đào tẩu, mà chính là lập tức thi triển đại na di thuật đến ngoài vạn dặm. Đồng thời, hắn trực tiếp tìm một đầu yêu ma, đem độ hóa, cũng trực tiếp chui vào đến cái này yêu ma trong bụng. Như thế về sau, là quân mới nhỏ khẽ thở phào một cái. Là quân xuất thủ là tìm đúng thời cơ. Tại cái này một cái trước mắt, là quân thực sự tin tưởng trong lúc vô hình lưu giữ tại thiên đạo. Bởi vì, nếu như là hắn yêu hoàng bắt nạp lan vân tuyết, nạp lan vân tuyết rất có thể ngăn cản không nổi. Tứ đại yêu hoàng bên trong, lấy cỡ nào mẫu yêu hoàng tu vi yếu nhất. Nếu như nạp lan vân tuyết chết, là quân tính toán thì hết thảy ngừng nói. Còn lại người đều không có nạp lan vân tuyết giá trị bao quát ngụy vân tinh ngụy vân tinh cũng không có nạp lan vân tuyết như vậy được coi trọng ngụy vân tinh sư phụ bất quá là miễn cưỡng bỏ vào thái thượng tôn lầu đồng thời theo ngụy vân tinh vào tay cũng so theo nạp lan vân tuyết vào tay muốn khó hơn nhiều nam nhân đối phó nữ nhân vô luận là tình cảm vẫn là sức hấp dẫn đều dễ dàng hơn nhiều đây là không thể không thừa nhận một chuyện tứ đại yêu hoàng đồng loạt ra tay thời điểm La Quân cũng là theo chân xuất thủ. Hắn là giết trở tay không kịp. La Quân vừa trốn đi, tứ đại yêu hoàng thì kịp phản ứng. Bọn họ lập tức truy sát, nhưng là vô luận bọn họ thần niệm như thế nào bắn phá, nhưng đều là tìm không thấy La Quân tung tích. Linh hồn tinh thạch năm đó thâm tàng thời điểm, cũng là kỷ phấn trắng thế giới trưởng lão cũng không tìm tới. Huống chi là những thứ này yêu hoàng. Mà lại, bây giờ linh hồn tinh thạch so với lúc trước là càng thêm lợi hại. Tại yêu ma kia trong bụng, linh hồn trong tinh thạch, nạp lan vân tuyết chưa tỉnh hồn. Nàng cảm giác được cảm giác nguy cơ tựa hồ giải trừ, sau đó nhìn ngay lập tức hướng La Quân, hỏi, các hạ là người nào? La Quân lãnh đạm nhìn nạp lan vân tuyết liếc một chút. Không thể không nói, cái này nạp lan vân tuyết là thật là cao quý, mỹ lệ, một thân tử sắc váy dài, giống như suốt trần tiên tử. Trên người nàng còn có một loại cao lãnh khí chất tựa như là la quân lần thứ nhất gặp lam tử y khôi phục hoàng vương thân phận như vậy khí chất đương nhiên tại la quân tâm lý nạp lan vân tuyết không cách nào cùng lam tử y bằng được la quân cũng sớm không là năm đó la quân hắn đứng tại nạp lan vân tuyết trước mặt khí tức là không kém chút nào nàng nạp lan vân tuyết là nhận biết la quân hạng ương dùng nguyên thần mô phỏng qua la quân bộ dáng nhưng là lúc này la quân dùng điểm cao mặt nạ cải biến hình dạng Nạp Lan Vân Tuyết tự nhiên nhận không ra. Huống chi, Nạp Lan Vân Tuyết nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, là quân hội ẩn núp tới nơi này. Rất rõ ràng, ta là người ân nhân cứu mạng, là quân tử tốn nói, nếu như hơi chế một số, người bây giờ mạng nhỏ thì cùng ngươi những sư huynh kia sư đệ muội nhóm một cái xuống tràng. Nạp Lan Vân Tuyết nhất thời lòng còn sợ hãi, nàng biết là quân nói là sự thật. Đa tả các hạ ân cứu mạng, ngày khác như có cơ hội, nạp lan vân tuyết tất nhiên hồi lấy hậu báo nạp lan vân tuyết lập tức nói la quân lập tức mỉm cười nói ra cái gì hậu báo đều là giả không bằng ngươi lấy thân báo đáp đi chúng ta tu vi tương đương cũng là xứng đôi làm càn nạp lan vân tuyết nhất thời giận dữ nàng mỹ lệ khuôn mặt mang một ít hồng nhuận phơn phớt la quân cười ha ha một tiếng nói ra không nguyện ý coi như hắn là cố ý nói như vậy người xa là cùng một chỗ nếu như đối phương chỉ biểu hiện ra hảo ý đến, cái này ngược lại làm cho người sinh nghi. Cho nên là quân tận lực biểu hiện được ngả ngớn một số, cái này ngược lại sẽ